bố. Thí nghiệm tạm dừng, các ngươi trước đem vẻ này năng lượng trần an đi xuống đi. Tối thiểu nhất, muốn bảo trụ cái này đảo. Scolari trên mặt vui vẻ, nói, đã minh bạch, chúng ta lập tức đi làm. Nhìn xem bọn này các khoa học gia điên cuồng vùi đầu vào công tác chính giữa, hoàng đế nhẹ nhàng gõ nghiêm mặt bên trên mặt nạ hoàng kim, trong lòng của hắn tại cười lạnh. Tinh cầu nhất bổn nguyên lực lượng à, uy lực của nó quả nhiên bất thường, chỉ là khai phát ra như vậy một đinh điểm, cuồng bạo năng lượng tự cơ hồ phá hủy cái này đảo nhỏ, hơn nữa cho thế giới thời tiết đã mang đến cực lớn dị biến. Nếu như đem loại này năng lượng dùng cho chiến tranh chính giữa. Dưới mặt nạ phương, một cái khuôn mặt tươi cười nở rộ rồi, lần thứ tư cách mạng công nghiệp. Không, đây là một hồi thuộc về toàn bộ nhân loại biến cách. Khôn sống mống chết, hiện trên cái tinh cầu này, nhu nhược vô dụng nhân loại nhiều lắm, là cần muốn hảo hảo tẩy trừ một chút. Mà vừa lúc này, bên cạnh hắn máy truyền tin tiếng nổ, Tại trên cái đảo này, hết thảy thông tin đều phải muốn thông qua đường tàu riêng, nếu không không có bất kỳ vệ tinh tín hiệu có thể đến tại đây. Trên màn hình xuất hiện một cái cùng hắn cách ăn mặc, đeo mặt nạ hoàng kim, ăn mặc trường bào màu trắng người, theo trên mặt nạ đồ án có thể biết được, người này là mặt trời, Taro đại Anke R cái kia mặt trời. Hoàng đế, mặt trời ngữ khí rất lo lắng, không có chút nào trước sau như một thong rong, chúng ta thí nghiệm nhất định phải gấp rút rồi, vừa rồi phòng nghiên cứu phân tích báo cáo được ra. Trong khoảng thời gian này bọn hắn theo Bermuda quần đảo phụ cận nước biển chính giữa, kiểm tra đo lường ra cùng nghiên cứu của chúng ta thành phần tương tự chính là vật chất. Trên cơ bản có thể để xác định, đó cũng là tinh cầu nguyên động lực. Tạo thành ngày hôm nay hậu biến hóa không riêng gì chúng ta. Đối thủ của chúng ta, bọn hắn cũng tại hành động. Tổ chức lớn cụ thể giao phong nội dung, Trần Húc cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa cho dù biết rõ, hắn hiện tại cũng không có tư cách kia tiến đến can thiệp. Cho nên lúc này thời điểm kiến thức nửa vời, ngược lại là một chuyện tốt. Đã có áp lực, lại có động lực, lại không đến mức chờ đợi lo lắng. Đã lâu nghỉ đông cuối cùng đã tới, Trần Húc cùng quản dịch đem cao hiểu tiết cùng trạm tinh đều đưa đến nhà ga, lại cho các nàng lên xe lửa, hôm nay trong trường học lưu lại, trên cơ bản cũng không sao người rồi. Mà cùng Trần Húc có quan hệ, càng là một cái đều không có. Quy củ cũ, Ngô Nguyên mang theo Bích Hiên về nhà, nghe nói Ngô Nguyên mẹ đặc ưa thích cái này tương lai sắp là con dâu phụ, Bất quá lại nói trở lại, như Bích Hiên biết điều như vậy nữ hài, lại có mấy cái bà bà không thích đâu này. Chạm tinh xe lửa thời gian là buổi sáng, Cao Hiểu Tiết là buổi chiều. Đem Cao Hiểu Tiết đưa lên xe về sau, Trần Húc cùng quản dịch liếc nhau, đột nhiên hai người trên mặt đều có chút đỏ lên. Mọi người đi rồi hả? Nói cách khác, hiện tại tựu là cô nam quả nữ, củi khô liệt hỏa rồi hả? Khó trách Cao Hiểu Tiết lên xe lửa trước, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngấm, lại dẫn theo điểm ghen tuông dáng tươi cười, Giống như cho tới nay, N, phải nói, tự từ năm trước lễ mừng năm mới lúc, Trần Húc cùng Quản dịch cùng Cao Hiểu Tiết tầm đó sinh ra một ít mập mờ đến nay, giống như Trần Húc còn tự chưa từng có cùng cái nào nữ hài một mình ở chung cơ hội. N, duy nhất ở chung thời gian, Đại Khái tự là cùng Cao Hiểu Tiết cái kia một buổi tối, hai người cùng giường chung gối cũng đã xảy ra chút ít mập mờ, đã đến ngày hôm sau, Quản dịch cái này có chút ghen ghét nữ nhân liền giết trở lại rồi. Kế tiếp đã đến khai giảng Á, tuy nhiên thuê một tòa căn phòng lớn, nhưng vấn đề là cái này phòng ở cũng quá lớn tất cả mọi người ở chỗ này tự nhiên cũng ít giữa hai người tiếp xúc gần gũi cơ hội xa hơn sau đến Dubai lại trở lại như loại này một mình ở chung cơ hội thật đúng là không nhiều lắm chỉ là mặc dù không có một mình ở chung có thể mấy người quan hệ trong đó nhưng lại càng ngày càng mập mờ hiện tại rốt cục chờ đến một cái có thể làm cho hai người ở chung cơ hội lúc ngược lại hai người đều xấu hổ ách chúng ta bây giờ đi đâu Trần hút gái gãi ra đầu về nhà sao? Vấn đề là hồi cái nào ra? Muốn nói Trần Húc bọn hắn ở chỗ này ra, ngược lại là có hai cái, một cái ở trường học phụ cận, là thuê phòng ở, một cái tại vùng ngoại thành, mua biệt thự, hiện tại ở biệt thự là cái kia tòa nhà lắp đặt thiết bị tốt. Thiết bị đầy đủ hết đấy, muốn nói hoàn cảnh cùng thoải mái dễ chịu độ mà nói. So về trường học bên cạnh chính mình thuê cái kia tòa nhà phòng ở muốn tốt nhiều lắm. Nhưng vấn đề là, cái chỗ kia thật sự là quá vắng vẻ. Có một lần Trần Húc buổi tối không có yên rồi, liền cái điếu thuốc đều tìm không thấy, đi ra ngoài đi 20 phút đều không thể nào thấy được một cái người sống. Không có biện pháp, Trần Húc đành phải lái xe đi thành phố ở bên trong. Trực tiếp chuyển một dương trở lại, trên cơ bản kế tiếp một năm là không cần mua yên rồi. Trước khi ở tại trong biệt thự, còn có cao hiểu tiết đến nấu đồ ăn nấu cơm, sớm theo siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trở lại. Dù sao có một cái rất lớn tủ lạnh, mua một lần đủ ăn một tuần lễ đấy, nhưng hiện tại cao hiểu tiết đi nha, Trần Húc mặc dù sẽ nấu cơm nhưng là hắn so sánh người. Mà quản dịch nha, nữ nhân này cái gì cũng tốt, chính là một tay chủ nghệ thật sự là lại để cho người nhìn không được. Còn nhớ rõ trọng tử ngữ dưỡng cái kia đầu tát ma a sao? N, tự là gọi ra ra địa cái kia, tát ma a là một loại thuần trắng sắc địa cỡ trung khuyển. Loại này cầu sau khi trưởng thành đứng có một người cao không sai biệt cho lắm, hơn nữa ra ra hay vẫn là đầu chó đực, một thân xinh đẹp địa lông trắng, rất là cao lớn uy mãnh, mỗi ngày bị trọng tử ngữ dẫn ra đi tán gái. Nếu cho rằng nữ hài tử đều ưa thích nhỏ nhắn xinh xắn địa tiểu động vật vậy thì sai rồi. Như loại này đại cầu, lại nghe lời nói lại hiểu chuyện, nhất là như trong truyền thuyết bạch hồ đồng dạng một thân màu trắng da lông. Rất là có thể hấp dẫn nữ hài tử ánh mắt, dù là có chút trời sinh có chút sợ cho nữ hài. Chứng kiến xinh đẹp như vậy đại cầu cũng muốn kiểm tra. Hơn nữa tát ma a à mau rất dài, vuốt đặc biệt thoải mái. Trần Húc tự một lần suy nghĩ có phải hay không thừa lúc ngày nào đó trọng tử ngữ không chú ý đem da ra da kéo ra ngoài làm thịt. Thịt có thể làm nồi lẩu, một thân da lông làm kiện áo ra chỉ sợ không được. Nhưng tuyệt đối đủ mấy phụ cá chụp vào, con chó này là rất được quản dịch yêu thích cho nên quản dịch một cao hứng phía dưới tự tự tay cho nó làm đồ ăn. Kết quả cuối cùng là, đáng thương Tát Ma A à bị đưa đến bác sĩ thú y viện cứu giúp rửa ruột, từ nay về sau nhìn thấy quản dịch tựu thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, mắt to nháy nháy, động cũng không dám động. Cùng tráng niên sớm mập quả thực là một đôi anh không ra anh, em không ra em. Cho nên theo như Trần Húc muốn, đi thành phố ở bên trong A, ở đâu ở không phải ở à Đối với chỗ ở, Trần Húc ngược lại là cũng không thế nào bắt bẻ, dù sao không sao cả sự tình, có một giường, cái kia chính là chó ổ, có điều kiện gì ngược lại cũng không phải rất truy cầu. Nói sao trường học bên cạnh cái kia phòng ở cũng ở gần một năm rồi, cũng không có gì không thoải mái địa phương. Chủ yếu là ở tại thành phố ở bên trong, làm cái gì đều thuận tiện, nếu như tại biệt thự, đi ra một chuyến, cho dù là lái xe, đến người gần nhất tiểu điếm cũng phải 5 phút đồng hồ đây này. Không, chúng ta đi trước siêu thị mua đồ Tết, sau đó hồi biệt thự. Quản dịch lại để cho Trần hút mặt lập tức biến thành mướp đắng, tại các nàng nữ nhân xem ra, chỉ sợ đều ưa thích loại này thoải mái dễ chịu xinh đẹp căn phòng lớn thêm nữa. Tại phòng ở chung quanh thuận tiện tính, nhìn xem Trần Húc biểu lộ có chút khác thường, quản dịch kỳ quái mà nói, làm sao vậy? Cái kia phòng ở ngươi không vui sao? Không có có hay không? Trần Húc lắc đầu, được rồi, đã quản dịch ưa thích vậy thì đi vào trong đó ở a, cùng lắm thì chính mình vất vả điểm là được. Hiện tại Trần Húc, thật sự không muốn cự tuyệt quản dịch là bất luận cái cái gì một điểm nghĩ cách, huống chi cái này cũng gần kề chỉ là một kiện việc nhỏ. Hai người sau khi nói xong tự lại trầm mặc lại Quản dịch lái xe một bộ tập trung tinh thần bộ dạng nhưng là Trần Húc lại có thể nhìn ra trong nội tâm nàng kỳ thật đang khẩn trương. Quản dịch hiện tại hoàn toàn chính xác rất khẩn trương. Đêm qua Cao Hiểu Tiết đến tìm nàng, tự nói một câu, cơ hội ta là cho ngươi giàu tương đương, hảo hảo nắm chắc a. À. Cơ hội gì? Tự nhiên là cùng Trần Húc một mình ở chung cơ hội. Quản dịch đối với Trần Húc tâm tính trải qua mấy lần cải biến. Trước khi trận kia Vũ Hội nhận thức Trần Húc, ngay sau đó Tựu đã xảy ra bệnh chó giải sự kiện lúc kia quản dịch cho rằng trần húc là cái rất đáng giá kết giao bằng hữu bởi vì hắn đối xử mọi người luôn một mảnh chân thành mà loại này chân thành tại nàng từ nhỏ lớn lên người quen biết chính giữa có thể đếm được trên đầu ngón tay đương nhiên đối với quản dịch mà nói trần húc vẫn có vài phần thần bí đấy trong nhà hắn như thế nào làm ra phá được cấp thế giới nghi nan tạp chứng chó dại khắc tinh còn có thần bí kia thể thuật vừa nghĩ tới hai người cùng một chỗ tu luyện bộ kia thể thuật quản dịch độ một hồi xấu hổ Trần Húc đích thật là cái quân tử, tối thiểu lúc ấy hắn có rất nhiều có thể chiếm tiện nghi thời điểm hắn đều không có ra tay. Đương nhiên, lúc kia dùng quan hệ của hai người, nếu như Trần Húc dám xuống tay kết cục nhất định sẽ rất thảm. Hiện tại nha, quản dịch rất u oán, muốn cho hắn chiếm hắn đều không chiếm. Nghĩ tới tên này luôn miệng nói chính mình là người xấu, còn Mỹ Kỳ danh Việt Nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Thật là một cái có ý tứ gia hỏa, chính mình có chút ưa thích hắn rồi, dù sao trước khi cũng tựu đã làm xong đến trong đại học đàm một lần yêu đương chuẩn bị quản hắn khỉ gió là một hồi chân chân chính chính tình yêu hay vẫn là một hồi chỉ là vì truy cầu tình yêu tình yêu quản nó là oanh oanh liệt liệt hay vẫn là bình bình đạm đạm đấy nếu như không yêu đương cái kia cuộc sống đại học chẳng phải là thiếu đi rất lớn một khối cái này trần húc ngược lại đích thật là cái đáng giá yêu đương đối tượng về phần về sau quản nó đâu rồi sự tình từ nay về sau làm gì nghĩ nhiều như vậy nhưng là kế tiếp lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, cái loại này tâm tình thời gian dần trôi qua tựu thay đổi. Trở nên muốn một mực cùng hắn cùng một chỗ, nghĩ đến không riêng gì mấy năm này khoái hoạt. Thẳng đến lần kia Mễ Ngóa Đức sự kiện thời điểm, lúc ấy Trần Húc theo trên xe nhảy đi xuống, cái kia tử vong vừa hôn, quản dịch rốt cục phát hiện, chính mình là chân chính đã yêu người nam này hài, không muốn hắn đã bị bất luận cái gì tổn thương. Thậm chí quản dịch lúc ấy âm thầm thề, nếu như Trần Húc lúc ấy bị cái gì ngoài ý muốn như vậy, bất luận cái gì tham dự đến chuyện này chính giữa người, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Nàng hội lợi dụng chính mình lực lượng của gia tộc, không tiếc bất cứ giá nào đem những người này, cùng với thân nhân của bọn hắn, bằng hữu toàn bộ đều dùng phương thức tàn khốc nhất giết chết. May mắn kế tiếp Trần Húc không có việc gì, nhưng là nàng lại hết lần này tới lần khác gặp Trần Húc mẹ, mà nàng lại rất kỳ quái, lại đem chính mình chưa từng có lấy người đã từng nói qua trong nội tâm lời nói nói ra. Tại biết được cái kia phu nhân tựu là Trần Húc mẹ thời điểm, quản dịch hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi ô, chỉ là lúc kia ý nghĩ của nàng tự thay đổi, không suy nghĩ thêm nữa lấy muốn cùng Trần Húc xác định quan hệ, hảo hảo đàm một hồi yêu đương, sau đó chơi bên trên vừa ra rất máu chó, tốt nghiệp ngày đó chúng ta cùng một chỗ thất tình. Yêu một người, không nhất định không nên đạt được hắn, nhưng lại nhất định không thể để cho hắn bị thương. Nhưng là đem làm nghe nói Trần Húc có được ba biệt tháp phiên dịch ra 5% công ty cổ phần lúc, quản dịch tâm tư lại sống nhảy. Trước khi không thể cùng Trần Húc cùng một chỗ, cũng là bởi vì trong nhà hắn có chút ít tiến, nhưng là những số tiền kia còn chưa đủ để dùng hướng nàng cầu hôn. Cái này là đại gia tộc bi ai. Nếu như nói, quản dịch chỉ là gia tộc đem làm một người trong không tính là trọng yếu người thừa kế, cái kia Trần Húc thân gia hoàn toàn là vậy là đủ rồi. Có thể nàng hết lần này tới lần khác là một cái có được lấy phú khả địch quốc tài phú gia tộc người thừa kế duy nhất. Như vậy, Trần Húc chỉ dựa vào trong nhà chó dại khác tinh tựu không vậy là đủ rồi. Có thể tăng thêm phiên dịch ra lợi nhuận, cái kia nói không chừng là có thể làm đấy. Hiện tại toàn bộ Trung Quốc cũng biết, Dịch Thủy Hàn sẽ trở thành tân nhiệm Trung Quốc nhà giàu nhất. Nhưng là rất nhiều người cũng không biết, Dịch Thủy Hàn vẻn vẹn chiếm được 5% công ty cổ phần, mà Trần Húc chiếm đoạt cùng Dịch Thủy Hàn đồng dạng. Nói cách khác, Trần Húc sớm muộn sẽ trở thành vi Trung Quốc người giàu có nhất một trong. Đương nhiên, cái này giàu có cũng gần kề chỉ chính là pháp bảng xếp hạng như Trung Quốc rất nhiều ẩn nấp gia tộc là sẽ không tính toán tại chính giữa đấy. Nhưng dù là như thế, Trần Húc cũng đã có được có thể lấy tư cách của nàng. Đã như vậy, quản dịch nghĩ cách tự lại thay đổi. Đây không phải bởi vì nàng thiện biến, mà là vì nàng thật sự yêu Trần Húc yêu đến thực chất bên trong rồi. Thế nhưng mà, nàng cũng biết, tại cảm tình phương diện, chính mình cũng không phải Trần Húc lựa chọn duy nhất. Hiện tại nàng rất hối hận nếu như lúc trước mình ở đối với Trần Húc đã có một chút như vậy điểm hào cảm thời điểm tựu tiên hạ thủ vi cường, băng giúp Trần Húc cái này tại trên mặt cảm tình không quả quyết ra hỏa cưỡng ép xác định mục tiêu, như vậy hiện tại nàng cũng không cần thống khổ như vậy rồi. Hiện tại rốt cục đợi đến lúc hai người một mình ở chung cuộc sống, kế tiếp, sẽ phát sinh điểm sự tình gì đây này? Đi siêu thị xử lý suốt ba cái mua sắm xe đồ vật, tại một đám người hoảng sợ ánh mắt chính giữa, Trần Húc thở hồn hển thở hồn hển đem mua được đồ Tết đều ném vào dương phía sau còn có ô tô chỗ ngồi phía sau. Bởi vì chỉ là dương phía sau đều không bỏ xuống được rồi. Có chuyện bề bộn thời điểm ngược lại là không cần phải suy nghĩ những cái kia xấu hổ sự tình, hoặc là nói nam nhân có đôi khi cũng cùng nữ nhân đồng dạng, hội mượn mua sắm đến giảm bớt thoáng một phát nội tâm áp lực. Hôm nay mua nhiều như vậy thứ đồ vật tiến khẳng định giá trị không có bao nhiêu, nhưng là lượng là tuyệt đối đã đủ rồi. Hơn nữa, mệt mỏi, lớn như vậy một nhà oan mát, tới tới lui lui đi dạo ba vòng, nhiều như vậy thứ đồ vật, Trần Húc như vậy người sắt đều chịu không được, nhưng là hết lần này tới lần khác quản dịch xem nũng nịu, một mua sắm tự thiêu đốt tiềm lực vô cùng. Đương nhiên, tiềm lực cũng là có hạn, đợi đến lúc lái xe về nhà về sau, quản dịch cũng rất không có phong độ cởi bỏ giày, ngồi ở trên ghế salon xoa chân. Trần Húc liếc qua, nữ nhân này hôm nay mặc vô cùng gợi cảm. Tuy nhiên thời tiết rất lạnh, nhưng là còn mặc một đầu váy. Đương nhiên, trong quần còn có một đầu bó sát người giữ ấm mao quần, càng là có thể hiện ra quản dịch một đôi chân cân xứng cùng gợi cảm. Muốn nói xem mỹ nữ dáng người, người bình thường trước xem ngực, nhưng chính thức lão sói nhóm, đám bọn họ đều là trước xem chân. Ổng có một đôi cặp đùi đẹp nữ nhân, đó là tuyệt đối cực phẩm. Huống chi, quản dịch là muốn ngực có ngực, muốn chân có chân. Nữ nhân này dáng người là tuyệt đối nhất lưu bổng, 173 thân cao mặc dù so với chức nghiệp người mẫu muốn kém một chút, nhưng là dáng người tỷ lệ cũng rất là trung ngoại tỷ. Cái kia dáng người thật là nên lồi thì lồi nên vỉnh lên vỉnh lên, đây cũng là cùng nàng từ nhỏ tụ luyện tập miêu tả hình thể có quan hệ. Tại ăn cái gì lên, quản dịch là nhất bắt bẻ, bởi vì nàng đối với thân hình của mình phi thường coi trọng, bảo dưỡng vậy rất tốt. Cho nên nhìn xem quản dịch xoa chính mình thấy đau mắt cá chân, cái kia hoàn mỹ đường cong xem trần hút mắt đều thẳng. Không thể phủ nhận, riêng lấy mỹ nữ đặc điểm mà nói, quản dịch là tam nữ chính giữa có đủ nhất nữ nhân vị trên cơ bản rất nhiều người chứng kiến nữ nhân này phản ứng đầu tiên tựu là nghĩ đến giường, cho nên đây cũng là quản dịch từ nhỏ đến lớn rất khó giao cho chi tâm bằng hữu nguyên nhân chủ yếu. Không nhan hỏa thủy à, ánh mắt của người là một loại rất kỳ quái đồ vật, tương lai nhà khoa học nghiên cứu ra đến, ánh mắt của người chính giữa nhưng thật ra là có một loại từ trường cùng năng lượng. Kỳ thật bất luận cái gì đồ vật đều là có từ trường cùng năng lượng, đây chính là vì cái gì, có người có thể đủ cảm giác được sau lưng có ánh mắt luôn chầm chằm vào nguyên nhân của mình, cho nên Trần Húc ánh mắt như vậy, lại để cho quản dịch phát giác, ngừng đầu, hai người ánh mắt đan vào, lập tức đều rất xấu hổ vừa quay đầu. Vừa mới thật không dễ dàng tiêu trừ xấu hổ hào khí lại chết tiệt xuất hiện. Cái kia, ta đi mang thứ đó sửa sang lại thoáng một phát, Trần Húc chạy chối chết, kỳ thật hắn hiện tại rất mệt a à, nhưng là vì tránh cho loại này xấu hổ hào khí, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian chạy thoát. Không phải Trần Húc mất mặt, mà là vì Trần Húc hiện tại căn bản chưa nghĩ ra như thế nào cùng quản dịch ở chung. Trần Húc vội vàng hấp tấp đem trong bao đồ vật lấy ra phóng tủ lạnh, chậm rãi mấy bao lớn à, loạn thất bát tao cái gì đó đều có. Lạp xưởng, sữa bột, bánh mì, đồ ăn vặt. Đây là cái gì? Đồ mồ hôi, hộ thư bảo, cầm lấy cái này hộ thư bảo Trần Húc nhịn không được liền nhớ lại một việc. Năm trước mùa đông thời điểm, Trần Húc đến cấp cao Vương Đống bọn hắn phòng ngủ đùa thời điểm, khi bọn hắn trong thùng rác thấy được loại này không công, đương nhiên nhất định là vô cùng bẩn vật như vậy, nhưng lại không ít. Nhưng kỳ quái chính là Trần Húc phát hiện những này băng vệ sinh bên trên không có huyết, nhưng đều là vô cùng bẩn, đã sớm không trắng rồi. Vì vậy Trần Húc là tốt rồi kỳ hỏi Vương Đống, Vương Đống một chút cũng không có không có ý tứ, rất hào phóng cùng Trần Húc cái này thái điều giải thích, bởi vì đông trời rất là lạnh rồi, rất nhiều người đông lạnh chân, hơn nữa không ít người ra chân đổ mồ hôi, một ngày xuống giày bên trong đều ướt súng, tại phòng ngủ lại không thể nướng giày, kết quả ngày hôm sau có thể khó chịu cả ngày. Không biết là cái đó một lần một vị vĩ đại học trưởng đương nhiên cũng có thể là học tỷ. Phát minh phương pháp này, dùng hộ thư bảo đem làm giày kê lót, thật tốt à, dẫm phải mềm, hơn nữa chủ yếu còn rất giặt rửa đổ mồ hôi, hơn nữa cũng không đắt à. Một bao hộ thư bảo hoặc là enerle, đủ một tuần lễ đấy. Duy nhất không tốt tự là dễ dàng đạp nát, sau đó dẫm một bít tất sợi bông rửa không sạch. Trần Húc cầm vật này, đang muốn xuất thần, đột nhiên sau lưng truyền đến quản dị trà một tiếng. Trần Húc kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy nữ nhân này ăn mặc rất thoải mái bông vải dép lê, vẻ mặt hờn dỗi nhìn mình, một bà đoạt lấy trong tay hắn hộ thư bảo, sẳng giọng thứ này có cái gì đẹp mắt đó a Trần Húc xấu hổ gãi gãi đầu, nghĩ tới trường học không ít ra xúc dùng cái này đem làm giày kê lót. Quản dịch không nghĩ tới là cái này trả lời, suy nghĩ một chút, thổi phù một tiếng cười. Dùng hộ thư bảo đem làm giày kê lót, tuy nhiên không biết cái này có thể hay không xem như đại học đặc sắc, nhưng rất rõ ràng, cái này thật sự xem như một cái cười đã sự tình. Nhưng Trần Húc chú ý không phải cái này, hắn bị quản dịch như vậy cười 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 ngây người. Nữ nhân này thật sự không thể cười, nàng cười cười là thanh thuần trong mang theo mị hoặc. Nghe nói nữ nhân này có một lần dọc theo đường cùng cao hiểu tiết giảng chê cười, cười đến ngửa tới ngửa lui thời điểm, có hai cái một mực vụng trộm chầm chầm vào các nàng xem cưới xe đạp nam sinh một đầu đụng vào cột điện lên rồi. Nhìn cái gì à, quản dịch đỏ mặt, cái kia, Trần Húc cầm lấy đầu, hiện tại có lẽ không có đến thời gian à. Quản dịch mặt lại là đỏ lên các nàng ba cái cùng Trần Húc quen thuộc trình độ, đã đủ để cho Trần Húc biết rõ các nàng sinh lý chu kỳ rồi. Bởi vì tuy nhiên là mùa đông, nhưng là mùa đông ăn kem cũng là một kiện rất thoải mái sự tình. Nhất là bọn hắn mỗi ngày trong nhà, mấy đài điều hòa giống như điện phí không cần tiền đồng dạng cả ngày khai, trong phòng nóng rất, cho nên trong tủ lạnh đại mùa đông còn phòng kem, hơn nữa mọi người cũng đều ưa thích ăn. Dù sao đều là hơn 60 khối tiền một thùng, hương vị rất khen. Nhưng là nữ hài tử đến sinh lý kỳ thời điểm, là tuyệt đối không thể đụng vào vật này nhất là cao hiểu tiết tương đối mà nói cao hiểu tiết thân thể tương đối kém có đôi khi tại kinh nguyệt đã đến mấy ngày nay thời điểm hội rất đau khó chịu hơn nữa coi như là quản dịch như vậy thân thể tốt tháng sau sự tình thời điểm cũng không có thể ăn mát đồ vật cho nên liền từ cái này không có thể ăn kem hiện tượng trần húc tựu rất rõ ràng nắm giữ ba nữ tử chu kỳ về phần đường bích hiên nàng cũng không phải ưa thích ăn thứ này cho nên trần húc không biết kỳ thật dùng Trần Húc bọn hắn hiện tại quen thuộc trình độ, cầm chuyện này khai cái tiểu vui đùa đã là bình thường như ăn cơm. Nếu là ở bình thường, quản dịch nhất định sẽ nói, đúng vậy a à, chúng ta nữ nhân nhiều đáng thương à, 11-12 tuổi bắt đầu mỗi tháng đều đổ máu, nhất lưu vài thập niên, chúng ta dễ dàng sao. Còn không đi mua mấy túi táo đỏ cho tỷ tỷ ta bồi bổ. Nhưng là hiện tại quản dịch trên mặt nhưng lại đỏ lên, còn có một cuối tuần. Ta khẳng định phải sớm mua điểm đồ dự bị à. Trần Hú cả thoáng một phát, không nghĩ tới nàng có thể như vậy nói. Hắn rất sợ quản dịch nói như vậy, vốn một rất mê hoặc lẳng lơ tinh một nữ nhân, đột nhiên như vậy nhăn nhó, cho người cảm giác luôn là lạ đấy. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, buổi tối muốn ăn cái gì. Đến hao xăng rau xà lách cùng chất mật chân giò hun khói như thế nào, lại đến cái mận thịt cái gì đấy. Quản dịch cười lớn thoáng một phát, tốt, người tới đốt, ta với người học. Nghe xong lời này Trần Húc rất là thở vào một cái, so về giữa hai người cái loại này mập mờ, hắn càng sợ chính là nữ nhân này rất cố chấp nói, ta đến đốt ra, người nhất định phải sạch sẽ đều ăn xong nhé. Nhìn xem Trần Húc biểu lộ, quản dịch đáng yêu nháy mắt mấy cái, người sẽ không vẫn cho là ta không biết mình làm ông chủ Tây là cái gì hương vị A. Trần Húc ách thoáng một phát, nói thật hắn còn thật như vậy cho rằng đấy. Trước khi cũng nói, quản dịch nữ nhân này có hai đại không có thiên phú, một là máy vi tính, một cái tựu là nấu đồ ăn. Có ít người thật là cố chấp, hơn nữa loại này cố chấp đã không thể xưng là cố chấp, mà là cố chấp. Thật giống như một vị thế giới đệ nhất bóng rổ siêu sao đột nhiên không chơi bóng rổ chạy tới đánh bóng chày, hắn trung thành nhất fan hâm mộ đều không đành lòng xem tiếp đi rồi, nhưng chính hắn lại còn làm không biết mệt đồng dạng. Có ít người rõ ràng hoàn toàn không có nấu đồ ăn thiên phú, lại hết lần này tới lần khác ưa thích nói, hôm nay ta xuống bếp, hồn nhiên không để ý người bên cạnh tái nhật sắc mặt. Quản dịch hi hi cười cười, xin nhờ, cho dù ta đối với nấu đồ ăn không có điểm thiên phú có thể nét mặt của các ngươi chẳng lẽ ta còn nhìn không tới sao nghe xong ta xuống bếp đều cùng như lâm đại địch giống như liền trạm tinh đều muốn kéo ta đi thuyết giáo ta máy vi tính ta nếu liền điểm ấy nhãn lực kính đều không có đây không phải là quá không biết điều sao nàng dừng thoáng một phát làm làm ra một bộ bộ dáng rất chăm chú nói chẳng lẽ ngươi không có chứng kiến ta chưa bao giờ ăn chính mình làm gì đó sao bởi vì ta biết rõ vật kia khẳng định rất khó ăn Trần Húc bạo đổ mồ hôi, hắn vẫn muốn quản dịch có thể là so sánh cố chấp, nhưng hắn nào biết đâu rằng nữ nhân này còn có lần này so đo. Bất quá ngấm lại cũng đúng vậy a, à, làm đồ ăn không có thiên phú còn chưa tính, cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ nha. Quản dịch nàng các phương diện đều phi thường ưu tú, có một chút như vậy tiểu khuyết điểm nhỏ nhặt cũng không coi là cái gì. Nhưng là hiện tại mới biết được, nguyên lai like là nữ nhân này chính mình cố ý, cái này lại để cho Trần Húc rất là dở khóc dở cười rồi. Ta khó được có có thể làm cho Trạm Tinh cũng thiếu thốn kinh ngạc thời điểm. Nhìn xem yêu tinh kia tinh nghịch nháy mắt mấy cái, Trần Húc đột nhiên nghĩ đến, cái này ba nữ tử tầm đó có phải hay không cũng đang tiến hành lấy ý nào đó bên trên cạnh tranh. Trạm Tinh là tam nữ chính giữa nhất lạnh nhạt bình tĩnh một cái, trên cơ bản có rất ít có thể nhìn thấy nàng thất thố tình cảnh. Nhưng là cô bé này tại quản dịch muốn nấu đồ ăn thời điểm, cũng xuất hiện một chút hoảng hốt. Khả năng quản dịch tự là cảm thấy nàng thật sự là quá lạnh nhạt rồi cho nên mới muốn dùng phương pháp này đến kích thích nàng thoáng một phát nữ nhân ở giữa chiến tranh không có khói thuốc súng nhưng chỉ sợ là nam nhân nhất xem không hiểu đấy không có chủ đề là nhất xấu hổ cục diện mà có chuyện nói vừa rồi xấu hổ hào khí tựu thời gian dần trôi qua biến mất trần húc cùng quản dịch đều là hay nói người nhưng chủ yếu là chính bọn hắn cái kia quan qua không được bất quá có chuyện có thể làm tạm thời cũng không cần phải lại vì hai người như thế nào ở chung mà khẩn trương quản dịch nấu đồ ăn không được thái thịt càng là rối tinh dối mù, nhưng rửa đồ ăn còn không đến mức có thể đem đồ ăn giặt rửa loạn thất bát tao, huống chi nữ hài tử trước sau như một cẩn thận. Trần Húc rửa rau thời điểm thường xuyên tựu là đem đồ ăn đặt ở vòi nước phía dưới hừng ngực tựu đã xong, về phần ăn thời điểm có thể sẽ có chút hạt cát các loại, vậy cũng không sao cả rồi. Dù sao ở trường học căn tin đã sớm thói quen, quản dịch rửa rau tựu là đem rau quả từng mảnh từng mảnh hái xuống, cẩn thận xúc, dùng nàng nói đồ ăn thượng diện khả năng có lưu lại nông dược, muốn cẩn thận rửa giấy sạch sẽ. Về phần sóng không lãng phí nước, đây không phải là nàng đại tiểu thư quan tâm sự tình. Trần Húc ngược lại là rất may mắn, đi tới biệt thự này, bởi vì nơi này là có nước ấm đường ống, một ngày 24 tiếng đồng hồ, chỉ cần đem vòi nước mở ra đều có thể có nước ấm. Nếu không nếu là ở ở trường học bên cạnh cái kia trong phòng, cái này mùa đông khắc nghiệt, lạnh bốt nước rửa đồ ăn tuyệt đối không phải kiện thoải mái sự tình. Vậy đại khái tựu là được cái này mất cái kia rồi, bất quá Trần Húc nghĩ lại ngẫm lại muốn, nếu như là ở ở trường học bên cạnh cái kia tòa nhà trong phòng, ngược lại cũng căn bản tựu không cần phải rửa rau, gọi điểm bên ngoài bán đến là được. Có thể lại nghĩ lại, như vậy, nào có một điểm ra cảm giác ấm áp cảm giác? Có được có mất à? Trần Húc đột nhiên suốt mồ hôi chán, cái kia tại trên mặt cảm tình, chẳng lẽ cũng là như vậy có được có mất sao? Tại làm mỗ một sự tình thời điểm, là tuyệt đối không thể phân tâm đấy. Ví dụ như lúc lái xe phân tâm rất dễ dàng đụng vào cột điện, lúc ăn cơm phân tâm nói không chừng sẽ bị xương cốt hoặc là xương cá tạp trụ ít hầu. Mà ở thái thịt thời điểm phân tâm, Trần Húc phát ra rồi à hét thảm một tiếng, đem ngón tay của mình bỏ vào trong miệng hấp, sau đó lại phát ra hét thảm một tiếng. Trần Húc hiện tại đang tại cắt cây ớt, quản dịch bị Trần Húc kêu thảm thiết lại càng hoảng sợ, khẩn trương đã chạy tới hỏi, làm sao vậy làm sao vậy? Trần Húc cái kia khó chịu à? Nói thực ra trên ngón tay bị cắt cái kia đau kỳ thật không nghiêm trọng lắm, Trần Húc ở đâu vẫn còn hồ thụ như vậy bị thương à, nói sau một đao kia cũng không có cắt bao sâu. Chủ yếu là cây ớt, có câu nói gọi là hướng người trên vết thương vung muối. Đây đã là phi thường phi thường không đạo đức hành vi rồi. Cái kia hướng trên vết thương vung cây ớt đâu này, hơn nữa hay vẫn là làm hồng tiêu, rất cay cái chủng loại kia. Trần Húc vô ý thức đem móng vuốt nhét vào trong miệng, cay đến miệng đều đã tê dần. Tự gây nhiệt không thể sống à, quản dịch chứng kiến Trần Húc trên tay đổ máu, đau lòng vô cùng, vội vàng lôi kéo Trần Húc để tay đến vòi nước phía dưới sông, oán giận nói, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận à. Bị quản dịch mềm bàn tay nhỏ bé lôi kéo, khoảng cách gần nghe thấy được trên người nàng cái loại này mùi thơm của nữ nhân, Trần Húc nhất thời ngược lại là đã quên trên tay mình đau đớn. Trong phòng điều hòa là một mực khai, nhiệt độ bảo trì tại 26, cho nên tại phòng chính giữa hay vẫn là rất nóng. Quản dịch hiện tại trên thân thể tựu mặc một bộ màu da cam bó sát người áo lông, bởi vì muốn rửa rau, Tay áo bị cuốn tại cánh tay đã ngoài, lộ ra trắng nõn cánh tay. Cánh tay không có gì hay xem, cho dù quản dịch làn da rất trắng, chính là loại bơ màu trắng. Nhưng dù sao bây giờ không phải là xã hội phong kiến cũng không phải Ả Rập quốc gia, nữ nhân nhất định phải đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ đấy. Trần Húc hiện tại chú ý chính là quản dịch dáng người. Xem mỹ nữ lúc nào tiết tốt nhất, người bình thường có lẽ đều nói là hạ thiên, bởi vì hạ thiên mỹ nữ mặc hiểu. Đương nhiên, những lời này đúng vậy, nhưng trên thực tế, mùa đông trong phòng xem mỹ nữ cũng là có một phong vị khác đấy. Nhất là loại này điều hòa phòng. Phải biết rằng, theo hiện tại điều hòa hơi ấm phổ cập, rất nhiều phương Bắc thành thị mùa đông ngược lại so phía Nam muốn ấm áp. Mà rất nhiều đô thị thành phần tri thức nhất tộc cũng đều thói quen ở bên ngoài mặc vào một kiện giày đặc áo lông, nhưng là bên trong chỉ mặc một bộ không tính giày áo lông, như vậy đã đến điều hòa phòng chính giữa đem áo khoác cưới, vừa vặn có thể thích ứng trong phòng độ ấm. Mà bây giờ nữ hài tử, nhất là xinh đẹp nữ hài, ai còn hội ba tầng trong ba tầng ngoài đem mình bao lấy cùng gấu bắc cực đồng dạng à. Mặc dù là mùa đông, đó cũng là muốn biểu hiện dáng người đấy. Quản dịch cái này màu da cam bó sát người áo lông rất bó sát người, đem nàng hoàn mỹ dáng người đều phụ trợ đi ra. Nhất là nửa người trên đường cong, quả nhiên là có lồi có lõm à. Quần áo nịt hiệu quả so về hạ thiên mát lạnh quần áo khá tốt, dù sao hạ thiên quần áo không có khả năng quá thiếp thân, như vậy sẽ rất nhiệt mà bây giờ bó sát người áo lông trên cơ bản đều là tố thân đấy quần áo hướng trên người một buộc chật chật coi như là không có gì liệu nữ sinh đều có thể nhìn ra khêu gợi đường cong chớ nói chi là quản dịch như vậy làm tức giận nữ nhân trần húc xem thiếu chút nữa phun huyết giống như giống như so đại nhất thời điểm còn lớn hơn nữa à hẳn là đê rồi hả quản dịch ngược lại là không có chú ý tới trần húc ánh mắt gian tà rất cẩn thận giúp hắn hướng về phía tay còn ân cần hỏi đau không các người hội, tiếp tục ở đây ở bên trong quyết sông qua, ta đi cấp người cầm cái hòm thuốc. Trong nhà cái hòm thuốc là phòng, bên trong loạn thất bát tao đồ vật không ít, quản dịch lấy ra cái hòm thuốc, rất trân trọng cho hắn bôi thuốc nước, dán băng dán cá nhân, trên mặt còn treo móc nồng đậm, không che giấu chút nào ân cần, người lớn như vậy người rồi, như thế nào như vậy không cẩn thận. Tính toán chúng ta hay vẫn là không muốn chính mình nấu cơm rồi, gọi điểm bên ngoài bán dùng chỗ ở gấp tiến đưa a Trần Húc nghe xong nhịn không được buồn cười, chẳng lẽ mỗi ngày đều như vậy? hắn cười nói, không có việc gì, không có việc gì, không cẩn thận mà thôi, về sau sẽ không rồi, tiếp tục nấu cơm a. À? không được, quản dịch phản đối, ngươi nếu cắt đến ngón tay làm sao bây giờ? nhìn xem nàng vẻ mặt thành thật bộ dạng, trần húc nhịn không được cười thò tay ngắt quản dịch cái mũi thoáng một phát, ngươi thật là đáng yêu, yên tâm, không có chuyện gì đâu. động tác này quá mập mờ rồi, quản dịch mặt đỏ lên cúi đầu xuống, trần húc cũng ý thức được chính mình kìm lòng không được. Vội vàng đập vào Ha Ha nói, làm đồ ăn làm đồ ăn, buổi tối hôm nay nhất định cả đi ra một bàn sắc hương vị đều đủ thức ăn. Nói xong Trần Húc tụ đứng, chuẩn bị chạy trốn tới phòng bếp, có thể hắn vừa mở ra bước chân, đột nhiên nghe được quản dịch tại sau lưng u oán hít một tiếng, người người này, mỗi lần thoáng có một ít hào khí thời điểm muốn trốn, người ý định trốn tới khi nào mà? Trần Húc thân hình định trụ rồi, đúng vậy a, à, chính mình muốn chạy trốn tới khi nào? Hai người hiện tại ở cùng một chỗ tối thiểu còn một tháng nữa thời gian chính mình một mực đem quản dịch đem làm con mãnh thú và dòng nước lũ như vậy trốn cái này làm cho nhân gia nữ hải tử nghĩ như thế nào trần húc quay đầu lại tự chứng kiến quản dịch mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng u oán ánh mắt kia phảng phất đều muốn đem trần húc cho tan chảy nữ nhân này cắn chặt môi lập tức tự muốn khóc lên người sao có thể như vậy đâu này ngươi một mực đều đem làm ta là cái gì à ngươi luôn trốn luôn trốn ngươi cứ như vậy chán ghét ta sao nói xong nói xong nước mắt lại không thể khống chế mất rơi xuống đều nói nữ nhân là thủy tố trần húc cái này là lần đầu tiên chứng kiến quản dịch khóc nàng tựu như vậy đứng đấy bất động nước mắt xôn xao thoáng một phát theo đôi má chảy xuống mà nàng hốc mắt chính giữa hơi nước cũng càng ngày càng đậm rất có một phát không thể vãn hồi trình độ trần húc thoáng cái tựu luống cuống liền đi vài bước cầm lấy trên bàn trà khăn giấy đưa tới nói tốt rồi tốt rồi người trước đừng khóc đừng khóc được không nào là ta sai rồi ta hắn lời còn chưa nói hết, quản dịch đột nhiên nhào vào trong lòng ngực của hắn. Trần Húc còn chưa kịp cảm nhận được cái kia chiếc có tràn ngập lực đàn hồi lửa nóng thân thể, tự cảm thấy trên bờ vai đau xót, nguyên lai là quản dịch một ngụm cắn đi lên. Rất nhiều người đều cho rằng bị nữ nhân cắn là một kiện rất chuyện hạnh phúc, tối thiểu có nữ nhân có thể cắn ngươi. Nhưng lời nói rất sát phong cảnh, bị nữ nhân cắn cùng bị chó cắn cảm giác kỳ thật trên cơ bản không sai biệt lắm. Đau, Trần Húc cảm giác mình chỉ sợ muốn thấy máu, xem ra hôm nay thực không phải một cái ngày tốt lành, bị cắt rảnh tay chỉ, sau đó lại bị nữ nhân cắn. Nhưng hắn rất cố gắng chịu đựng, quản dịch cũng không có tiếp tục cắn xuống đi. Nàng buông ra miệng, ghé vào Trần Húc trên bờ vai khóc. Người cái này người xấu, vì cái gì luôn muốn núp xa xa. Quản dịch đánh lấy Trần Húc lưng vác người tự ưa thích xử lý sự việc công bằng. Đã người muốn đầu, ta đây cũng không được muốn cái gì à. Một người nam nhân có không chỉ một cái nữ nhân, ta từ nhỏ tự thấy nhiều rồi, Ngươi muốn có bản lĩnh, ngươi có mấy cái tình nhân ta cũng mặc kệ ngươi à? Nhưng là ngươi không thể một mực như vậy, không mặn không nhạt rất tốt với ta không tốt. Ngươi có biết hay không? Ngươi loại làm này có nhiều tàn nhẫn. Ngươi có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta? Ta thà rằng trong lòng ngươi đồng thời có mấy cái nữ hài, nhưng là tối thiểu nhất. Ngươi muốn cho ta biết rõ ta là cái kia hắn một người trong à? Ngươi luôn để cho ta ở chỗ này chờ, ngươi là muốn cho ta trước đầu hàng sao? Ô ô, ngươi không muốn cho người ta nữ hài tử chủ động hướng ngươi thẳng thắn ngươi mới vui vẻ sao? Trần Húc thở dài một hơi, tay của hắn trong không khí vùng vẫy hai cái, rốt cục đặt ở quản dịch trên lưng, dùng sức ôm chặt nàng. Quả nhiên là chính mình phụ tốt như vậy nữ hài à. Cao hiểu tiết là như thế này, quản dịch cũng là như thế này. Cho tới nay Trần Húc đều tại do dự, đầu tiên là cái này ba nữ tử hắn thích nhất chính là ai, nhưng là hắn càng do dự chính là mình ưa thích người ta người ta ưa thích hắn sao? Vạn nhất chính mình một thổ lộ người ta nữ hài nói một câu, kỳ thật ta một mực đem ngươi là bằng hữu hoặc là huynh đệ. Cái kia sau này thật là liền bằng hữu hòa huynh đệ đều đem làm không được. Kỳ thật thật muốn muốn, Trần Húc đại khái tiểu đối với Trạm Tinh nghĩ cách cầm nắm không đúng. Bởi vì vì cô bé này lạnh nhạt đều có chút siêu nhiên rồi, coi như là Trần Húc cũng không nghĩ ra nàng đối với mình là cái gì một cái thái độ. Nhưng cao hiểu tiết cùng quản dịch, cái này hai cái nữ hài tử đều cảm giác của mình Trần Húc cũng không phải con lừa gỗ đồ con lợn, làm sao có thể không biết được. Chỉ là, đúng như là quản dịch theo như lời, Trần Húc tự một lòng nghĩ đến xử lý sự việc công bằng. Cá người, ta sở dục vậy, bàn chân gấu, cũng ta sở dục, cả hai không thể kiêm được, Trần Húc thì như thế nào lấy hay bỏ. Đã lấy không bỏ nổi, vậy dứt khoát Trần Húc tự kéo lấy, tối thiểu mọi người còn có thể như hiện tại đồng dạng cùng một chỗ. Chỉ là, hiện tại Trần Húc mới biết được, chính mình nghĩ cách là như vậy ích kỷ, Hắn kéo lấy, cũng làm cho nhân gia nữ hài cũng kéo lấy. Như vậy cách làm, không phải ích kỷ vậy là cái gì? Hắn có tư cách gì làm cho nhân gia nữ hài tử vì chính mình thương tâm? Lại có tư cách gì có thể làm cho nhân gia nữ hài tử vì mình ích kỷ mà chờ? Không bỏ xuống được, đúng vậy, hắn hiện tại đích thật là không bỏ xuống được. Cùng cao hiểu tiết quan hệ đã chọn rõ ràng, nhưng là là hắn có thể buông tha cho quản dịch. Còn có chạm tinh sao, cái kia rõ ràng là không thể nào đấy. Trần Húc trước khi nhìn chung quanh tiền tư hậu tưởng, chỉ sợ tổn thương các nàng một cái trong đó hoặc là lại để cho tất cả mọi người bị thương. Nhưng hắn không có nghĩ qua, người ta nữ hài tử ưa thích hắn đã rất thích thú thâm, thậm chí người ta nữ hài tử mình cũng không ngại đem phần này tình yêu lấy ra chia sẻ. Cái kia chính hắn còn chú ý cái gì? Nghĩ tới đây, Trần Húc trong nội tâm rồi đột nhiên một hồi nhẹ nhõm. Giống như trước khi khó xử sự tình cái này trong nháy mắt toàn bộ đều giải quyết, nam tử hán đại trượng phu ưa thích tự là ưa thích làm gì trốn trốn tránh tránh lo trước lo sau trần húc dùng sức ôm chặt quản dịch đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được quản dịch cũng đang dùng lực ôm chặt hắn cái loại này độ mạnh yếu phảng phất là muốn đem hai người thân thể chen đến cùng một chỗ đồng dạng mà như vậy chặt chẽ tiếp xúc cảm giác được quản dịch trước ngực cái kia kinh người xúc cảm trần húc trong nội tâm càng là ái náy cô gái như vậy mặc kệ ở đâu đều là thiên tri kiều nữ được tinh nâng nguyệt đồng dạng đuổi theo tại hợp hiệp đại thầm mến nàng nam sinh không biết có bao nhiêu nhưng là vì nàng cùng mình đi thân cận quá mà chính mình bất kể thế nào nói cũng là danh nhân rồi lại để cho rất nhiều nam sinh trùn bước đương nhiên cũng có rất nhiều không cảm thấy được đấy có thể quản dịch đối với các nàng chưa bao giờ thêm sắc thái nàng như vậy tâm ý chính mình làm sao có thể đủ không biết chính mình thì như thế nào nhẫn tâm cô phụ cùng nàng quản dịch lúc này thời điểm đột nhiên ngẩng đầu trùng trùng điệp điệp hôn lên trần húc trên môi Audio điện tử võ tấn bền. Nụ hôn này hôn đến rất nặng, Trần Húc thậm chí cảm giác được chính mình trong thời gian ngắn cũng không thể hô hấp rồi, nhưng là hắn càng thêm kịch liệt đáp lại lấy, thậm chí chính mình cũng có thể cảm giác được chính mình thô lỗ. Nhưng là quản dịch phản ứng cũng rất điên cuồng, hai người đôi môi tương giao, đầu lưới cơ hồ là điên cuồng đan sen. Đây là hai người lần thứ ba hôn môi, lần thứ nhất, năm trước cái lúc này, trên giường cái kia nhàn nhạt vừa hôn, khiến cho quan hệ của hai người gần như mập mờ, Lần thứ hai, Mễ Ngóa Đức hành thích lúc, Trần Húc nhảy xuống xe lúc trước Tử Vong vừa hôn, lại để cho quản dịch không cách nào tự kiềm chế. Lúc này đây, lần thứ ba, nụ hôn này hai người rốt cục xác định lẫn nhau quan hệ. Đã lẫn nhau ưa thích, vậy tại sao không cùng một chỗ? Thật lâu, rời môi, quản dịch mặt mũi tràn đầy đỏ mặt nhìn xem Trần Húc, vừa rồi ta cắn thương ngươi sao? Trần Húc đem nàng ôm vào trong ngực, "Không đau, có lẽ là ta thực xin lỗi ngươi, đừng nói cắn một ngụm." ngươi ăn hết ta đều được. nói lung tung, ta cũng không phải bỏ ngựa. quản dịch hờn dỗi lấy vỗ trần hút thoáng một phát, thở dài, rốt cục hay là đối với người đầu hàng, ta biết rõ trong lòng ngươi còn có người khác, ta cũng không muốn cùng cao hiểu tiết đi tranh giành cái gì. tuy nhiên như vậy ta rất ủy khuất, nhưng là ta không muốn làm cho ngươi khó xử. nghe xong lời này, trần hút trong nội tâm càng là ái náy không chịu nổi, lại đem quản dịch cho ôm chặt trong ngực, nói, trách ta quá hoa tâm, cái này thật sự là ủy khuất ngươi rồi. Quản Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, đem đầu gối ở Trần Húc trên bờ vai, ý bảo cái đề tài này nàng không muốn lại tiếp tục rồi. Người ta nữ hài cũng là người bình thường à, tuy nhiên rất ủy khuất đã tiếp nhận chính mình trong lòng nam nhân còn có những nữ nhân khác, thậm chí còn muốn cùng những nữ nhân khác liên hệ sự thật, nhưng là dù sao đây cũng là một loại đau nhức à, đương nhiên không muốn đem hắn nhắc tới, tại Quản Dịch nghĩ đến, có thể bắt ở đoạn thời gian này cùng Trần Húc vượt qua cái này mỹ diệu hai người thế giới cũng như vậy đủ rồi, những thứ khác hết thảy phiền lòng sự tình gia tộc của nàng, mặt khác hai cái nữ hài. Nàng không muốn lại đi cân nhắc rồi. Bên ngoài gió lạnh gào thét, băng thiên tuyết địa, nhưng là phòng chính giữa nhưng lại nhất phái xuân ý chính đậm đặc. Trần Húc tham lam đem vùi đầu tại quản dịch trước ngực, cảm thụ được cái kia kinh người lực đàn hồi cùng nhỏ, cảm thán lấy thân thể nàng mê người. Đây là thiên địa tạo hóa kết quả, một cỗ hoàn mỹ thân thể. Hai người ôm ấp lấy, hôn hít lấy, thở gấp lấy. Giúp nhau hôn khắp đối phương thân thể mỗi một tấc địa phương, cái lúc này, Trần Húc cái gì đều không muốn, toàn tâm toàn ý yêu lấy dưới thân cái này cực phẩm vưu vật. Quản dịch nghĩ cách cùng Cao Hiểu Tiết bất đồng, tuy nhiên Cao Hiểu Tiết cũng nguyện ý giao thân xác cho Trần Húc, nhưng là nàng thật là băn khoăn đến những phương diện khác, cảm thấy nếu như mình vào trước là chủ, cái kia không khỏi đối với quản dịch cùng chạm tinh không công bình, nhưng là quản dịch nhưng lại không có có điều cố kỵ, đã nàng yêu lấy Trần Húc, như vậy tự yêu triệt để, hơn nữa cái này nữ nhân trong lòng cũng có so đo, tự lấy sau không thể cùng Trần Húc cùng một chỗ, tối thiểu bây giờ có thể đủ đem mình lần thứ nhất cho người yêu. Điều này cũng làm cho đã đã đủ rồi. Trần Húc điểm nhẹ, Vân Tiêu vỗ tắt về sau, Trần Húc ôm quản dịch nằm ở trên giường. Cuối cùng từ nam hải biến nam nhân, cái loại cảm giác này đích thật là rất thoải mái, nhưng là cũng rất mệt a. À. Đều là lần đầu tiên à, cái này ân ái làm một chuyện, mặc dù nói cũng là nhân loại thiên phú bản năng một trong, nhưng vấn đề là nếu như hai người đều là lần đầu tiên Loại chuyện này khẳng định vẫn tương đối khó giải quyết phiền toái đấy. May mắn hay vẫn là tại hiện đại, bất kể thế nào nói, tính loại chuyện này đối với Trần Húc bọn hắn nhiên kỳ người trẻ tuổi mà nói, tuy nhiên thần bí, nhưng thực sự không phải là hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả. Nhiều như vậy phim heo tổng không phải nhìn không a, à. hơn nữa cũng không riêng nam nhân tại xem, kỳ thật rất nhiều đại học nữ sinh trong máy vi tính cũng có thứ này đấy. Nếu tại cổ đại, n tân hôn trước khi nhà trai nhà gái chỉ sợ là ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua, loại chuyện này rất nhiều càng là hoàn toàn không biết gì cả rồi, cho nên nghe nói người cổ đại động phòng lúc, đầu giường cũng đều sẽ có một bản xuân cung đồ, tại chỗ học tập đấy. Chỉ là, xem quy xem, không có tự mình trải qua cái kia vẫn chưa được đấy. Nhất là hai người đều là lần đầu tiên, náo loạn không ít chê cười. Nam nhân lần thứ nhất tốc độ là rất nhanh, thường thường một kích động, vài giây đồng hồ tự tiết. Chân Húc vừa rồi chính là như vậy, cái này nhưng làm Trần Húc cho khứu đấy. Nhiều mất mặt à, sớm tiết cũng không có nhanh như vậy a. À. Kết quả còn gây quản dịch yêu tinh kia mị liếc trong mắt nhõng nhẽo cười, ta nghe nói sử nam lần thứ nhất đều là rất nhanh, xem ra nam nhân của ta còn là một sử nam, cái này ta cũng sẽ không tiếc nuối. Người nào à, kỳ thật Trần Húc lẽ ra hẳn là sử nam, nhưng nữ nhân nhạy cảm trực giác lại nói cho quản dịch Trần Húc hiện tại cùng cao hiểu tiết quan hệ kỳ thật không. Có lẽ bọn hắn sớm đã đột phá tầng kia giới hạn, nhưng là không nghĩ tới trần húc thật sự chính là lần thứ nhất sử nam cùng sử nữ không giống với không có tầng kia màng với tư cách rất rõ ràng dấu hiệu nhưng trên thực tế sử nam ngược lại so sử nữ lại càng dễ phân biệt dù sao tầng kia màng hiện tại mấy trăm khối tiền có thể chữa trị một cái nhưng là sử nam phân biệt phương pháp tự là xem hắn lần thứ nhất tốc độ sử nam lần thứ nhất tiết thân rất nhanh nhưng là ngay sau đó cương tốc độ cũng nhanh không giống rất nhiều lão nam nhân tiết về sau tự héo đương nhiên Loại này phân biệt phương pháp chỉ có thể dùng một lần, phân biệt đã xong. Vốn là sự nam hiện tại cũng cũng không phải rồi, bất quá ra khứ sự tình còn ở phía sau. Cái kia, chân hút vào không được, chân hút là lần đầu tiên không có kinh nghiệm, mà người ta nữ hài cũng là lần đầu tiên, khục khục, cái này cũng không cần nói tỉ mỉ rồi, nói rõ chi tiết chỉ sợ sẽ bị hài hòa rồi. Dù sao hai người này lần thứ nhất, thật sự là kích tình cùng buồn cười cùng tồn tại xong việc về sau đều ra một thân đại hãn, rất ngọt ngào dựa vào lại với nhau. Rốt cuộc cáo biệt sử nam kiếp sống rồi, nhưng là hiện tại Trần Húc tâm tình cũng rất bình tĩnh. Giống như một cái gợn sóng đồng dạng, cao điểm đã qua tựu là thung lũng, Trần Húc ôm lấy quản dịch hoàn mỹ thân thể, nhìn xem cái này yêu tinh giống như con mèo nhỏ đồng dạng co giúp ở trong ngực của mình, Trần Húc trong nội tâm cũng đã hạ quyết tâm. Người ta nữ hải đem chân quý nhất đều cho mình rồi, chính mình tuyệt đối không thể thực xin lỗi nàng. Về phần cao hiểu tiết, nàng cơ hồ cũng giống như vậy cũng thì không cách nào bỏ qua đấy đã có như vậy hai cái nữ hài làm bạn chính mình chẳng lẽ còn muốn thay đổi thất thường sao trần húc tại trong lòng hung hăng giúp chính mình một cái tát chạm tinh cái này dịu dàng như nước nữ hài mình không thể lại như vậy lòng tham được voi đòi tiên ăn lấy trong chén nhìn trong nồi cái này nói không phải là chính mình sao rõ ràng đã có quản dịch cùng cao hiểu tiết tốt như vậy nữ hài người ta hai cái nữ hài đều không so đo chính mình như thế nào còn có thể trong nội tâm còn muốn lấy người khác cái này chính là một cái quyết định khá tốt cùng chạm tinh một mực không có gì mập mờ mọi người là bạn tốt như vậy vẫn đem làm bạn tốt a à. nghĩ tới đây trần húc cười khổ một cái chính mình có phải hay không quá tham lam rồi hả chứng kiến xinh đẹp nữ hài từ tựu động tâm chính mình cùng chạm tinh quan hệ một mực cũng chỉ là hơi chút thân cận một ít bằng hữu chính mình như thế nào một mực đều có cái loại này nghĩ gì xấu xa hay sao nghĩ tới đây trần húc trong nội tâm buông lỏng nhưng là lại mơ hồ có chút tiếc nuối hắn một mực quên không được mình ở mới vừa gia nhập cái kia mộng tưởng thiên đường nguyễn kiện lúc một màn lúc ấy hắn cái thứ nhất nghĩ đến là chạm tinh ai nhân sinh sao có thể tận như nhân ý trần húc như vậy tự an ủi mình có thể có được cái này hai cái nữ hải yêu ái đã là đã tu luyện mấy đời phúc phận rồi tiếp qua cưỡng cầu không khỏi lòng tham chưa đủ trần húc như vậy nghĩ đến nhưng là hắn lúc này lại ở đâu có thể biết rõ có một số việc đã có một cái bắt đầu về sau tựu không bao giờ nữa bị người lực khống chế. Trần Húc hiện tại muốn buông tay, nhưng là, có thể tới kịp sao? Còn đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Cùng quản dịch xác định cái tầng quan hệ này, giữa hai người tác thì rốt cuộc không cần như trước khi như vậy xấu hổ rồi. Hơn nữa thanh xuân nam nữ, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tăng thêm lại đối với người khác phái thân thể cùng với tính sự tình có chút hiếu kỳ. Cho nên kế tiếp thời gian, tự nhiên là ngày xuân đến sớm, cũng không cần quản cái gì ban ngày đêm tối. hữu tình điều thời điểm, dĩ nhiên là có thể. Không thể không khiến Trần Húc tán thưởng đúng là quản dịch cái này vưu vật, đúng vậy, nữ nhân này quả nhiên là cái vưu vật. Không nói đến quang dùng thân hình của nàng mà nói có thể thuộc cực phẩm, hơn nữa tại thân mật thời điểm, nàng luôn chỉ mình hiết thảy lại để cho Trần Húc đạt được lớn nhất thỏa mãn. Nữ nhân này là trời sinh mỹ cốt, phóng tới cổ đại, cũng tất nhiên là cái loại này đêm xuân khổ đoạn ngày cao lên, từ nay về sau quân vương không tạo chiều hồng nhan họa thủy. Chỉ là hiện tại Trần Húc sớm không sớm hướng ngược lại là không có gì cái gọi là, bởi vì dưới mắt, hắn tự đợi đến cái kia khoản tung hoành thiên hạ game online online kiếm tiền là được rồi. Cái này trò chơi cũng là lại để cho S công ty đến đại lý, đại lý trực tiếp phân cho dịch thủy hàn 30% công ty cổ phần. Bởi vì game online cùng phiên dịch ra cái kia khoản nguyễn kiện bất đồng, phiên dịch ra chỉ cần phố hàng con đường cùng nhân viên, sau đó ấn đĩa CD là được rồi, game online, server mắc khung, chăn đệm, giữ gìn chờ các loại, đều cần đại lượng tài chính cùng nhân viên. Nhất là hiện tại nơi này, Trần Húc chuẩn bị khai hỏa toàn bộ thế giới game online. Kỳ thật muốn đánh nhau tiếng nổ cái này tung hoành thiên hạ trò chơi thật sự là rất đơn giản, bởi vì SMMS xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, những lời này đã sớm đã trở thành toàn bộ thế giới chung nhận thức. Nếu như nói trước khi còn có người không biết SMMS, như vậy phiên dịch ra vừa ra, toàn bộ thế giới ai còn có thể không biết cái này cường đại đến nghịch thiên mạng lưới chi thần. Đối với rất nhiều các phóng viên mà nói, bọn hắn đã thật lâu không có được có quan hệ SMMS tin tức, cho nên đạt được tin tức này, lập tức tự kích động. SMMS khai phát game online. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới đều sôi trào, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, SMMS khai phát trò chơi, rốt cuộc là một loại thế nào tồn tại. Dịch Thủy Hàn cũng không có lại để cho những ký giả này thất vọng, bởi vì hắn hiện tại muốn lại để cho những ký giả này cho hắn tiến hành tạo thế. Một ít trò chơi chính giữa tư liệu bị phát ra rồi, lập tức liền đem trên mạng một ít nghi vấn âm thanh toàn bộ đánh cho xuống dưới, tùy theo mà đến, là một mảnh điên cuồng thủy triều, sở hữu tất cả người chơi đều tại hỏi thăm cái này trò chơi lúc nào có thể cởi mở. Muốn chinh phục những này người chơi, kỳ thật nói khó cũng căn bản tựu không khó, nhất có thể làm cho người vào trước là chủ, tựu là cái này trò chơi hình ảnh. Một cái trò chơi hình ảnh có trọng yếu bao nhiêu, nhất là cỡ lớn 3D trò chơi đây chính là trực tiếp ảnh hưởng đến các người chơi ấn tượng đầu tiên. Mà tung hoành thiên hạ trò chơi hình ảnh, cái kia đến từ chính tương lai siêu thời đại khoa học kỹ thuật, tăng thêm đinh ốc dây chuyển kết cấu biên soạn chương trình. Còn dùng được nói sao? S công ty đại lý cấp thế giới game online, tung hoành thiên hạ, nhất định trở thành trò chơi sử thượng một tòa tấm bia to rồi, mà lại để cho người nói chuyện say xưa, không phải cái này trò chơi về sau được hoan nghênh trình độ, còn có giai đoạn trước tuyên truyền công tác. Tốt như vậy một cái trò chơi, cái kia tự nhiên là cần đại lực tuyên truyền, đầu năm nay là mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu à. Nhưng vấn đề là, game online, tuyên truyền thời điểm thường thường đều xứng dùng trò chơi tuyên truyền anime do đó dùng hoa mỹ hình ảnh đến hấp dẫn người chơi. Hơn nữa rất nhiều người cũng biết, loại này CG hình ảnh tinh tế độ, thường thường đều là so trò chơi cao hơn ra nhiều cái cấp bậc đấy. Nhưng hiện tại S công ty lại gặp một cái vấn đề lớn. Trong tay của bọn hắn cũng không có cái này game online tuyên truyền CG không có cg như thế nào tuyên truyền game online à mà lại để cho s người của công ty phiền muộn chính là bọn hắn vốn coi như là một cái mạng lưới công ty lập nghiệp hơn nữa tại đạt được phiên dịch ra cái này hồng lượt thế giới nguyễn kiện chỗ cung cấp đại lượng tài chính về sau dịch thủy hàn ánh mắt tự nhiên sẽ không tử thủ tại phiên dịch ra cái này một khối cho nên s công ty hôm nay thời gian dần trôi qua hướng phía đa nguyên hóa phát triển đương nhiên trước mắt lĩnh vực hay vẫn là tại máy vi tính phương diện cho nên S công ty cũng có tương đương thực lực có thể làm ra đến tinh mỹ 3D anime. Nhưng vấn đề là, chính bọn hắn làm gì đó, còn không bằng trực tiếp theo trò chơi chính giữa đập một đoạn video đến rực rỡ tươi đẹp cùng chân thật đây này. Phải biết rằng hiện tại một cái cỡ lớn game online, bởi vì đủ loại hạn chế, hình ảnh cũng không thể như vậy rất cao, bởi vì rất cao quả nhiên hình ảnh tất nhiên hội làm cho rất nhiều người dùng máy vi tính chịu không được. Hơn nữa, một cái cỡ lớn game online, nhiều như vậy địa đồ, nhiều như vậy 3D mô hình từng bước từng bước tinh tế xuống đó là vô cùng khủng bố đấy nhưng là chế tác một cái vài phút CG anime lại không có phương diện này cân nhắc từng cái công ty đều là lấy ra ẩn giấu công phu cố gắng lại để cho CG hình ảnh rực rỡ tươi đẹp vô cùng nhưng nói tóm lại CG cùng trò chơi hình ảnh cái kia là xa xa không thể tại một cái trình độ bên trên đấy nhưng hiện tại S công ty gặp phải tình cảnh vừa vặn trái lại cái này nói ra thật sự là lại để cho người xấu hổ cuối cùng công ty người nhiều mưu trí nhất trí quyết định CG tự không chính mình làm, liền từ trò chơi chính giữa quay chụp cắt nối biên tập. Hơn nữa đây cũng là một cái rất lớn mánh lới. Quả nhiên, ý nghĩ này làm ra gần như tại điên cuồng hiệu quả. Đem làm tung hoành thiên hạ đệ nhất khoản CG chính thức phát đến trên Internet lúc, vốn đã theo từng cái truyền thông website bên trên hiểu được một bộ phận mặt bằng thị giác đám bạn trên mạng lại một lần nữa điên cuồng. Bởi vì bản vẽ mặt phẳng như phủ lên tương đối tương đối dễ dàng, 3D mô hình muốn truy cầu tới gần chân thật vậy thì khó khăn. Tại tung hoành thiên hạ cái này si di chính giữa, mọi người thấy được phiêu nhiên như tiên phương đông cung trang mỹ nữ, dũng mãnh khí phách châu u thần thánh kỵ sĩ, âm u lạnh lùng hấp huyết quỷ tộc, ngựa kiếm phi hành đông phương kiếm tiên. Còn có cái kia gần như tại ảo cảnh chính giữa rực rỡ tươi đẹp tràng cảnh, cái kia người lạc vào cảnh giới kỳ lạ rất thật thị giác, tại cái trò chơi này chính giữa, người chơi cũng không nhất định phải tranh giành thiên hạ, cũng có thể mang theo bằng hữu mang hữu, du sơn ngoạn thủy, câu cá bắt tôm. Chứng kiến như vậy trò chơi hình ảnh, hiện tại bạn trên mạng làm sao có thể đủ không kích động. Trong lúc nhất thời, sử thượng đệ nhất game online, siêu rất thật thị giác trùng kích. Mọi việc như thế tiêu đề tràn ngập tại trên Internet, mỗi người thậm chí nghĩ tranh thủ thời gian thể nghiệm cái này trò chơi cường đại mị lực, tung hoành thiên hạ chính thức trên website, nhắn lại số lượng đã vượt qua trăm vạn, phần lớn là tại hỏi thăm khi nào close beta, khi nào open beta vấn đề, mà ở 17.173 và một ít người chơi diễn đàn lên, cũng có vô số công hội hô hào thu người tại trò chơi còn không có lúc mới bắt đầu, tự đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Mà Es công ty hiển nhiên là chuẩn bị sâu đủ người chơi khẩu vị, kế tiếp lại đẩy ra ba cái CG, từng cái CG cấp cho, đều tại mạng lưới dưới đưa tới gần như đầy đất chân ảnh hưởng. Thứ hai CG là chiến đấu video, công bố trò chơi chính giữa tất cả đại chức nghiệp chiến đấu kỹ xảo cùng với hình ảnh. Cái này trò chơi cùng với khác game online bất đồng, nhìn tung hoành thiên hạ, cái đó khoản trò chơi nếu còn dám nói chính mình thiết lập hùng vĩ, cho dù người chơi không mắng bọn hắn, chính bọn hắn đều xấu hổ đấy. Tung hoành thiên hạ chính giữa cùng sở hữu hơn 50 cái tiêu chuẩn chức nghiệp, mặt khác nhằm vào từng có được đã lâu thần thoại lịch sử quốc gia, còn tính nhắm vào cởi mở đặc thù chức nghiệp. Ví dụ như Trung Quốc kiếm tiên, nước Mỹ Amazon chiến sĩ, Anh quốc kỵ sĩ bàn tròn Rao Tây Bồ Nai, Bắc U khu cuồng chiến sĩ, Hy Lạp thần tộc, Ai Cập pharaoh thị vệ chờ chờ. Đương nhiên, những nghề nghiệp này cởi mở đều là rất cân đối, bởi vì một cái game online chính giữa, Tuyệt đối không thể tồn tại một cái áp đảo những nghề nghiệp khác phía trên chức nghiệp, nếu không trò chơi này còn có ý gì. Chỉ là những nghề nghiệp này thì có hơn 300 cái. Mặt khác sinh hoạt kỹ năng phương diện, cơ hồ hoàn toàn cùng sự thật thế giới móc nối, nơi này chính là một cái rất thật thế giới thứ hai, The Second World. Để tam cái CG là nhiệm vụ video, vốn cái này CG cấp cho tin tức truyền ra sau các người chơi đều rất kỳ quái. Bởi vì tại rất nhiều người chơi đến xem đến Trò chơi nhiệm vụ chính là một cái tiêu hao điểm tạp đồ vật, rất nhiều nhiệm vụ có làm hay không đều không sao cả, cho dù hiện tại rất nhiều game online đều đẩy ra cùng loại với sứ mạng nhiệm vụ như vậy lại để cho người chơi không làm không được đồ vật, nhưng là rất nhiều người chơi đối với nhiệm vụ hứng thú hay vẫn là rất thiếu thiếu. Thế nhưng mà, lúc này đây nhiệm vụ video phối hợp một bộ phận tư liệu, lại để cho rất nhiều các người chơi con mắt lập tức đều sáng. Cái này trò chơi tại tương lai người chế tác, nghe nói vốn là một đám so sánh chán nản ra hỏa, đám người kia đều là thiên tài, nhưng là thiên tài thường thường đều có đủ loại tật xấu mà bị người bình thường chỗ bài xích, cho nên, trong biên chế ghi trò chơi kế hoạch thời điểm, bọn này những thiên tài tiến đến cùng một chỗ, làm ra vô số ác thú vị đồ vật. Bởi vì những trò chơi này khai phát người một sớm đã không còn ý định đem cái này game online làm thành một cái thức ăn nhanh thức trò chơi, lại để cho người chơi rất nhanh thăng cấp, sau đó đánh tới đỉnh cấp trang bị. Không có truy cầu rồi, tự không chơi, sau đó lại khai vùng mới giải phóng đi lừa gạt đám tiếp theo người chơi. Bọn hắn tại trò chơi chính giữa làm vô số cần cao siêu kỹ xảo cùng nghiên cứu thiết lập, đã gia tăng rồi vô số vô tình gặp được tình tiết. Cũng tỉ như cái này đoạn CG chính giữa công bố một cái nhiệm vụ, tự là một gã người chơi ngẫu nhiên đi tới một cái che giấu địa đồ, mà cái này địa đồ chính giữa cái kia NPC tên gọi là Chư Cát Lượng, Sử Thượng Đệ Nhất Trí Tuyệt, Chư Cát Vũ Hầu, truyền thuyết Chư Cát Lượng học cứu thiên nhân, M. mờ dương ngũ hành trên trời dưới đất, sẽ không có hắn không biết đồ vật, mà nhiệm vụ này chính giữa, người chơi là có thể theo chư cát lượng chỗ đó đạt được một loại xem thiên kỹ năng, nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn tại quy định trong thời gian trả lời chư cát lượng vấn đề. Chư cát phú hầu đệ tử, lại há có thể là tục vật. Mà nhiệm vụ này gây ra điều kiện cũng rất biến thái, tự là nhất định phải tại trụ cột nhiệm vụ đem làm mà biểu hiện ra người chơi trí lực. Mộng ảo Tây Du các người chơi cũng biết trò chơi chính giữa có một khoa cử hoạt động, trong đó có rất hơn vấn đề. Mà những vấn đề này rất nhiều đều là khảo sát người chơi trụ cột tri thức, cái này thiết lập vậy rất tốt, có thể làm cho các người chơi tại chơi trò chơi thời điểm cũng có thể học tập đến thứ đồ vật. Mà ở tung hoành thiên hạ chính giữa, cùng loại đề mục nhiều không kể xiết, hơn nữa là ngẫu nhiên tùy cơ hội sẽ xuất hiện một cái, lại để cho người chơi không kịp đi thi trường học Baidu đại thần. Những này đề mục tự là khảo sát người chơi kiến thức căn bản rồi, chỉ có trụ cột tri thức vượt qua thử thách người chơi mới có thể trả lời những này đột nhiên vấn đề. Đương nhiên, ban thưởng cũng rất cao. Hơn nữa cuối cùng nhất đem đưa vào nên người chơi trí lực số liệu, do đó với tư cách mở ra một ít che giấu chi nhánh điều kiện. Cho nên trong tương lai, thì có rất nhiều các người chơi phi thường khắc khổ học tập, chính là vì ứng phó những này đột nhiên xuất hiện khảo đề. Những này khảo đề khả năng tại người chơi đánh một cái quái dị về sau, cũng có thể có thể ở gặp được một cái NPC thời điểm. Trò chơi khai phát người gia nhập vì cơ hội nguyên tố, thì ra là những nhiệm vụ này muốn thông qua nhất định được trình tự tự đến giải quyết cái kia là không thể nào, chỉ có đề cao mình tố chất mới được là duy nhất phương pháp. Mà cái này CG cùng tư liệu công bố, thì là lại để cho rất nhiều người kêu rên thời điểm cũng có rất nhiều người giơ hai tay tỏ vẻ ủng hộ. Một cái có thể đem học tập niềm vui thú dung nhập chơi đùa trò chơi, tự nhiên là nhận lấy rất nhiều gia trưởng hoan nghênh, mà trên thực tế, tung hoành thiên hạ cái này trò chơi cũng đích thật là đem trí lực phương diện thấy rất nặng. Trò chơi chính giữa cũng gia nhập rất nhiều học tập hình thức cùng ban thưởng đến kích thích các người chơi đi học mới đích tri thức. Trong tương lai trò chơi phát hành về sau, hoàn toàn chính xác thì có rất nhiều một nhà ba người cùng nhau chơi đùa trò chơi tình huống xuất hiện, các gia trưởng cũng không lo lắng cái này trò chơi sẽ để cho hài tử trầm mê mà quên học tập. Cuối cùng một cái CG thì là đại bộ phận các người chơi quan tâm nhất đoàn chiến. Hiện tại game online đã không còn là chú ý một người có thể giành chính quyền được rồi, mà tung hoành thiên hạ trò chơi địa đồ thật sự quá lớn trò chơi người chơi số lượng khẳng định cũng sẽ biết cùng nhiều, như vậy đoàn chiến hiệu quả như thế nào, liền trở thành rất nhiều người chơi chúc mục đích tiêu điểm. S công ty tại cấp cho cái này CG thời điểm, rốt cục công bố ra một cái nặng cân tin tức. Tung hoành thiên hạ game online, đem trở thành cái thứ nhất cấp thế giới game online, hắn mạng lưới server trải rộng toàn bộ thế giới mấy cái quốc gia, đến lúc đó, toàn bộ thế giới bạn trên mạng đem đều có thể tải trên internet cùng nhau trò chơi, cùng nhau trao đổi. Mà này trò chơi đem không cùng với khác game online nhiều lần khai vùng mới giải phóng đồng dạng, từ đầu đến cuối cùng, cũng chỉ cởi mở một người duy nhất server, trò chơi địa đồ cùng đương kim thế giới địa đồ tương tự, đủ để cam đoan mấy chục ức người chơi đồng thời online mà không chen chúc. Tin tức này phóng xuất về sau, thế giới phải sợ hãi. Chưa từng có người dám nói lời này, nhưng là bây giờ nói những lời này người, lại không người nào dám không tin. Bởi vì sự thật đã đã chứng minh, bất kỳ một cái nào nghi vấn SMMS người, kết quả cuối cùng đều rất bi thảm. Đệ tứ video là S công ty sở hữu tất cả trò chơi khảo thí viên, tổng cộng hơn 1.500 người cộng đồng tham gia một cái khiêu chiến 50 cấp boss video thu hình lại. Tại nơi này thu hình lại chính giữa là có thể thấy cái gì mới thật sự là quần chiến rồi. 1.500 người, chính thức ngàn nhân cấp đừng đại chiến. Nhưng là tại trên tấm hình xem xác thực là phi thường rõ ràng, mỗi một cái kỹ năng, mỗi một cái động tác, cũng không có so tinh tường, hơn nữa không thể không biết chen chúc. Hơn nữa, cái này xa xa không phải hạn mức cao nhất. Muốn nhận thức trăm vạn ngàn vạn người đại chiến sao, tung hoành thiên hạ, âm lịch năm Tết âm lịch chính thức bắt đầu open beta. Tung hoành thiên hạ không thông qua chính thức low beta liền trực tiếp tiến hành toàn cầu tính open beta, cái này cách làm lại để cho rất nhiều truyền thông nhóm, đám bọn họ rất là khó hiểu, khi bọn hắn xem ra S công ty thật sự là hung hăng càn quấy không có bên cạnh rồi, lớn như vậy một cái trò chơi, bất chắc thử tự dám phát hành. Trong lúc này Bắc nhất định siêu nhiều, mà không ít trong nước quốc tế game online công ty đối mặt Tung Hoành Thiên Hạ mạnh như vậy thế xâm lấn, cũng đã tại lén liên hợp, đợi đến lúc Open Beta tụ lập tức tiến vào trò chơi, sau đó tìm trò chơi chính giữa Bắc, làm ra hủy diệt cái này trò chơi auto. Nhưng là lại để cho những người này thất vọng chính là, đem làm bọn hắn download Tung Hoành Thiên Hạ công bố 18 cái gờ hộ khách đầu về sau, lại phát hiện cái này toàn bộ hộ khách đầu chính là một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Vậy cũng chỉ có một file tên là tung hoành thiên hạ. EXE, -E. không có giống hiện tại chương trình nguyến kiện như vậy có rất hơn văn bản tài liệu, sở hữu tất cả văn bản tài liệu đều chỉnh hợp tại một cái 18 giờ EXE -E văn bản tài liệu chính giữa, bọn hắn căn bản cũng không biết cái này cỡ lớn văn bản tài liệu là như thế nào vận tác đấy. Dựa theo máy vi tính cơ bản quy tắc, vận hành thể thích càng lớn văn bản tài liệu chiếm dụng hệ thống tài nguyên thì càng nhiều, nếu như nói cái nào trò chơi thật là 18 giờ chỉnh thể văn bản tài liệu, như vậy chỉ cần vừa mở ra, toàn bộ máy tính sẽ hoàn toàn sụp đổ, xuất hiện CPU giả chết, bộ nhớ chật ních tình huống. Nhưng là tung hoành thiên hạ, EXE văn bản tài liệu vận hành về sau, theo hệ thống giám thị đến xem, chỉ cần chiếm dụng 200 nhiều mẹ nó bước quá chứ bộ nhớ, đối với các màn hình yêu cầu tuy nhiên cao một điểm, nhưng cũng không quá đáng chỉ là 256 mẹ nó bước quá chứ độc lập các màn hình là có thể vận hành, dĩ nhiên muốn đạt được rất tốt trò chơi hiệu quả, cái kia tự nhiên là muốn đem phần cứng thăng cấp đấy. Trò chơi của chúng ta chính giữa tuyệt đối sẽ không tồn tại cái gì một cái auto, chúng ta có thể cam đoan sở hữu tất cả tại trò chơi chính giữa đích nhân vật đều là sống sờ sờ, mà cũng không phải là hiện tại game online như vậy khắp núi khắp nơi đều là người máy. Dịch Thủy Hàn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm ngạo nghễ làm ra hứa hẹn, bổn công ty 1.000 vạn tiền mặt treo giải thưởng, nếu có cái nào studio hoặc là cái đó cái tổ chức có thể biên soạn ra tung hoành thiên hạ auto, chúng ta tự cho hắn 1.000 vạn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy S công ty thật sự quá cuồng vọng rồi, nhưng lại cũng có tương đương một bộ phận cảm thấy bọn hắn có tư cách cuồng vọng như vậy. Phải biết rằng, cái này trò chơi biên soạn người, là vị kia mạng lưới chi thần à, dựa vào một phần hán ngữ nói, trực tiếp thôi động toàn bộ hoa ngữ thế giới máy vi tính trình độ tiến trình mạng lưới chi thần à. Cái kia khoản võ đạo gia tiểu kinh trải qua lại để cho người thấy được vị này thần trong biên chế ghi trò chơi bên trên đáng sợ, có chút thấp tố chất trò chơi người chơi thật sự tự bị phong lại chứng minh nhân dân ID, hiện tại muốn chơi trò chơi cũng chỉ có thể mượn người khác. Nhưng là rất nhiều người cũng sợ chính mình ID bị đóng cửa à, cho nên có rất ít người cấp cho bọn hắn, hiện tại võ đạo gia trò chơi có thể nói một mảnh hài hòa. Đương nhiên cũng có người muốn tại mã số giấy chứng minh nhân dân cao thấp văn vẻ, bởi vì hiện tại rất nhiều đùa giỡn đều có phòng trầm mê hệ thống, nhưng là cái này hệ thống tự là cái ngụy trang, một ít chứng minh nhân dân đăng ký cơ rất nhẹ nhàng tự lách đi qua, nhưng đến bây giờ mới thôi, còn không có nghe nói có cái đó khoản nguyễn kiện quấn qua được võ đạo gia phòng ngựa cơ chế đấy. Trò chơi auto thật là nhiều trò chơi các người chơi đều căm thù đến tận xương tủy một vật. Auto tồn tại sử rất nhiều game online khắp núi khắp nơi đều là người máy, mà rất nhiều game online truy cầu chính là đẳng cấp, đẳng cấp thấp cũng sẽ bị người khác cho bỏ qua. Cho nên, auto một khi sinh ra, rất nhiều không muốn dùng auto người chơi vì mục đích bản thân đẳng cấp không bị kéo xuống, đều bất đắc dĩ cũng đi sử dụng auto, làm cho toàn bộ trò chơi đều là treo máy thăng cấp, nếu như auto còn dẫn theo tự động lên tiếng, như vậy toàn bộ trong công hội mặt đều là người máy tại lặp lại giao hàng, khiến cho cái trò chơi này hoàn toàn không có một tia niềm vui thú. Trần Húc năm đó chơi truyền kỳ thời điểm còn không có auto vừa nói như vậy, lúc kia bọn họ đều là đốt ngọn nến thao túng lấy những cái kia bây giờ nhìn rất xấu xí trò chơi nhân vật tại thăng cấp, đi trong hội thời thời khắc khắc đều rất náo nhiệt, tất cả mọi người tại hô bằng hữu gọi hữu hô người đi tổ đội thăng cấp dáng vẻ này về sau, toàn bộ đi trong hội đều là treo máy bán trang bị, toàn bộ trò chơi trở nên từ khí đằng đằng. Auto có thể hay không phong mất, theo kỹ thuật góc độ đi lên nói, cũng có nhất định được vấn đề, bởi vì hiện tại cao thủ thật sự là nhiều lắm, coi như là Blizzard, cũng không dám nói World of Warcraft không ai có thể phá giải, mà có chút một lòng nghĩ đến kiếm tiền game online công ty, thậm chí ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng ở sau lưng nhưng lại rất sung tung auto. Bởi vì vì bọn họ cần auto đến lại để cho các người chơi tiêu hao điểm tạp, do đó thu hoạch lợi nhuận. Cho nên từ mọi phương diện đến nói, muốn triệt để phong mất một cái trò chơi auto cũng là rất khó khăn, bất quá rất nhiều chính thức cũng chấp nhận một ít phụ trợ chọc vào kiện tồn tại, chỉ cần không ảnh hưởng trò chơi cân đối, hoặc là có lương tâm coi trọng trò chơi phát triển tiền cảnh đại lý đám thương gia hội phong mất treo máy auto. Đại lý cây gậy trò chơi khai phát thương đoán chừng sẽ rất khó rồi, bởi vì cây gậy trò chơi là nổi danh khó thăng cấp, phải dựa vào đánh quái tiêu hao điểm tạp, người một mắc level về sau trên cơ bản tựu không có việc gì rồi, cho nên hiện tại xem ra, World of Warcraft cùng mộng ảo Tây Du Tắc thì hay vẫn là tại Trung Quốc lưu hành mấy đại game online chính giữa, online nhân số tối đa, danh tiếng tốt nhất lưỡng khoản trò chơi. Nhưng là rất nhanh, cái này lưỡng khoản trò chơi sẽ bị tung hoành thiên hạ chỗ thay thế. Theo tất cả đại diễn đàn điều tra tình huống phản hồi đến xem, cũng chỉ có một tháng, tung hoành thiên hạ liền trở thành các người chơi mong đợi nhất game online xa xa cao hơn sang năm muốn lên thành phố Vĩnh Hằng chi tháp cùng kiếm nghiệp tình duyên ba. Không thể không nói, cái này trò chơi được xuất bản đối với các người chơi mà nói là cái thiên đại may mắn, nhưng là đối với mặt khác trò chơi công ty mà nói, nhưng lại cái tin dữ. Đương nhiên, dịch thủy hàn hay vẫn là tinh tường, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý. Duy nhất một lần đem chung ngoại sở hữu tất cả trò chơi công ty toàn bộ đắc tội đến chết, cái này cũng không phù hợp ép công ty phát triển quy hoạch, cho nên hắn hiện tại đã ở liên hệ trong nước mấy đại trò chơi operator, đem tung hoành thiên hạ một bộ phận lợi nhuận phân đi ra, đồng thời cũng mượn những trò chơi này công ty đã hoàn thiện server thiết bị. Quả thật, trải qua S trong công ty bộ điều tra nghiên cứu báo cáo đã đó có thể thấy được, đem làm tung hoành thiên hạ chính thức đưa ra thị trường về sau, trong vòng một năm đem có thể nuốt mất tối thiểu 70% trong nước thị trường game online, mà ở trên quốc tế chiếm đoạt tỷ lệ sẽ không so cái số này kém bao nhiêu. Cho đến lúc đó, tại tất cả đại trò chơi công ty đều chịu không được thời điểm s công ty hoàn toàn có năng lực dùng rẻ tiền giá cả đến thu mua bọn hắn công ty công ty cổ phần thiết bị thậm chí đào đến đỉnh tiêm nhân tài nhưng là nếu như dịch thủy hàn làm như vậy rồi như vậy s công ty chỉ sợ cũng sẽ không sống khá giả như võng dịch long trọng những ngày trung quốc game online giới cự đầu làm sao có thể đủ cam tâm tình nguyện bị nuốt bọn hắn trước khi chết một kích là phi thường đáng sợ hơn nữa những ngày cỡ lớn trò chơi công ty đã thành lập hồi lâu rồi tại từng cái phương diện đều có người của mình mạch cùng thế lực, cái này khối lực lượng cũng là tuyệt đối không thể khinh thường đấy. Đương nhiên, S công ty dù sao chẳng khác gì là SMMS tài sản, cái này hậu trường cũng không nhỏ, nếu quả thật liều lên hậu quả, nhất định là trong nước mấy công ty lớn cuối cùng nhất đóng cửa, nhưng là S công ty lại có thể trải qua một loạt gặp trắc trở về sau dục hỏa trùng sinh. Dù sao có SMMS kỹ thuật ủng hộ tại đâu đó, cái kia chính là một cái tin cậy bảo đảm. Đạo lý này dịch thủy hàn biết rõ, những công ty khác cũng biết đánh đến cuối cùng mình tuyệt đối là không có cách nào cùng cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi smms rông dài mà cái này trò chơi cho toàn bộ game online giới tạo thành chấn động đến bọn hắn cũng không có khả năng không biết cho nên dưới mắt ngoại trừ cùng s công ty hợp tác bọn hắn không có thứ hai con đường có thể đi nhưng riêng này dạng hợp tác là được rồi sao có thể đoán được chính là theo s công ty mở rộng càng lúc càng lớn tung hoành thiên hạ chiếm cứ game online thị trường cũng càng lúc càng lớn này tiêu so sánh phía dưới những công ty này lực ảnh hưởng cũng tự càng ngày càng nhỏ, thậm chí cuối cùng hoàn toàn bị thay thế, mà chỉ có thể ngoan ngoãn nhượng suất trong nước thị trường game online. Cái này hậu quả rất nhiều người đều có thể dự liệu được, nhưng là sử dụng một câu rất ác tục. Bánh xe lịch sử là ai đều không thể ngăn trở, có chút công ty muốn ở sau lưng đùa nghịch điểm ám chiêu, có cái này nghĩ cách không ít người, thực làm được cũng có, nhưng dám làm loại sự tình này, không có một nhà là Thượng Hải công ty. Thượng Hải gành Hoàng An Bình Hoàng Thiếu Gia, tên kia thế nhưng mà nổi tiếng đấy. S công ty như thế nào đi phát triển là không cần Trần Húc đến quan tâm, hắn hiện tại duy nhất muốn quan tâm chính là như thế nào đi kiếm tiền nhiều hơn. Bởi vì nếu như Quang thông qua một cái game online tự muốn kiến thiết một cái áp đảo trên thế giới hòn đảo, cái kia hoàn toàn là si nhân đang nói nói mớ rồi. Cho dù cái này game online tiền cảnh một mảnh tốt, dự tính tiền lời đủ để cho bất luận kẻ nào nằm mơ đều bật cười. Nhưng ngoại trừ Trần Húc, bởi vì Trần Húc cảm giác mình bây giờ là cái phụ ông. Hơn một ngàn ước đô la phụ ông, điều này thật sự là lại để cho Trần Húc ảo não không thôi, siêu cấp máy tính chính giữa có rất nhiều thứ, nhưng là hắn không biết mình là không phải muốn xuất ra đến, hắn nhất định phải cân nhắc đến đem những vật này lấy ra chỗ mang đến hậu quả. Dịch Thủy Hàn tự nói cho hắn biết hiện tại rất nhiều công ty giá cao hy vọng đạt được SMMS dùng cho võ đạo gia cùng tung hoành thiên hạ, cùng với khác nguyễn kiện bên trên bảo hộ biện pháp, thậm chí quân đội cũng có ý hướng thu mua. Cái này độc quyền nếu như bán đi khẳng định giá trị rất nhiều tiến, nhưng Trần Húc lại không thể bán. Hắn công bố hán ngữ nói chính giữa mơ hồ đề cập cùng loại đồ vật, nhưng là đây chẳng qua là sơ cấp giáo trình, cao cấp giáo trình phương diện, Trần Húc hay vẫn là tàng tại miệng túi của mình bên trong. Máy vi tính phương diện chi thức thế nhưng mà Trần Húc dựa vào sinh tồn căn bản, phương diện này vượt lên đầu ưu thế là tuyệt đối không thể chuyển gì đấy. Trần Húc hiện tại đang tại tìm cách lại để cho dịch thủy hàn gia tăng hãng nhất nghiệp vụ, trợ giúp những công ty khác tiếp tờ đơn, đối với bọn họ cung cấp nguyễn kiện đi mã hóa, nhưng là mã hóa phương pháp cùng dấu hiệu là tuyệt đối không thể dò gì ra đi đấy. Như vậy, có lẽ cũng có thể lợi nhuận điểm, góp gió thành báo, hiện tại Trần Húc vội vã muốn kiếm tiến, có cơ hội không thể buông tha. Đối với phương diện buôn bán, Trần Húc điểm này đầu thật sự không đủ dùng, nhưng là bên cạnh hắn lại còn có một quản dịch à. Đối với quản dịch ra thế, Trần Húc hay vẫn là không thế nào hiểu rõ cũng không có như thế nào đến hỏi, quản dịch bình thường cũng không có chủ động đi nói. Hơn nữa Trần Húc hiện tại mặc dù có tiến, nhưng lại không có giác ngộ, tại hắn xem ra chỉ cần tình đầu ý hợp có thể cùng một chỗ, căn bản không muốn qua ra thế phương diện vấn đề, cho nên đối với quản dịch gia tộc, hắn cũng không có để ý, mà quản dịch căn cứ nàng tiểu tâm tư, một ngực cũng không muốn đem vấn đề này nói ra. Nhưng là ngày hôm nay, ngay tại bao năm qua đại niên 27 thời gian, quản dịch lại đột nhiên hỏi Trần Húc, Húc, người theo giúp ta hồi một chuyến ra được không nào? ta có một số việc muốn nói với ngươi. Las Vegas, Las Vegas, đối với tòa thành thị này, không riêng gì Trần Húc, phải nói mỗi người đều nghe qua đại danh. Trên cái thế giới này có vô số nổi danh toàn cầu thành thị, nhưng là Las Vegas nhất định là chính giữa có đủ nhất đặc sắc đấy. Las Vegas, cái này tòa tại trên sa mạc dựng lên thành thị dùng nó đặc biệt mị lực hấp dẫn toàn bộ thế giới dân cờ bạc, tại đây một đêm phất nhanh, lập tức táng ra bại sản người vô số kể. Quản dịch ra ở chỗ này, Trần Húc trong nội tâm rất nghi vấn, hắn lại không có nói ra, bởi vì hắn có thể nhìn ra, quản dịch biểu lộ có chút cổ quái, nàng đã không chịu nói, Trần Húc cũng không bắt buộc đuổi theo hỏi, bất quá lần này trở lại nguyên nhân, quản dịch nói nàng cũng không rõ ràng lắm. Vốn lễ mừng năm mới nàng đều nói tốt không trở lại, nhưng quản gia lại gọi điện thoại làm cho nàng 10 vạn hỏa nhanh chóng nhất định phải đuổi trở lại, rồi lại không có ở trong điện thoại nói sự tình gì. Quản dịch dự cảm đến khẳng định đã xảy ra chuyện, cho nên 10 vạn hỏa nhanh chóng lôi kéo Trần Húc trở lại rồi. Xuống phi cơ một khắc, quả nhiên là lại để cho Trần Húc rung động rồi, ở phi trường cửa ra vào, một loạt xa hoa dài hơn rôn đậu ở chỗ đó, trên trăm tên đồ tây đen đứng tại cửa ra vào, mà bọn hắn phía trước là Trần Húc nhận thức, quản dịch chính là cái kia người da đen bảo tiêu Douglas, còn có một người nhận thức là lần trước nhìn thấy quản dịch phụ thân lúc, đi theo lão gia tử bên người, Trần Húc nhớ rõ hắn họ tạ, như vậy khí phái, cho dù tại Las Vegas cũng không thông thường. Nếu như không là vì nhận thức Douglas, Trần Húc chỉ sợ còn tưởng rằng đám người kia là ăn cướp đây này. Chỉ có điều những người này trước ngực đều có một cái kim sắc bốn lá thảo huy chương. Tộc huy sao? Trần Húc cảm giác mình có chút giống hai lúa vào thành, cứ như vậy mơ mơ màng màng, màng đi theo quản dịch lên xe. Đã đến trên xe về sau, quản dịch mới cho Trần Húc một cái thật có lỗi dáng tươi cười, nàng cũng không nghĩ tới lần này trận chiến sẽ lớn như vậy, hỏi Tạ Chiến nói, Tạ Thúc, lần này đến cùng là chuyện gì? vội vã đem ta hô trở lại, còn an bài nhiều người như vậy, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ba ba của ta đâu này? Tạ chiến mắt nhìn Trần Húc, trong mắt có chút nghi hoặc vì cái gì đại tiểu thư đem cũng mang trở lại rồi, nhưng là hắn lại không nói ra miệng, bởi vì hắn biết rõ tiểu thư tính tình, đã đem Trần Húc đã mang đến, cái kia ý tứ nói đúng là sự tình gì tựu đều không muốn giấu giếm hắn rồi. Tạ chiến trầm ngâm một chút, nói, kỳ thật chuyện này nói đại cũng không lớn, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ lão ra muốn kết hôn hôn rồi. Cái gì, quản dịch thoáng cái nhảy, khá tốt Trần Húc kịp thời kéo nàng một bà, nếu không tự một đầu đụng vào trên mui xe rồi, quản dịch ngồi xuống, sắc mặt âm trầm, chuyện gì xảy ra. Như thế nào đột nhiên ba ba muốn kết hôn, muốn cho ta lấy cái mẹ kế, là nữ nhân nào, tạ chiến có chút xấu hổ, quản dịch lời này ý tứ rõ ràng cho thấy nói quản lão gia từ hiện tại tuy nhiên chưa lập gia đình, nhưng lại có rất hơn tình phụ, hơn nữa chuyện này cũng đích thật là, tạ chiến lau lau đổ mồ hôi thấp giọng nói đúng đúng tiểu thư cái vị kia thế thân hoàng thanh tú toa tiểu thư cái gì quản dịch lại nhảy cái này trần húc không có giữ chặt thật sự một đầu đâm vào trên mui xe đau nước mắt đều mau xuống đây rồi trần húc liền vội vươn tay đi cho nàng văn v nhưng là quản dịch lại bất chấp đau đớn cả kinh kêu lên làm sao có thể làm sao có thể ba ba tìm ai cũng không thể tìm nàng à nàng là nàng là của ta thế thân à nàng chính là ta à coi như là nữ nhi của hắn à. Trần Húc vẻ mặt ngây thơ, hắn căn bản là nghe không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quản dịch xem Trần Húc vẻ mặt mê mang, hít sâu vài khẩu khí, nói: "A Húc, có một số việc ta trước kia không có nói cho ngươi biết. N, ta sanh ra ở Las Vegas, nhưng là từ nhỏ tại San Francisco lớn lên, trong nhà của ta. N, người cũng phải biết, trong nhà của ta coi như là có chút tài phú, mà ta bản thân điều kiện cũng không kém, cho nên từ nhỏ đến lớn đối với ta dụng tâm kín đáo người không biết có bao nhiêu. Tạ chiến ở bên cạnh nghĩ thầm, tiểu thư lời này thật là khiêm tốn đại phát, quản gia tài phú đâu chỉ có chút, xưng là phú khả địch quốc cũng không đủ. Như vậy thân gia, với tư cách gia tộc thuận vị thứ nhất, cũng là người thừa kế duy nhất, cho dù quản dịch là đầu heo mẹ, cũng có một đống lớn người hội muốn đoạt lấy, huống chi quản dịch bản thân tựu là một khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Ta với tư cách gia tộc người thừa kế, có chút sinh ý lên, coi như là môn đăng hộ đối đệ tử, tối thiểu không thể đơn giản mà đắc tội, nhưng ta cũng không muốn theo chân bọn họ qua loa xuống dưới, cho nên đến lớn học thời điểm, ta chỉ có một người vụng trộm trở lại Trung Quốc, nghĩ tới vài năm nhàn nhã thời gian. Nhưng là quản gia đại tiểu thư cũng không thể vô cớ mất thích, cho nên ta tìm một cái nữ hài, cùng dung mạo của ta có bảy phần tương tự, làm cho nàng đến giả mạo ta đến Cambridge đi đọc sách. Nghe xong lời này, Trần Húc thật không biết nên hỏi nàng là ngây thơ hay vẫn là như thế nào để đó Cambridge không lên tới hợp hiệp đại như vậy cái thế giới bên trên đều chưa từng nghe qua danh tự trường học. Hắn toàn thân run lên, nhịn không được nói, cái kia hoàng cái gì đấy. Sẽ không, chính là người cái kia thế thân A. Quản dịch sắc mặt vẻ lo lắng, bởi vì nàng thuở nhỏ mất mẹ, phụ thân cao như vậy địa vị tự nhiên không thiếu nữ nhân, có thể những nữ nhân kia đều là tình phụ, đừng nói có cái gì danh phận, mà ngay cả quản gia tổ chỗ ở cũng không có tư cách tiến đấy. Đối với phụ thân có những nữ nhân khác, Điểm ấy quản dịch cảm thấy rất bình thường, nhưng là muốn có người muốn thay thế mẫu thân của nàng địa vị, trở thành quản gia nữ chủ nhân, điểm này quản dịch tuyệt đối không đáp ứng. "Huống chi, người kia hay vẫn là nàng thế thân, ngoại giới đều cho rằng Ellen tiểu thư. Cái này, tối thiểu cũng có thể xem như hắn nửa đứa con gái a. À. Loại làm này, quản dịch làm sao có thể tiếp chịu được?" Tạ Chiến thở dài, nói, "Tiểu thư, lão gia kỳ thật cũng là có nỗi khổ tâm đấy." Hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng nhưng rốt cục hay vẫn là cắn răng nói, từ khi phu nhân qua đời về sau, lão gia cái này 20 năm qua thật không tốt, đúng vậy, lão gia hoàn toàn chính xác có không ít nữ nhân, nhưng là không có một cái nào có thể so với mà vượt phu nhân, lão gia những năm này. Cũng khổ à, lời này tuy nhiên không có nói rõ ràng, nhưng là quản dịch cùng Trần Húc đều hiểu được, nam nhân muốn nữ nhân không riêng gì vì trên sinh lý nhu cầu, còn có tâm lý bên trên, có chút nữ nhân có thể trên giường, nhưng lại không thể nói chi tâm, cái này là tình phụ cùng lão bà khác nhau. Tiểu thư, ta tại quản gia ngây người 30 năm, lão gia cùng phu nhân quen biết hiểu nhau, ta là tận mắt thấy, tiểu thư à, ngài biết không? Ngài cùng phu nhân, lớn lên thật sự là rất giống à, mỗi lần chứng kiến ngài, ta đều nhớ tới mất phu nhân. Con gái cùng mẫu thân lớn lên như không có gì kỳ quái, nhưng quản dịch hạng gì người thông minh. Nâng lên mẫu thân nàng tuy nhiên khổ sở, nhưng là khắc kịp phản ứng, ý của ngươi là hoàng thanh tú toa cùng mẹ ta lớn lên cũng rất giống. đúng vậy tạ chiến biết rõ tiểu thư của mình từ nhỏ tựu cực kỳ thông minh nói trước đó không lâu thời điểm sinh ý bên trên da hơi có chút vấn đề nhỏ trương gia phản bội chúng ta lão gia rất tức giận càng là rất thất vọng ngài cũng biết trương gia lão gia tử cùng chúng ta lão gia cái kia là từ nhỏ giao tình cho nên lão gia tử lúc ấy chọc tức đến ngã bệnh một hồi à như thế nào không có nói cho ta biết khi đó tiểu thư vẫn còn đến trường lão gia nói không muốn kinh động ngài, hơn nữa bệnh cũng không trọng. Tạ chiến nói, khi đó là lễ Noel, hoàng tiểu thư nghỉ trở lại. Với tư cách tiểu thư ngài thế thân, chúng ta đối với nàng cũng là rất tôn kính, hơn nữa hoàng tiểu thư ôn nhu điểm tính, lúc ấy biết được lão gia bị bệnh, nàng tự mình chiếu cố lão gia, ngài cũng biết, sinh bệnh thời điểm người là rất yếu ớt, hơn nữa lão gia lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên có bệnh, đều là phu nhân tại chiếu cố hắn, cho nên, cho nên ba ba lúc ấy tự động tâm hắn muốn kết hôn một cái rất giống ngộ mụ, mụ, cũng rất giống con gái nàng, nhỏ hơn hắn hơn 20 tuổi, thậm chí so con gái nàng còn nhỏ hai tháng nữ nhân đem làm ta mẹ kế. Tạ chiến không nói, cái gọi là thanh quan khó đoạn việc nhà, loại chuyện này bên trên hắn căn bản chen vào không lọt khẩu. Trần Húc ở một bên chảo đầu, kỳ thật hắn ngược lại là cảm giác. Không sao cả à, quản lão gia tử cũng cô đơn nhiều năm như vậy rồi, hiện tại tái giá. Tuy nhiên tại ngoài ý liệu, nhưng là tại hợp tình lý à về phần tân nương tuổi còn nhỏ một chút, khục khục, cái này đối với kẻ có tiền mà nói bề ngoài giống như không phải vấn đề gì a à. Người xem người ta dương chấn chữ giáo sư, chẳng những cưới, còn càng già càng dẻo dai làm cho nhân gia nhà gái mang bầu. Có câu lời nói được tốt, nhìn thần điêu hiệp lữ biết rõ tuổi không là vấn đề, nhìn đoạn bối sơn cay, về sau biết rõ giới tính không hỏi đề, nhìn kim cương về sau biết rõ có phải là người hay không đều không là vấn đề, nhìn người quỷ tình chưa xong về sau biết rõ có sống hay không lấy đều không là vấn đề người ta lão gia tử đến thứ hai xuân cũng không có gì à ngược lại là quản dịch có lẽ thông cảm thoáng một phát mới được là à hơn nữa lão gia tử cũng không phải không có nữ nhân bất quá là đem một cái phủ chính từ thiếp lên làm vợ chứ sao đương nhiên lời này trần húc không dám nói trong lòng của hắn thiếu lắm cái này đến cùng cái nào nữ hài là chính thất trần húc thật đúng là không có cách nào làm quyết định quản dịch sắc mặt không úc tuy nhiên nàng cũng đã nghĩ tới đủ loại mấu chốt nhưng đạo lý lớn ai cũng biết đến phiên trên người mình cũng không phải là dạng như vậy được rồi. Quản dịch thừa nhỏ mất mẹ, đem mẫu thân xem so thiên đại, thật sự rất khó tiếp nhận một cái nữ nhân tới đem làm chính mình mẹ kế. Chớ nói chi là nàng thế thân rồi, ba ba có phải hay không đều cũng định bày rượu mừng rồi hả? Cái này, cũng không phải gấp, tạ chiến xấu hổ nói, dù sao hoàng tiểu thư hiện tại trên danh nghĩa hay vẫn là ngài thế thân, lão ra có ý tứ là, chờ ngài đại học chấm dứt, thì ra là hai năm rưỡi về sau trở lại tiếp nhận gia tộc sinh ý thời điểm, một lần nữa cho Hoàng Tiểu Thư một cái danh phận, chỉ có điều. Bất quá cái gì, ai, Lão Gia xem ra là thật sự đem Hoàng Tiểu Thư trở thành là cực lớn, hiện tại cùng vị Tiểu Thư này quan hệ. Chuyện này hiện tại chỉ có gia tộc một ít thành viên trung tâm biết rõ, dù sao người ở bên ngoài xem ra, Hoàng Tiểu Thư tự là ngài à, cho nên Lão Gia có muốn đem Hoàng Tiểu Thư thân phận vạch trần đi ra, đương nhiên Lão Gia sẽ không không tuân thủ ước định lại để cho ngài sớm trở lại, chỉ là cái này thế thân thì miễn đi. Quản dịch thần sắc tối tăm phiền muộn, chuyện này nàng hay vẫn là không tiếp thụ được, hiện tại đã không thể nói là cái gì thế thân không thế thân vấn đề, mà là liên lụy tới quản dịch mẫu thân địa vị, thậm chí là gia tộc luân thường, nàng làm sao có thể đủ bằng chân như vậy. Trong xe một mảnh áp lực yên tĩnh, thật lâu, quản dịch mới nói, cái kia phụ thân lần này bảo ta trở lại, chính là vì nói với ta chuyện này. Là, lão gia tựu là muốn trưng cầu thoáng một phát tiểu thư ngài ý kiến, tiểu thư lão ra như vậy đem mấy tuổi cũng không dễ dàng, ta biết có mấy lời ta không nên nói, nhưng hay là muốn nói một chút, tiểu thư, có một số việc, đã thấy ra một chút đi, ngươi, coi như nàng không tồn tại tốt rồi. Quản dịch im lặng, nàng tự nhiên minh bạch tạ chiến ý tứ, nhưng là nàng tổng là rất khó tiếp nhận. Kỳ thật tạ chiến ý tứ cũng là biết rõ nàng không tốt tiếp nhận, tự là làm cho nàng mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa quản dịch cũng biết, phụ thân cái này 20 năm đến không có tái giá, cũng không phải là không có gặp được tốt nữ nhân, muốn quản gia tài phú, quản lão gia tử khí độ phong phạm, hắn bái kiến muôn hình muôn vẻ nữ nhân thật sự nhiều lắm, nhưng theo không có một cái nào có cơ hội trở thành quản gia mới nữ chủ nhân, lần này đã quản lão gia tử cũng đã làm quyết định này, đây cũng là nói rõ là tuyệt đối không có khả năng sửa đổi được rồi. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên là muốn cùng quản dịch nói một chút, trên danh nghĩa là thương lược, nhưng trên thực tế nào có cái gì thương lượng chỗ trống. Đạo lý này tạ chiến biết rõ, quản dịch biết rõ, mà ngay cả Trần Húc cũng biết. Lái xe đã đến một cái vàng son lộng lấy kiến trúc trước ngừng, Trần Húc ló, nhà này hình như là một tòa cung điện đồng dạng kiến trúc bên trên dùng vài loại văn tự đã viết nhân gian thiên đường mấy chữ này, mà ở chiêu bài bên cạnh là một cái bốn phiến huy chương hình lá cây. Nơi này là sòng bạc, xinh đẹp như vậy à? Trần Húc biểu hiện không có một điểm cấp thế giới phú hào giác mộ, tại hắn xem ra, Las Vegas nổi tiếng nhất đúng là đánh bạc, cho nên cũng đương nhiên cho rằng nơi này là sòng bạc quản dịch nhìn hắn một cái, không, tại đây chỉ là khách sạn. Nhìn xem Trần Húc bộ dạng, nữ nhân này khóe miệng rốt cục nhếch lên thoáng một phát, Las Vegas là dựa vào đánh bạc lập nghiệp, cho nên hiện tại rất nhiều người đều cho rằng nơi này chính là Las Vegas. Đến Las Vegas ý nghĩa ngay tại ở đánh bạc, nhưng là đây cũng chỉ là một loại thành kiến rồi. Quả thật, từ 1931 năm lên, Nevada vừa mới nghị sẽ thông qua đánh bạc hợp pháp hóa chương trình nghị sự về sau, Las Vegas, Las Vegas danh tiếng hưởng dự toàn cầu, được gọi là tội ác chi thành, nhưng là cái này kiến tạo tại sa mạc chính giữa thành thị, chỉ dựa vào đánh bạc là không đủ, gần vài chục năm nay, Las Vegas có thấy xa các phú hào mà bắt đầu bắt tay vào làm kiến tạo tòa thành thị này, đem hắn chế tạo thành hơn một cái nguyên hóa đô thị giải trí thành phố, hàng năm đến Las Vegas du lịch nghỉ phép du khách có gần 4.000 vạn. Nhưng là chuyên môn đến đánh bạc chỉ là số ít, dừng thoáng một phát, quản dịch nói, đương nhiên gia tộc bọn ta cũng có sòng bạc, nếu như người muốn biết một chút về, một hồi ta dẫn người đi xem xem. Trần Húc xấu hổ, hắn vẫn cho là Las Vegas tự là thuần túy Las Vegas, nào biết được còn có như vậy biến hóa. Đây là nhà các ngươi sản nghiệp, quản dịch cười cười, là một trong, gia tộc tại Las Vegas cùng sở hữu như vậy khách sạn 7 cái, đỉnh cấp sòng bạc 5 cái, đương nhiên, gia tộc vẫn có rất nhiều cái khác sinh ý, tại Las Vegas những này sản nghiệp cũng không quá đáng tự là một bộ phận. Nữ nhân này có câu nói chưa nói, những này sản nghiệp không phải một bộ phận, mà là rất ít một bộ phận. Chỉ là quản dịch hết chỗ chê là, những ngày Las Vegas sòng bạc tại quản gia địa vị còn thật là cao, bởi vì sòng bạc có một cái trọng yếu phi thường tác dụng. Rửa tiền, trên cơ bản như bây giờ gia tộc, không có cái nào sinh ý là hoàn toàn có thể thấy quang, thậm chí âm u chính giữa thu nhập, muốn xa xa cao hơn tại bên ngoài thu nhập. Mà sòng bạc tác dụng, tự là đem những này trong âm u thu nhập tẩy trắng, biến thành hợp pháp thu nhập. Súng ống đạn được thuốc phiện, không không không, những cái kia thật sự là đồ chơi cho con nít rồi, như quản gia thực lực như vậy, điểm này tiến đã chướng mắt rồi, còn chân chính âm u giao dịch, tự là dùng tiến đi đổi quyền, hoặc là quyền để đổi tiến. Những này mới được là trọng yếu đấy. Đương nhiên, những chuyện này quản dịch cũng sẽ không biết cùng Trần Húc đi dứt lời rồi. Bởi vì tại quản dịch xem ra, Trần Húc còn là một hảo hảo tiên sinh, những này thế giới em mở ám diệt, hiện tại còn không có lẽ cho hắn biết, cũng đừng cho hắn đã bị ô nhiễm, nhưng là, liền nữ nhân này mình cũng không nghĩ tới chính là, chính mình người nam nhân này, đã bị ô nhiễm rồi. Bị cái thế giới này trong âm u, mạnh nhất lưỡng cái thế lực, chuẩn bị thông đồng làm bậy rồi. Trần Húc bị an trí tại khách sạn chính giữa cấp cao nhất phòng chính giữa, đương nhiên, vì tránh hiểm nghi, quản dịch cũng không để lại, chỉ có điều Trần Húc cảm thấy như vậy che giấu bề ngoài giống như không có gì ý nghĩa, bởi vì tại một cái không có người bên ngoài thời điểm, cái kia tạ chiến đột nhiên nói khẽ với hắn nói một câu, mặc kệ về sau quan hệ của các người phát triển như thế nào, ta chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn tiểu thư. Tạ chiến xem như quản dịch trưởng bối rồi, tại quản gia dạo chơi một thời gian rất dài, tối thiểu theo trên danh nghĩa mà nói, cũng là quản dịch thúc thúc một cái nhân vật, cho nên hắn nói lời nói này về tình về lý đều không có vấn đề gì. Trần Húc cái này vãn bối tự nhiên là muốn ngoan ngoãn cúi đầu, trên thực tế như Trần Húc bọn hắn thế hệ này cha mẹ đã thời gian dần trôi qua theo cái gọi là cứng nhắc mà đi về hướng khai sáng, đối với nhi nữ yêu đương vấn để xem cũng không có như vậy khô khan rồi hiện tại rất nhiều cha mẹ hoặc là nói trưởng bối đối đãi tiếp theo bối đời sống tình cảm đều không thế nào cưỡng cầu chỉ là hy vọng nhi nữ không muốn bị thương tổn nói như vậy trần hút ngược lại là rất có thể khiêm tốn tiếp nhận dù sao người ta là trưởng bối mà hắn cũng biết từ khi cùng quản dịch chọn phá cuối cùng một tầng cửa sổ về sau hai người cử chỉ khó tránh khỏi thân mật như tạ chiến như vậy ánh mắt độc ác liếc có thể nhìn ra được nhưng kế tiếp tạ chiến một câu lại làm cho Trần Húc hậm hực rồi. Hắn nói, người trẻ tuổi, có một số việc bất kể là xuất phát từ cần hay vẫn là hiếu kỳ, luôn không thể tránh được, nhưng là hy vọng người chú ý một ít. Ngay tại Trần Húc còn đang suy tư ý tứ của những lời này lúc, vị đại thúc này rất ẩn nấp trong tay hắn đút cái cái hộp. Durex, a à a à, à, không cần phải như vậy trắng ra a à. Nói thực ra Trần Húc gần đây đích thật là thường xuyên đêm xuân khổ đoạn ngày cao khởi, về phần phòng hộ biện pháp nha, hoàn toàn chính xác không sao cả để ý. Hiện tại hắn ngược lại là lý giải ngô vũ cái loại cảm giác này rồi, mang bộ đồ, hoàn toàn chính xác rất không thoải mái. Về phần hai tử, đắm chìm tại hai người điềm mật, ngọt ngào thế giới chính giữa Trần Húc hoàn toàn chính xác không có suy nghĩ hai tử sự tình, nhưng là quản dịch nhưng thật giống như là có uống thuốc. Người trẻ tuổi nha, loại chuyện này thường thường đều là không thế nào so đo hậu quả đấy. Tạ chiến tự nhiên cũng biết, hắn cũng không nghĩ tới một mực thủ thân như Ngọc Đại Tiểu Thư lại đem chính mình chân quý nhất lần thứ nhất cho nam sinh này, bởi vì dù sao nước Mỹ tính cởi mở trình độ rất cao, hơn nữa không thể không nói, như bọn hắn loại này thế ra đệ tử, bởi vì vì bản thân tố chất còn có hắn vốn có tiền tài địa vị, sinh hoạt cá nhân phương diện thường thường có thể so với so sánh thối nát, cũng tỉ như Hilton gia tộc cái kia đối với tỉ muội Như quản dịch như vậy một mực thủ thân như Ngọc hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, nhưng lần này trở lại, tạ chiến nhưng nhìn ra chính mình tiểu thư đi đường tư thế đã không phải hoàn bích, còn trinh khiếp sợ thời điểm, cũng không khỏi không cho Trần Húc làm cảnh cáo. Bởi vì tại tạ chiến xem ra, Trần Húc cuối cùng nhất có thể không cùng quản dịch đi đến cùng một chỗ còn là một không biết số lược, lời nói không dễ nghe, quản lão gia tử mặc dù đối với cái này chàng trai có chút coi được, nhưng hắn muốn cuối cùng nhất xác trục, đấu võ nhập vây, thực lực của bản thân hay vẫn là kém rất nhiều. Tạ chiến còn không rõ ràng lắm Trần Húc đã đã có được phiên dịch ra 5% công ty cổ phần sự tình. Cho nên, đã bị nước Mỹ bầu không khí ảnh hưởng tạ chiến tự hàm xúc cho Trần Húc một cái cảnh cáo, vì tiện các người thế nào, tiểu tuổi trẻ tình lữ tầm đó cũng có thể thông cảm, nhưng là, ngàn vạn không muốn lưu lại hai tử. Trần Húc ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn muốn chính là hiện tại chính mình cùng quản dịch còn chưa có kết hôn, có hai tử hoàn toàn chính xác không tốt, hắn người này vốn chính là cái loại này thích ứng trong mọi tình cảnh hình. Tăng thêm việc này thật sự có chút xấu hổ, cho nên hắn cũng không sao cả để ở trong lòng. Tự nhiên, cũng sẽ không biết đi nói cho quản dịch rồi. Mà lúc này đây, tại đây khách sạn tầng cao nhất, một gian xa hoa phòng chính giữa, quản dịch nhẹ nhàng gõ môn, bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp tiến đến. Sau đó cửa bị kéo ra, xuất hiện tại quản dịch trước mặt, là một cái cùng nàng lớn lên có phần có vài phần tương tự nữ hài. Nhìn kỹ, cô bé này cùng quản dịch vẫn có rất nhiều địa phương là bất đồng. Ví dụ như quản dịch con mắt rất lớn, cô bé này con mắt tựu không có nàng hiếu thần, còn có quản dịch trên người tùy thời phát ra cái chủng loại kia tự tin khí chất cao quý, cô bé này tương đối cũng nhược rất nhiều. Nhưng nếu như là chưa quen thuộc, chỉ sợ thật đúng là vô cùng dễ dàng tựu sẽ cho rằng cô bé này tựu là quản gia đại tiểu thư. Cô bé này nhìn thấy quản dịch, rõ ràng có chút bối rối, nhưng là quản dịch cũng rất ấm áp đối với nàng mỉm cười thoáng một phát, đi vào cửa, rất tùy ý mà hỏi, "Ba ba thế nào?" Cô bé này tựu là quản dịch thế thân hoàng thanh tú toa rồi lẽ ra vốn quản dịch đã gặp nàng chắc có lẽ không có cái gì sắc mặt tốt mà ngay cả chính cô ta cũng không nghĩ tới quản dịch hội như vậy vẻ mặt ôn hòa nói với nàng lời nói lúc này thời điểm nằm ở trên giường quản lão ra tử ho khan một tiếng nói ta hiện tại không có chuyện gì rồi toa toa ngươi đi ra ngoài trước a à. hoàng thanh tú toa nhìn quản dịch liếc sau đó giống như trấn kinh bé thỏ con đồng dạng chạy ra quản dịch trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường nhưng là rất bình tĩnh ngồi ở quản lão gia tử trước giường, không vội không chậm cầm lấy một cái quả táo gọt, nói, ba ba, xem ra ngài thật sự già rồi à, trước kia ngài không phải dễ dàng như vậy tự sinh bệnh đấy. Quản dịch loại thái độ này, thật ra khiến quản lão gia tử có chút sờ không tới đầu óc, dùng hắn đối với con gái rất hiểu rõ, đã sớm dự liệu được, lần này mình muốn lấy vợ, con gái đã biết nhất định sẽ đại náo một phen, làm không tốt hội náo không thể vãn hồi, thậm chí nhìn thấy Hoàng Thanh Tú Toa thời điểm, nói không chừng trực tiếp chính là một cái cái tát phung đi qua nhưng hắn không nghĩ tới quản dịch hội như vậy bình tĩnh có chút mờ mịt tiếp nhận quả táo quản lão gia tử lúc này mới muốn con gái đời này còn giống như chưa từng có chính mình động thủ gọt qua quả táo đây này hiện tại xem ra cái này quả táo gọt tuy nhiên không có toa toa tốt thịt quả gọt sạch không ít nhưng tối thiểu cũng có thể nhìn xem ra con gái cái này một năm rưỡi ở bên ngoài độc lập sinh hoạt thật là đã học được không ít thứ đồ vật hào khí rất xấu hổ quản dịch chỉ là rất nhạt nhưng đích có một câu không có một câu trò chuyện, không chút nào hỏi có quan hệ lần này hôn lễ sự tình, quản lão ra từ cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu nữ nhi của mình rồi, lần trước về nước nhìn thấy nàng lúc, còn không phải cái dạng này đó a. À. Suốt cục, quản lão ra tử nhìn không được mở miệng nói, tốt rồi, nữ nhi bảo bối của ta, có chuyện ngươi cũng đừng nghẹn gặp, ta biết rõ ngươi đối với toa toa bất mãn, nhưng là... Không nhưng nhị gì cả, ba ba, quản dịch rất bình tĩnh, cái kia là ngươi tự do à, không là chúng ta vãn bối mới có thể tự do yêu đương ngài cũng có cái này quyền lực à quản lão ra tử hạng gì khôn khéo người cao mày rốt cục cười nói tốt chờ ở tại đây ta đâu này ngươi là muốn nói cùng cái kia trần húc sự tình a à. cái kia chàng trai không tệ mặc dù có chút cố chấp a à, nhưng là hay vẫn là rất có tính dẻo người trẻ tuổi nha xúc động đơn thuần một chút cũng bình thường nhất là hắn loại này không phải ở thế gia trong phát triển người khó tránh khỏi sẽ đem rất nhiều chuyện muốn vô cùng đơn thuần mỹ hảo bất quá kinh nghiệm một ít ngăn trở cũng tự phát triển đi lên, về phần gia thế của hắn. Nghe ngữ khí giống như lão gia tử có chút ngại bẩn yêu phú ý tứ, quản dịch vội vàng nói, Trần Húc trong nhà tuy nhiên không thể cùng chúng ta so sánh với, nhưng là tuyệt đối không kém, ba ba người biết không, vị kia mạng lưới chi thần SMMS đã đem ba biệt tháp phiên dịch ra 5% công ty cổ phần cho Trần Húc, cùng dịch thủy hàn là giống nhau. Nói cách khác, trong tương lai tiếp qua 2-3 năm, Trần Húc tuyệt đối có thể trở thành trong nước bên ngoài đỉnh cấp phú hào một trong. Cái gì, quản lão gia tử hiển nhiên không được đến tin tức này, cả kinh phía dưới ngồi, hắn đã nhận được cùng dịch thủy hàn đồng dạng công ty cổ phần. Đúng vậy, quản dịch có chút đắc ý, đương nhiên, dịch thủy hàn trong tay s công ty nghiệp vụ cũng không ngớt phiên dịch ra cái này một khối. Hơn nữa lập tức muốn lên thành phố cấp thế giới game online tung hoành thiên hạ cũng có thể lại để cho dịch thủy hàn một lần hành động trở thành Trung Quốc nhà giàu nhất, nhưng là ta tin tưởng Trần Húc cũng không kém, chỉ là ba biệt tháp phiên dịch ra cái này 5% tiền lời, tự đủ rất nhiều người phấn đấu cả đời được rồi, nếu như ta lại phụ tá hắn, như vậy những số tiền này tự đầy đủ chúng ta kiến tạo một cái mới đích buôn bán đế quốc. Cho nên ba ba, Trần Húc có thực lực như vậy, hắn có trở thành chúng ta quản gia con rể tư cách. Chờ một chút, chờ một chút, quản lão ra tử dùng tay gõ lấy cái chán, chậm rãi nói, SMMS tại sao phải cho Trần Húc 5% công ty cổ phần, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, Trần Húc ở phương diện này nói không tỉ mỉ, nhưng là ta tin tưởng nhất định là có chuyện gì hắn không thể nói, hắn không nói, ta cũng tự không hỏi. Nhưng là Trần Húc là SMMS đệ tử, điểm này là khẳng định, có lẽ là vì chiếu cố đệ tử A, SMMS, tính tình của hắn rất quái lạ đấy. Quản lão ra từ A một tiếng, lâm vào trầm tư, tin tức này hoàn toàn chính xác phi thường rung động, làm vì cái thế giới này bóng mở chính giữa đỉnh cấp phú hào, bế môn tạo xa là tuyệt đối không thể làm, cho nên đối với cái này cái mỗi lần lộ diện đều cơ hồ lại để cho thế giới đều chịu chấn động SMMS, quản gia cũng rơi xuống rất lớn khí lực đi điều tra, nhưng lại không thu hoạch được gì. Bất quá, bọn hắn cũng biết, Trần Húc cùng SMMS quan hệ không giống, mà nữ nhi của mình cùng Trần Húc quan hệ cũng là không giống, như vậy, cái này chẳng khác nào là đem SMMS gián tiếp biến thành quản gia bằng hữu Tối thiểu nhất, không là địch nhân, dùng quản gia lực lượng, tuy nhiên còn không đến mức hội sợ SMMS cái này tân sinh, trong bóng ma đáng sợ tồn tại, nhưng là có thể cùng có được đáng sợ như vậy kỹ thuật người trở thành bằng hữu Cái này xa so trở thành địch nhân muốn tốt nhiều lắm, nhưng là quản lão ra tử lại như thế nào đều không nghĩ tới, SMMS đối với Trần Húc thật không ngờ coi trọng. 5% phiên dịch ra công ty cổ phần, đại biểu chính là hơn 10 trên trăm ước lợi nhuận. Hắn cứ như vậy tùy tùy tiện tiện tặng người, cho dịch thủy hàn ngược lại là tốt giải thích, dù sao cũng là dịch thủy hàn tại ngoài sáng bên trên giúp hắn quản lý sinh ý, làm hắn người đại lý nhưng là cho trần húc quản lão ra tử lông mày nhăn không có bất kỳ lý do mà thưởng phạt không đồng đều đây là một cái người lãnh đạo tối kỵ nói ngắn gọn một câu thưởng phạt phải có độ không thể vô duyên vô cớ đi phạt đây là tất nhiên động bất động đem thủ hạ đánh một trận cái con kia có thể để cho thủ hạ sinh lòng oán niệm nhưng là không thể vô duyên vô cớ đi phần thưởng bởi vì nếu như người này không có gì kiệt xuất cống hiến một cái đứng đầu chỉ căn cứ từ mình yêu thích đi khen thưởng cũng cho dịch hàn những người khác tâm. Tỷ như Tống Huy Tông Triệu Cấu, Triệu Cấu cũng rất ưa thích ngay lúc đó nhà thư pháp Mễ Phủ, thường thường ban cho hắn đại lượng vàng bạc châu báu, mà trên thực tế Mễ Phủ chỉ là đã viết một bức chữ mà thôi. Nếu như nói Triệu Cấu chỉ là vương gia, vậy hắn như thế nào phần thưởng đều không sao cả, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là vua của một nước, như vậy khen thưởng sẽ khiến người khác, nhất là những cái kia chinh chiến xa trường võ tướng nhóm, đám bọn họ trái tim băng giá. Cùng lý, nếu như không phải dịch thủy hàn đối với smms trung thành và tận tâm đối với an bài như vậy cũng nhất định sẽ bất mãn đấy hay vẫn là nói smms có đầy đủ lý do làm ra an bài như vậy quản lão ra tử lâm vào trầm tư bởi vì đứng khi bọn hắn vị trí này người bất kỳ một cái nào quyết sách cũng có thể quyết định gia tộc hưng suy nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được smms như vậy cách làm hoàn toàn tự là lấy việc công làm việc tư mà thôi tự là trần hút tay trái bỏ tiền nhét vào tay phải túi n dùng quản ra một cái sinh ý mà nói gọi tẩy trắng đem tiền cho tẩy trắng có thể cho mình dùng chỉ là như vậy đơn giản thủ pháp thật sự không giống như là một cái hôm nay nổi tiếng thế giới nhưng lại còn không có bất kỳ người biết rõ hắn thân phận mạng lưới chi thần nhưng là có một số việc thường thường đều là người khác muốn quá phức tạp nhưng trên thực tế chuyện này kỳ thật rất đơn giản đơn giản đã đến nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng trình độ quản dịch xem phụ thân sắc mặt có biến hóa cao mày nói cha có vấn đề gì sao Trần Húc hắn hiện tại, hoàn toàn là có tư cách đấy. Nhìn xem con gái vội vàng bộ dạng, quản dịch phụ thân cười nói, à, xem ra ngươi rất khẩn trương tiểu tử kia à, bất quá, ngươi phỏng đoán nhưng lại sai rồi. À, ngươi với tư cách quản gia người thừa kế, gia tộc bọn ta tài lực cùng thế lực ngươi có lẽ rất rõ ràng, đại lục bên ngoài đệ nhất phú hào. Hắc, ngươi nên biết cái này danh xưng sau lưng ý nghĩa, cái kia hơn 100 một tỷ nhân dân tệ giá trị con người tuy nhiên không thể tính toán thiểu, nhưng đối với tại chúng ta tới nói, cũng không quá đáng tựu là đã hơn một năm thu nhập tổng mà thôi, chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta có thể tùy ý tạo nên một cái Trung Quốc nhà giàu nhất. Chút tiền ấy đối với chúng ta tới nói không coi là cái gì, ngươi nên biết. Cho nên, quản lão gia tử nở nụ cười thoáng một phát, ngươi lo được lo mất, chỉ sợ Trần Húc không có tư cách này, nhưng ngươi lại có nghĩ tới hay không, nếu như nam sinh kia các phương diện khác có thể đủ sức để xứng đôi quản gia tương lai người nối nghiệp trượng phu, như vậy dù là hắn là một cái một văn không có kẻ nghèo hàn thì như thế nào. Cái này lời nói được quản dịch cứng lại, cho tới nay nàng đều muốn lấy Trần Húc thân phận, từ nhỏ tục tiếp nhận muốn môn đăng hộ đối loại này quan hệ thông gia chính sách nàng vậy mà thật không ngờ điểm này, dùng quản gia năng lực, hoàn toàn có thể đủ một tay đem một cái tên ăn mày nâng thành một cái thế giới cấp phú hào. Đã như vậy, vậy đối với nhà trai cơ sở kinh tế muốn cao như vậy yêu cầu làm gì? Nghĩ tới đây, quản dịch nhịn không được tự diễu cười, chính mình uổng tự cho là mình thông minh, nhưng lại liền đơn giản như vậy vấn đề cũng không nghĩ tới là tình si sông váng đầu não hay vẫn là suy nghĩ của nàng góc độ vốn thì có khiếm khuyết sớm biết như vậy sớm biết như vậy nàng kia sớm nên thừa lúc trần lúc còn không có đối với trạm tinh cùng cao hiểu tiết phát sinh cảm tình thời điểm tự đánh đòn phủ đầu cũng không trở thành luân đến bây giờ như vậy muốn cùng với khác nữ hài chia sẻ một người nam nhân có thể chính mình hết lần này tới lần khác lại ngoan không hạ đến tâm đi cự tuyệt cái này khả năng tự là thiên ý đây là số mệnh à chứng kiến quản dịch xuất thần quản lão gia tử lại nào biết đâu rằng con gái ý nghĩ trong lòng. Hắn thì như thế nào có thể nghĩ đến, con gái như vậy cao ngạo người, vậy mà hội nguyện ý cùng với khác nữ sinh chia sẻ một người nam nhân, một phần tình yêu. Nhưng quản lão gia tử trong nội tâm, nhưng cũng là kinh nghi bất định, nếu như Trần Húc chẳng qua là khi sơ cái kia người bình thường ra hài tử, con gái người đối với hắn lại có hảo cảm, hơn nữa cái này chàng trai bản thân cũng rất cho ta xem tốt, tương lai các người nếu là thật sự muốn cùng một chỗ, mặc dù sẽ có chút lực cản, nhưng lại không phải cái gì trở ngại chỉ là hiện tại lại lại có biến hóa quản dịch đầy cõi lòng tâm tư trở lại khách sạn ghế lô lúc lại phát hiện trần húc mất sau khi nghe ngóng mới biết được trần húc vậy mà chạy đến khách sạn lầu hai trong sòng bạc đi quản dịch vốn là ngạc nhiên sau đó tiếp theo bật cười người thường nói tiểu đánh bạc di tình đại đánh bạc thương thân quản dịch có thể vững tin chính là trần húc cũng không phải cái loại này đối với đánh bạc phi thường có hứng thú người tối đa cũng tự là di tình mà thôi hơn nữa huống chi Tuy nhiên Las Vegas hôm nay đã cũng không phải chỉ dựa vào đánh bạc đến chống đỡ nổi cái thành phố này rồi, nhưng là với tư cách trên thế giới nổi tiếng nhất Las Vegas, đi vào Las Vegas mà không đi sòng bạc, đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Cái này khách sạn từ lầu 2 đến âm một lâu, đều là sòng bạc, hơn nữa là phi thường xa hoa sòng bạc. Quản dịch xuống về sau, tự nhiên là có người tiếp đãi nàng đấy. Nàng là quản gia đại tiểu thư, cái này sòng bạc chẳng khác nào là nàng, cho nên nàng xuống hỏi thoáng một phát cái này sòng bạc quản lý, rất nhanh đã tìm được Trần Húc. Nhưng là tìm được Trần Húc thời điểm quản dịch cũng rất ngạc nhiên, bởi vì tại quản dịch nghĩ đến, Trần Húc hẳn là hối đoái một ít thẻ đánh bạc khiến cho chết đi được, dù sao cái kia chút món tiền nhỏ, nàng chướng mắt, Trần Húc cũng chướng mắt, tốn chút tiến đến chơi một chút, giải trí thoáng một phát cũng là rất bình thường đấy. Rất nhiều người đều cho rằng loại này sòng bạc người bình thường là căn bản vào không được, chơi không dậy nổi, nhưng cái kia chính là sai rồi, bị một ít hồng công đánh bạc phiến động mấy trăm vạn thẻ đánh bạc cho hù đến rồi thành nhưng trên cái thế giới này có thể tùy tiện mấy trăm mấy ngàn vạn đi ra đánh bạc người là không ít có thể dù sao hay vẫn là người bình thường tương đối nhiều a à. nào có nhiều như vậy tiến là lấy ra đánh bạc hay sao cho nên giống như vậy sòng bạc thấp nhất thẻ đánh bạc chỉ cần 5 đô la đừng nhìn tiền này thiểu góp gió thành bão còn là phi thường khả quan đấy đương nhiên nếu như có thể thắng được một hồi hào đánh bạc cái kia thậm chí có thể một ván thắng bên trên một nhà đại sòng bạc một năm lợi nhuận. Nhưng như vậy đánh bạc dù sao rất ít, người bình thường tiến đến, hoa mấy trăm hơn một ngàn đô la đến chơi một chút, còn là chiếm đại đa số. Quản dịch phát hiện Trần Húc thời điểm, người này chính bừng bừng ở sòng bạc chính giữa quỷ đồng dạng loạn đi dạo, quản dịch liếc qua trong tay hắn, phát hiện trong tay hắn tự còn nắm mấy cái 20 đô la thẻ đánh bạc, rất có hứng thú hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng là một mực không có đặt gược Quản dịch gọi tới cái này sòng bạc trưởng phòng, hỏi, vừa rồi cái kia vị tiên sinh hối đoái bao nhiêu thẻ đánh bạc ngươi còn nhớ rõ sao? Trưởng phòng nhìn nhìn Trần Húc, sau đó cười nói, hắn cũng chỉ hối đoái 100 đô la thẻ đánh bạc, tăng thêm chúng ta sòng bạc đối với mới khách nhân đều hội đưa tặng 100 đô la thẻ đánh bạc, cho nên hắn tổng cộng cũng chỉ có 200 đô la, mà vị tiên sinh này đi vào sòng bạc đã có N, có 1 giờ 20 phút, chúng ta xem hắn đại đa số thời gian cũng chỉ là ở một bên xem, rất ít đi tới rót. Quản dịch rất hài lòng gật đầu, ngạc nhiên nói, như thế nào hội nhớ rõ rõ ràng như vậy trưởng phòng cười cười đó là tiểu thư mang đến bằng hiếu chúng ta tự nhiên là cần nhiều hơn chiếu cố mới được là đấy quản dịch gật đầu phất tay lại để cho cái này trưởng phòng lui ra trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng lần thứ nhất tiến sòng bạc nhanh nửa giờ thẻ đánh bạc lại vẫn để lại nhanh một nửa xem ra chính mình chọn chúng người nam nhân này thời gian dần trôi qua thành thục nếu như là một năm trước chỉ sợ trần húc vừa gần sát sẽ thay đổi một đống thẻ đánh bạc đại chơi đặc chơi mà mở sòng bạc người cũng biết, tại trên chiếu bạc vua sạch sẽ bóng bẩy, trên cơ bản đều là những cái kia đại chơi đặc chơi, vung tiền như rác hào khách, hoặc là nói là ngu ngốc. Kỳ thật rất nhiều đồ thuật cũng không có thần bí như vậy, điện ảnh bên trên ngàn thuật biến bài một loại, cái kia đều là đạo diễn dùng để lừa gạt người xem, mà đánh bạc tiến hành đến bây giờ, như Las Vegas nổi danh sòng bạc, ở đâu còn sẽ có cho người gian lận cơ hội. Cơ hồ bất luận cái gì gian lận lỗ thủng cũng đã bị đóng cửa đến ship sao được rồi, mà trên chiếu bạc nhà cái thông qua một ít thủ đoạn ăn gian. Ví dụ như trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện, đổ xúc sắc, nhưng là xúc sắc bên trong lại tưới thủy ngân hoặc là nam châm, nhà cái chỉ cần vụng trộm ấn vào cái nút có thể biến ảo xúc sắc. Loại này là không thể nào đấy, bởi vì nếu có cái nào sòng bạc dám làm như vậy, một khi bị phát hiện, như vậy cùng đợi bọn hắn cũng chỉ có đóng cửa một đường. Thực tế tại Tây Phương, đem danh dự thấy là phi thường trọng yếu, một khi sòng bạc làm ra loại này ăn gian hành vi bị công bố tại chúng, bị mất danh dự sòng bạc đem không đáng một đồng. Cho nên, rất nhiều đổ thuật dựa vào là trên cơ bản tựu là vận khí, đương nhiên như trong truyền thuyết nghe thanh âm phân biệt xúc sắc lớn nhỏ, còn có chơi bài thời điểm tính toán bài đây nhất định cũng là có kỹ xảo, những này tựu không cần nhiều lời rồi. Nhưng là một cái đầu nóng đầu đem sở hữu tất cả tiến đều dùng sức ra bên ngoài nện người còn có thể tỉnh táo lại chú ý những kỹ xảo này sao. Cho nên những loại người này ngu xuẩn nhất, cũng là sòng bạc thích nhất đấy. Quản dịch vốn cho rằng Trần Húc thiếu niên tâm tính, lần đầu tiên tới đến loại địa phương này tất nhiên muốn trắng trợn chơi bên trên một phen, thật không nghĩ đến Trần Húc tuy nhiên hào hứng bừng bừng, có thể nhưng vẫn không có ra tay. Nàng hiếu kỳ lặng lẽ đi đến Trần Húc sau lưng, lúc này thời điểm Trần Húc vẫn còn chú ý đến trên đài con xúc sắc chung, miệng trong lặng lẽ ở nhớ kỹ cái gì. Quản dịch đi đến phía sau hắn, cái này mới nghe được trong miệng hắn tại niệm đại, khai đại, khai đại. Quản dịch bật cười, cầm chặt Trần Húc tay cười nói, người đẻ ép bao nhiêu à, Trần Húc gặp lại sau đến là nàng, cười nói, ta một phân tiền không có áp, nhưng là ta tại đoán lớn nhỏ. Đánh bạc chưa hẳn chính là muốn áp thẻ đánh bạc, ai nha nha, ta vừa rồi tính toán một cái, vận khí của ta hoàn toàn chính xác không tốt lắm, ta vụng trộm trong lòng đè ép hơn hai mươi giữ, tự đoán chúng ba bốn lần, nếu như là phóng thẻ đánh bạc, ta đã sớm thua sạch rồi. Quản dịch thấy hắn nói ngây thơ, buồn cười nói, cái kia nhìn người thế nào trên mặt còn là một bộ đắc ý biểu lộ. đương nhiên giàu tương đương trần húc lẽ thằng khí hùng trả lời người ngẫm lại à may mắn ta không có đặt cược à bằng không thì hiện tại còn không phải thua sạch sẽ bóng bảy rồi hả à. ta không có đặt cược vậy thì chờ vì vậy ta buôn bán lời ta buôn bán lời đương nhiên cao hứng giàu tương đương quản dịch bất đắc dĩ lắc đầu nói cái kia vạn nhất trong lòng người đoán điểm số đều đúng rồi người chẳng phải là sẽ cảm thấy rất hối hận hối hận không có đi tới rót hối hận nhất định sẽ có chút hối hận a à. trần húc rất thản nhiên tỏ vẻ nhưng là đầu tiên ta vốn sẽ không có như thế nào báo quá lớn hy vọng. Tiếp theo nha, những này tựu là món tiền nhỏ á, ta hưởng thụ chính là đoán đúng lớn nhỏ cái chủng loại kia kết quả, có bắt hay không tiến cũng không sao cả á. Cái kia nếu người đoán sổ số dãy số lại không có mua, hết lần này tới lần khác người đoán cái kia rót dãy số chúng mấy ngàn vạn giải thưởng lớn đâu này. Ách, chân hút sắc mặt khó xử, gãi gãi đầu, cái này xác thực rất lại để cho người phiền muộn à, bất quá yên nào, ta sẽ không đi mua sổ số, hắc 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 hắc. Quản dịch có chút cười khổ lắc đầu, quả nhiên hay vẫn là bộ dạng này đức hạnh, bất quá cũng chính là bởi vì như vậy à, hắn như vậy tính cách cũng mới lại để cho chính mình thật sâu hãm đi vào à. Kế tiếp quản dịch tự lấy Trần Húc tại nơi này sòng bạc chính giữa bốn phía đi thăm, trên đường đi cũng rất thân mật kéo Trần Húc cánh tay. Mà ở cái này sòng bạc chính giữa, nhận thức quản gia đại tiểu thư người quả thực không ít, bởi như vậy mỗi người ngạc nhiên, gần đây trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo quản gia đại tiểu thư giống như đã có bạn trai, tin tức này truyền ra, lập tức vô số đối với quản gia có ngấp nghé nhà giàu đệ tử đều đi ô tô, khu xa chạy đến, muốn đến xem là cái nào không có mắt con cóc vậy mà đã nhận được quản đại tiểu thư yêu ái. Mà lúc này, quản dịch nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh. Nàng một mặt cười cùng Trần Húc giải thích cái này các loại đổ thuật quy tắc cùng cách chơi, nhưng trong lòng thì nghĩ đến vừa rồi phụ thân đối với chính mình nói. Cái kia SMMS, quả thực quá mức thần bí cùng quá mức đáng sợ chúng ta quản ra cái này vài chục năm nay một mực kiệt lực lại để cho chính mình thoát khỏi tại truyền thông giữa tầm mắt, tự là thừa hành lão tổ tông giấu tài kế sách. Không biết, mới được là đáng sợ nhất, chúng ta hôm nay quản ra tài lực thực lực đến cùng như thế nào, không có bất kỳ người biết rõ, lúc này mới là chúng ta lớn nhất dựa. Nhớ năm đó Rothschild gia tộc, được xưng châu U đệ sáu đại đế quốc, có thể kết quả đâu này? Cái đích cho mọi người chỉ trích hà, mà cái này SMS, ai, đây là cái gì phá danh tự, thực khó đọc. Người này, căn cứ chúng ta lấy được tình báo, hắn có được lấy vượt lên đầu toàn bộ thế giới kỹ thuật, loại này kỹ thuật mở rộng biểu hiện ở chưa nhiều phương diện, còn chưa không phải cũng chỉ là máy vi tính cái này hạng nhất. Xem hắn hôm nay phát triển tốc độ, nếu như trong tay hắn còn có một chút như vậy kỹ thuật, như vậy 20 năm trong vòng, thực lực của hắn thậm chí tiếp theo đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Muốn gia tộc bọn ta, tự công việc giao thiệp với nước ngoài vận động bắt đầu tiến về trước hải ngoại, mấy đời vô số người đệ tử tâm huyết, lại đã trải qua một nhị chiến uồn ua hai, như vậy ngàn năm khó gặp gỡ cực lớn kỳ ngộ, lúc này mới phát triển cho tới hôm nay tình trạng. Thật không nghĩ đến cái này SMMS chỉ bằng sức một mình, dùng hắn vượt lên đầu toàn bộ thế giới siêu cường kỹ thuật, ngay tại trong thời gian ngắn làm được điểm này. Quả nhiên à, đường kim thế giới, khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất. Lúc này thời điểm quản dịch nhưng lại mê mang rồi, hỏi, phụ thân, Trần Húc là SMMS đệ tử, như vậy có thể nói smms là đứng tại chúng ta bên này đã như vậy chúng ta cũng không cần phải đem hắn cho rằng địch nhân đồng dạng đến đối đãi à không là địch nhân là đối thủ quản lão gia tử nói gia tộc bọn ta tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội người như vậy ngươi nhìn xem phần này tư liệu a đây là đang mấy tháng trước ngươi chính là cái kia tiểu bạn trai lọt vào Taro, ám sát về sau smms làm một chuyện hắn trực tiếp tiếp quản toàn bộ nước mỹ quân đội hệ thống à có đáng sợ như vậy tồn tại, ai không muốn cẩn thận từng ly từng tí hay sao? Mà ngay cả một mực tự cho là mình là lão tử đệ nhất thiên hạ nước Mỹ quân đội, ăn hết lớn như vậy thiệt thòi về sau liền cái dám cũng không dám phóng. Vì cái gì? Trên cái thế giới này không có tuyệt đối cường quyền, chỉ có tương đối cường quyền. Nước Mỹ hung hăng càn quấy, cũng là bởi vì đối với quốc gia khác bọn hắn có hung hăng càn quấy tiền vốn à? Ai? Bọn hắn xem ai khó chịu bọn hắn tự dám đánh à? Nhưng là đối với cái này SMS đâu này? bọn hắn phải cân nhắc đến, nếu như bọn hắn thật muốn liều chết cùng SMMS náo, muốn làm tốt toàn bộ Mỹ một nửa lãnh thổ, sở hữu tất cả phát đạt thành thị đều biến thành phế tích chuẩn bị. Thậm chí, là lần thứ ba thế chiến chuẩn bị, sẽ không khoa trương như vậy chứ? Sẽ không, quản lão gia tử cười nhạo nói, gia tộc bọn ta sinh ý người cũng biết, nước Mỹ quân đội hàng năm đều muốn tìm chúng ta hạ đạt giá trên trời đơn đặt hàng, bọn hắn điểm này chuyện hư hỏng giấu giếm bất quá chúng ta. Lời nói thật nói đi, chúng ta lấy được tư liệu chính giữa biểu hiện, SMMS hoàn toàn có năng lực tại không kinh động lầu năm góc cùng nhà trắng dưới tình huống phóng ra đạn hạt nhân. Hơn nữa đóng cửa toàn bộ thẩm mỹ hệ thống phòng ngự. Có như vậy tồn tại, bọn hắn dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên nói à, người này, không thể trêu vào, có thể thành vi gia tộc bọn ta bằng hiếu, tiểu dịch, đây đều là công lao của ngươi, ngươi cho gia tộc tranh thủ một cái cường viện à. Quản dịch vừa muốn nói chuyện, quản lão ra từ tự khoát khoát tay nói tiếp, cái kia Trần Húc, không biết phương diện nào bị vị này thần nhân nhìn chúng, cho hắn phiên dịch ra 5% công ty cổ phần à. Người cùng hắn trở thành bằng hiếu, vậy thì chờ vì vậy đem SMMS một mực tranh thủ đến chúng ta bên này, đối với gia tộc phát triển có lợi thật lớn à. Nhưng là, nghe thế cái từ, quản dịch sắc mặt buồn bã, chợt nghe quản lão gia tử nói tiếp, nhưng là, đối với người mà nói, ta hiện tại cũng không cho rằng, cái này tiểu trần hội là gia tộc bọn ta một cái hoàn mỹ con rể. Vì cái gì, Quản lão gia tử nhìn xem nữ nhi của mình, rất nghiêm túc nói, dùng ngươi thông minh, hiện tại cũng nên nghĩ tới A. À. Ta mới vừa nói rồi, người lão tử không phải ngại bẩn yêu phú người, hơn nữa gia tộc bọn ta cũng căn bản cũng không có ngại bẩn yêu phú tất yếu. Nếu như Trần Húc gia đình chỉ là một cái tiểu gia tộc, ta đây hoàn toàn có thể đợi hắn phát triển, thậm chí cố ý đi cho hắn tài bồi. Nhưng là hiện tại, tình huống nhưng có chút biến hóa, là vì hiện tại Trần Húc chẳng biết tại sao đột nhiên đã nhận được cái kia thần bí SMMS yêu ái, thậm chí ngay cả như vậy kiếm tiền, thậm chí lại để cho gia tộc bọn ta đều chịu đỏ mắt ba biệt tháp phiên dịch ra đều phân đã đến một chén canh, thậm chí hay vẫn là số lượng không ít một phần. Quản dịch tiếp lời nói, tuy nhiên bằng vào một cái phiên dịch ra còn chưa đủ để dùng chế tạo ra một cái có tư cách đối với gia tộc bọn ta sinh ra uy hiếp tân quý, có thể có trời mới biết vị kia SMMS trong tay còn có đồ vật gì đó. Mà SMMS coi trọng như thế Trần Húc, khó tránh khỏi tựu không có ở tương lai đem Trần Húc bồi dưỡng thành hắn tại sự thật thế giới chính giữa người phát ngôn nghĩ cách, mà gia tộc quan hệ thông gia, một mặt là thông qua quan hệ thông gia loại thủ đoạn này tăng cường hai cái môn đăng hộ đối đại gia tộc quan hệ trong đó, còn bên kia mặt cũng tất cần phải chú ý đến chỗ quan hệ thông gia chính là cái người kia, nhất định không thể có được quá mạnh mẽ thế lực lượng. Nếu không, rất có thể hội làm cho bổn gia tộc ngược lại bị người ngầm chiếm sự tình phát sinh. Quản dịch hít sâu một hơi, nhìn xem quản lão gia tử, ba ba, ta nói đúng không? Quản lão gia tử nhắm mắt lại, người nói rất đúng, cho nên, người suy nghĩ thật kỹ a à. Nhân sinh không như ý người sự tình, mười phần thường cư bảy tám, người với tư cách gia tộc hiện tại người thừa kế duy nhất, ta nữ nhi duy nhất, người nhất định phải vi toàn cả gia tộc lợi ích suy nghĩ. Đây là của ngươi này vận mệnh, cũng là ngươi nhất định phải làm ra hy sinh, thật sự là buồn cười à, quản dịch có loại muốn cười to xúc động. Mọi người thường nói là tạo hóa trêu người, hôm nay nàng mới biết được, quả nhiên là như vậy đấy. Chính mình trước kia một mực lo lắng Trần Húc gia đình điều kiện vấn đề, cảm thấy hai người là không có tương lai, cho nên một mực trần chờ bất định. Thế nhưng mà chờ tới bây giờ mới phát hiện, trước khi lo lắng của mình hoàn toàn là không cần phải, mà hôm nay mình ở không lo lắng thời điểm, lại là đã ra như vậy vấn đề. Một đại gia tộc, vì cam đoan gia tộc chính giữa nhân tài kéo dài, hoặc là cho gia tộc thành lập khởi cường Việt, như vậy quan hệ thông ra một chuyện là không thể tránh được. Bởi vì này giống như gia tộc chính giữa đệ tử tuy nhiên bởi vì rồi giàu gia đình điều kiện mà có thể hưởng thụ đến vượt qua người bình thường giáo dục, nhưng là đồng dạng, cũng bởi vì là quá sớm tiếp xúc đến xa hoa mà lại càng dễ sản xuất một ít bao cỏ. Nhưng là như vậy quan hệ thông ra, bao cỏ cố nhiên là không ai muốn, có thể một điểm rất trọng yếu nhưng lại, quá ưu tú, rất có giã tâm cùng năng lực, đồng thời còn có mình nhất định thế lực người, cũng là không thể nhận đấy. Nhất là chọn rể cái thế giới này tương đối mà nói còn là nam nhân chiếm cứ ưu thế tại cảm tình phương diện cũng giống như thế hai mươi nhiều tuổi nam nữ sinh tương so hay vẫn là nữ hải dễ dàng rơi vào cái kia cái gọi là tình yêu chính giữa bị tình yêu choáng váng đầu óc cho nên như quản dịch như vậy dùng một cái nữ hải thân với tư cách gia tộc người thừa kế duy nhất nàng nam nhân tự nhất định phải ngàn chọn vạn tuyển có năng lực tự nhiên là trọng yếu nhưng là đồng thời cũng không thể có được cường đại dã tâm Điểm này quản dịch phụ thân đối với Trần Húc còn là rất hài lòng, cái này chàng trai tuy nhiên còn rất non nớt, nhưng là đó có thể thấy được, hắn cũng không có quá lớn dã tâm, như vậy tự không lo lắng ngày sau hắn hội trái lại ngầm chiếm quản gia tài sản. Nhưng là, Trần Húc nhưng bây giờ đã có nhất định được thực lực. Vật này so dã tâm còn muốn đáng sợ à? Nếu như đơn riêng chỉ là nói dã tâm, rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít đều có một điểm, nhưng là bọn hắn có dã tâm cũng rất khó thành sự tình, cũng là bởi vì những này cổ xưa gia tộc chính giữa là tự nhiên mình một loại xử lý phương pháp. Nhưng nếu như là một cái bản thân tự có cường thế lực lượng người tham gia đến gia tộc này chính giữa, như vậy hắn tự rất có thể lợi dụng trên tay mình thân phận, lợi dụng lực lượng của hắn đến đem gia tộc đổi một cái tên. Đây là khả năng phát sinh đấy. Mà Trần Húc, hắn vốn làm vi một người bình thường khá tốt, có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại đã có được SMMS cường lực ủng hộ. Như vậy, đợi lát nữa vài năm, Trần Húc trong tay lực lượng, hoặc là nói là cái kia SMMS thực lực, chỉ sợ là có thể đối với quản gia tạo thành uy hiếp, thậm chí trái lại ngầm chiếm quản gia rồi. Loại chuyện này, tuyệt đối không cho phép phát sinh, cho nên nói, quản dịch trong nội tâm, thật sự là buồn khổ đến cực điểm. Nàng vô cùng hối hận, vậy mà chính mình tự phụ thông minh, lại vậy mà cuối cùng trở thành như vậy kết quả. Nhưng là bây giờ loại kết quả này, tuy nói không phải nàng một tay tạo thành, nhưng lại đích thật là hối hận thì đã muộn, nàng thì như thế nào có thể cùng Trần Húc mà nói chỉ là hiện tại cũng chưa hẳn không có một đường quay lại cơ hội vậy thì muốn xem trần húc biểu hiện còn có kế tiếp smms phát triển bảo trì hiện tại thế như vậy dùng hiện tại smms tài phú hoàn toàn chính xác có tư cách cùng quản gia tiến hành chiều sâu hợp tác trần húc với tư cách smms đồ đệ cùng quản dịch quan hệ thông gia ngược lại là phi thường có lợi cho xúc tiến song phương mật thiết quan hệ đây là một hồi chính trị hôn nhân đúng vậy đối với những ngày đại gia tộc mà nói hôn nhân cũng không phải cái gọi là cái gì chó má hỏng bét tình yêu, mà là trách nhiệm. Bất quá may mà chính là, trận này chính trị hôn nhân chính giữa cái kia đối với nam nữ rất may mắn lẫn nhau yêu nhau. Nhưng là quản dịch nhưng trong lòng vẫn có một cái ý nghĩ. SMMS phát triển hội dừng ở đây sao? Tuyệt đối không thể có thể. Dùng hắn phát triển tốc độ, sẽ tại trong 3 năm bành trướng thành một cái lại để cho thế giới bất kỳ một cái nào thế lực đều bị run dày quái vật khổng lồ. Nhưng là, cái này còn giống như không phải của hắn cực hạn. Cố gắng phát triển A, à, tuy nhiên cái này khả năng chỉ là một chuyện cười, cái này khả năng chỉ là một cái không có khả năng mộng tưởng. Thời gian hơn 3 năm, phát triển trở thành một cái có thể siêu việt 200 năm lắng động, đã trải qua vô số lần không thể phục chế, bởi vì lịch sử biến thiên mà thu hoạch được cơ hồ có thể xưng là tân sinh phát triển thời cơ, do đó đã trở thành cái thế giới này chính giữa trong bóng ma vương giả, cường đại đế quốc. SMMS, có thể siêu việt gia tộc của mình sao? Trần Húc hắn, có thể siêu việt gia tộc của mình, dùng lực lượng mạnh nhất, phá vỡ hết thảy lực cản sao? Một đám xa hoa xe thể thao phi tốc đứng tại cái này tòa sòng bạc cửa ra vào. Vốn tại Las Vegas cái chỗ này nhìn thấy tốt xe cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình, tại đây tuy nhiên không sánh bằng Dubai như vậy xa hoa, nhưng là theo những thứ khác một ít phương diện mà nói khả năng từng có chi mà đều bị và. Rượu nơi này điếm, Sòng bạc cũng đều là xứng có limousine phụ trách đưa đón khách nhân, mà ở những cái kia đỉnh cấp sòng bạc bãi đỗ xe nội, càng có thể nói cái kia chính là một cái xa hoa thế giới đỉnh cấp xe dương. Nhưng là những này xe thể thao nhưng có chút bất đồng. Nhìn xem những này xe thể thao, trên cơ bản đều là Bugatti hàng loạt, Ferrari, Lamborghini hàng loạt. Thậm chí còn có một cỗ Bugatti Veyron. Những này xa hoa xe thể thao xem xét cũng biết là người trẻ tuổi đặc yêu, tại Las Vegas, hoặc là nói là Tây Phương tầng trên xã hội, Đại bộ phận thành thuộc các phú hào thiên vị đều là phiên bản dài xa hoa siêu cấp xe con, thậm chí có xe con chính giữa còn có bể bơi. Mà chỉ có mới một đời người trẻ tuổi, bọn hắn ưa thích kích thích ưa thích kích tình, chán ghét cái loại này lớn lên giống như con rết, nhưng là chạy hình như là ốc sên đồng dạng dài hơn xe con, mà càng ưa thích những cái kia thích hợp người trẻ tuổi một đời xa hoa xe thể thao. Ở chỗ này, ngàn vạn không muốn dùng một cỗ xe thể thao chính thức xuất xưởng giá đến cân nhắc những này xa hoa kim loại phòng ở. Thật giống như đối với máy tính người quen trên cơ bản rất ít bất quá người đi sử dụng cái loại này chính thức phối trí tốt nhãn hiệu máy móc mà lựa chọn chính mình DIY đồng dạng. Đối với những người này mà nói, nếu như một cỗ trong xe thể thao thiết bị hoàn toàn là xuất xưởng vừa ráp xong mà không có bất kỳ cải biến, cái kia một cỗ trên trăm vạn poster thậm chí còn không sánh bằng một cỗ hoa hơn vài chục vạn cải tạo kiểu cũ Việt dã zip. Đương nhiên, người bình thường đối với xe cải tạo thường thường chỉ có thể dùng vẽ rắn thêm chân để hình dung. Bởi vì vì bọn họ trong bụng cái kia điểm mực nước khẳng định so không được Ferrari, Bugatti những này chuyên nghiệp ô tô xếp đặt thiết kế kỹ sư, những công trình kia sư đối với ô tô xếp đặt thiết kế đều là nhất khoa học hợp lý đấy. Trải qua cải biến về sau xe thể thao, có lẽ tại ở một phương diện khác tính năng đã nhận được tạm thời tăng lên, nhưng là chỉnh thể tính năng trình độ tự chưa hẳn so ra mà vượt vừa giáp xong được rồi. Thế nhưng mà rất nhiều người lại đối với cái này làm không biết mệt. Tại nước Mỹ, một lượng hào hoa Bugatti Veyron bất quá chỉ cần 150 vạn đô la, cái giá tiền này đặt ở Trung Quốc, lại tính cả bốn lần đã ngoài xa xỉ phẩm thuế quan đủ để là giá trên trời, nhưng là tại một hồi ván bài khả năng sẽ vượt qua cái số này Las Vegas, số tiền kia tính toán không được cái gì. Nhưng là cải trang về sau giá tiền cái kia chính là không đáy rồi, cho nên, cải trang, đây cũng là nhà giàu đám đệ tử đề cao mình giá trị con người một loại biểu hiện phương thức. Theo chạy trên xe đi xuống một đám cả trai lẫn gái đa số là y quan sở sở. Tuy nói tại rất nhiều người trong mắt ăn mặc chính quy lễ phục lại đem ô tô tại thành thị trên đường phố chạy đến 120 bước là kiện xem rất mâu thuẫn sự tình, nhưng là theo người sáng suốt có thể nhìn ra, đám người kia trên người Âu phục lễ phục, có rất nhiều đều so với bọn hắn xa hoa xe thể thao còn muốn quý trọng. Thoáng cái đã đến nhiều như vậy nhìn như hung hăng càn quấy ra hỏa, sòng bạc trưởng phòng lập tức tự đã nhận được tin tức, tại xác định thân phận của người đến về sau sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức chạy tới tại quản dịch bên tai nhẹ nói vài câu, quản dịch sắc mặt cũng nhịn không được nữa có chút biến bỗng nhúc nhích. Nàng đã biết rõ đến rốt cuộc là người nào rồi, hải ngoại người hoa tứ đại gia tộc, Bắc Mỹ quản gia bốn lá thảo, Tây U Lý thị mẫu đơn đình, Nam Dương đồng gia thúy trúc lục, U Á dư gia hoa đỗ quyên. Quản, Lý, sư tam gia đều vi muộn thanh công việc giao thiệp với nước ngoài vận động lúc tiến về trước hải ngoại người hoa gia tộc, trải qua 200 năm thay đổi bất ngờ, lúc ấy cùng nhau suốt ngoại du học đãi vàng gia tộc khác đa số đã không còn tồn tại hoặc là suy tàn xuống dưới, chỉ có cái này tam gia, bắt được phát triển kỳ ngộ, hôm nay đã trở thành cái này hải ngoại lớn nhất người hoa thế lực. Mà đồng gia, thì là mặt khác một chi, kế thừa năm đó Nam Dương giàu có và đông đúc, hơn nữa đã tránh được lúc ấy đại đế quốc Anh cùng Tây Ban Nha thực dân người đuổi giết, trải qua khó khăn chắc trở, rốt cục phát triển đến hôm nay cục diện. Cái này bốn lá thảo, mẫu đơn đình, màu xanh lá thúy trúc cùng hoa đỗ quyên, tự là cái này tứ gia tộc huy, tại hải ngoại thượng lưu xã hội, dù là cái này tứ gia trước sau như một ít xuất hiện, nhưng là đeo cái này tứ gia tộc huy người, bất luận đến đâu, đều có thể đạt được khách quý giống như đãi ngộ, chính là vì cái này tứ gia tài lực phú khả địch quốc, mạng lưới quan hệ trải rộng thiên hạ, lực ảnh hưởng càng là sâu xa đáng sợ. Mà hôm nay, vậy mà mặt khác tam đại gia tộc đều có người đồng thời đi tới nơi này ra sòng bạc, xem dạng như vậy, tuyệt đối tự là vi quản dịch mà đến rồi. Đối với những người khác, Quản dịch có lẽ còn có thể ra dáng, nhưng là cái này Tam gia người đến, nàng nhưng lại không thể không đi nghênh đón. Bởi vì này Tam gia thực lực đều không kém gì quản gia, mà người Hoa tứ đại gia tộc tuy nhiên không coi là đồng khí liên chi, cùng tiến cùng lui, nhưng là tối thiểu cũng là hữu hảo hợp tác quan hệ. Quản dịch với tư cách quản gia thuận vị đệ nhất người thừa kế, tự nhiên cũng không thể lãnh đạm. Chỉ là, Trần Húc dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, những người này đột nhiên đồng thời đã đến tuyệt đối là vì Trần Húc. Quản dịch rất rõ ràng, người hoa tứ đại gia tộc thực lực thế lực tuy nhiên khả quan, nhưng là trên thế giới này cũng không thể nói có thể đi ngang. Tây U cổ xưa gia tộc, Rothschild gia tộc, nước Mỹ tứ đại gia tộc, còn có mặt khác bóng mở thế lực phú hào, có thể cùng bọn họ có thể so với thế lực cũng có rất nhiều. Mà muốn phát triển, tự nhiên cần nhiều giao minh hữu, nhất là có phần lượng minh hữu. Cho nên, quan hệ thông gia thường thường liền trở thành những gia tộc này tất yếu cách làm. Quản dịch mẫu thân họ dư, tự là tứ đại gia tộc một trong dư gia con gái, tính toán, hiện tại dư gia gia chủ dư sáng sớm minh, hay vẫn là quản dịch cậu. Mà mặt khác mấy gia tộc, cũng đã tiến hành cùng loại quan hệ thông gia. Một đại gia tộc nội, ngoại trừ quản gia thế hệ này trực hệ huyết thống nhân khẩu đơn bạc, cũng chỉ có quản dịch cái này một cái, mặt khác mấy gia tộc, chớ nói chi thứ, mà ngay cả trực hệ người thừa kế đều có mấy cái. So về thế hệ này Trung Quốc các thiếu niên đại bộ phận đều là con một mà hy vọng có một huynh đệ tỉ muội bất đồng, cái này mấy gia tộc người thừa kế tuy nhiên cũng hận không thể huynh đệ của mình tìm muội ít hơn mấy cái, tốt nhất chỉ còn lại chính hắn, như vậy là hắn có thể thuận lý thành trương kế thừa cái kia phú khả địch quốc gia tộc. Thân huynh đệ tầm đó còn như thế, chớ nói chi là bên ngoài chi chi thứ rồi, cho nên đối với mình chính là cái kia cậu, quản dịch mặc dù có chút ấn tượng, nhưng lại một điểm thân tình cảm giác đều không có cảm nhận được. Nhưng là có một điểm nàng lại có thể cảm nhận được chính là dục vọng, chân trụi dục vọng, ai có thể cưới quản dịch, như vậy ai tự có thể trở thành tương lai quản gia nửa cái chủ nhân. Đương nhiên, cái này tam đại gia tộc trực hệ người thừa kế là không có cơ hội này, nhưng là chi thứ, thậm chí là quản gia bên trong chi thứ, đều tại đập vào quản dịch chủ ý. Còn có cái này tam đại gia tộc chính giữa, một ít tự cho là mình nhất định vô duyên kế thừa gia tộc sản nghiệp người, cũng nghĩ đến dứt khoát ở rể quản gia, buông tha cho nguyên lai thân phận nhưng là có thể đạt được, tuyệt đối so với buông tha cho trước muốn nhiều. Bởi vì mỗi gia tộc đều là chỉ có một gia chủ, ngoại trừ gia chủ bên ngoài những người khác cũng không có gì quá lớn quyền lực trần húc chú ý tới quản dịch biểu lộ khác thường kỳ quái hỏi làm sao vậy không có gì quản dịch miễn cưỡng cười cười đã đến mấy cái bằng hữu cũ n không bằng ngươi theo giúp ta cùng đi gặp thấy bọn họ a à, quản dịch vốn cũng không muốn làm cho trần húc đi qua bởi vì nàng biết rõ đến cái này mấy cái gia hỏa đều là cái gì đức hạnh nhìn thấy trần húc chỉ sợ không thể thiếu sát thương cướp cỏ làm ra không thoải mái nhưng là nàng biết rõ nếu như không cho Trần Húc đi qua, thứ nhất sẽ làm bị thương Trần Húc lòng tự trọng, thứ hai cũng sẽ không khiến những người kia hết hy vọng. Hơn nữa hiện tại nàng như vậy rêu rao kéo Trần Húc tại sòng bạc chính giữa, ý tứ tự là nói cho tất cả mọi người. Cái này là nam nhân của ta, chứng kiến Trần Húc sảng khoái gật đầu, quản dịch do dự một chút, hạ giọng nói, những người kia phần lớn là một ít bị làm hư đâu ăn chơi thiếu da, n, tóm lại một hồi người tốt nhất biểu hiện cường ngạnh một ít, nhưng là không muốn đem bọn họ triệt để đắc tội chết rồi. Đương nhiên, nam nhân của ta tự nhiên cũng không thể khiến bọn hắn xem thường rồi. Trần Húc sừng sốt một chút, sau đó gãi gãi đầu, ai nha nha, rốt cục hay vẫn là chạy không khỏi cửa ải này à, xem quản dịch biểu lộ mê hoặc, Trần Húc cười nói, nhân vật chính định luật, luôn luôn một ít đuôi mù ra hỏa đưa tới cửa đến chính mình tìm tai vạ, nhất là một ít tự cho là mình rất rất giỏi, xuất thân rất tốt hoặc là lớn lên rất tuấn tú hoặc là có tiền ra hỏa đã chạy tới cùng nhân vật chính đoạt nữ nhân. Người không biết, trong đại học đám kia áp chế đám con trai thầm mến các người không ít, có dám đứng ra cùng ta quyết đấu một cái đều không có. Ta bạch đi bộ đội đặc trùng huấn luyện rồi, quản dịch nhịn không được ném cho hắn một đôi bạch nhãn cầu. Bất quá lúc này thời điểm trong lòng của nàng cũng buông lỏng xuống. Trần Húc tự là Trần Húc, hắn thực chất bên trong trời sinh thì có một cổ ngạo khí, cái này cổ ngạo khí lại để cho hắn sẽ không đối với đảm nhiệm thân phận như thế nào người cảm thấy hèn mọn sẽ không quá mức mình cảm giác hài lòng nhưng là đồng dạng hắn cũng sẽ không cho là người khác tự cao với mình hơn nữa người này một bộ một cách tinh quái đức hạnh thật đúng là không có người nào có thể tại trên người hắn chiếm được tiện nghi tự là hy vọng thằng này đừng đem sự tình náo lớn hơn a à. bất quá cho dù náo lớn hơn cũng không có gì lớn nơi này là bắc mỹ las vegas treo bốn lá thảo dấu hiệu địa phương ở đâu đến phiên người khác tới cản rỡ. Lúc này ngoài cửa mấy người trực tiếp mà vào, kéo cường đại khí tràng. Bảy tám người núi đuôi nhau mà vào, chung quanh hai bên mọi người không có cảm giác đều cho bọn hắn mở ra một cái lối đi. Xem quan, tại Las Vegas loại địa phương này, muốn để cho người khác nhường đường cho ngươi tự chỉ có một biện pháp. Đó chính là ngươi so với hắn có tiền, có quyền. Đây là một cái rất thực tế thành thị. Có người nói tại cái thành phố này chính giữa sinh tồn chuột cũng biết nhà ai lại càng dễ tìm được đồ ăn. Ở chỗ này lui tới người đi đường, tại nơi này sòng bạc chính giữa một ít nhìn như phong độ nhẹ nhàng người. Bọn hắn kỳ thật chính thức nội tình cũng không riêng tiên, những này tại cửa ra vào bồi hồi lũ tiểu tử, có ăn cắp, có lừa đảo, cũng có cho vay nặng lãi đến xem xét những cái kia đánh bạc đỏ mắt dân cờ bạc tiểu đệ, đương nhiên, còn có kỹ nữ. Những người này tại sòng bạc trà trộn, đương nhiên biết rõ cái dạng gì người bọn hắn có thể ra tay, cái dạng gì người bọn hắn căn bản là không thể trêu vào tự hướng về phía bên ngoài cái này bước nhanh đi tới cái này mấy người trên người trang phục, những này tại cái thành phố này tầng dưới chót nhất kiếm cơm ăn lũ tiểu tử đã biết rõ, đến những những người này bọn hắn tuyệt đối đắc tội không nổi, người như vậy bóp chết bọn hắn, không thể so với giết chết một con kiến muốn phế bên trên quá nhiều công phu. Cho nên, những cái thứ này lập tức tự vọt đến hai bên, bọn hắn cũng không dám đứng mũi chịu xào cái này của khí chàng Khí chàng người, khí thế, xem mấy người kia đi đường mang phong đức hạnh, rất rõ ràng là lai giả bất thiện à. Đi đầu chính là cái người kia gọi Lý Sướng, Lý gia chú Bắc Mỹ Thái tử đảng một trong, xem như có lai lịch một cái, bất quá hắn ở gia tộc địa vị rất xấu hổ, thuộc về cao cao không tới, thấp không xong cái chủng loại kia, tại người bình thường xem ra hắn hình như là thuộc về lại để cho người hâm mộ thượng lưu xã hội, nhưng trên thực tế hắn chỉ là một cái trước sân khấu phát ngôn nhân, liền người nói chuyện đều không tính là. Trần Húc theo quản dịch ánh mắt nhìn lại, trong đầu lập tức tự truyền đến tiểu mẫn thanh âm định ý kiểm tra đo lường vi cấp độ C, đối phương đối với tình cảm khống chế trình độ tốt hơn. Căn cứ hắn mấy cái mấu chốt bộ vì kiểm tra triệu chứng bệnh tật kiểm nghiệm người này đối với ngài định ý rất cao, nhưng còn có thể đủ khắc chế cảm giác của mình. Theo ở phía sau chính là cái người kia gọi dư lãng, thằng này là cái chính cống quần là áo lượt, một hồi ngươi có thể tùy tiện khi dễ. Chỉ cần cho hắn lưu một cái mạng có thể, định ý hệ số vi cấp độ A, kỳ thật không cần tiểu mẫn nói, Trần Húc cũng có thể cảm giác được, cái kia tóc như vậy cùng không phải chủ lưu giống như người kia, tuy nhiên một chi tay ôm lấy một cái xem cũng không tệ lắm mỹ nữ, nhưng là trong mắt chỗ mang theo căm thù nhưng lại gần như tại trần trụi đấy. Cái loại ánh mắt này, phảng phất tựa như cái tham lam quái thú đồng dạng muốn đem quản dịch toàn bộ cho nuốt vào, sau đó lại đem mình cũng cho nuốt vào. Đương nhiên, cái này hai chủng nuốt pháp hoàn toàn là hai khái niệm, nam nhân đều mới có thể đủ lý giải. Cái này dư lãng đối với địch ý của mình đã cũng coi là trần trụi được rồi, nhưng lại còn xa xa so ra kém phía sau bọn họ đứng đấy một người đàn ông khác. Người nam nhân này tạo hình rất phong cách, tại như vậy một cái thuần một sắc Âu phục lễ phục địa phương, một người mặc tay đua xe trang phục ra hỏa phong cách độ không thua gì tại quảng trường Thiên An môn trước vội vàng một cỗ đeo đại hồng hoa xe lừa. Chớ nói chi là cái này đầu con lừa còn nhiễm một đầu hỏa hồng sắc, trên lỗ tai ăn mặc không biết bao nhiêu cái hoàn, một bộ hippie cách ăn mặc. Đây cũng là người này được xưng là chó điên một trong những nguyên nhân, phải biết rằng tại rất nhiều so sánh có thân phận Trung Quốc gia đình chính giữa, đều đặc biệt chú ý một cái tiêu chuẩn tựu là không thể vong bản, mà rất nhiều Trung Quốc lão nhân phi thường nhìn không quen cái loại này đem tóc nhuộm thành các loại đủ loại nhan sắc hoặc là kỳ dị tạo hình lập dị, nhất là tại xã giao chờ chờ chính quy nơi, cái loại này tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc hơn nữa không mặc trang phục chính thức người hội cho người khác lưu lại một loại lỗ mảng. Không thể tin đảm nhiệm cảm giác, cho nên như chó điên như vậy tạo hình, ở chỗ này hoàn toàn chính xác cũng coi là riêng một ngọn cờ rồi. Nhưng là lại để cho Trần Húc chú ý cũng không phải hắn cái này thân phong cách màu đỏ đua xe phục, mà là cái khuôn mặt kia mặt. Trần Húc có thể đối với Mao Chủ tịch thề, nếu như bọn hắn phòng ngủ lão đồng chịu đem dâu mép của mình cho cạo một cạo, trên mặt sửa một cái, sẽ đem tóc làm cho cùng ổ gà đồng dạng, cái kia khuôn mặt cùng người này tối thiểu có bảy phần tương tự. Người này gọi đồng dơ cao hoàng, hắn cũng họ đồng, Trần Húc cả kinh nói, đồng dơ cao nhà của chúng ta lão đồng, ta giống như nhớ rõ hắn có một tên gọi là N, đồng dơ cao giới. Cái này ngược lại là quản dịch sửng sốt một chút, bởi vì lão đồng ở trường học danh tự vẫn là gọi là đồng thanh khiết. Mà đồng dơ cao giới, cái tên này là lão đồng ở gia tộc chính giữa tên thật, về phần đồng thanh khiết, bất quá là cái áo lót mà thôi. Đồng dơ cao giới cái tên này, hay vẫn là nhất lúc trước Trần Húc Tại vừa phát hiện siêu cấp máy tính lúc lung tung kiểm tra đo lường điều tra ra, cái kia đã là thật lâu xa sự tình, nếu như không phải hôm nay gặp được, Trần Húc thật đúng là muốn không khởi đến như vậy một sự việc. Là trùng hợp sao, quản dịch ngắt Trần Húc tay thoáng một phát, thấp giọng nói, lão đồng sự tình hắn chưa nói, ta không tiện mở miệng, hiện tại trước bất kể nhiều như vậy. Cái này đồng dơ cao hoàng ngoại hiệu gọi chó điên, thằng này là cái sự tình gì đều có thể làm ra đến, một hồi ngươi cũng đừng thụ hắn kích. Trần Húc phản ngắt tay của nàng thoáng một phát, ý bảo tự mình biết rồi, nhưng là nhưng trong lòng thì tại cười lạnh. Chó điên sao, thực chọc tới ta, tự cho người biến thành tang gia cẩu. Trần Húc tin tưởng cũng không phải bởi vì trong lòng của hắn cuồng vọng tự đại, mà là thật sự là hắn có cái này tiền vốn. Từ khi đột phá siêu cấp máy tính tầng thứ hai quyền hạn về sau, Tiểu Mẫn cùng Trần Húc thành lập khởi siêu cấp liên tiếp, kết nối về sau, Trần Húc thì có chính thức có thể ngạo thế thường nhân tiền vốn. Có Tiểu Mẫn làm ánh mắt của hắn, làm đầu óc của hắn. Trần Húc dùng được lấy sợ ai, tự kể cả hiện tại, Trần Húc cũng đã lại để cho Tiểu Mẫn bắt đầu quan trắc cái này mấy người. Thông qua bọn hắn các loại kiểm tra triệu chứng bệnh tật, như hô hấp tần suất, huyết dịch phản ứng chờ các loại, do đó tính toán ra người này dưới mắt tâm tình cùng với địch ý chờ chờ. Kỳ thật cũng chưa chắc tự chỉ là địch ý, Trần Húc nhìn về phía quản dịch, Tiểu Mẫn được ra kết quả chính là, mục tiêu đối địch hệ ba người mục tiêu tình cảm biểu hiện là chán ghét, chán ghét đẳng cấp A đối với cảm tình của ngài biểu hiện là ỷ lại ái mộ. Đã có như vậy tình cảm phán đoán phân tích, Trần Húc trong nội tâm thì có nhất định được nắm chắc. Máy móc quan sát năng lực tải ở phương diện khác so nhân loại muốn cường đại hơn rất nhiều, ví dụ như hai người gặp mặt thời điểm tổng không tốt nhìn chằm chằm vào đối phương xem, nhưng là tiểu mẫn lại có thể vô hình chính giữa đưa hắn sở hữu tất cả động tác đều ghi chép lại tiến hành phân tích. Ví dụ như ngẫu nhiên ánh mắt chính giữa hiện lên cảm xúc, trên thân thể ngẫu nhiên sẽ xuất hiện vô ý thức phản ứng động tác chờ chờ. Loại vật này dùng ở trên bàn đàm phán quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên Loại vẻ mặt này kiểm tra đo lường công cụ trong tương lai cũng hoàn toàn chính xác tại một đoạn thời kỳ nội bị dùng cho bàn đàm phán lên, bất quá rất nhanh tiểu bị kháng nghị. Bởi vì loại thủ đoạn này làm cho đàm phán song phương đều rất khẩn trương, hơn nữa lợi dụng như vậy công cụ tất bị cho rằng là một loại đối với hắn người không tôn trọng hành vi. Đương nhiên, rất nhiều tinh thông biểu diễn cùng ngụy trang cao thủ cũng có thể tại một ít đặc biệt thời cơ làm ra trái lại phản ứng đối với người tiến hành nói dối, chờ chờ. Nhưng ở thời đại này vẫn chưa có người nào có được vật như vậy. Trần Húc lại để cho Tiểu Mẫn cẩn thận chằm chằm vào cái này mấy người, nhất là quản dịch nói cái này ba cái ra hỏa. Về phần những người khác, không biết quản dịch là không biết còn là căn bản khinh thường tại đi giới thiệu, nếu như là thứ hai, cái kia càng không cần phải như thế nào chú ý, bất quá Trần Húc hãy để cho Tiểu Mẫn đi ghi chép thoáng một phát. Bởi vì máy tính lấy người não lớn nhất khác nhau tựu là, điểm ấy tính toán căn bản là chiếm không dùng được siêu cấp máy tính bao nhiêu tài nguyên giám thì một cái cùng giám thì một trăm cái đều là giống nhau. Thông qua tiểu mẫn giám sát, Trần Húc rất nhanh tựu đã nhận được trực tiếp tư liệu. Đến người phân ba đợt, quản dịch giới thiệu cái này ba cái ra hỏa rất hiển nhiên không phải bền chắc như thép, mà là làm theo ý mình đấy. Theo tiểu mẫn phân tích trong ghi chép có thể biết được, rất rõ ràng, cái kia họ đồng ngoại hiệu gọi chó điên ra hỏa là không, nhất nhận người chào đón đấy. Bên cạnh hai người đối với hắn đều tận lực giữ vững khoảng cách nhất định. Mà cái kia lý sướng cùng dư lãng quan hệ của hai người cũng không tính là quá tốt, lẫn nhau đều đối với đối phương đều bảo lưu lại một tia đề phòng. Đám người kia thanh thế hạo hạo đáng đáng, lập tức đưa tới sòng bạc nội không ít người chú ý. Sòng bạc trưởng phòng đã sớm nghênh đón tiếp lấy, vẻ mặt tươi cười, lý công tử, dư công tử còn có đồng công tử, ba vị hôm nay như thế nào may mắn đến chơi. Cầm đầu lý sướng cười ngạo nghễ, ánh mắt cũng đã rơi đi qua. Quản dịch bất động thanh sắc kéo trần hút thoáng một phát, nghinh đón tiếp lấy, nói, à, hôm nay thật sự rất xảo à, ta vừa trở lại, tự gặp được mấy vị rồi. Ellen tiểu thư người tốt, mấy người đều rất lễ phép, hoặc là biểu hiện ra lễ phép cùng quản dịch chào hỏi, nhưng là ánh mắt tuy nhiên cũng chăm chú vào Trần Húc trên người. Quản dịch tự nhiên cười nói, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Lý Công Tử, Dư Công Tử còn có đồng gia thiếu gia, vị này chính là Trần Húc, vị hôn phu của ta vị hôn phu ba chữ nói ra, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Cũng kể cả cái này sòng bạc chính giữa quản sự, không có nghe lão ra nói về à, nhưng là cái này danh hiệu theo quản dịch trong miệng chính miệng nói ra, cái kia phân lượng dĩ nhiên là không giống với lúc trước. Cái này trong nháy mắt, Trần Húc đã nhận được tiểu mẫn có vài nhắc nhở, trước mắt ba người này, còn có quanh thân mấy cái phẳng phất tại xem náo nhiệt ra hỏa trên người, đều đối với chính mình sinh ra phẫn hận, thậm chí là sát ý, vị hôn phu, lý sướng trên mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem trần húc à xin hỏi trần tiên sinh gia tộc sinh ý ở nơi nào thăng chức có thể trở thành Ellen tiểu thư vị hôn phu trần tiên sinh gia tộc nhất định coi như là tiếng tăm lừng lẫy a à. không dám nhận trần húc cười đến rất dối trá làm một ít dược phẩm mà thôi lý sướng nhíu mày làm dược phẩm hay sao có lẽ rất nhiều người cho rằng làm dược phẩm rất kiếm tiền cũng hoàn toàn chính xác dược phẩm phương diện lợi nhuận là phi thường cao nhưng là tại trí nhớ của hắn chính giữa còn không có mấy người làm dược phẩm sự nghiệp có thể đạt tới bọn hắn hiện tại loại này độ cao. Hắn đối với người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức liền có người vụng trộm từ trong đám người chạy ra ngoài, xem ra là đi điều tra Trần Húc rồi. Hắn nhỏ như vậy động tác nhưng không lừa gạt được Trần Húc ánh mắt, bất quá Trần Húc cũng không thèm để ý. Nhưng là lúc này lại giận bên cạnh một đầu chó điên, cái kia ăn mặc đua xe phục, gọi đồng dơ cao hoàng gia hỏa lớn tiếng đại khí nói, tiểu tử, người thật là e lần tiểu thư vị hôn phu sao ta như thế nào chưa từng có nghe qua. À, Trần Húc rất tốt tính tình cười cười, như thế nào, Ellen tiểu thư muốn cùng với đính hôn, gả cho ai, còn cần cùng ngài báo cáo thoáng một phát sao? Ngài vị nào à? Thốt ra lời này, bên cạnh có mấy người nhịn không được đều vẻ mặt cường nghẹn lấy vui vẻ. Bất quá bọn hắn lại biết cái này chó điên cực khó đối phó, tối thiểu chính mình là không thể trêu vào, cho nên cũng không dám cười ra tiếng, như vậy nghẹn lấy một bộ táo bón bộ dạng. Lý Sướng có chút hối hận mang người này đã đến. Trên thực tế cái này đầu chó điên tại Bắc Mỹ thượng lưu xã hội vòng tròn luẩn quẩn chính giữa hảo cảm độ vô hạn tới gần tại phụ vô cùng, cũng là nói ưa thích người của hắn không có mấy cái, mà người này tại đồng gia địa vị cũng là phi thường xấu hổ đấy. Hắn không phải trực hệ đệ tử, cho nên không cần tiếp nhận trực hệ đệ tử như vậy khảo hạch. Mà sở dĩ nhét vào Bắc Mỹ là vì đồng gia thế hệ này, ngoại trừ trực hệ đệ tử bên ngoài, hắn là một người duy nhất chưa lập gia đình hơn nữa tuổi cùng quản dịch không sai biệt lắm đại đấy. Những người khác nếu không cũng đã 30 xuất đầu, nếu không tự còn chỉ có 13-14 tuổi bộ dạng, chỉ có người này tuổi thọ cùng quản dịch không sai biệt lắm, tối thiểu theo tuổi đi lên nói là có khả năng nhập vây quản ra con rể người chọn lựa. Đương nhiên, mà ngay cả đồng gia các trưởng lão mình cũng cảm thấy cái kia từ nhỏ tự rất cao ngạo quản gia tiểu thư vừa ý cái này đầu chó điên xác suất đại khái cũng không sai biệt lắm là phải chờ tới núi không lăng thiên địa hợp thời mới có thể phát sinh. Nhưng tối thiểu còn có một đường hy vọng không phải cho nên đồng dơ cao hoàng ở lại Bắc Mỹ duy nhất mục đích, tự là xem hắn có hay không hy vọng trở thành quản gia con rể, hoặc là người được đề cử một trong cũng tốt. Mà một khi quản dịch lựa chọn những người khác, như vậy đồng dơ cao hoàng giá trị lợi dụng có thể nói hoàn toàn mất hết, đến lúc đó hắn chỉ có thể bị gia tộc phát trên mấy trăm vạn đô la phái phí, tìm một chỗ tự xanh tự diệt. Mấy trăm vạn đô la, người bình thường xem ra có lẽ đây là một số rất khả quan con số, nhưng là đối với bọn hắn những này từ nhỏ tiêu xài đã quen người đến nói, còn chưa hẳn có một hồi ván bài tới nhiều. Nói thật, cái này đồng dơ cao hoàng vận mệnh là rất thật đáng buồn đấy. Bởi vì hắn chỉ có thể đem sở hữu tất cả hy vọng ký thác vào một cái trên cơ bản không có khả năng yêu mến nữ nhân của hắn trên người. Nhưng là nếu như là người bình thường, tại biết rõ chính mình là loại này vận mệnh dưới tình huống, vậy cũng nên vì tương lai của mình làm ý định, hoặc là nói, người tới chính là muốn đem làm quản gia con rể, như vậy đây là quan hệ đến người cả đời đại sự, người cũng nên làm ra điểm bộ giang ha. Ví dụ như, lấy quản gia tốt lão gia tử, tranh thủ điểm điểm ấn tượng, hoặc là nghĩ biện pháp cùng quản gia đại tiểu thư tiếp cận. Tối thiểu cũng phải đem hình tượng của mình dựng nên tốt, cho mình tranh thủ càng nhiều nữa thẻ đánh bạc A. Nếu không tế, biết rõ chính mình tương lai cuối cùng nhất không cách nào nhập vây, mà không cách nào nhập vây kết quả chính là mất đi hiện tại tài phú địa vị biến thành một cái tiểu ông nhà giàu, vậy bây giờ cũng nên vì tương lai của mình cân nhắc một chút đi. Kết quả người này tại Las Vegas chẳng những cho mình thắng được một cái chó điên ngoại hiệu hơn nữa tại cục cảnh sát chính dự án ngọn nguồn trọn vẹn chất đầy một cái quỹ bảo hiểm. Vay nặng lãi, thuốc phiện, lừa bịp tống tiền, vân vân và vân vân, không biết có bao nhiêu người đang chờ người này thất thế. Có thể đoán trước, một khi Nam Dương Đồng ra buông tha cho cái này đầu chó điên, như vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành làm một đầu mỗi người hô đánh chính là chó rơi xuống nước. Tại Las Vegas phát hiện một lượng cổ thi thể cũng không phải cái gì mới lạ, tươi sốt sự tình, nhất là cái loại này một ngày trước còn rất hung hăng càn quấy, nhưng là đảo mắt tựu trở nên hai bàn tay trắng ra hỏa mà quyết định cái này đầu chó điên thất thế mấu chốt ngay tại quản gia đại tiểu thư trên người cho nên đang nghe nói quản gia đại tiểu thư cùng một nam tử xa lạ quan hệ mập mờ phi thường về sau cái này đầu chó điên lập tức tựu ngồi không yên điều này không khỏi làm cho người hỏi một câu ngài sớm đi làm cái gì rồi hả ôm cây đợi thỏ cũng không phải như vậy tuân theo luật pháp a hay vẫn là ngài cảm thấy quản gia đại tiểu thư rất giống một chỉ mắt bị mù đần con thỏ đồng dơ cao gắt gao chằm chằm vào Trần Húc, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Trần Húc toàn bộ nuốt vào bụng ở bên trong. Hắn nhếch nhếch miệng, lộ ra một miệng phi thường bạch hàm răng. Đối với cái này đầu chó điên có nghe thấy người cũng biết, trong miệng hắn cái kia răng trắng như tuyết toàn bộ đều là răng giả, bởi vì hắn răng đều tại đi đua xe thời điểm bởi vì tai nạn xe cộ rơi xuống đã xong. Tiểu tử, người rất hung hăng càn quấy, người có biết hay không ta là ai? Đồng dơ cao dùng nắm bắt xì gà ngón tay chỉ lấy Trần Húc, người dám cùng ta nói như vậy. Rất quê mùa lời kịch, Trần Húc nhún nhún vai, vẻ mặt khinh thường. Trần Húc nhún vai động tác rất chân kê, lại để cho quản dịch nhịn không được hé miệng cười cười. Không có người so nàng hiểu rõ hơn Trần Húc rồi, thằng này là điển hình ăn mềm không ăn cứng. Người đối với hắn càng hung hăng càng quấy hắn cũng lại càng hung hăng càng quấy. Người khác nếu đối với hắn khách khí, dù là Trần Húc xem thằng này khó chịu, cũng phải băn khoăn đến thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người A. Chó điên như vậy cách làm, tại quản dịch xem cùng muốn chết không có gì khác nhau, hơn nữa quản dịch có thể tưởng tượng đạt được, dùng chó điên tính tình, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Trần Húc tự nhiên cũng sẽ biết lại để cho hắn đẹp mắt. Quản dịch không sợ Trần Húc ở chỗ này đắc tội với người, nhất là đắc tội một cái nhất định đời này tiền đồ không ánh sáng ra hỏa. Huống chi, giết gà dọa khỉ, quản dịch trong lòng tính toán nhỏ nhặt rất tinh minh. Đã đã đến tự muốn đem sự tình kiêu ngạo, Trần Húc cùng mình bây giờ bất kể là một vốn một lời gia tộc hay là đối với mặt khác xem náo nhiệt hoặc là dụng tâm kín đáo người đến nói đều có thế. Như vậy không thừa lúc cơ hội này đem sự tình náo đại đem quan hệ của hai người hôn sự xác định xuống, nàng kia cũng cũng không phải là quản dịch rồi. Quản dịch thế, ở chỗ phía dưới 3 điểm. Một, quản lão gia tử hiện tại đột nhiên muốn kết hôn thân, hơn nữa đối tượng hay vẫn là quản dịch thế thân. Vô luận theo người chọn lựa bên trên hay vẫn là theo quản dịch đối với mẫu thân của nàng trên tình cảm mà nói, quản lão gia tử đối với quản dịch đều lòng mang ái náy. Mà điểm ấy ái náy tự cho quản dịch một cái pháp mã, một cái có thể đang chọn chọn nàng tương lai vị hôn phu bên trên miến cưỡng lại để cho quản lão gia tử không mở miệng phản đối thẻ đánh bạc. 2. Tung hoành thiên hạ sắp toàn cầu Open Beta Vốn là nói đến, game online loại này sản nghiệp căn bản là sẽ không bị những này cao cao tại thượng các gia tộc để vào mắt. Đó mới có thể lợi nhuận mấy cái tiến nhưng là rất rõ ràng tung hoành thiên hạ cái này kiếp trước giới duy nhất toàn cầu cấp game online không giống với bình thường game online. Nasdaq khác chuyên nghiệp nhà kinh tế học đối với cái này trò chơi tiền cảnh làm ước định, được ra kết quả lại để cho mỗi người đều hai mắt đỏ lên. 35 ước đô la, cái này chính là năm thứ nhất thuần lợi nhuận. Microsoft năm 2004 đến năm 2005 năm thuần lợi nhuận cũng không quá đáng cũng chỉ có 122. Năm ước đô la, một cái mới thành lập công ty một năm có thể cầm xuống 35 ức đô la lớn lợi nhuận, đây không phải kỳ thích là cái gì. Có như vậy một số khả quan tiền lời tại, bị đánh lên SMMS nhãn hiệu Trần Húc, coi như là tại nước Mỹ thượng lưu xã hội, cũng tuyệt đối có thể xài được. Đối với tư bản chủ nghĩa xã hội thương mọi người mà nói, bọn hắn chỉ nhận thức kiếm tiền cùng không thể kiếm tiền, mà kiếm tiền cũng chỉ phân hai chung. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng cùng thấy quang đấy. Trên cái thế giới này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý một năm có thể lợi nhuận 35 ức đô la chỗ nào cũng có, nhưng là thấy được quang có thể lợi nhuận nhiều như vậy lại một trang giấy đều có thể tính ra tới, hơn nữa game online. Đây chính là một cái phi thường tốt rửa tiền địa phương. Đối với trò chơi công ty mà nói, game online chính giữa hết thảy thứ đồ vật bất quá chỉ là một tổ số liệu, mà nếu như cái này game online có mấy dùng ước nhớ người chơi gia nhập, cái này đối với bọn hắn đem tiền đen tẩy trắng là cái không thể tốt hơn bình đài hắn thuận tiện cùng với có thể thao tác tính, thậm chí so sòng bà còn muốn khả quan. Chỉ bằng vào điểm này, Trần Húc thì có đầy đủ làm trên tầng xã hội coi trọng thẻ đánh bạc. Hiện ở thời đại này, cái nào Phú Hảo dám nói tiền của mình đều là sạch sẽ hay sao? Ba, cuối cùng một cái thế, tự là trước mắt cái này đầu chó điên rồi. Quản dịch cảm thấy vận khí của mình thật sự là có thể đi mua sổ số rồi, hoặc là hôm nay đi ra trên chiếu bạc đi đại sát bên trên một bà. Bởi vì phóng nhãn Las Vegas, không có người so cái này đầu chó điên thích hợp hơn dùng để khai đao rồi. Đầu tiên, cái này đầu chó điên là tứ đại gia tộc người. Mà quản dịch biết rõ chính mình hôn nhân đem gặp được lực cản, tự là tới từ ở cái này người hoa tứ đại gia tộc. Bởi vì vì bảo trì huyết thống thuần khiết, hải ngoại người hoa các gia tộc áp dụng quan hệ thông gia phương thức đều có một cái ăn ý. Cái kia chính là quan hệ thông gia đối tượng là người phương Đông. Có thể là người Nhật Bản hoặc là người Hàn Quốc, nhưng tuyệt đối không thể là U Mỹ huyết thống. Đương nhiên, trên cơ bản những gia tộc này quan hệ thông gia nhất là chủ yếu người thừa kế quan hệ thông gia đối tượng cũng đều là người Hoa, bởi vì những gia tộc này dù sao cũng là theo công việc giao thiệp với nước ngoài vận động lúc xuất ngoại mãn thanh di lão, đối đãi Nhật Bản thái độ tự nhiên sẽ không như thế nào hữu hảo, hơn nữa tại lúc kia, Triều Tiên cũng không quá đáng tựu là thanh triều một phụ thuộc tiểu quốc, liền có được chính mình quốc kỳ tư cách đều không có. Những gia tộc này 200 năm đến rất dễ dàng lưu lại một chút ít cố chấp cách nhìn, cái kia chính là người Nhật Bản đáng chết, mà Hàn Quốc bọn hắn không có tư cách này. Người hoa tứ đại gia tộc, quản, lý, đồng, dư. Rất khó nói hiện tại cái đó gia tộc thực lực là mạnh nhất, thêm chi lại là người hoa quan hệ, tứ đại gia tộc cái này trăm năm qua coi như là cùng nhau trông coi. Quan hệ thông gia, tự nhiên là tăng cường gia tộc tầm đó quan hệ thân mật một loại phương pháp. Như vậy muốn bài trừ loại này lực cản, đầu tiên thì ra là muốn theo tứ đại gia tộc ra tay. Chó điên thân phận vừa vặn phù hợp, không có so với hắn thích hợp hơn được rồi. Đầu tiên, hắn là tứ đại gia tộc đồng gia đệ tử, hơn nữa hắn tại Bắc Mỹ chủ yếu mục đích. Mỗi người cũng biết, chính là vì quản dịch, vì sao chịu được so Trung Quốc đội đạt được quốc vô địch thế giới tỷ lệ đồng dạng trở thành quản gia con rể. Nói cách khác, theo trên danh nghĩa đến xem, tối thiểu người này cùng Trần Húc xem như tình địch rồi. Mà cái này đầu chó điên, ít dùng đi thi lo đồng gia nghĩ cách rồi, không lấy được quản dịch, tên kia nên cái gì cũng không phải. Mà có thể quyết định chuyện này, tối thiểu quản dịch chính mình tự có rất lớn phân lượng quả cái này đầu chó điên không cảm thấy được, cho dù Trần Húc bắt hắn cho giết, đồng gia cũng sẽ không biết vì như vậy một đầu chó điên cùng quản gia cái cọ đấy. Hơn nữa, còn có một người nguyên nhân tại, cái này cũng không cần đi nói tỉ mỉ rồi. Cho nên từ trên tổng hợp lại, đã có cái này ba điểm thế, lại để cho Trần Húc mượn nhờ cơ hội này đánh vào Bắc Mỹ thượng lưu xã hội, đây tuyệt đối là một cái không thể tốt hơn lựa chọn. N, như vậy có lẽ có chút cảm giác hình như là tại tính toán Trần Húc, nhưng đây cũng là vì tương lai của bọn hắn nha, quản dịch tin tưởng Trần Húc nhất định là sẽ không chú ý đấy. Mà trên thực tế, Trần Húc tuy nhiên không giống quản dịch như vậy có thể thoáng cái tự liệt ra mấy cái điểm chỗ tốt đến, nhưng hắn cũng biết, đã cũng đã đã đến, có một số việc chỉ sợ là chính mình nhất định phải đi làm đấy. Kể cả, đắc tội một ít người, mà đây cũng là hắn không sợ nhất, Trần Húc cho tới bây giờ tự không sợ đắc tội người. Người ngoại hiệu gọi chó điên, Trần Húc vẻ mặt thiên chân vô tà tinh khiết thật đáng yêu, vì cái gì không gọi con cóc muốn ăn thịt thiên Nga con cóc, lời kia vừa thốt ra, người bên cạnh cũng biết sự tình không ổn rồi. Nhất là lý sướng cùng dư lãng hai người, một bên trong nội tâm âm thầm bội phục người này cũng dám như vậy không để cho cái này đầu chó điên mặt mũi, nhưng là đồng thời nhưng trong lòng ẩn ẩn có loại nghĩ cách. Cái này, kỳ thật cũng có thể là chuyện đương nhiên. Như thế nào không đương nhiên, luận vị, lý sướng cùng dư lãng tuy nhiên so đồng dơ cao hoàng muốn đỡ một ít, nhưng là tốt được có hạn nói kỳ thật cũng không quá đáng tựu là 50 bước cùng trăm bước khác biệt. Bởi vì vì bọn họ biết rõ chính mình với tư cách chi thứ đệ tử, đời này không có khả năng trở thành gia tộc chủ nhân. Tối đa cũng chỉ có thể là một phương chư hầu, cùng loại với cổ đại quá bình vương gia. Vương gia, hoàng đế, giữa hai người này tranh lệch đâu chỉ vạn dặm Nhưng là cái này trần húc, nhưng lại quản dịch vị hôn phu à, xem quản dịch cái dạng này, rõ ràng cho thấy một bộ không phải quân không lấy chồng bộ dạng rồi. Như vậy tính lên thân phận, hắn tương lai tối thiểu cũng coi như bên trên là một cái hoàng hậu, hắn tự nhiên có tư cách này đối với một cái liền vương gia tước vị đều nhanh có lẽ nhất người nói như vậy. Hải ngoại những này đại gia tộc đẳng cấp chế độ, có thể là phi thường nghiêm khắc đấy. Nhưng là ra ngoài ý định, đồng dơ cao hoàng cũng không có sinh khí, thậm chí hắn lông mày đều không có nhăn thoáng một phát, mà là hung hăng hút một hơi xì gà, đầm đặc xương mù hun đến ánh mắt hắn híp lại, nói, người nói đúng phân nửa. Ta là chỉ con cóc, nhưng lại cũng không là ta muốn làm con cóc chó điên sở dĩ gọi chó điên cũng là bởi vì nó loạn cắn người người không gây nó nó đều có thể hổn hển bên trên đến cấp ngươi một ngụm mang đến ngoại trừ lúc ấy cái kia một hồi đau xót bên ngoài rất có thể còn hấp dẫn mạnh hơn nữa một mực dây dưa xuống dưới bệnh chó dại nếu như một đầu chó điên mau giặt rửa được sạch sẽ còn tu bổ được phiêu sinh đẹp sáng đi khởi đường tới hào hoa phong nhã phía đối diện bên trên chó cái thậm chí là xương cốt đều chẳng thèm bó tới đừng nói chủ động cắn người mà ngay cả có người đi lên đá nó thoáng một phát bờ mông nó đều dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn đi qua mà không làm phản kích cái này hay vẫn là chó điên sao? Trần Húc cũng không biết cái này chỉ chó điên nhưng là người bên cạnh biểu lộ tắc thì lập tức trở nên vô cùng cổ quái vậy mà không có việc gì phải biết rằng chó điên cái này ngoại hiệu thế nhưng mà trước mắt người này ghét nhất từng tại một lần tràn đầy nhân vật nổi tiếng trên yến hội thằng này trước mặt mọi người dùng một cái hoàng gia pháo mừng cái chai nện mở một gã như vậy chế ngạo vẻ đẹp của hắn quốc quốc hội nghị viên não dưa về sau, tự không còn có người dám ở trước mặt nói như vậy qua hắn. Đương nhiên, hắn cái này ngoại hiệu cũng chứng thực, Trần Húc vốn chính là ý định thiêu diệt chuyện đấy. Hắn cùng quản dịch hiện tại tâm tư bên trên có một loại ăn ý, thường thường chỉ cần một ánh mắt đã biết rõ trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, cầm cái này đầu chó điên khai đao, nguyên bản chính là của hắn mục đích, cho nên Trần Húc vỗ tay cười nói, nói như vậy, ngược lại là tạo oan uổng ngươi rồi, bất quá ngươi nếu không muốn đem làm con cóc, cái kia ba ba đã chạy tới lại làm cái gì. Những lời này vừa nói, bên cạnh Lý Sướng cùng Dư Lãng biểu lộ đều có chút không được tự nhiên rồi, Trần Húc tuy nhiên là ở cùng cái này đầu chó điên nói chuyện, nhưng trong lời nói chỉ vào cùng mắng con lừa trọng ý tứ có thể là phi thường rõ ràng đấy. Đây cũng là hai cái con cóc, đồng dơ cao hoàng cười cười, lộ ra một miệng được không chướng mắt hàm răng, sòng bạc mở cửa việc buôn bán, còn không có nghe nói cái này Las Vegas có nhà ai sòng bạc là ta không thể vào, ta tới nơi này bài bạc, tổng không đến mức nói ta không thể tới a, à, đương nhiên, ngoại trừ bài bạc bên ngoài còn có một rất trọng yếu nguyên nhân chính là ta muốn qua tới thăm ngươi một chút, nhìn xem là cái nào ra hỏa rốt cục giúp ta giải thoát rồi. Giải thoát, quản dịch nhịn không được chán nản, tuy nói nàng đối với cái này đầu một điểm nghĩ cách đều không có. Nhưng là dù sao cũng là nữ hài tử, cho dù đối với một cái mình không thích thậm chí người đáng ghét hết lần này tới lần khác theo người kia trong miệng nói ra, thật tốt quá, người rốt cuộc dùng gà ta rồi, loại lời này, chỉ sợ là ai nghe xong trong nội tâm đều một ngạt đấy. Trần Húc đối với chó điên lai lịch còn không rõ ràng lắm, nhưng những người khác nhưng trong lòng thì ngạc nhiên vô cùng, chiếu chó điên nói như vậy Pháp, chẳng lẽ lại hắn đã có mới đích chỗ dựa. Bởi vì ai cũng biết quản dịch xác định lập gia đình vào cái ngày đó tự là cái này đầu chó điên bị đánh hồi nguyên hình vào cái ngày đó, người này vậy mà một điểm đều không để ý, Ngược lại là một bộ như chút được gánh nặng biểu lộ. Đây quả thật là kỳ tai quái tai rồi. Như thế nào? Cảm thấy rất ngạc nhiên. Chó điên đùa cợt cười. Nhưng Trần Húc lại cảm thấy hắn không phải đang cười nhạo mình, chỉ thấy hắn đối với chính mình ngoắc ngón tay, người hội bài bạc sao? Một hồi chơi với ta hai thanh thắng ta, ta có thể nói cho người biết cái bí mật về ngươi tình cảnh hiện tại còn ngươi nữa bên người vị này xinh đẹp phu nhân bí mật. Trần Húc khó xử quay đầu lại nhìn nhìn. Tại đây cách chơi ta cũng chỉ hội đoán lớn nhỏ sẽ không đổ thuật người vậy mà có thể trở thành quản gia con rể. Chó điên một bộ đau răng biểu lộ, được rồi được rồi, khi dễ sẽ không đánh bạc người một chút ý tứ đều không có, tốt rồi, quản tiểu thư, đoán chừng ngươi cũng lười được phải nhìn, nữa ta rồi, ta còn là mình tìm tử đi, quản tiểu thư, quản gia tài đại khí thô, có lẽ không ngại ta thắng điểm tiền tiêu vặt A. Quản dịch tự nhiên cười nói, song bạc mở cửa việc buôn bán, có thể thắng bao nhiêu toàn bộ cho phép chính ngài, xin cứ tự nhiên. Chó điên cười hắc hắc, cứ như vậy trực tiếp đi vào Sòng Bạc, cùng hắn đến một lần lý sướng cùng dư lãng trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ. Bọn hắn vốn là ý định đến xem kịch vui, nhưng là giống như kịch vốn không có dựa theo ý nghĩ của bọn hắn đồng dạng trình diễn, mà hai người bọn họ ở chỗ này hoàn toàn trở thành phối hợp diễn một câu đều không nhúng vào, bất quá hay vẫn là lý sướng tốc độ phản ứng rất nhanh, cười nói, đến Bắc Mỹ đã lâu như vậy, nhà này Sòng Bạc cũng đã tới mấy lần, còn thực không hảo hảo chơi đùa quản tiểu thư, không ngại chúng ta cũng đi chơi vài ván rồi hả? Quản dịch nụ cười trên mặt rất chức nghiệp, cái kia hy vọng mấy vị khiến cho vui vẻ. Hai người này có chút giống trốn tựa như tiến vào trong sòng bài, Trần Húc thấp giọng hỏi quản dịch, người không phải nói tên kia gọi chó điên sao? Như thế nào hắn vừa rồi không có đi lên cắn ta? Ta đây cũng không biết, quản dịch nhíu mày, trong nội tâm nàng cảm thấy có một số việc phản phất có chút ít không thích hợp, được rồi, mặc kệ, nếu là hắn chịu thành thành thật thật, ta cũng không cần phải nhầm vào hắn rồi, bất quá hắn nói bí mật gì, cái này đầu chó điên. Trần Húc nghe quản dịch, nhưng trong lòng đã ở mê mang. Vừa rồi tiểu mẫn đối với cái này mấy người phân tích đã được đi ra. Cái kia lý sướng, nhìn như biểu lộ chấn định tự nhiên, nhưng trên thực tế hắn nhưng lại đang khẩn trương, thằng này vốn là ôm một bộ xem kịch vui tư thái, lại không nghĩ rằng chó điên biểu hiện sâu sắc ngoài dự liệu của hắn, lại để cho hắn có loại bất ngờ hoang mang. Một mực không nói gì dư lãng, người này cũng không phải cái gì tốt điều bởi vì này ra hỏa một mực tại quan sát một bộ tìm tìm cơ hội bộ dạng đem làm chính mình khiêu khích cái kia chó điên thời điểm tiểu mẫn bắt đến thằng này trong ánh mắt hiện lên một tia xem kịch vui bộ dạng chỉ tiếc à trò hay không thấy thành hoặc là nói trò hay còn không có trình diễn về phần cái kia chó điên trần Húc thật đúng có chút cân nhắc không thấu hắn rồi bằng trần Húc cảm giác thằng này có chút thâm tàng bất lộ bộ dạng không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì nhưng là thông qua vừa rồi cảm giác Trần Húc đem người này gọi chó điên, không khỏi có thân người công kích hiểm nghi. Thằng này xem rất khôn khéo đó a, à. bất quá, còn có chuyện, Trần Húc trở lại thượng diện khách sạn, vốn là cùng quản dịch đã đến cái nụ hôn dài, sau đó cười nói, tốt rồi thân ái, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta. Quản dịch cười cười, sự tình đến trình độ này, rất nhiều thứ nàng cũng đã không cách nào nữa che giấu. Gia tộc bọn ta lịch sử, N, trước khi đừng nói rồi, 1862, tại lần thứ hai phiến sau khi chiến tranh kết thúc năm thứ hai, nhà của chúng ta tổ tiên, mặt khác tính cả mặt khác một vài gia tộc, dâng tặng lúc ấy thanh triều bộ ngoại giao mật lệnh, tiến về trước hải ngoại mọc rể phát triển, đây là lúc ấy công việc giao thiệp với nước ngoài vận động một loại sách lược. Công việc giao thiệp với nước ngoài vận động, sư di trường kỹ dùng chế di, đúng vậy, dùng chúng ta bây giờ ánh mắt đến xem, lúc ấy thanh vương triều vong đã là vô lực xoay chuyển trời đất, mà khi lúc có thể chứng kiến điểm này người kỳ thật cũng không nhiều chúng ta quản gia tổ tiên, tự là một cái trong số đó. Quản dịch mỉm cười thoáng một phát, chúng ta quản gia trước khi coi như là Giang Nam một phương phú hào, nhiều thế hệ theo thương, cho nên tại đầu cơ, hợp ý lên, hay vẫn là vài phần tâm đắc của mình, căn cứ gia tộc hồ sơ trong chỗ ghi lại, lúc ấy tổ tiên dùng tiền cúng cái địa phương quan, nhưng lại phát hiện thanh triều vận số đã hết. a à, quyên quan, nói trắng ra là tự là dùng tiền mua quan mà thôi. Cái này tại Thanh Triều những năm cuối có thể là phi thường thông thường sự tình. Trần Húc tiêu hóa thoáng một phát, đổ mồ hôi nhưng nói, các ngươi gia tộc còn có những vật này ghi lại xuống à? Ách, ta chỉ nhớ rõ ông nội của ta danh tự, ta thái ra ra hướng bên trên cũng không biết rồi, chúng ta tám bối bẩn nông à? Quản dịch cười vỗ Trần Húc thoáng một phát, ý bảo hắn đừng ngắt lời, tiếp tục nói, nhà của ta tổ tiên hay vẫn là rất có thấy xa, hắn biết rõ nếu đem sản nghiệp tiếp tục lưu lại trong nước, cho dù quỷ đánh không tiến đến, cũng chậm sớm cũng bị thanh quốc cái kia bát kỳ di lão hút khô, hoặc là bị khởi nghĩa nông dân náo động chỗ chia cắt, lúc ấy không phải là có Thái Bình Thiên Quốc vận động nha, gia tộc bọn ta sản nghiệp bị cái kia Lý Tú Thành chiếm đi không ít, cái này lại để cho nhà của chúng ta tổ tiên chứng kiến. Ngay lúc đó chiều hướng phát triển, bất kể là thanh triều quan viên, hay vẫn là địa phương tiểu chính quyền thậm chí là khởi nghĩa, đều không thể thay đổi ngay lúc đó tình thế. Gia tộc bọn ta nếu là muốn đem căn lưu lại, do đó tiếp tục phát triển xuống dưới, nhất định phải muốn rời xa chiến hỏa, nói cách khác, không thể lại ở lại Thanh Quốc rồi. Vì vậy mượn lần này công việc giao thiệp với nước ngoài vận động cơ hội, gia chủ đem trong nước sở hữu tất cả sản nghiệp buông tha cho, chuyển hóa làm hoàng kim, sau đó cả tộc di chuyển, vượt qua trùng dương, đi tới United States America, bắt đầu mới đích dốc sức làm, hơn nữa tại đại lượng hoàng kim bạch ngân ủng hộ xuống, rất nhanh sáp nhập vào Tây phương xã hội, mượn nhờ lần thứ hai cách mạng công nghiệp, phát triển, cuối cùng nhất đã trở thành hôm nay quy mô. Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, nhà hắn thật là tám bối bẩn nông, sao có thể nghĩ đến đến trước mặt mình đứng đấy hay vẫn là như vậy có lai lịch một cái nữ nhân. Tuy nói hắn cũng đã cùng nữ nhân này ngủ qua không biết bao nhiêu lần. Trăm niên gia tộc à, bách niên gia tộc, trên thực tế, quản gia lịch sử tuyệt đối vượt qua nhiều hơn 200 năm, lúc đầu tại Giang Nam một đời, quản gia tựu là một phương nhà giàu, nếu không, ngày sau cũng không có nhiều như vậy chân kim bạch ngân có thể lấy được United States America đi một lần nữa mở ra một phiến thiên địa. Trần hút gãi gãi đầu, vậy ý của ngươi là có phải hay không muốn nói cho ta biết ta trong lúc vô tình bàng một cái phú bà hơn nữa là rất phú rất phú cái chủng loại kia quản dịch giận cười vỗ hắn thoáng một phát ngươi tự nghĩ như vậy bàng phú bà à đó là trần húc chẳng biết xấu hổ ngươi không thấy bảo bối kế hoạch bên trong nói nha muốn quyết định phao ngâm cái có tiền cô nàng còn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã quản dịch giờ khóc giờ cười cố ý đem mặt bản được rồi vậy chúc mừng ngươi ngươi thật sự như nguyện rồi người thật đúng là dính vào một cái phú bà, bởi vì ta tự là gia tộc hiện tại thuận vị đệ nhất người thừa kế, tương lai ta tối thiểu có thể kế thừa ngàn tỷ đô la đã ngoài tài sản. Dòa, Trần Húc cái này thật sự giật mình rồi, ngàn tỷ đô la, đây là cái gì khái niệm, tương đương với tam gia Microsoft công ty toàn bộ giá trị thêm, lại dán một cái đằng trước Google. Đương nhiên Trần Húc biết rõ, số này giá trị nhất định là tính cả tài sản cố định. Nhưng, ngàn tỷ, cái số này hắn cơ hồ cũng không dám tưởng tượng hắn càng không nghĩ đến, được rồi, hắn biết rõ quản dịch trong nhà có tiến, trước kia tại đại học thời điểm bọn hắn cũng có đoán qua, cảm thấy quản gia tối thiểu là cái ngàn vạn phú ông cấp bậc. Đối với bình thường sinh viên mà nói, ngàn vạn phú ông, cái từ này đã rất dọa người rồi. Mà càng về sau Trần hút mình mở thủy lợi dụng SMMS thân phận kiếm tiền, trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy ngàn vạn đối với một ít người đến nói khả năng thật đúng là không tính là cái gì, nhưng ngẫm lại quản dịch ra, cho dù bất quá tiến, cũng khẳng định không sánh bằng chính mình. Nhưng bây giờ nào biết đâu rằng, chính mình cái kia điểm gia sản cùng người ta hoàn toàn không có so à. Ngàn tỷ đô la, Thiên, ra ở đâu còn sẽ đem mình chút tiền ấy để vào mắt. Quản dịch nhìn xem Trần Húc trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, thở dài. Hoàn toàn chính xác à, dùng quản gia cục diện bây giờ, ngàn tỷ tổng tài sản, một năm lợi nhuận đều có thể đạt tới 50 tỷ đô la, cái này tương đương với một năm là có thể bồi dưỡng được 6 7 trung quốc nhà giàu nhất, cần gì phải để ý nhà trai trong nhà đến cùng có bao nhiêu tiền trừ phi là như tứ đại gia tộc như vậy chính trị quan hệ thông gia. Như vậy đạo lý đơn giản cũng không nghĩ tới, còn tự cho là thông minh. Cái này có tính không là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lúc này thời điểm Trần Húc mới kịp phản ứng, chép miệng chật lưỡi, ý của ngươi là N, ta hỏi thoáng một phát, ngoại trừ các ngươi gia tộc, tại công việc giao thiệp với nước ngoài vận động thời kỳ, còn có nào gia tộc cũng tiến về trước hải ngoại, đến nay phát triển đi lên hay sao? Quản dịch tán dương nhìn Trần Húc liếc, không hổ là nàng xem chúng nam nhân rất nhanh sẽ đem nắm đến chính mình nói chuyện mấu chốt địa phương đúng vậy người có lẽ đoán được vừa rồi ta cố ý giới thiệu ba người kia bọn hắn tự là phân biệt đến từ chính mặt khác ba cái cùng gia tộc bọn ta thực lực không sai biệt nhiều người hoa gia tộc quản dịch nghiêm mặt bật máy tính lên điều tra một phần mã hóa văn bản tài liệu bắc mỹ quản gia bốn lá thảo tây u lý thị mẫu đơn đình nam dương đồng gia thúy trúc lục u á dư gia hoa đỗ quyên cái này là hôm nay trên thế giới cường đại nhất người hoa tứ đại gia tộc, hôm nay cái thế giới này hình thức. Châu U một vài gia tộc, còn có nước Mỹ tứ đại gia tộc, hơn nữa chúng ta, N, còn có vùng Trung Đông đám kia chỉ biết ăn dầu mỏ vốn ban đầu củi mục nhóm, đám bọn họ cấu thành trên cái thế giới này cấp cao nhất phú hào đoàn thể. Đồng thời, cũng là chúa tể cái thế giới này mạch máu đoàn thể. Nhìn xem Trần Húc há to miệng, quản dịch đem thân thể tựa ở Trần Húc trong ngực, ôn nhu nói, ta trước khi không là cố ý đối với ngươi giấu giếm chỉ là tốt rồi ta minh bạch trần húc đem cái này mị lực kinh người nữ nhân ôm lấy ta biết rõ ý của ngươi nói thực ra coi như là hiện tại ta đây cũng cảm giác điều này thật sự là quá xa xôi rồi ngàn tỷ hay vẫn là đô la trời ạ à, trước kia ta cảm thấy được có một ngàn đem khối tiền đã xem như rất nhiều cho dù là hiện tại được rồi cái này cũng thật sự là để cho ta không cảm tưởng giống như đấy Quản dịch đem mặt dán tại Trần Húc trên lồng ngực, nghe hắn khỏe mạnh tiếng tim đập, nói, ta chứ cũng không nên nhiều như vậy tiến, đương nhiên cũng không thể không có tiến, bất quá có một ngàn vạn tài sản cũng đủ ta dùng. Mà như bây giờ khổng lồ gia sản, cùng hắn nói là một loại vinh quang A. À. Không bằng nói là một loại gánh nặng, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Trần Húc, tại thế hệ này gia tộc thành viên chính giữa, ta là trực hệ huyết mạch duy nhất, thuận vị đệ nhất vị người thừa kế. Có thể nói, nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy tiếp qua tối đa 20 năm, khoản này khổng lồ ra sản tựu là hoàn toàn để ta làm kế thừa. Nữ nhân này duỗi ra ngón tay tại Trần Húc trước ngực chậm rãi vẽ nên các vòng tròn, khiến cho Trần Húc ngứa, trong nội tâm cũng ngứa đấy. Nếu như không phải bây giờ đang ở thảo luận chính sự, chỉ sợ hắn tự muốn đem cái này yêu tinh trực tiếp đẩy ngã. Ta trước kia cũng không nói gì, là cảm thấy chuyện này thật sự hết chỗ chê tất yếu. Ta tìm một cái thế thân thay ta đến Cambridge đọc sách, vì chính là đại học 4 năm có thể tính hạ tâm lai qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Ta nhận thức ngươi, còn có cao hiểu tiết, chạm tinh, bích hiên, ta không sao đi một ít mảnh nhỏ tràng tiếp tiếp phiên ước, kiếm chút đỉnh tiền, như vậy cũng đủ ta tại đại học bình thường sinh hoạt chi tiêu. Ta cảm thấy được loại cuộc sống này rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Nhưng là loại hạnh phúc này dù sao hay vẫn là ngắn ngủi đấy. Ta không muốn về tới đây, nhưng là ta phải muốn trở lại. Ngàn tỷ tài phú đủ để cho vô số người liều tính mạng, nhưng là những này tài phú với ta mà nói Nhưng lại một loại gánh nặng Quản dịch trong ánh mắt sáng lóng lánh Đây không phải một số tài phú Là một số áp lực Ta phải muốn ôm lấy gia tộc chính thống Đồng thời đem toàn cả gia tộc phát xương quang đại Cái này là vận mệnh của ta Hôm nay, thân ái, ta cho người biết những này Tự là hy vọng người có thể hiểu rõ Người cùng ta tình cảnh hiện tại Người có lòng tin hay không Đánh bại những cái kia đánh người nữ nhân chủ ý lũ tiểu tử Sau đó cuối cùng nhất lấy ta về nhà chồng Nói đến đây nữ nhân này trong mắt hiện lên một tia tinh nghịch, nhưng đồng dạng cũng có lo lắng. SMMS tuy mạnh, nhưng bây giờ Trần Húc đối thủ lại cũng không yếu. Ngàn tỷ gia sản, có thể trở thành quản dịch phu quân chẳng khác nào đã trở thành một cái thế giới cường đại nhất gia tộc người nói chuyện. Cái này hấp dẫn quá lớn, lớn đến đủ để cho một đám dã tâm gia môn như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nhào lên rồi. Trần Húc trả lời là chăm chú đem nàng ôm trong ngực, cười mắng, người đều cùng lão tử chưa ngủ nữa, ta cũng không có để cho người khác cho ta đội nón xanh ham mê. Được rồi, quản hắn khỉ gió cái gì thiên địa hợp, núi không lăng, tháng 6 phi tuyết mùa đông xét đánh đấy. Cho dù những này hết thảy khả năng, muốn cùng lão tử đoạt nữ nhân, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Cái nào đuôi mù vương bát đản dám đi lên muốn chết, nam nhân của người ta một cái tát chụp chết hắn. Quản dịch tựa ở trần húc trong ngực hạnh phúc nở nụ cười, ai, nam nhân của mình chính là như vậy, vốn rất lãng mạn một từ, kinh thi, bên trên tà, ta muốn cùng quân hiểu nhau, trường mệnh không tuyệt cũng. Núi không lăng, nước sông vi kiệt, đông xét đánh chấn hạ vô tuyết. Thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt, lại bị hắn nói thành như vậy thô tục, thật sự là, không biết nói như thế nào hắn rồi. Nhưng là từ nhỏ một mực tại nước Mỹ lớn lên, không có đã bị sản phẩm trong nước kịch truyền hình độc hại, thậm chí chưa có xem hoàn châu cách cách quản dịch ở đâu lại có thể biết, câu nói kia nếu nghiêm trang nói ra. Lập tức có thể nghĩ đến một lượng nồng đậm giống như năm xưa lão trần giấm chua vị chua, còn lãng mạn. Buồn nôn còn không sai biệt lắm, bất quá Trần Húc nhưng trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Không, thậm chí có thể nói được là kinh hãi. Trần Húc là cái loại này, N, nói không dễ nghe điểm tựu là rất lớn nam tử chủ nghĩa một người. Có người tựu đã từng nói qua, gia đình sự hòa thuận tất nhiên nhân tố một trong, chính là muốn nhà trai thu nhập xa cao hơn nhà gái. Bằng không thì không sai biệt lắm đều dễ dàng xảy ra vấn đề. Trần Húc trong nội tâm thì ra là như vậy nghĩ cách, Vốn là hắn cho là mình đã lấy được một đài siêu cấp máy tính Lợi dụng máy tính chính giữa đồ vật kiếm tiền Cái này phóng nhãn thế giới Tại trong thời gian ngắn quật khởi mới một đời phú hào cường nhân Bỏ hắn hắn ai Thế nhưng mà quản dịch cái này một gậy đánh xuống đến Lúc này mới cho hắn biết Nguyên lai trên thế giới này còn có cường đại như vậy cổ xưa gia tộc tồn tại Ngàn tỷ tài phú Muốn Bill Gates vất vả cả đời Cái này Microsoft thành phố giá trị cũng không quá đáng chỉ có 300 tỷ đô la Đương nhiên cái này mới chứ ở chỗ này dùng phi thường không thỏa đáng. Ghét đã là một cái kỳ tích rồi, coi như là hiện tại tứ đại gia tộc này, muốn cho bọn hắn tại gần như tại tay không bộ đồ bạch lang dưới tình huống 30 năm kiếm được tiền 300 tỷ đô la, đây cũng là kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cái này là khoa học kỹ thuật phát triển chỗ mang đến tất nhiên kết quả. Khoa học kỹ thuật lực lượng lỗi nặng thì tộc hào phú lũng đoạn, muốn Microsoft một cái công ty nhỏ lập nghiệp, 30 năm vậy mà đã trở thành tương đương với quản gia một phần ba tài phú tồn tại, cái này là bực nào cường thế? Phải biết rằng, hôm nay thế giới cái này mấy đại tập đoàn gia tộc môn Việt, cái nào không phải kinh nghiệm trên trăm năm thậm chí là mấy trăm năm phong vân, lại vượt qua một nhị chiến uồn uô hai cái này ngàn năm không gặp cơ hội mới cho tới hôm nay tình trạng này hay sao? Cũng chẳng trách hôm nay SMMS địa vị bị nhiều người như vậy đoán trọng, bởi vì hắn thế so Microsoft càng mạnh hơn nữa, đáng sợ hơn. Cho nên tại Trần Húc kinh hãi tại những gia tộc này cường đại thời điểm, trên thực tế những gia tộc này đối với hắn cùng phía sau hắn SMMS cũng là một bộ kinh hãi thái độ. Bất quá Trần Húc rất nhanh liền nghĩ đến một cái khác vấn đề. Tiễn, hắn hiện tại rất thiếu tiền à, phát hành tung hoành thiên hạ, mục đích có thể thẳng thắn mà nói, cái kia chính là vì kiếm tiền. Đương nhiên, trò chơi phẩm chất tại đâu đó, hơn nữa siêu thời đại chương trình kết cấu cũng có thể ngăn chặn game online lớn nhất sát thủ. Auto, Tại vài năm ở trong cũng không có khả năng xuất hiện. Như vậy đem cái này trò chơi phát triển trở thành cái dạng gì, hoàn toàn là dịch thủy hàn chuyện của bọn hắn, Trần Húc muốn chính là điểm tạp tiến. Đương nhiên, với tư cách một gã ngày xưa game online người chơi, Trần Húc hay vẫn là hy vọng dịch thủy hàn bọn hắn đem cái này trò chơi hảo hảo kinh doanh, chế tạo thành một cái tinh phẩm trò chơi, mà cũng không phải là hiện tại rất nhiều game online chính giữa phô thiên cái địa đầy là người máy quỷ phục. Cái này rất giống một người bình thường thật vất vả tích góp từng tí một một chút tiến nhưng còn chưa đủ mua phòng ốc có thể lúc này thời điểm hắn bạn gái đứng ra nói nàng nhà rất có tiền mua phòng nhỏ tuyệt đối không nói chơi chân hút khó xử rồi nhưng hắn là rất lớn nam tử chủ nghĩa một người mở miệng tìm nữ nhân vay tiền cái này thật sự lại để cho hắn cảm thấy có chút không có tự tôn huống chi những số tiền kia tuyệt đối không phải số lượng nhỏ gia cảnh không tệ nữ hài tử tìm ra trưởng muốn cái hơn vạn khối tiền tiền tiêu vặt có lẽ đều không có gì nhưng là mở miệng muốn hơn 100 vạn cái này chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Quản dịch một mực tại chú ý Trần Húc biểu lộ, thấy hắn đột nhiên do dự xuống, ôn nhu hỏi, A à, Húc, ngươi làm sao vậy, có cái gì khó xử đấy sao? Trần Húc nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là cắn răng nói ra, ta là đang nghĩ, ta cái vị kia lão sư có thể hay không tìm các ngươi gia tộc mượt, hoặc là dùng mặt khác hình thức tiến hành hợp tác, n. Nói như vậy, lão sư ta nói cho ta biết, hắn hiện tại thiếu tiền, rất thiếu tiền, hắn rất cần tuyệt bút tài chính. SMMS vậy mà hội thiếu tiền, quản dịch đồng tử co rút lại, nhắc tới vài năm ai có thể nhất kiếm tiền, cái kia tự nhiên không ai qua được SMMS. Ba biệt tháp phiên dịch ra lợi nhuận lại để cho tứ đại gia tộc nhìn xem đều đỏ mắt, lập tức muốn lên thành phố Tung Hoành Thiên Hạ không nói, chỉ trước đó không lâu mới vừa ở trong phạm vi toàn thế giới đưa ra thị trường dân dụng thực phẩm an toàn kiểm tra đo lường nghi cũng là kiếm tiền hạng mục. Cứ như vậy SMMS còn có thể thiếu tiền. Nếu người khác nói đi ra đây tuyệt đối sẽ bị xem là một cái thiên đại chê cười. Có thể nói ra những lời này người, lại hết lần này tới lần khác là Trần Húc. Trên cái thế giới này chỉ vẹn vẹn có, có tư cách nói những lời này người. Quản dịch trong nội tâm đột nhiên một hồi kích động, nhạy cảm buôn bán ý thức cùng lợi ích của gia tộc gian nan khổ cực làm cho nàng trước tiên bắt đến cái tin tức này giá trị. Có thể cùng SMMS đạt thành chiến lược hợp tác tính hợp quần, cái kia chính là một loại gì dạng cục diện. Quả thật, dùng quản gia hiện tại tài lực, hoàn toàn có thể không cần phải đem SMMS để ở trong mắt, nhưng là coi như là dùng quản gia tài lực, cũng tuyệt đối không dám nói SMMS ngày sau cũng không có theo chân bọn họ khiêu chiến tiền vốn. Quản gia thế lực, khống chế Bắc Mỹ mấy ra ngân hàng, mà ngân hàng cho SMMS liệt ra tín dụng sở hữu là 30 tỷ đô la, cũng là nói, chỉ cần SMMS chịu đến vay tiền, như vậy không cần hắn dùng bất kỳ vật gì với tư cách thế chấp, thư của hắn dùng khoản độ thì có 30 tỷ đô la. Cái số này, đáng sợ tới cực điểm, phải biết rằng, như SMMS như vậy có thể xưng là kiếm tiền máy móc cũng không đủ đích nhân vật, có vô số người ước gì đem tiền cấp cho hắn. Cùng hắn cột vào cùng một cái chiến thuyền lên, có thể nói, nếu như dịch hủy hàn dưới chướng S công ty muốn đưa ra thị trường, vẻ này phiếu vé tuyệt đối là căng vọt, bán so trong dầu mỏ còn nhiều hơn. Đương nhiên, Trung Quốc bất đồng nước Mỹ, đưa ra thị trường quy định cũng không giống với. Hiện tại nếu như đưa ra thị trường tuy S công ty có thể chủ đến lớn bút tài chính, nhưng là như thế này làm không khác mổ gà lấy trứng. Đem làm một cái công ty có được vô cùng rộng lớn mà Quang Minh phát triển tiền cảnh lúc, đưa ra thị trường góp vốn hoàn toàn là một loại ngu ngốc hành vi. Phải biết rằng, năm đó Bill Gates đem Microsoft đưa ra thị trường lúc chính mình có nhạy cảm đau nhức, nếu như những cái kia cổ phiếu hoàn toàn, không, có một nửa nắm tại Gates trong tay của mình, như vậy Gates kế tiếp giá chỉ con người vừa muốn đạt tới cái dạng gì độ cao nhưng là rất rõ ràng s công ty là sẽ không tại trong ngắn hạn đem mình cái này chỉ đẻ trứng vàng gà mái lấy ra cho người khác chia sẻ hơn nữa tại hoàng an bình cùng với sau lưng của hắn thực quyền nhân sĩ cùng quân đội ủng hộ xuống cho dù rất nhiều người đỏ mắt đều nhanh thành con thỏ rồi có thể bọn hắn cũng không có cái kia năng lượng cùng đảm lượng dám đến động s công ty cho nên s công ty đưa ra thị trường chỉ sợ là sẽ không bao giờ như vậy s công ty kiếm tiền tốc độ tuy nhiên chậm đi một tí có lẽ trường viễn đi lên nói nhưng lại cực kỳ có ưu thế đấy nhưng vấn đề cũng đã tạo thành hiện tại rất nhiều người coi như là cầu phụ thân cáo nãi nãi cũng không có biện pháp cho s công ty đưa tiền người ta hiện tại không thiếu tiến liền theo ngân hàng cho vay đều chỉ vay cực thấp khoản kinh phí ở đâu còn có thể thiếu tiền thế nhưng mà chẳng ai ngờ rằng s công ty không thiếu tiến nhưng smms lại thiếu tiền hắn lại đang làm cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp nghiên cứu hạng mục tài chính thiếu nếu như có thể mượn cơ hội này đem smms cùng mình cột vào cùng một cái trên chiến hạm vậy cũng tuyệt đối là có trăm ích mà không một làm hại. Dù là cường như quản gia như vậy, cũng không thể coi thường SMMS có thể mang đến cực lớn lợi ích cùng tiềm ẩn giá trị. Cái này trong nháy mắt, quản dịch phảng phất lập tức biến thân làm cái kia khôn khéo tài giỏi quản gia đại tiểu thư, vậy ngươi có biết hay không, người vị kia lão sư kém bao nhiêu tiến. Nói không rõ, Trần Húc cười khổ lắc đầu, muốn đem ăn sạch đảo kiến thiết thành thế giới khoa học kỹ thuật chi đô, một cái độc lập với thế giới tất cả thế lực lớn ngoại trừ một cái khác mới phát thế lực, chỉ là có tiểu mẫn trong tư liệu những cái kia siêu thời đại khoa học kỹ thuật hay vẫn là không đủ, là tối trọng yếu nhất hay là muốn tiến. Rất nhiều rất nhiều tiền, số tiền kia, 10 tỷ trăm tỷ, thật đúng là cái không đáy à. Đại khái con số đâu này, Trần Húc cân nhắc một chút, tối thiểu hiện tại cũng cần cái trên trăm ước đô la, đại khái cũng mới có thể bước đầu tiên tài chính A. T, quản dịch hít vào một hơi, nàng phỏng đoán đến SMMS khẳng định cần rất nhiều, nhưng là trên trăm ước đô la mới có thể bước đầu tiên tài chính vận tác. Hắn muốn làm gì, bất quá không có chút gì do dự, quản dịch gật đầu nói, nếu như ngươi có thể vi ngươi vì kia lão sư làm chủ, ta có thể cùng gia tộc báo cáo, điều động 10 tỷ tài chính đi ra cấp cho hắn. Cái này tựu đến phiên Trần Húc giật mình rồi, đây là nhân tình, hay vẫn là sinh ý? Trần Húc hiện tại miễn cưỡng coi như là nửa cái thương nhân rồi, hắn tự nhiên biết rõ nhân tình cùng sinh ý không thể nói nhập làm một đạo lý. Quản dịch nói gia tộc, cái kia chỉ có lẽ tự là sinh ý, dù sao nàng hiện tại còn không phải gia chủ trên trăm ức đô la cũng không phải là số lượng nhỏ, cái kia đừng nói là người bình thường, mà là trên thế giới này 99% đã ngoài người cả đời cũng không dám tưởng tượng con số. Quả nhiên, quản dịch thở dài nói ra, "A à Húc, ta phải nói cho đúng là đây là một số sinh ý. Tuy nhiên ngươi là nam nhân của ta, nhưng là ở phương diện này, ta không thể cho ngươi bất luận cái gì ưu đãi. Ta có 80% nắm chắc gia tộc sẽ đồng ý lần này tài chính điều hành, nhưng đây là xem tại SMMS trên mặt mũi." Đồng dạng, gia tộc có thể không truy tra khoản này tài chính công dụng, nhưng lại cần đạt được một ít chỗ tốt, người đây hiểu chưa? Gia tộc không thể không công đem tiền trực tiếp cho mượn đi, huống chi là lớn như vậy một số tài phú, bởi vì 10 tỷ đô la, tùy tiện ném ở chỗ nào, một năm cũng có thể sinh ra ít nhất một tỷ lợi nhuận. Cái thế giới này tựu là tiền đẻ ra tiền thế giới. Vốn liếng càng nhiều, kiếm tiền lại càng nhanh. Trần Húc dùng ngón tay đè xuống miệng của nàng, mỉm cười nói, ta minh bạch đấy. Như vậy đi, Người trở về cùng gia tộc của ngươi người thương lượng một chút, mà ta cũng cùng thầy của ta thương lượng một chút, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi khó xử, hơn nữa, ngươi cái này giúp ta. N, cũng là giúp lão sư ta một cái khẩn cấp à. Thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, bất quá trần húc nhưng trong lòng sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Cái này là nữ nhân của mình, nàng tương lai kế thừa gia nghiệp về sau, tài sản chính mình có lẽ coi như là có phần đấy. Cho dù những này đại gia tộc có quy định, sẽ không đem gia tộc tài sản tính toán đến trên người mình, nhưng kỳ thật, chính mình tiền của nữ nhân còn chẳng phải là của mình tiến. Nữ nhân của mình vay tiền cho mình, còn muốn nhiều như vậy thủ tục. Cái này có tính không là thói quan liêu hại chết người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Húc cũng biết quản dịch đây là đang bảo trụ lợi ích của gia tộc dưới tình huống cho mình tiến hành chiếu cố. Muốn nói đi ngân hàng cho vay, như vậy đầu tiên muốn hỏi ngươi cho vay là chuẩn bị dùng để làm gì vậy hay sao? cho dù là biên cũng phải biên cái lý do đi ra à nếu như ngươi nói ta chính là cho vay có việc gấp lại căn bản không nói là chuyện gì quỷ tài hội cho vay cho ngươi quản dịch rất khéo hiểu lòng người không đi hỏi smms rất cần tiền làm cái gì cho dù vấn đề này là cá nhân sẽ hiếu kỳ ăn sạch đảo kiến thiết chương trình hội nghị trần húc tạm thời còn không muốn làm cho rất nhiều người biết rõ để tránh ăn sạch đảo tại còn không có 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 đủ đầy đủ thực lực thời điểm trở thành mặt khác ánh mắt của người tiêu điểm chỗ 10 tỷ đô la, đích thật là có thể giải quyết lập tức rất nhiều trái nghi vấn đề. Không phải Trần Húc không muốn tìm ngân hàng vay tiền, mà là vì ngân hàng căn bản không có khả năng cấp cho hắn. SMMS cái này thân phận, căn vốn cũng không phải là pháp luật bên trên định nghĩa công dân, ngân hàng cho vay tối thiểu còn muốn hộ khẩu bản chứng minh nhân dân đâu rồi, cái này SMMS tính toán cái thân phận gì. Tìm dịch thủy hàn hỗ trợ, vậy cũng được có thể, nhưng vấn đề là như vậy một số lớn tài chính lưu động đối với bất kỳ một cái nào ngân hàng mà nói cũng là muốn vô cùng coi trọng, thế nhưng mà Trần Húc lại không thể đủ lại để cho những người này sớm như vậy biết rõ khoản này tài chính hướng đi. Đương nhiên, nếu như là quản gia đến an bài khoản này tài chính điều động, ăn sạch đảo đồng dạng sẽ bị bọn hắn biết. Có thể cái này không là vấn đề. Đầu tiên, quản gia có biết rõ cái này hòn đảo tồn tại tư cách cùng địa vị, phải biết rằng cái này đảo cũng là châu U bóng mở thế lực vương giả Taro đưa cho Trần Húc tuy nhiên còn không biết taro sau lưng tập đoàn rốt cuộc là cái nào hoặc là cái đó mấy cái nhưng là nhất định là như là quản gia như vậy phú khả địch quốc vương giả huống chi có quản dịch tại dùng nữ nhân này khôn khéo còn có cùng trần hút quan hệ cần phải hội đem chuyện này chuẩn bị thỏa đáng đem biết rõ tin tức mọi người khống chế tại một cái trong phạm vi đây cũng là không có cách nào chính giữa đích phương pháp xử lý rồi về phần quản gia sở muốn chỗ tốt cái lúc này quản dịch thì không phải vậy cái kia quản gia tương lai gia chủ bộ dáng mà biến thân trở thành toàn tâm toàn ý vì chính mình nam nhân ý định vợ bé, kỳ thật chỗ tốt này không cần quá nhiều, cũng tuyệt đối không thể quá nhiều, thậm chí ngươi cho ngươi lão sư kia chỉ cấp gia tộc một cái xa xa không hẹn, nhưng là có tiềm lực kế hoạch đều được, bởi vì này dù sao cũng là song phương lần thứ nhất hợp tác, ta có thể với ngươi thấu cái ngọn nguồn, chỉ bằng SMMS cái tên này, gia tộc là có thể điều ra 30 tỷ đô la cấp cho hắn. Chỉ cần hắn mở miệng, không cần bất luận cái gì thế chấp đấy, nhiều như vậy. Trần Húc hai mắt tỏa ánh sáng. Đương nhiên hắn biết rõ, quản dịch dám lớn như vậy khẩu khí, cũng là bởi vì một loại tự tin. Không ai có thể lấy không quản ra tiễn, dám nhẹ nhàng như vậy tựu cho người mượn, sẽ không sợ ngươi không trả, cho dù ngươi là SMMS cũng giống như vậy. Hắn nghe ra ý tứ này, một cái có tiềm lực kế hoạch, Trần Húc trầm ngâm một chút, nói, ta ngược lại là nghe lão sư nói qua mấy thứ, không bằng ta hiện tại tựu nói ra, lại để cho hiền thê giúp ta đến tham khảo thoáng một phát. Nghe được hiền thê, quản dịch đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên mặt ửng đỏ, thực sự thoải mái đã tiếp nhận, Trần Húc suy nghĩ một chút nói, lão sư có một nghiên cứu đã hoàn thành, trong mắt của ta cái này hạng mục cũng là tuyệt đối có thể lợi nhuận đủ tiến, có thể vấn đề chính là. Sơ kỳ đầu tư quá lớn, hơn nữa hội ảnh hưởng đến rất nhiều người lợi ích, tối thiểu, cái này kỹ thuật tại Trung Quốc đại lục là khẳng định không có biện pháp bị tự chúng ta lũng đoạn kiếm tiền đấy. Quản dịch nghe xuất quan khóa một cái từ, lũng đoạn. Đúng vậy, hiện tại SMMS đồ vật vì cái gì như vậy kiếm tiền như vậy nổi tiếng. Cũng là bởi vì lũng đoạn, bởi vì SMMS kỹ thuật không người có thể so sánh. Hắn lấy ra đều là siêu thời đại khoa học kỹ thuật, phương diện này ưu thế lớn đến một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng, đừng người không thể phỏng chế, cũng chỉ có thể thành thành thật thật mua sắm. Tựa như ba biệt tháp phiên dịch ra đồng dạng, vì cái gì U Mỹ khu cái này nguyễn kiện bán được mắc như vậy còn không hạ giá. Nguyên nhân tựu là như thế, không cần ba biệt tháp phiên dịch ra, như vậy các người tự chính mình đi giải thích học ngoại ngữ A, bởi vì vi trên cái thế giới này căn bản không có có thể cùng mà so sánh với, có thể làm cho người tiêu thụ lựa chọn đồ vật. Hơn nữa SMMS cao siêu kỹ thuật, khiến cho muốn phá giải đều khó có khả năng. Cái kia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trả tiền, cái gì kiếm lợi nhiều nhất, lũng đoạn kiếm lợi nhiều nhất, quốc gia phương Tây cũng không phải là không có kháng nghị qua, bọn hắn thậm chí thông qua bọn hắn phản lũng đoạn Pháp cho S công ty gây áp lực nhưng là không có bất kỳ tác dụng bởi vì người địa cầu cũng biết như vậy kiếm tiền sinh ý là không thể nào nhượng xuất đi không có bất kỳ người có quyền lực yêu cầu ép công ty công khai ba biệt tháp phiên dịch ra nguyên dấu hiệu đem làm một loại sản phẩm trở thành trên thị trường duy nhất lúc tây phương chính phủ chỉ có thể thông qua loại này phản lũng đoạn pháp đến đối với thị trường kinh tế tiến hành cân đối mà cuối cùng là không thể đem hắn cáo bên trên tòa án bởi vì hậu quả như vậy sẽ làm cho này dạng sản phẩm hoàn toàn theo trên thị trường biến mất Người Mỹ liền Microsoft đều làm không được, chứ nói chi là ba biệt tháp phiên dịch ra cái này trên đời duy nhất trung cực phiên dịch Nguyễn Kiện rồi. Bất quá tại Trung Quốc trong nước, quản dịch tự nhiên là biết rõ trong nước tình huống. Trung Quốc cũng có phản lũng đoạn pháp, nhưng vấn đề là Trung Quốc mấy thứ quan hệ đến quốc gia mạch máu cùng với cực lớn thu thuế nghiệp vụ đều là quốc doanh xí nghiệp, nói cách khác đều nắm giữ ở quốc gia trong tay. Theo ý nào đó đi lên nói, quốc gia tựu là lũng đoạn đấy cái kia còn có thể trông cậy vào phản lũng đoạn pháp làm cái gì. Nói thí dụ như, Trung Quốc đường cái, đường sắt, tin tức nghiệp, như điện tín, lưới thông, di động, liên thông chờ chờ. Cái này kỳ thật tự là lũng đoạn, trần trụi lũng đoạn. Quản dịch đầu óc chuyển vô cùng nhanh, nàng theo Trần Húc trong lời nói nghe ra một cái ý tứ. SMMS cái này phát minh hình như là liên lụy tới mỗ hạng trong nước đã bị lũng đoạn sản nghiệp. Nàng suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ là cùng tin tức thông tin có quan hệ hay sao? trần húc đại thán nữ nhân của mình quả nhiên có ý nghĩ nói đúng vậy cái này phát minh kỳ thật cũng không tính là phát minh rồi chỉ là đem tiền nhân không có có thể hoàn thiện kỹ thuật tiến hành cải tiến hoàn thiện mà thôi liền mang theo thức đáng nhìn điện thoại đáng nhìn điện thoại quản dịch trên mặt có chút lộ ra một tia kinh ngạc cũng không phải bởi vì này hạng kỹ thuật quá cao mà là quá bình thường rồi nói như thế nào đây đáng nhìn điện thoại hiện tại tựu đã có chỉ có điều còn chưa đủ phát đạt hơn nữa thành phẩm cao thực dụng giá trị thấp đáng nhìn điện thoại cùng vệ tinh điện thoại đồng dạng hoàn toàn thuộc về một loại gân gà sản phẩm liên minh châu Âu EU làm vệ tinh điện thoại lúc đầu nhập vào nhiều như vậy tài chính kết quả cuối cùng bồi được vốn gốc không quy bởi vì vệ tinh điện thoại thành phẩm rất cao người bình thường căn bản là dùng không nổi đơn giản mà nói tiền điện thoại quá mắc mà đáng nhìn điện thoại cũng cũng giống như thế từ lúc trước thế kỷ trung kỳ đã có người đưa ra điện thoại tuyến không riêng có thể truyền lại thanh âm tín hiệu càng có thể truyền lại hình vẽ khái niệm nhưng là trải qua vài thập niên nghiên cứu, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đáng nhìn điện thoại y nguyên không thể đủ phạm vi lớn phổ cập. Thẳng đến 1996 năm, quốc tế điện tín liên minh PSTN nhiều truyền thông đáng nhìn điện thoại quốc tế tiêu chuẩn y hai 324 tiêu chuẩn công bố về sau, đáng nhìn điện thoại thị trường mới thời gian dần trôi qua đã có khởi sắc, ở nước ngoài cũng bắt đầu phổ cập, nhưng là tại Trung Quốc trong nước nhưng như cũng không thấy khởi sắc chi. Su, Omega Ang, chỉ bị dùng cho một ít đoàn thể, đơn vị, xí nghiệp chính giữa. Vấn đề trọng yếu nhất tựu là biên giải mã chip. Phải biết rằng điện thoại tuyến truyền thâu năng lực thật sự quá thấp, thì ra là giải thông quá chật. Phổ thông điện thoại tuyến truyền thâu suất chỉ có 33. 6 kB mỗi giây, cái này xa xa không cách nào thỏa mãn thanh âm cùng động thái hình vẽ nhu cầu. Biên giải mã chip đầu tiên yêu cầu thống nhất, bởi vì không thống nhất vậy thì chờ vì vậy đàn gảy tai trâu. Sau đó tựu là chip công năng rồi. Nhưng nói thực ra, loại này đáng nhìn điện thoại cũng không phải cái gì quá mức kỳ lạ quý hiếm phát minh quản dịch không rõ trần húc tại sao phải trân trọng nói ra a à, người không có nghe rõ ta nói ta nói rất đúng nhanh và tiện thức trần húc móc ra điện thoại khoa tay múa chân thoáng một phát cười nói lão sư nghiên cứu một khi phổ cập hiện tại loại này bình thường điện thoại liền đem hoàn toàn bị đào thải bởi vì không có video hình vẽ truyền lại điện thoại điện thoại đem không cách nào thỏa mãn người sử dụng nhu cầu mà căn cứ lão sư chỗ chế định tiêu chuẩn ngày sau bất luận cái gì một bộ đáng nhìn điện thoại, đều muốn có thể tùy thời tùy chỗ đem thanh âm của mình cùng hình ảnh truyền lại đi ra ngoài, hết thảy thuận tiện thật giống như như hiện tại mọi người sử dụng di động đồng dạng, hơn nữa lời nói phí không có bất kỳ đề cao. Liền mang theo thức, chỉ đúng là điện thoại rồi. Vừa nói như vậy quản dịch mới có chút giật mình, nàng nghĩ tới rất nhiều tương lai phim khoa học viễn tưởng bên trong đích tràng cảnh, chỉ cần thông qua điện thoại là có thể thanh thanh sở sở chứng kiến tín hiệu đối diện hết thảy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có camera. Đúng vậy, lão sư xếp đặt thiết kế chính giữa thì có một loại đồng hồ thức máy truyền tin. Khiến cho dùng loại này máy truyền tin hai người có thể thấy rõ ràng đối phương. Tại lão sư cải tiến kỹ thuật xuống, coi như là hiện tại thường dùng điện thoại sóng điện, cũng đủ để chịu tải âm tần cùng với mỗi giây 180 tránh đã ngoài động thái hình ảnh. 180 tránh, quản dịch dù sao bây giờ là học máy vi tính, đương nhiên biết rõ cái này khái niệm. Tránh tự là số liệu truyền thâu lượng từ, mọi người đều biết hình ảnh kỳ thật tựu là động thái hình ảnh, như vậy 180 tránh tựu là một giây đồng hồ hiện lên 180 tấm bản đồ phiến. Mà người võng mà có thị giác lưu lại, thì ra là vật thể tại rất nhanh vận động lúc, mắt người chứng kiến hình ảnh biến mất về sau, con mắt vẫn có thể giữ lại hắn ảnh hưởng không? Một không, bốn giây tả hữu hình vẽ, cho nên về sau phim nhựa sinh ra đời, điện ảnh sinh ra đời, đều là vì loại này thị giác lưu lại. Như vậy, tránh mấy càng cao, tự tỏ vẻ mỗi giây trạng thái tính hình ảnh càng nhiều, động thái hình ảnh cũng lại càng nối liền. 180 tránh hiệu quả, đầy đủ so sánh một ít mảng lớn rồi, nói cách khác loại này hình ảnh xem đã dậy chưa một tia không lưu loát. Thì ra là tục xưng không tạp, 180 tránh, hiện tại rất nhiều máy tính camera chủ lưu phối trí cũng chỉ có 60 tránh, 120 tránh đã là cao nữa là rồi. Nhưng sử dụng chính là bình thường sóng điện tín hiệu, là có thể truyền lại 180 tránh đã ngoài hình vẽ như vậy cầm vật này trực tiếp điện ảnh đều đã đủ rồi vật này có lẽ rất có thể kiếm tiền hơn nữa hiện tại thị trường cũng dần dần thành thục cái lúc này dùng cường thế tư thái tham gia đến đáng nhìn điện thoại thị trường chính giữa có lẽ rất có lợi nhuận trần húc lời này ý tứ quản dịch cũng minh bạch cùng dĩ vãng vài thập niên trước bất đồng hiện tại đáng nhìn điện thoại cũng phát triển đã đến một cái ổn định kỳ đã có tương ứng thị trường quy tắc cũng có nhất định được quần thể thông tin thiết bị hiện tại cũng ngày càng hoàn thiện nếu như lúc này thời điểm có hạng nhất cường thế cải tiến kỹ thuật, như vậy chỉ sợ thật đúng là như Trần Húc cùng vị kia SMMS đoán trước đồng dạng. Có tương lai đây này, đương nhiên quản dịch cũng biết cái này tư tưởng rất lớn, cũng không phải như ba biệt tháp phiên dịch ra đồng dạng lấy ra có thể bán, cái này chính giữa liên lụy tới rất nhiều. Mạng lưới thương nghiệp cung ứng, điện thoại điện thoại sinh sản, sản xuất thương vân vân và vân vân, còn hữu dụng hộ sử dụng thói quen. Nhưng là hoàn toàn chính xác, đây sẽ là một số rất kiếm tiền sinh ý. Bất quá đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa một cái lo lắng thanh âm nói, tiểu thư, sòng bạc xảy ra chút việc, ngài. Hay vẫn là đi xuống xem một chút a à. vip phòng khách quý, nếu như nói phía dưới sòng bạc trang trí gọi là vàng son lộng lẫy, như vậy lầu này bên trên phòng khách quý, cũng đủ để có thể nói là xa hoa rồi. Toàn bộ một tầng lầu, mấy ngàn bình phương, trên mặt đất phố đều là xa hoa tinh khiết thủ công ba tư lông dê thảm, nghe quản dịch nói, riêng này thảm, một bình phương muốn vài trăm đô la mà chung quanh trong suốt thủy tinh tường sau, tắc thì đều là cấp thế giới tên rượu cái này còn không phải dùng làm bài trí, là khách nhân nếu như vừa ý loại nào rượu về sau, phục vụ viên lập tức sẽ tại chỗ đem hắn lấy ra, hơn nữa, là miễn phí. Quản dịch giải thích thoáng một phát Trần Húc sẽ hiểu, tiến vào vip phòng khách quý chỉ có một điều kiện, cái kia chính là tiến. Rất nhiều rất nhiều tiền, tại đây một lần ván bài, tối thiểu muốn hơn 10 trên trăm vạn đô la, mà sòng bạc thì tại chính giữa tiến hành nhất định tỷ lệ rút xong cho nên so sánh dưới một lọ coi như là mấy vạn khối rượu đỏ đều thật sự là không tính là cái gì cái này sòng bạc chính giữa chỉ là cái này viết phòng khách quý mùa thịnh vượng lúc trong vòng một đêm là có thể cho sòng bạc mang đến ngàn vạn đô la tài phú nghe xong lời này trần húc thậm chí nghĩ khai cái sòng bạc rồi nhiều lợi nhuận à cái này quản dịch cùng trần húc vừa đi một bên đang nghe cái này trưởng phòng nói rõ tình huống sự tình tựu là ra tại cái kia chó điên trên người Vốn cái này đầu chó điên tại Las Vegas pha trộn, sòng bạc tự nhiên là không ít đi, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua người này là cái đổ thuật cao thủ à. Ngược lại là dán không ít tiền tiến trong sòng bài, nhưng là hôm nay, ngay tại vừa rồi đoạn thời gian kia nội, cái này đầu chó điên cùng mấy cái khách nhân tại vip phòng khách quý bên trong, đã thắng liền 27 đêm, thắng hơn 1.000 vạn đô la rồi. Nếu như nói, cái này gần kề chỉ là một hồi bình thường ván bài đây cũng là mà thôi, đừng nói hơn 1.000 vạn, sòng bạc hơn trăm triệu đô la đại ván bài cũng đã có, nhưng là cái kia chó điên thắng nhiều lần như vậy, mấy cái khách nhân đều không muốn lại cùng hắn đánh bạc đi xuống, thằng này lại muốn khiêu chiến bản sòng bạc nội cao thủ. Đây thật ra là quy củ của sòng bạc một trong, bởi vì có khách nhân muốn chơi loại này đại ván bài, mà loại này đại ván bài không phải người bình thường có thể có khả năng, cho nên, sòng bạc hội tiến hành an bài, nhưng nếu như là tại mùa ế hàng, không có người an bài, như vậy sòng bạc chính giữa tỏa chấn cao thủ tựu sẽ đích thân kết cục cùng hắn chơi mấy ván cục. Không nói Las Vegas, coi như là bất luận cái gì sòng bạc chính giữa, đều có đổ thuật cao thủ tỏa chấn. Phải biết rằng sòng bạc là mở cửa việc buôn bán, khó tránh khỏi sẽ có đối thủ cạnh tranh tới quấy rối. Đương nhiên, như Las Vegas loại địa phương này, sòng bạc là sẽ không dễ dàng kết thủ kết đoán. Đầu tiên những này sòng bạc thế lực sau lưng đều rất kinh người. Tiếp theo tựu là, người đi khiêu chiến người khác, như vậy tựu phải chờ đợi đối phương đến lấy lại danh dự. bởi như vậy hai đi rất dễ dàng liều ra nóng tính. đến lúc đó kết quả chính là một phát không thể vãn hồi rồi. nhưng là gặp được loại này khách nhân tìm không thấy đánh bạc bạn tình huống. sòng bạc nội tự nhiên cũng là muốn phái cao thủ đi ra cùng người ta hảo hảo chơi mấy trận đấy. cái này nói những này đổ thuật cao thủ kỳ thật cũng cùng trong sòng bạc những nữ nhân kia không sai biệt lắm. luôn muốn đi ra người tiếp khách đấy. như tại đây lớn như vậy sòng bạc cái kia trong sân đổ thuật cao thủ trình độ tự nhiên sẽ không thấp. Đương nhiên, trên cơ bản Las Vegas từng sòng bạc cao thủ đứng đầu đều là rất nổi danh, đối với một cái đến đùa khách nhân là sẽ không ra động sòng bạc nội áp trục cao thủ đứng đầu đấy. Bởi vì như vậy rõ ràng tự sẽ khiến khách nhân cảm thấy người cái này sòng bạc là ở khi dễ người. Nhưng là, hiện tại ngồi ở phòng khách quý nội cùng chó điên tiến hành bài bạc cáp bin, đã là sòng bạc chính giữa ngoại trừ nhất đỉnh tiêm mấy cái nổi danh cao thủ bên ngoài, mạnh nhất người rồi có thể coi là là cáp bin, cũng rất giống không thắng được cái này đầu chó điên. Làm sao có thể, quản dịch giật mình rồi, cáp bin trình độ nàng đương nhiên tinh tường, tuy nhiên không sánh bằng những cái kia nhất đỉnh tiêm tồn tại, nhưng tối thiểu cũng là nổi danh thế giới cao thủ nhất lưu rồi. Tại người bình thường trong mắt, tuyệt đối là đổ thần một cấp, người bình thường cũng không có tư cách theo chân bọn họ giao thủ, hôm nay vậy mà không thắng được cái kia chó điên. Cái kia chó điên ăn xuân dược sao? Cái kia chó điên hôm nay vận khí tốt như vậy? Không, không phải vận khí." Trường phòng cười khổ nói, "Nói thực ra, hắn hôm nay vận may hoàn toàn chính xác xem như không tệ, thế nhưng gần kề chỉ là không tệ mà thôi. Hơn nữa hắn thắng phương thức chúng ta cũng đều có phân tích, hắn là dựa vào kỹ thuật thắng đấy." "Cái gì? Quản dịch đây mới thực sự là giật mình rồi." "Là kỹ thuật?" Trưởng phòng vẻ mặt đắng chát, không biết là nguyên nhân gì, người này đổ thuật trình độ tiến nhanh. "Chúng ta sòng bạc, thậm chí ta còn điều động mặt khác mấy gian sòng bạc cao thủ tới." cùng nhau phân tích kết quả là Người này ngoại trừ tâm lý tố chất còn không được, dễ dàng lộ ra sơ hở bên ngoài, tại tính toán bài cùng nhớ bài trình độ lên, đều đã đạt đến thế giới đỉnh tiêm trình độ. Điều này sao có thể? Quản dịch biểu lộ rất đặc sắc, trên thực tế người nếu đã biết một đầu người quen thuộc heo đột nhiên trở nên rất khôn khéo nét mặt của người cũng sẽ biết rất đặc sắc. Trần Húc nghe quản dịch nói vài món cái này đầu chó điên nghe đồn, trong nội tâm gọi thẳng, nhân tài à đem thằng này gọi chó điên thật không có oan uổng hắn, nói thật. Ngươi nhìn xem thằng này tại Bắc Mỹ đều đã làm nên cho gì sự tình. Trần Húc cảm thấy cái này muốn là mình hài tử, dứt khoát một cái tát chụp chết được rồi, tránh khỏi ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Chó điên thành danh chiến là ở 3 năm trước đây, khi đó thằng này bất quá thì ra là cái vừa đầy 16 tuổi tiểu thí hài, đến Las Vegas cũng không bao lâu. Kết quả thằng này ngay tại một lần nhân vật nổi tiếng tụ tập trên yến hội, trước mặt mọi người vì một cái gái hồng lâu VIP p hàng công sở đi khiêu khích một cái nước Mỹ phú thương nhi tử, sau đó giống như lưu manh vô lại đồng dạng vậy mà tại vô số nhân vật nổi tiếng trước mặt sử xuất một cái kinh diễm hầu tử thâu đào. Nếu như nói cái này cũng chưa tính cái gì, cái thứ này có một lần cắn dược quá độ, trực tiếp khai một chiếc xe vận tải vọt vào cục cảnh sát, trực tiếp đưa đến hai gã cảnh sát bỏ mình sự tình, tự xác định hắn cho điên ngoại hiệu rồi. Đây là một cái vô cùng xúc động, làm việc không trải qua suy nghĩ, hơn nữa to gan lớn mật ra hỏa. Las Vegas nhân vật nổi tiếng nhóm, đám bọn họ như thế đánh giá hắn, nếu như không phải sau lưng của hắn có đồng ra tại ủng hộ, tại Las Vegas cái này tội ác chi đô, hắn sớm đã bị loạn súng bắn chết, như chó hoang đồng dạng bị ném ở ven đường rồi. Người như vậy, nếu như nói hắn có thể đem cần có nhất đại não đổ thuật tu luyện tốt, cái kia không thua gì một đầu heo thao lấy một cái địa đạo Luân Đôn Khang nói, may y yêu. Nhưng bây giờ sự thật tự là như thế, cặp bin xem như sòng bạc cao thủ nhất lưu rồi, hơn nữa là trên toàn thế giới gần với đỉnh tiêm một đám đổ thuật cao thủ, nếu như ngay cả hắn cũng không thể thắng cái này đầu chó điên, như vậy kế tiếp cũng chỉ có thể phái ra sòng bạc áp trục, mạnh nhất cao thủ. Thế nhưng mà cái này một khi truyền đi, nói sòng bạc dùng như vậy thế giới cao thủ đứng đầu để khi phụ khách nhân, cái kia đối với sòng bạc danh dự là có rất lớn tổn hại đấy. Thế nhưng mà sòng bạc có quy củ của sòng bạc, tuy nhiên biểu hiện ra nói thật dễ nghe, gọi mỗi người cũng có thể tiến đến bài bạc, có bản lĩnh người tự kiếm tiền. Nhưng vấn đề là sòng bạc không phải miễn phí máy rút tiền ATM, một cái đổ thuật cao thủ, lực áp toàn bộ sòng bạc cao thủ. Như vậy sòng bạc đối với hắn mà nói tự là máy rút tiền ATM đồng dạng tồn tại, hắn muốn cầm bao nhiêu tiền mượn bao nhiêu tiền. Nhưng vấn đề là, điều này có thể sao? Sòng bạc mở cửa là việc buôn bán, vì kiếm tiền, chết như vậy bồi thường tiền mua bán ai hội nguyện ý. Cho nên dưới bình thường tình huống gặp được loại chuyện này, sòng bạc sẽ cầm một khoản tiền đi ra cho cái này cao thủ thì ra là đuổi hắn đi đương nhiên số tiền kia mức chắc chắn sẽ không thiểu tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương có hại chịu thiệt nếu như cao thủ kia thức thời cầm tiễn rời đi về sau không đến nhà này sòng bạc nhưng là nếu như hắn không cảm thấy được như vậy thực xin lỗi lễ nghi quy củ chúng ta là kết thúc rồi người lại như vậy không biết phân biệt thực cho rằng las vegas cái này tội ác chi thành tên là nói không hay sao nhưng là nếu như là như vậy cao thủ đứng đầu, tự nhiên sẽ không dễ dàng ra tay, cũng không thể đơn giản ra tay. Nếu không truyền đi, đồng dạng sẽ để cho sòng bạc danh vọng lọt vào đả kích. Nói sòng bạc vì không cho khách nhân thắng tiến, phái ra như vậy cấp thế giới cao thủ đến. Thật giống như hai cái tiểu hài tử đánh bóng bàn đồng dạng, một đứa bé đánh không lại đối thủ, đem hắn cha gọi tới kết quả cha của hắn là lỗ làm cho huy. Cho nên nói hiện tại lại để cho trưởng phòng khó xử, tự là dưới mắt tình huống lâm vào một loại lưỡng nan hoàn cảnh lại để cho cao thủ xuất chiến khó tránh khỏi sẽ bị người nói này nói kia như vậy đỉnh cấp cao thủ tại sòng bạc chính giữa tồn tại mục đích là vì phòng ngừa những người khác đến đá quán nháo sự mà không phải đối phó bình thường khách nhân nhưng nếu như không cho cao thủ xuất chiến cái này đầu chó điên lại càng thắng càng nhiều nhìn dáng vẻ của hắn hắn nơi nào sẽ quản ngươi quy củ của sòng bạc hơn nữa thân phận của hắn tại đâu đó sòng bạc cũng không thể đối với bọn họ dùng sức mạnh khó trách trưởng phòng hội gọi quản dịch cái này người thừa kế đi ra gặp được sự tình gì, sòng bạc chính giữa vài tên trưởng phòng có thể làm chủ rồi. Đối với rất nhiều có chuyện xảy ra, bọn họ là phi thường có kinh nghiệm đấy. Cho nên, nếu như là có đem vấn đề báo cáo, trên cơ bản không phải cái gì đột phát nan giải quyết sự kiện, mà là gặp không thể đắc tội người. Cái này đầu chó điên, dưới mắt gian phòng này sòng bạc chính giữa trưởng phòng nhóm, đám bọn họ hay vẫn là đắc tội không nổi đấy. Quản dịch suy nghĩ một chút nói, các pin thua bao nhiêu? Một cái trưởng phòng thông qua mini bộ đàm hỏi thăm vài câu về sau, nói, đã thua 1.300 vạn đô la rồi. Hiện tại vấn đề là, cái kia chó điên thẻ đánh bạc càng áp càng lớn, giống như ỉ vào chính mình sẽ không thua dốc sức liều mạng kiếm tiền đồng dạng. Cặp pin nhiều khi cũng không dám lại cùng đi theo rồi. Tiểu thư, ta đề nghị hay vẫn là phái bội lôi tạp tùng xuất chiến không? Bội lôi tạp tùng là sòng bạc chính giữa mạnh nhất cao thủ. Lần trước WSOP thế giới bài tú lơ khơ thi đấu tranh giải quán quân, toàn bộ Bắc Mỹ toa cáp quay con thoi, giải thi đấu quán quân đoạt huy chương. Nhưng là lại để cho như vậy một cái chính thức đánh bạc thần cấp nhân vật đi khó xử một đầu toàn bộ Bắc Mỹ thượng lưu xã hội đều biết tên chó điên, cái này truyền đi tự thực cùng lỗ làm cho huy khi dễ một cái tiểu học sinh đánh bóng bàn đồng dạng. Chẳng lẽ thật sự muốn bội lôi tạp dùng xuất chiến, quản dịch cũng do dự, trên thực tế, nàng rất rõ ràng những này chấn chàng từ cao thủ đứng đầu. Những người này cũng không phải như mặt khác thông thường cao thủ như vậy cầm cố định tiền lương, có thể nói, dùng bội lôi tạp tùng như vậy địa vị, tại toàn bộ đồ thuật giới, cũng đã có thể dùng siêu nhiên hai chữ để hình dung. Muốn mời những người này, đầu tiên tiến là khẳng định không thể thiếu, hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không giống mặt khác cao thủ như vậy, mỗi ngày cố định đến sòng bạc đi làm, mà là gặp được việc gấp mới sẽ xuất hiện phương diện này không riêng gì có tiền nguyên nhân, còn có tình. Đối với quản gia mà nói, tiến không coi vào đâu, nhưng là nhân tình loại vật này, còn một lần tự ít đi một lần, cho nên, có thể không cần phải những này cao thủ đứng đầu dưới tình huống, vậy thì tận lực không muốn sử dụng. Nếu như chỉ là tính nhầm năng lực cùng trí nhớ năng lực, ta muốn, có lẽ ta có thể ok hắn. Chứng kiến quản dịch biểu lộ khó xử, Trần Húc đột nhiên nói, người đã quên lần trước Jimmy rồi hả? So trí nhớ cùng tính nhầm năng lực, ai có thể so qua ta? Quản dịch hai mắt tỏa sáng, ngày đó cái kia Jimmy cùng Trần Húc đánh cuộc sự tình nàng tự nhiên biết rõ, bất quá cho nàng ấn tượng sâu nhất, ngược lại còn không phải ngày đó Trần Húc cái kia kinh diễm trí nhớ mà là cái kia Jimmy đưa ra tiền đặt cược thẻ đánh bạc nên ngừng không ngừng phản thụ hắn loạn nhưng lời này nói dễ dàng có thể hãm sâu trong đó ai có thể đủ xem minh bạch đâu này a à, húc người có nắm chắc không nếu như chỉ là so tính toán bài cùng nhớ bài Trần Húc tự tin cười cười cái thế giới này có lẽ có người ta không thắng được nhưng tối thiểu ta cũng sẽ không biết thua Trần Húc nói rất đúng đại lời nói thật dù sao tại tiểu mẫn dưới sự trợ giúp hắn là dựng ở thế bất bại, như nếu như đối phương cũng có cao thủ cái kia cùng lắm thì tựu là không thắng không bại cục diện. Thật giống như hai cái phong cách hoàn toàn một người như vậy chơi CS lúc, mặt đối mặt phát hiện viên đạn đánh hết tựu đổi băng đạn, kết quả băng đạn thay đổi một nửa về sau lại cắt trở về dùng súng ngắn, súng ngắn viên đạn đánh xong cũng đón lấy đổi băng đạn, đổi một nửa về sau lại cắt trở về dùng súng máy. Như vậy tới tới lui lui có thể đánh nhau nguyên vẹn cả một ván bất quá Trần Húc cũng biết bản lãnh của mình, dựa vào tiểu mẫn nhớ bài phương diện hắn là gần như tại vô địch tồn tại, nhưng là tính toán bài muốn tranh lệch một đoạn rồi. Bài Tú Lơ Khơ chính là như vậy, tại bài trừ vận khí dưới tình huống, có cao thủ thậm chí thì có thể làm cho bài của mình toàn bộ lóe lên cùng đối phương đánh. Chơi toa cáp quay con thoi, nhớ bài tầm quan trọng không hề chỉ chỉ là ở chỗ biết rõ bài, mà là thông qua các loại quy tắc lấy được mình muốn bài, hoặc là làm cho đối phương lấy không được hắn muốn bài. Điểm này lên, Trần Húc đổ thuật không tinh, mặc dù có tiểu mẫn hỗ trợ tính toán, nhưng là gặp được chính thức đổ thuật cao thủ, cũng chưa chắc là có thể chịu được. Dù sao tiểu mẫn chỉ là máy tính, tương đối mà nói, bài xì phé khá tốt, dù sao vẫn tính toán so sánh đơn giản, phức tạp nhất cờ vây, coi như là siêu cấp máy vi tính cũng không dám nói nhất định có thể chiến thắng trên cái thế giới này đỉnh cấp tuyển thủ. Bất quá, nhớ bài, tính toán bài, quan sát đối phương thần sắc làm ra phán đoán, do đó phán đoán đối phương nội tâm nghĩ cách, là vui, là lo. Quan sát đối phương biểu lộ để phán đoán trong tay đối phương bài lớn nhỏ là từng đỉnh cấp tuyển thủ thiết yếu tố chất, đương nhiên, không ai có thể thời thời khắc khắc chú ý đến đối thủ, những thứ không nói khác, một người quang chầm chầm vào đối phương trên mặt xem, cái kia tối thiểu cũng không phải một kiện lễ phép sự tình a. À. Nhưng là tiểu mẫn lại có thể một mực quan sát đối phương, do đó làm ra phán đoán. Nhớ bài, tính toán bài, nhìn mặt mà nói chuyện, cái này cũng đã lại để cho Trần Húc Dựng ở thế bất bại đương nhiên loại này có thể dùng tại đánh bạc phương pháp trong tương lai là có nhất định được quy tắc tại ước thúc, thế nhưng mà tại hiện tại. Hắc hắc hắc, quản dịch trầm ngâm một chút, ngày đó Trần Húc cùng Jimmy cái kia một hồi đọ sức về sau đích thật là bị hợp hiệp đại các học sinh nói chuyện say xưa, đối với Trần Húc cái kia khác hẳn với thường nhân, thậm chí có thể nói là đáng sợ trí nhớ nàng cũng có nghe thấy, nếu như là như vậy, như vậy mới có thể đủ thắng được cái này đầu chó hoang. Được rồi. Cho dù có ba thành nắm chắc, quản dịch cảm thấy cũng là muốn thử một chút. Đây là đang băng, giúp Trần Húc tạo thế à? Thử nghĩ, nếu như Trần Húc thắng một trận chiến này, cái kia hắn tự có thể có được sòng bạc cao thấp tôn kính, đây cũng là tự cấp ngày khác sau trải bằng con đường. Nghĩ vậy, quản dịch rốt cuộc gật gật đầu, được rồi, hứa trưởng phòng, cho hắn chi một nghìn vạn đô la thẻ đánh bạc. Trần Húc đi vào phòng thời điểm cái kia chó điên đang tại rất cười đắc ý, lý sướng, trình độ của người của ngươi cũng không gì hơn cái này đi, cho ca đưa cái này mấy trăm vạn, còn muốn tiếp tục đưa tiến đây. Cái kia lý sướng ha ha cười cười, chứ không thèm để ý mà nói, không được không được, thật sự là sĩ biệt tam nhật lau mắt mà nhìn à. Đồng tiên sinh, không nghĩ tới ngày hiện tại đã có như vậy đổ thuật rồi, xem ra ngày sau ngươi cho dù lấy không được quản gia đại tiểu thư, cũng không lo tại đây Las Vegas, Las Vegas ở bên trong hốn phong sinh thủy khởi rồi. Trần Húc cùng quản dịch nghe xong, trong nội tâm nhịn không được liền suy nghĩ, thằng này thật đúng nham hiểm. Cái thằng này rõ ràng cho thấy chính mình thua tiến, biết rõ tìm không hồi chàng tử, cho nên liền cố ý đi vạch trần cái này đầu chó điên nội tình phải biết rằng, đồ thuật cao thủ ở chỗ này mặc dù sẽ bị người kính ngưỡng, cũng có thể có được tiền tài quyền thế. Nhưng là dù sao những cao thủ này, cuối cùng còn chỉ là một thanh đao. Bị giữ tại những cái kia chúa tể cái này tòa Las Vegas phận mệnh, giấu ở trong hắc ám những cái kia phú hào tập đoàn nhóm, đám bọn họ trong tay đao. Mà đồng dơ cao hoàng vốn thân phận là đủ để làm nắm cây đao này người đấy thế nhưng mà theo cầm đao người biến thành đao đây không thể nghi ngờ là một loại thân phận bên trên hạ giá huống chi lý sướng còn chỉ ra nói nói đồng dơ cao hoàng kỳ thật chỉ là bởi vì một cái nữ nhân mới có hôm nay quyền thế nhưng là đồng dơ cao hoàng nhưng thật giống như không nghe thấy đồng dạng chứng kiến trần húc tiến đến cố ý khoa trương mà nói ơ ờ, đây không phải quản gia tương lai cô ra sao cái lúc này tiến đến có phải hay không muốn chơi hai tay đối với cái kia chó điên sưng hô Trần Húc Đại Nam tử tình tiết mặc dù có chút ít khó chịu, nhưng là cũng không có để ở trong lòng, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, cười híp mắt nói: đúng vậy a, à, xem các người đùa vui vẻ như vậy, ta cũng đến tìm tìm thú vui. Lúc này thời điểm sau lưng đã có người lấy ra một nghìn vạn đô la thẻ đánh bạc đặt ở trên mặt bàn, ong ánh sáng long lanh thẻ đánh bạc đặt ở nơi nào, lập tức lại để cho chàng diện có chút khẩn trương. Nói thực ra Trần Húc trong nội tâm cũng có chút tiểu khẩn trương. Mặt này trước một chương dày đặc thủy tinh bản, đã có thể đại biểu 10 vạn đô la. Tuy nhiên hiện tại Trần Húc mình đã rất có tiền rồi, nhưng là từ nhỏ tiếp nhận giáo dục hắn vẫn cảm thấy loại cuộc sống này thức sự quá xa xỉ. 10 vạn đô la à, đối với rất nhiều người bình thường mà nói, vậy thì tương đương với Trung Quốc hai tuyến thành thị một tòa phòng ở. Bất kể là cũng không muốn đánh bạc hay vẫn là theo tiết kiệm góc độ nhìn lại, Trần Húc đều cảm thấy. Kỳ thật tiền đặt cược một mao lưỡng mao không đều là đánh bạc nha, đánh bạc chơi không phải là vì cái kia thắng thua khoái cảm, muốn nhiều tiền như vậy không phải lãng phí. Bất quá cũng đã ngồi ở trên chiếu bạc, Trần Húc tự nhiên không thể cứ như vậy tiết lực lược, tiện tay từ trong túi tiền lấy ra vừa rồi tại trong sòng bạc lấy được cái kia tiểu mặt giá trị thẻ đánh bạc, đưa cho bên cạnh bồi bàn, cười nói, mấy vị chơi lâu như vậy, một chút cũng không khát sao? Muốn không muốn gọi món gì uống, tiểu đệ mời khách, tại mấy người còn không có trả lời thời điểm, Trần Húc tự phối hợp mà nói, cho ta đến một lọ Coca-Cola thêm đá đấy. Chấm, chấm, toàn bộ trong phòng một mảnh tĩnh mịch, quản dịch nghiêng đầu, bởi vì nàng không muốn làm cho người khác đã gặp nàng kéo căng không nhanh biểu lộ. Tại đây xa hoa phòng khách quý bên trong điểm Coca-Cola, chỉ sợ hay vẫn là sòng bạc khai trương đến nay lần thứ nhất. Coi như là tại sòng bạc đại sảnh, cũng trên cơ bản không có người uống như vậy đại chúng đổ uống rồi. Tại vip phòng khách quý chính giữa, tối thiểu cũng đều là cái loại này mấy vạn đô la lên giá rượu ngon cho dù dùng đến Coca-Cola, cũng là dùng để đoái rượu, nào có trực tiếp một chút đến uống. Cái này rất giống là đến nhà hàng Tây ăn cơm, yêu cầu người ta bên trên một lung bánh bao hấp đồng dạng. Đồng dơ cao hoàng nhìn xem Trần Húc, lộ ra một miệng được không hư không tưởng nổi hàm răng, xem ra quản gia tương lai cô ra thật đúng là cái người thú vị à, đúng rồi, ngươi không phải mới vừa nói ngươi sẽ không đổ thuật sao, ngụ ý tự là, đây không phải tại lật lọng. Đối với Tây Phương danh dự trí thượng xã hội, cái gọi là binh bất yếm trá, thường thường có đôi khi sẽ cho người lưu lại đầu đề câu chuyện. Trần Húc cười nói, đồ thuật hay vẫn là sẽ không, ta từ nhỏ đến lớn sẽ không lấy người đánh bạc trả tiền. Bất quá đánh bài hay vẫn là hội một chút như vậy, xem mấy vị đều là khách quý, tiểu dịch là sợ mấy vị không có thể tận hứng, cho nên để cho ta tới cùng mọi người chơi đùa. Trần Húc một bộ dùng tại đây chủ nhân tự cho mình là bộ dạng, rất là hào sảng vỗ vỗ bên cạnh trồng chất giống như tiểu sơn cao thẻ đánh bạc, ta không thế nào hội chơi, Đi lên chơi thì ra là cho các vị đưa tiền, coi như kết giao bằng hữu rồi. Trên chiếu bạc mấy người đều nheo lại con mắt. Đối với cái này cái cười vô cùng sáng lạn người trẻ tuổi. Trên mặt bàn mấy người, cho dù là chó điên như vậy rất tự cho là đúng. Đương nhiên, nếu như dùng hắn mà nói tự là tự cho mình rất cao. Dù sao những người này đối với Trần Húc đều có một loại nhìn không thấu cảm giác của hắn rồi. Cái kia chúng ta sẽ tới chơi hai thanh. Lý Sướng rất có thâm ý mắt nhìn Trần Húc. Trong nội tâm tại nắm lấy thằng này hiện tại đi ra dụng ý. Nghĩ đến có phải hay không thừa lúc cơ hội này châm ngòi thoáng một phát. Tóm lại, không thể để cho cái kia chó điên đắc ý như vậy. Tự nhiên cũng không thể khiến cái này đột nhiên xuất hiện quản gia tương lai cô ra làm náo động. Capin, ngươi trước hết để cho một chút đi, ta đến thay vị trí của ngươi. Nghe được đại tiểu thư mở miệng, cái kia sòng bạc phái ra cao thủ Capin có chút xấu hổ nhượng suốt vị trí. Trong nội tâm tâm thần bất định không thôi tuy nhiên quy củ của sòng bạc người tiếp khách người chơi thời điểm thua trận tiễn là hoàn toàn do sòng bạc phụ trách, nhưng là thoáng cái thua trận nhiều như vậy, hơn nữa hay vẫn là đã thua bởi một đầu chừng nổi tiếng chó điên, các pin tự nhiên là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, suy tư về chính mình ngày sau tại sòng bạc địa vị khả năng đều có dao động. Dưới mắt cái này trên mặt bàn, tự là Trần Húc, Quản Dịch, còn có mặt khác ba gia tộc đệ tử, lần này, ngược lại là người hoa tứ đại gia tộc mọi người đến đông đủ. Nhiệm bài tốt rồi, ta không có vấn đề nhìn xem chia bài thuần thục đem một bộ mới bài xì phé rất nhanh mở ra lại đắp lên, não ở bên trong lấy được tiểu mẫn nhắc nhở, Trần Húc nhàn nhạt cười nói, đúng rồi, đồng tiên sinh, ngươi không phải mới vừa nói, nếu như ta thắng, tự nói cho ta biết một bí mật sao. Những lời này, coi như mấy, ta chó điên nói chuyện gần đây chắc chắn, đồng dơ cao hoàng thật sâu rút khẩu xì gà, chỉ chỉ bên cạnh một mực không nói chuyện dư lãng, ta trước kia ghét nhất người khác gọi ta là gọi chó điên, nhưng ta lần trước đánh cuộc thua cho hắn, ta tự nhận biết cái này ngoại hiệu. Kỳ thật nghe cũng không tệ, dư lãng nghe được chó điên điểm tên của hắn, ngẩng đầu lên khinh thường cười cười, bưng chén rượu lên phối hợp phẩm khởi rượu đến. Cái này mấy cái ra hỏa thật kỳ quái à, chứng kiến mấy người biểu hiện, quản dịch trong nội tâm nghi hoặc. Nàng tuy nhiên lâu không tại Bắc Mỹ, nhưng là Bắc Mỹ một ít nhân vật trọng yếu tư liệu nàng đều là một mực có đổi mới, kể cả bọn hắn làm cái gì so sánh chuyện đại sự, do đó suy đoán ra tính cách của bọn hắn chờ chờ. Nhưng là hôm nay trình diện ba người này, ngoại trừ lý sướng biểu hiện trong quy trong củ bên ngoài, hai người khác biểu hiện là trách quái, cùng trên tình báo không hợp. Nhưng nàng như vậy nghĩ đến, thực sự không biết mặt khác mấy trong lòng người đã ở như thế muốn nàng. Căn cứ tin tức, Ellen tiểu thư tại Luân Đôn lúc cả ngày ngay tại trong tiệm sách vượt qua, tính toán bên trên là ôn tĩnh nhàn thuộc sở sở khả nhân. Nhưng là bây giờ xem xét, lại cảm giác trước mắt người này càng giống là quản gia đại tiểu thư, khí khái hào hùng bức người, hơn nữa rất có chủ kiến. Lúc này mới càng giống là một đại gia tộc người thừa kế. Mà Luân Đôn cái kia, tắc thì rất có điểm lâm đại ngọc cảm giác rồi. Quản dịch gọi tới 500 vạn thẻ đánh bạc, đặt lên bàn cười nói, mấy vị đến chơi, làm chủ nhân tự nhiên là muốn cho các vị xem như ở nhà. Tiểu muội không thế nào hội chơi, một hồi các vị hạ thủ lưu tình. Cũng không phải tiến sự tình, luôn muốn cho tiểu muội nhiều kiên trì một thời gian ngắn a. À. Trên bàn mọi người đều cười, quản dịch trình độ như thế nào không có ai biết, bởi vì không có người cùng nàng đánh bạc qua. Nhưng là quản gia sòng bạc tổ chiếm cứ sinh ý rất trọng yếu một bộ phận, làm như vậy người thừa kế, quản dịch trình độ có lẽ không kém ở đâu mới được là. Tẩy bài nghiệm bài, quản dịch cho Trần Húc làm cái ánh mắt, Trần Húc mỉm cười gật đầu, tràn đầy tự tin. Có thể không đầy sao, vừa rồi Tiểu Mẫn đã nhắc nhở hắn nói, nghiệm bài lúc Tiểu Mẫn đã đem sở hữu tất cả bài ghi nhớ, sai số không cao hơn 1% cái này sai số tựu là có đôi khi bài có thể sẽ bị ngăn trở một bộ phận mà không cách nào phán đoán. Nhưng là không cao hơn một phần trăm sai số cũng đủ làm cho Trần Húc biết rõ tất cả mọi người trong tay bài rồi. Hiện tại trên chiếu bạc, tự nhiên là cái kia chó điên thẻ đánh bạc tối đa hắn theo sòng bạc tại đây thắng hơn một nghìn vạn, tăng thêm người khác phóng cho hắn, trước mặt hắn đã có gấp ba tại Trần Húc thẻ đánh bạc, sáng nóng lánh lộ ra vô cùng khoa trương. Mà người này chút nào cũng không che giấu đắc ý của mình chi tình, khi thì rút một ngụm xì gà, khi thì uống một hớp rượu, lại khi thì đem bên người quần áo bạo lộ bạn gái kéo qua đến hung hăng thân truy cập. Nói tóm lại, thằng này biểu hiện một chút cũng không giống như là người quý tộc, cho dù là cho tới bây giờ không có tiếp nhận qua lễ nghi quý tộc giáo dục Trần Húc, biểu hiện cũng so với hắn muốn tốt hơn nhiều. Tiếp theo tựu là Trần Húc, trên bàn của hắn là chỉnh tề một nghìn vạn thẻ đánh bạc, xa hơn sau, nhưng lại cái kia dư lãng, hắn thẻ đánh bạc còn nếu so với quản dịch nhiều một ít. Tiếp theo là quản dịch, cũng là mới lấy ra 500 vạn đô la. Cuối cùng mới được là lý sướng, hắn đã thừa không nhiều lắm rồi. Chia bài A, chia bài bắt đầu chia bài thời điểm, Trần Húc trong nội tâm tựu đã có so đo. Ván này hắn không thể cùng, bởi vì lá bài tẩy của hắn là lòng dạ hiểm độc người, cùng đằng sau bài không tạo thành một lốc, bài mặt rất nhỏ, muốn mông người đều không được. Vì vậy tại vòng thứ nhất lúc nói chuyện, hắn tự cười cười, trực tiếp buông tha cho. Cái kia chó điên nhìn Trần Húc liếc, ném ra một cái thủy tinh thẻ đánh bạc. Cái này quăng ra, tự là 10 vạn đô la. Cái kia dư lãng nhìn xem bài, lắc đầu buông tha cho. Lý Sướng cũng nhìn xem bài, do dự một chút, hay vẫn là theo một cái. Quản dịch ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, tiện tay văng ra một cái thẻ đánh bạc. Vòng thứ nhất, hai người buông tha cho, ba người tiếp tục. Toa cáp quay con thoi, loại này ván bài, đối với rất nhiều người mà nói có lẽ cũng không thể xem như lạ lắm, tối thiểu tại đã từng hồng công hồng thấu nữa bầu trời đánh bạc phiến chính giữa, trời đúng là toa cáp quay con thoi. Chỉ là chân chính trời khởi đến tự nhiên là sẽ không giống trên tivi như vậy mơ hồ, về phần đổi bài à, thậm chí là đặc dị công năng đổi bài các loại sự tình đều khó có khả năng tồn tại. Song phương đổ thuật cao thủ dựa vào đúng là nghiệm bài lúc cái kia quét qua trí nhớ, còn có tự là đem bài mặt nhớ tại trong lòng về sau, tại trong lòng nhanh chóng tính toán theo công thức chính mình hội được cái gì bài, đối thủ bài, tổ hợp có thể trở thành cái dạng gì bài mặt, chính mình tỷ số thắng chờ chờ. Những này mới là cao thủ chơi bài vốn liếng, không có cường đại trí nhớ cùng tính nhầm năng lực người, vậy thì đi cầu nguyện vận khí A. Nhưng là tại toa cáp quay con thoi chính giữa, vận khí thành phần phía trước hai chủng thủ đoạn về sau thừa cũng rất nhỏ hơn. Bởi vì vi một cao thủ, hắn trên cơ bản tự nhớ kỹ sở hữu tất cả bài, tính toán xác suất Người lấy được một bộ tốt bài, được rồi, người ta không cùng được rồi đi. Người còn có thể nhiều lần đều lấy được nghịch thiên tốt bài hay sao? đương nhiên còn một điều rất trọng yếu đấy. Cho dù là đương thời mạnh nhất cao thủ, cũng không có khả năng lập tức nhớ hết nhiều như vậy chương bài xì phé, bọn hắn tối đa có thể nhớ kỹ hơn phân nửa. Đây đã là rất rất giỏi sự tình, mà có chút bài, tại không nhớ được dưới tình huống, vậy thì muốn thông qua đối phương biểu lộ, tứ chi ngôn ngữ đến tiến hành phán đoán trong tay hắn bài được không rồi. Cái này là tâm lý chiến, Trần Húc một mực tại quan sát cái kia chó điên, hắn biết rõ chó điên át chủ bài là ách Bích ca, mà bài của hắn mặt là ách bích di cùng hồng đào tám. Bộ dạng này bài mặt rất lớn rồi, hơn nữa át chủ bài ách bích ca cũng là một cái tương đối lớn bài. Mặt khác hai người, rõ ràng cũng không sánh bằng cái này đầu chó điên. Chó điên biểu lộ rất đắc ý, phi thường đắc ý. Không riêng gì đắc ý, hơn nữa là hung hăng càn quấy, không chút nào chú ý nơi, thò tay ở bên cạnh châu U Mỹ nữ ngực hung hăng sờ soạng vài cái, nhắm chúng nữ nhân kia một hồi nhõng nhẽo cười, quản dịch nhịn không được nhíu mày. Như vậy, người bình thường chứng kiến hắn cái dạng này, khẳng định cũng biết trong tay hắn nắm một bộ tốt bài. Quản dịch nhìn về phía Trần Húc, gặp Trần Húc con mắt lơ đãng nhìn hai bên một chút, nàng biết rõ Trần Húc có ý tứ là làm cho nàng không cùng, vì vậy quyết đoán buông tha cho. Mà quản dịch buông tha cho, cái kia lý sướng cũng buông tha cho. Ván đầu tiên bài tự lại để cho cái này đầu chó điên nhẹ nhõm thắng, đương nhiên, thắng cũng gần kề chỉ là giữ gốc thẻ đánh bạc. Ván thứ hai, Trần Húc bài đồng dạng không thế nào tốt nhưng là hắn lại biết cái kia chó điên bài cũng không nên, có thể chứng kiến người này trong miệng hùng hùng hổ hổ, một bộ rất thối bộ dáng, không che giấu chút nào sẽ đem bài cho ném đi. Ván này, cuối cùng là quản dịch thắng, như thế lại để cho Trần Húc có chút ngoài ý muốn bởi vì lý sướng trong tay bài cũng không tệ lắm, nhưng là bị quản dịch liên tục bỏ thêm hai cái 50 vạn cho dọa lùi hắn còn lại thẻ đánh bạc không nhiều lắm rồi, mà quản dịch bài mặt cũng không tệ lắm, kỳ thật hắn không biết, quản dịch hát chủ bài cùng bài mặt căn bản không dính nổi là trương khối lập phương 3. Cái này là dọa người, cũng xưng là ăn trộm gà. Rất rõ ràng, quản dịch rất tinh đến đạo này, Trần Húc hiện tại rất là may mắn trước kia trong trường học không có cùng nữ nhân này đánh bài rồi. Chơi lên năm sáu phán cục, Trần Húc trong nội tâm dần dần đã có hiểu ra. Cái kia chó điên trí nhớ cùng tính nhẩm năng lực hoàn toàn chính xác rất cường, vừa rồi có một ván tình huống là như thế này đấy. Lý sướng kế tiếp bài là một chương mai hoa 10, cái kia bài tẩy thì là chó điên cần gom góp cùng hoa thuận đấy vì vậy cái kia chó điên liền cố ý thêm rót bức lý sướng không dám cùng đi theo cái kia bài tẩy tựu rơi xuống trong tay của hắn mà cho tới nay biểu hiện của hắn đều là có tốt bài tựu vui mừng tranh lệch bài trực tiếp buông tha cho cho nên lý sướng thật đúng là mắc hắn đích mưu bất quá cái này đầu chó điên có phải hay không tựu vô địch nữa nha đương nhiên cũng không phải bởi vì công phu của hắn vẫn chưa đến nơi đến chốn. nếu quả thật như trần húc như vậy lập tức nhớ kỹ sở hữu tất cả bài cùng máy tính đồng dạng đem những này bài cả tự tính toán, hơn nữa một mực khác ở trong đầu. Đúng vậy, như vậy hắn cho dù không thắng được, tối thiểu cũng sẽ không biết thua. Nhưng vấn đề là, chó điên nhớ bài năng lực tuy nhiên cường, nhưng là cũng là có hạn độ đấy. Đợi đến lúc vòng thứ bảy về sau, chó điên sắc mặt tựu càng ngày càng ngưng trọng, sướng bài tốc độ cũng càng ngày càng chậm hắn đã bắt đầu không nhớ được đằng sau bài rồi. Mà đợi đến lúc thứ 10 luân, Trần Húc đã nhìn ra, cái lúc này hắn hoàn toàn không biết đằng sau bài trình tự rồi, mà chỉ có thể thông qua cục diện bên trên mọi người bài bắt đầu tính toán thắng thua xác suất. Trần Húc bật cười, người sáng mắt đánh mù loà, dưới mắt cái này trên chiếu bạc, trừ mình ra bên ngoài, cũng đã trở thành mù loà. Ván bài bên trên toa cáp quay con thoi, ván bài, sử dụng không chỉ có riêng chỉ là một bộ bài, mà đều là rất nhiều phó đồng dạng kiểu dáng bài xì phé hốn cùng một chỗ, dùng tẩy bài cơ quấy dày trình tự về sau, do chia bài đến phụ trách chia bài. Như vậy, muốn thông qua tranh lệch chương tính toán bài cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản rồi mà coi như là cường thịnh trở lại người trí nhớ của hắn cũng là có hạn đấy hơn nữa làm sòng bạc lại làm sao có thể lại không biết nào đổ thuật chú trọng chính là cái gì chuẩn xác mà nói thông qua nhớ bài cùng tính toán bài đến đánh bạc coi như là một loại ăn gian hoặc là nói là bắc đương nhiên đây là bị cho phép bắc bởi vì bất kể là cái gì đánh bạc pháp cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào vận khí như vậy tùy cơ hội phong hiểm rất cao đồ thuật cao thủ tồn tại, nhưng thật ra là những này mở sòng bạc khổng lồ tổ chức vì mình lợi ích mà lưu lại đấy. Đương nhiên, dùng nhân loại thông minh, cũng không có một loại chỉ có thể dùng đến vận khí đổ thuật. Thông minh của loài người hội biểu hiện không chỗ nào không có. Bất quá, như vậy bác tự nhiên cũng không thể hoàn toàn dùng để chúa tể một hồi ván bài. Cho nên toa cáp quay con thoi, như vậy ván bài. Sử dụng nhiều như vậy phó bài xì phé dụng ý đã ở không sai nhân loại đại não tuy nhiên được xưng vô hạt, nhưng là nhân loại tại sử dụng bên trên dù sao vẫn có hạn đấy. Người trí nhớ cũng trên cơ bản không có khả năng trong khoảnh khắc đó đem sở hữu tất cả bài đều ghi nhớ. Cho nên, đem bài xì phé số lượng tăng nhiều, thì ra là một loại hạn chế, mà đối với chính thức hai gã cao thủ mà nói, quyết ra thắng bại, thường thường tự là cuối cùng cái kia mấy chương bọn hắn không nhớ được bài. Trần Húc tính toán một cái, chó điên tại vừa rồi quét qua mắt tầm đó, nhớ kỹ năm mươi mấy bài tẩy. Cái này xác thực đã là phi thường biêu hãn trí nhớ rồi đương nhiên dùng trần húc đã từng đối với nhân loại vỏ đại não trí nhớ làm nghiên cứu mà biết được chó điên nhớ bài có lẽ cũng tự nhớ một thứ đại khái lại để cho hắn trong nháy mắt đem cái này năm mươi mấy bài tẩy màu sắc và hoa văn bài mặt toàn bộ viết chính tả xuống chỉ sợ cũng phải sai bên trên một bộ phận nhưng dù là như thế đây cũng là rất kinh người trí nhớ rồi bất quá lại không thể cùng máy tính so căn cứ nhà khoa học thí nghiệm nhân loại đại não trí nhớ dung lược tính toán tốc độ muốn vượt xa quá hiện tại cái gọi là máy tính. Nhưng là, nhân loại đại não tính toán phương thức lại cùng máy vi tính bất đồng, các khoa học gia đến bây giờ vẫn đang không tìm ra nhân loại đại não hữu hiệu tính toán phương thức. Tại loại này truyền thống trí nhớ lên, rất rõ ràng hay vẫn là máy tính chiếm cứ ưu thế. Hiện tại trên mặt bàn mấy người, trên cơ bản đều là đã bắt đầu ăn trộm gà. Lợi dụng minh bài bài mặt ưu thế, đến hù dọa đối phương, đương nhiên, đây cũng không phải là giam ba câu có thể khái quát được rồi. Đây đã là tâm lý chiến, trên chiếu bạc thường dùng tâm lý chiến. Trần Húc lúc này thời điểm còn không có vội vã ra tay. Bởi vì hắn một mực đều ở bên cạnh quan chắc, nhìn về phía trên hình như là Thụy Nhãn mông lung bộ dạng, nhưng là trong chàng phát sinh hết thảy đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Bắt gà tựu là một loại rất điển hình tâm lý chiến. Nếu như là quang đem đối phương sợ tới mức không dám cùng bài đặt cược cũng thì không được, bởi vì một ván giữ gốc chỉ có 10 vạn đô la, chậm như vậy chậm thắng quá ít. Bắt gà đích thủ đoạn thường thường đều biết dùng vài ván cục bố trí, đến dụ dỗ đối phương tiến vào bẫy dập, tại thời điểm mấu chốt lợi dụng trong tay mình tốt bài chuyển bại thành thắng. Cho nên, loại thủ đoạn này không có gì mặt khác kỹ xảo tốt nói, nói ngắn gọn câu nói đầu tiên là lừa gạt. Được hội gạt người, Trần Húc lúc này thời điểm mới biết được Kim lão tiên sinh nói không sai à. Nữ nhân trời sinh sẽ gạt người, hơn nữa càng nữ nhân xinh đẹp lại càng hội gạt người. Bởi vì đã biết sở hữu tất cả át chủ bài, Trần Húc căn bản tựu là một ở ngoài đứng xem tâm tính đang nhìn, hắn thấy được lý sướng trên mặt tuy nhiên một mực treo dáng tươi cười, nhưng là mỗi lần sướng bài đều rất cẩn thận, cũng bởi vì như thế, hắn buông tha cho số lần quá nhiều, trên cơ bản hiện tại đã không cần cân nhắc hắn rồi, người này tựu là mỗi ván cục thua bên trên 10 vạn đô la mệnh, mặc dù ngẫu nhiên có thể kiếm hồi một chút. Vậy cũng là một chút, nhiều không đi nơi nào, cho nên vận mệnh của hắn cũng chỉ có thể thời gian dần trôi qua đem trước mặt tiền đặt cược toàn bộ ấn xong. Trần Húc nhìn ra hắn không bỏ, dù sao tính toán, hắn cũng thua hơn một ngàn vạn đô la rồi, đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Cho dù hắn là lý gia tại Bắc Mỹ khu trưởng phòng, nhưng là số tiền kia khẳng định cũng không ít, làm không tốt trở về sẽ bị hung hăng trách phạt dừng lại, một trầu. Cho nên hắn dưới mắt tuy nhiên giả vờ lấy phong khinh vân đạp, nhưng lại tận lực lại để cho chính mình thiểu thua. Nhưng là tại trên chiếu bạc, hắn nhất định là muốn ấn xong, trừ phi hắn tức thời bứt ra, nhưng nhìn lấy bộ dáng của hắn, hẳn là kéo không dưới cái kia thể diện bởi vì này thời điểm bứt ra chẳng khác nào rõ ràng nói cho người ta ta không nỡ rồi cho nên cho dù là mạo xưng là trang hảo hán hắn cũng phải đem trước mặt những này thẻ đánh bạc ấn xong hoặc là nói tối thiểu nhất hắn phải chờ đợi thẻ đánh bạc ấn xong hoặc là những người khác đi đầu nói không chơi vậy hắn tự trầm chậm chờ xem cái kia dư lãng tự có chút kỳ quái rồi căn cứ tiểu mẫn phân tích cái này dư lãng từ đầu tới đuôi chú ý lực đều không có tại nơi này ván bài lên. Hắn giống như tựu là tùy ý đến chơi đùa đồng dạng, thêm rót, sướng bài, phảng phất đều không trải qua suy nghĩ đi suy nghĩ. Mà sự chú ý của hắn, căn cứ tiểu mẫn quan chắc hắn con mắt nhìn chăm chú người tần suốt cùng với thời gian để phán đoán. Sự chú ý của hắn một mực phóng tại tay trái của mình lên. Điểm ấy rất kỳ quái, không có đặt ở ván bài lên, không có đặt ở quản dịch hoặc là là trên người của mình cũng không có phóng tại mấy người khác trên người, mà vẫn là thỉnh thoảng tự cúi đầu xuống nhìn xem tay trái của mình. Đây là có chuyện gì? Trần Húc lại để cho tiểu mẫn đối với tay trái của hắn tiến hành đặc tả, nhưng lại cũng chỉ nhìn ra, hắn cái kia chi tay rất trắng chiết non mềm, giống như tay của nữ nhân đồng dạng, thượng diện nhưng lại ngay cả cái chiếc nhẫn đều không có mang Trần Húc cảm giác càng phát cổ quái, muốn nói người này trên tay có chiếc nhẫn hoặc là mặt khác vật phẩm trang sức, như vậy xem à xem ngược lại là cũng có thể nói đi qua nhưng chỉ có một chi tay có cái gì đẹp mắt hay sao? Thằng này chú ý lực, lại hết lần này tới lần khác đại bộ phận đều tại hắn cái kia chi trên tay. Thằng này não có bệnh, chân hút chỉ có thể được ra kết luận như vậy. Mặt khác, chó điên ngược lại là một lòng dùng tại ván bài lên, lòng của hắn tính toán năng lực ngược lại là hoàn toàn chính xác lợi hại. Dù là đã không biết kế tiếp bài là cái gì, nhưng lại có thể thông qua lòng của hắn tính toán năng lực đến bổ kém cỏi. Tuy nhiên tại ăn trộm gà đạt tiêu chuẩn kém một chút, nhưng rất nhiều bài xu thế đều bị hắn tính toán đến, cho nên quản dịch còn không phải là đối thủ của hắn. Quản dịch mánh khóe bịp người, tối thiểu Trần Húc mỗi lần xem đều tin, nhưng tham chiếu át chủ bài xem xét, mới biết được nha đầu kia tại gạt người. Hơn nữa nàng còn không phải chỉ gạt người, tại một ít có thể sẽ thua ván bài chính giữa, nàng liền cố ý lộ ra bản thân chân thật tâm tính, làm cho đối phương lại cho rằng đó là nàng ngụy trang một bộ phận. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, nữ nhân này mánh khóe bịp người xem ra đã đạt tới rất sâu cảnh giới. Chỉ là trên chiếu bạc, ăn trộm gà mánh khóe bịp người cuối cùng thuộc tiểu mà tính, như nếu như đối phương tính toán đến bài của ngươi, như vậy lại ăn trộm gà cũng là vô dụng, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, bạch lại để cho chính mình đè xuống thêm nữa. Thẻ đánh bạc, cho nên, quản dịch thẻ đánh bạc rất ít nhanh, cái kia chó điên y nguyên tại thắng. Đối với kết quả này, quản dịch ngược lại là từ lúc trong dự liệu, nàng từ nhỏ tự tiếp nhận qua trên chiếu bạc huấn luyện dùng mắt để tâm còn có lừa dối thuật bởi vì thiên thiên tư chất vấn đề dùng mắt cùng để tâm hai chủng nàng đều không thể đạt tới rất cao cấp nhưng là lừa dối thuật nhưng lại rất được trong đó tam muội cho nên bàn về đồ thuật nàng biết rõ mình cũng tự là xem như không tệ nhưng lại không tính là rất tốt so về trước khi bại trận pin còn muốn kém hơn rất nhiều cho nên bại bởi chó điên cũng là trong dự liệu sự tình nhưng là trần húc cái này cả buổi nhưng vẫn không yên lòng bộ dạng một mực không có ra tay thật ra khiến nàng có chút kỳ quái bất quá kỳ quái quy kỳ quái nữ nhân này tự nhiên biết rõ trần húc trong nội tâm tất nhiên là tự nhiên mình so đo lúc trước hắn dám ba hoa cái kia đã nói lên hắn nhất định là có tương đương nắm chắc điểm này nàng rất tin tưởng quả nhiên ván này bài sau khi đánh xong trọng mở ván thứ hai trần húc lúc này mới cười cười buông xuống trong tay coca cola Hiển nhiên lại lần nữa nhớ bài chó điên hiện tại thần sắc rất là đắc ý, bởi vì hiện tại hắn lại biết rõ kế tiếp bài nội dung rồi. Cái này rất giống nguyên lai like mọi người tại một cái trong phòng, ai cũng nhìn không thấy đối phương, hiện tại hắn đột nhiên lại có thể thấy được. Loại này theo mù lòa biến trở về người bình thường cảm giác lại để cho chó điên thực tế đắc ý, liên tục kêu vài thanh đại bài. 50 vạn, có người cùng không vậy? Chó điên đắc ý thử lấy răng nhìn xem quản dịch, rút khẩu xì gà, một bộ ta át chủ bài rất lớn bộ dạng. Nhưng là Trần Húc nhưng lại biết rõ, hắn hiện tại minh bài là một chương hắc đào quy không tệ, nhưng là lá bài tẩy của hắn nhưng lại khối lập phương năm, trước không dính sau không dựa vào, hắn kiêu ngạo như vậy thêm rót, kỳ thật chính là vì hù ngã quản dịch, bởi vì quản dịch nếu như buông tha cho, như vậy hắn tiếp theo bài tẩy có thể lấy thêm đến một chương quy, tạo thành một cái đối với tử. Bởi vì là không ngừng phát triển đặt cược, cho nên chó điên dưới mắt là đã chiếm rất đại tiện nghi bởi vì hắn thẻ đánh bạc rất nhiều, dùng lớn như vậy sướng bài đến hù dọa đối thủ, hắn lực lượng 10 phần. Quản dịch do so dự một chút, căn cứ phán đoán, nàng phỏng đoán chó điên át chủ bài chắc có lẽ không tốt hơn chỗ nào, nhưng là tại chó điên như vậy tự tin hạ nàng lại là có chút do so dự. Phụng trộm lường hướng Trần Húc, lại phát hiện Trần Húc có chút nhẹ gật đầu. Tốt, ta với người 50 vạn, lại thêm 50 vạn. Trần Húc gật đầu động tác rất là ẩn nấp, nhưng là quản dịch lại lập tức đã minh bạch ý của hắn, từ đối với Trần Húc tín nhiệm, nàng không chút do so dự thêm rót rồi. Chó điên biểu lộ không thay đổi, Ngược lại cười càng vui vẻ hơn, mỹ nữ, cho ta đưa tiền ta tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Tốt, tiếp tục chia bài, ngược lại là Lý Sướng do dự một chút, buông tha cho. Mà Dư Lãng trực tiếp liền đem át chủ bài đẩy đi ra, hắn cũng buông tha cho. Trần Húc không dễ dàng phát giác nở nụ cười, được rồi, ta cũng cùng. Đẩy 100 vạn thẻ đánh bạc đi lên, suốt phòng thứ nhất phán bài thời điểm, Trần Húc đều cơ hồ chưa cùng bài, một đường buông tha cho, hiện tại đột nhiên ra tay lại để cho chó điên trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Đón lấy chia bài, chó điên bài mặt lớn nhất, nhưng là hắn không có lấy đến muốn quy, mà là một chương hắc đào mười, xem bài mặt không tệ, nhưng là có cái kia tấm át chủ bài tại, hắn tự nhất định trở mình không được thân. Trần hút át chủ bài là bảy chuồn, minh bài là khối lập phương bảy còn có vừa lấy được hồng đào di, cái này bài đã so chó điên lớn hơn. Mà quản dịch bài là cùng hoa, ba bài tẩy đều là ách bích, nhưng là chó điên bài mặt cũng là ách bích cùng hoa, xem so quản dịch đại, cho nên hắn tiếp tục nói chuyện. Chó điên tại do dự, bởi vì hắn không biết kế tiếp Trần Húc hoặc là quản dịch hai người là theo hay vẫn là không cùng, nếu như hai người đều cùng, hắn chỉ có thể lấy được một chương tám chuồn, nếu có một người không cùng, hắn đem có thể lấy được một chương hồng đào mười. Hai người đều cùng, cái kia chương hồng đào mười là Trần Húc, Trần Húc bài tựu là một đôi bảy, hồng đào mười, gì hắn biết rõ Trần Húc át chủ bài. Được rồi, ta buông tha cho, tình thế không thể so với người cường, chó điên có chút buồn bực đem bài ngã trên bàn, hơn nữa nguyên nhân chủ yếu là, hắn cảm thấy hắn nhìn không thấu Trần Húc chi tiết. Hắn không biết Trần Húc có phải hay không cũng nhớ rõ bài. Cho nên hắn không mạo hiểm như vậy, tại hắn ngã bài về sau, Trần Húc cũng cười cười buông tha cho, quản dịch thắng 200 vạn. Xem quan, kỳ thật hiện tại chó điên đã hoàn toàn không có tư cách cùng Trần Húc chơi tiếp tục rồi. Bởi vì cho dù hắn hiện tại biết rõ bài mặt, nhưng vấn đề là Trần Húc cũng biết, hơn nữa, hiện tại Trần Húc là hai người có quản dịch tại làm giảm sóc trần húc thì có thể làm cho quản dịch đặt cược hoặc là buông tha cho cái này là có thể chế tạo ra một chương bài di động có thể chớ xem thường cái này một chương bài di động giá trị cái này cũng đủ để có thể làm cho trần húc đem chó điên muốn bài cho gạt mở hoặc là lấy được mình muốn bài trừ phi chó điên vận khí thật sự là quá tốt nếu không trần húc tự mấy có lẽ đã dựng ở thế bất bại rồi đương nhiên đây là hai đánh một khó tránh khỏi có chút thắng chi không võ bất quá tại trần húc trong tự điển cho tới bây giờ sẽ không thắng chi không võ vừa nói như vậy lấy mạnh hiếp yếu ủy thế hiếp người mới được là hắn trước sau như một phong cách nhưng là trần húc cũng không có đuổi tận giết tuyệt vì sao còn chưa tới đuổi tận giết tuyệt thời điểm à cái này đầu chó điên trí nhớ hay vẫn là rất cường tối thiểu tại trần húc bái kiến chân nhân chính giữa không ai có thể cùng hắn sánh vai nhưng là trí nhớ cường thịnh trở lại cũng là có cực hạn người trí nhớ đều là rõ ràng mơ hồ cho nên tại cuối cùng cái này mấy bài tẩy thời điểm thì ra là chó điên trí nhớ cực hạn cái kia mấy bài tẩy thời điểm, hắn nhớ rõ bài, rồi lại không nhớ rõ cụ thể đến cùng phải hay không cái này mấy bài tẩy, trong lòng còn có nghi kỵ thời điểm, tự là ra tay muốn hắn mệnh thời điểm. Trần Húc cảm giác mình hình như là một chỉ chi chu đồng dạng, đã bắt đầu kết lưới. Cái này kết lưới là từ lúc này đây ván bài ngay từ đầu tự mở ra Trần Húc sẽ không đổ thuật, nhưng là cái kia cái gọi là đổ thuật hôm nay tại Trần Húc trong mắt tự không đáng mỉm cười một cái rồi. Trần Húc cảm giác mình tiến nhập một cái rất kỳ dị trạng thái chính giữa. Hắn cứ như vậy tựa ở trên mặt ghế, giống như thụy nhãn mông lung bộ dạng, nhưng là, trong chàng tất cả mọi người mọi cử động tại cảm giác của hắn chính giữa hoặc là nói là tiểu mẫn dám thị chính giữa. Trần Húc có thể cảm giác được quản dịch trên đầu gật đầu một cái sợi tóc mảnh cảm giác, có thể cảm giác được lý sướng cái chán nhỏ một giọt đổ mồ hôi. Tại loại này kỳ diệu trạng thái chính giữa, Trần Húc đã bắt đầu bố cục. Lợi dụng đánh bạc bài quy tắc, khống chế được toàn bộ trên chiếu bạc tình huống, mỗi một ván người nào lấy được bài, Trần Húc trong nội tâm đều có mấy. Hắn tận lực đem hiện tại ván bài bảo chỉ tại một cái cân đối chính giữa, không cho bất luận kẻ nào lấy được nghịch thiên tốt bài do đó điên cuồng thêm rót. Tại khống chế của hắn xuống, toàn bộ trên chiếu bạc mọi người có thắng bài cơ hội đương nhiên, thắng một lần ván bài, chưa hẳn là có thể thắng đến khả quan thẻ đánh bạc. Nhưng là ngay tại Trần Húc như vậy như chi chu kết lưới bố cục chính giữa, trên mặt bàn mỗi người hứng thú đều bị điều động, ngoại trừ dư lãng hay vẫn là thường xuyên chú ý đến tay trái của mình mà không có đem tâm tư đặt ở ván bài lên, mấy người khác đều là lẫn nhau có thắng thua, dù là như lý sướng như vậy thua so thắng nhiều, nhưng tối thiểu hắn có thể thắng bên trên một lượt ván cục bài rồi. Trên mặt bàn thẻ đánh bạc cũng không phải ở vào một cái một mực tại giảm bớt trạng thái chính giữa, lý sướng hào hứng cũng ngẩng cao, đắt đỏ, hắn phát hiện chính mình có thắng hy vọng. Nhưng là thật tình không biết, cái này hy vọng nhưng lại trần hút cho hắn đấy. Trần Húc đây là đang bố cục, hắn muốn đem trên mặt bàn mấy người kia một mẻ hốt gọn. Cái này là chính thức đổ thần cảnh giới. Chính thức đổ thần, thậm chí tại một bắt đầu thời điểm là có thể quyết định kế tiếp 10 cái bài, thậm chí 50 bài tẩy hướng đi, mà Trần Húc tắc thì đã khống chế toàn cục. Cuối cùng đã tới nên thu lưới lúc sau. Đương nhiên, cái này thu lưới, Trần Húc muốn một mẻ hốt gọn, cũng không phải tựu là đem những người này đồng thời chém dụng cùng dưới ngựa. Hắn mục tiêu thứ nhất là lý sướng. Hôm nay trên mặt bàn, lý sướng thẻ đánh bạc ít nhất, vốn là hắn là một mực nghĩ đến hết sức bảo tồn còn lại thẻ đánh bạc, nhưng là liên tục mấy lần thắng về sau, lý sướng thẻ đánh bạc gia tăng lên một ít, nhưng tới đồng thời gia tăng còn có tự tin của hắn. Hiện tại hắn lấy được một bộ tốt bài, lá bài tẩy của hắn là ách bích hắn minh bài lấy được lưỡng trương, hay vẫn là một đôi di, cái này bài mặt rất lớn, lý sướng lực lượng cũng lập tức tự lên đây. Tờ thứ tư bài thời điểm chỉ còn lại hắn và chó điên, chó điên bài mặt là năm một đôi, Song Phương đặt cược 100 vạn đô la. Tờ thứ tư bài lấy được, Lý Sướng là một chương khối lập phương ca, chó điên thì là một chương hồng đào quy. Lý Sướng cảm thấy thắng lợi nữ thần đã tại đối với chính mình ngoắc rồi. Chính mình có ba đầu tỏa chấn, trên cơ bản cũng đã dựng ở thế bất bại, cho dù chó điên át chủ bài cũng là năm, ba đầu di so ba đầu năm đại, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà bây giờ, khó được có một lần tốt như vậy bài, Lý Sướng tin tưởng cực độ bành trướng hắn không cam lòng lúc này đây chỉ thắng bên trên 100 vạn, hắn muốn toa cắp quay con thoi tại cuối cùng một chương bài thời điểm toa cắp quay con thoi. Nhưng là, chỉ sợ cái này đầu chó điên không cùng. Lý sướng con mắt nhanh chóng dạo qua một vòng, thở dài, nhìn đồng hồ tay một chút, n, thời gian cũng không sớm, qua một hồi ta còn có việc. Đồng tiên sinh, hiện tại cái này trên mặt bàn chỉ còn lại người theo ta rồi, người có dám hay không cùng ta cá là cuối cùng này một ván. Chó điên nở nụ cười hắn biết rõ Lý Sướng ý tứ, hiện tại Lý Sướng lấy được bộ dạng này bài mặt, cái kia tự nhiên là có 8 phần nắm chắc có thể thắng. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn hiện tại còn biết át chủ bài. Hắn biết rõ kế tiếp lưỡng bài tẩy là cái gì, Lý Sướng kế tiếp hội lấy được một chương hắc đào ca, nhưng là chó điên còn có thể lấy được một chương quy. Ách bích quy, mà chó điên át chủ bài, cũng là quy. Như vậy cuối cùng nhất kết cục nhưng lại, chó điên ba chương quy, một đôi năm, mà Lý Sướng chỉ có ba chương di, một đôi ca hai người bài là phô han, là gần với cùng hoa thuận hòa bốn đầu đại bài. Như vậy đều là phô han dưới tình huống, so sánh đúng là ba đầu lớn nhỏ. Lý sướng nhất định phải thua, nhưng là người này hiện tại còn tràn đầy tự tin, cho là mình có thể thắng, nghĩ đến biện pháp lại để cho chính mình cùng hắn toa cáp quay con thoi đây này. Hai tử đáng thương, chó điên lộ ra một miệng bạch nha, như thế nào, người cho rằng ta không dám. Ta cũng không tin người có ba chương gì, ván này ta với ngươi, Lý Sướng nở nụ cười, đẩy tay, hào khí đích nói, 300 vạn. Hắn trên mặt bàn cũng chỉ còn lại có 300 vạn nhiều một chút, chó điên cười nói, người bây giờ tựu đẻ ép 300 vạn, cái kia cuối cùng một chương bài gọi rót thời điểm, người trông cậy vào cái gì xem bài của ta. Người yên tâm, cuối cùng một bà xem bài như thế nào, nếu như ta muốn cùng, tự nhiên sẽ thêm rót. Lý Sướng tin tưởng 10 phần, như vậy, ta với ngươi, chó điên cười đắc ý rồi, mà cùng lúc đó, Trần Húc cũng cười, Tờ thứ 5 bài phát ra, Chó Điên quả nhiên là một chương quy, mà Lý Sướng thì là ách bích 10. Lý Sướng trong nội tâm kích động, bởi vì hiện tại hết thảy đều kết thúc, bài của hắn là ba đầu. Ba chương di, một chương ca một chương 10 mà Chó Điên bài mặt là một đôi năm một đôi quy. Đương nhiên, Lý Sướng cũng biết, nếu như Chó Điên át chủ bài là năm hoặc là quy, như vậy mình chính là thua, có thể hắn như thế nào cũng không muốn đi tin tưởng, hết lần này tới lần khác cái lúc này Chó Điên át chủ bài có thể gom góp thành phô han nổi tiếng Murphy định luật, sự tình nếu có đổi bại khả năng, mà kệ loại khả năng này tính có nhiều nhỏ, nó tổng sẽ phát sinh. Loại này định luật xông ra, nổi bật biểu hiện, tự là tại sòng bạc bên trên. Chó điên biểu lộ động lại thoáng một phát, sau đó lạnh như băng mà nói, hiện tại chúng ta đều là hai đôi à, ta là một đôi năm một đôi o, ngươi là một đôi di một chương ca một chương mười. Được rồi, ta không tin ngươi có ba đầu, đi, ngươi mở miệng a. À. Tòa các quay con thoi, bài mặt lớn nhỏ sắp xếp là như thế này, cùng hoa thuận, bốn đầu, phu han, cùng hoa, một lốc, ba đầu, hai đôi, đơn đúng, tán bài. Chó điên bài mặt, có thể là phu han lớn như vậy bài, cũng có thể có thể chỉ là hai đôi. Nhưng là lý sướng nhưng lại ba đầu, ba đầu lỗi nặng hai đôi. Đương nhiên, tại chó điên trong mắt, bài của hắn có thể là ba đầu, nhưng là có thể là hai đôi nếu như lá bài tẩy của hắn là mười hoặc là ca, nếu như là mười, lý sướng bài tựu là di, 11 một đôi, một chương ca, cái này rõ ràng có thể so với chó điên bài muốn tiểu. Bởi vì chó điên đã có một đôi quy rồi, hai đôi tựu là trực tiếp so lớn nhất đối với tử, cái kia chính là chó điên thắng à. Nếu như lý sướng là như thế này bài, vậy hắn kế tiếp khẳng định không có khả năng cùng đấy. Như vậy lá bài tẩy của hắn tiếp theo sẽ là ca hoặc là di, chỉ có như vậy hắn mới dám cùng à. Tối thiểu, chó điên nếu như làm làm một cái không biết hắn át chủ bài người, nhất định sẽ nghĩ như vậy. Hiện tại bài mặt rất phức tạp, song phương đều có thắng khả năng, tự xem cuối cùng át chủ bài rồi. Chó điên hình như là tại cho mình tiến hành an ủi, mồm mép run rẩy, lý sướng tâm niệm vừa động, nhìn sang, phát hiện hắn hình như là tại phát ra ca âm. Nói cách khác hắn hy vọng bài của mình là ca, hắn sợ hãi lá bài tẩy của mình là di, lý sướng chứa bất động thanh sắc, trong nội tâm khẳng định, chó điên trong tay bài tuyệt đối không phải phô han. Nếu như hắn là phô han, chính mình bất kể là cái gì bài đều khẳng định thua nhưng là cái lúc này chó điên sướng bài một nghìn vạn ngươi không phải nói ngươi muốn cùng sao ta cho ngươi cùng thằng này không phải phô han còn dám kiêu ngạo như vậy nhưng là lý sướng rất nhanh tự phản ứng đi qua là nên hung hăng càn quấy hắn bây giờ là muốn đem mình bị hù không dám cùng bài cho là hắn bài là phô han như vậy chính mình không theo như vậy hắn tuy nhiên thắng được không nhiều lắm nhưng là tối thiểu cũng là thắng nếu như hắn thật sự là phô han như vậy hắn tự cũng không kiêu ngạo như vậy sướng bài rồi. Mà nhất định sẽ giả bộ như bài không tốt, thời gian dần qua gọi, sau đó dẫn trên mình câu. Cái này đầu chó điên còn dám cùng chính mình tính toán, mưu trí, khôn ngoan rồi hả? Vừa nghĩ tới chính mình một ván là có thể đem sở hữu tất cả thua đều thắng trở lại, lý sướng trong nội tâm khó tránh khỏi có chút tiểu kích động. Cười lạnh nói, đồng tiên sinh, ngươi là cho rằng ta cùng không được sao. Tốt, ta còn tự cùng định rồi, hắn từ trong túi tiền mặt móc ra một cái tờ chi phiếu, ở phía trên rầm rầm đã viết một nghìn vạn, sau đó ném đi qua, đây là thụy sĩ ngân hàng chi phiếu, cái này một nghìn vạn ta theo, hơn nữa ta toa cắp quay con thoi, đem ta sở hữu tất cả trên bàn thẻ đánh bạc đều toa cáp quay con thoi. Cái lúc này hắn thấy được chó điên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, trong nội tâm nhịn không được đắc ý. Tiểu tử, bảo ngươi còn dám trang đại, nhưng là chó điên kinh ngạc về sau, trên mặt lại bay lên một hồi dáng tươi cười, cái kia dáng tươi cười càng phát ra tách ra, Lý Sướng Tâm lập tức chìm vào đã đến hầm băng chính giữa. Tốt, ta với ngươi, khai bài, quy, dĩ nhiên là quy, hắn vậy mà thật là phô han, Lý Sướng trước mắt tối sầm, hắn đã cái gì đều nhìn không tới rồi. Chính mình trước khi cầm một nghìn vạn thẻ đánh bạc, cái này lại cùng lên một nghìn vạn, vốn cho rằng không sơ hở tí nào, lại không nghĩ rằng bị cái này chó điên hung hăng xếp đặt một đạo. Hai nghìn vạn thiệt thòi không à, chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt. Bất quá lý sướng cuối cùng cũng là một chỗ khu trưởng phòng, lúc này thời điểm hắn khó được còn có thể giữ vững bình tĩnh, nói, được rồi, xem ra hôm nay là ta vận may không tốt, khó coi. N, ta trước khi nói ta còn có việc, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, mọi người chậm rãi chơi, tận hứng một ít. Ta tự cáo từ trước, quản dịch cùng hắn khách sáo hai câu, lúc này thời điểm dư lãng cũng đứng nói, ta đây cũng đi rồi, ta kỹ thuật không được, tại nơi này chính là dốc sức liều mạng cho người khác đưa tiền hắn ngược lại là sảng khoái. Trần Húc nhìn về phía chó điên, hắn ngược lại là khoan thai tự đắc tại đâu đó ngồi, giống như vẫn chưa đi ý tứ. Trần Húc chỉ sợ hắn đi rồi, chính mình bố cục bố đến bây giờ, vừa giải quyết một cái, lại để cho thằng này tham tiện nghi hắn tự đi, cái kia chính mình ván cục chẳng phải là vải trắng rồi hả. Vừa rồi Lý Sướng lấy được bài, lại để cho hắn tại cho là mình tất thắng dưới tình huống thua sạch sẽ bóng bẩy, đây hết thảy cùng hắn nói là chính bản thân hắn chút xui xẻo, chẳng nói là Trần Húc cố ý an bài đấy. Từ lúc bắt đầu thời điểm, hắn tự tại chờ đợi như vậy một bộ bài lại để cho Lý Sướng thua, về phần bại bởi chó điên. Không sao cả, cuối cùng chó điên lại thua trả lại cho Trần Húc không là được rồi sao? Đương nhiên nếu như thằng này phải đi này Trần Húc cố gắng tự hóa thành bong bóng rồi, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng cho thấy không có thắng đủ à. Tham chữ, cổ nhân nói tham chữ biến bẩn chữ cũng là bởi vì lòng tham chưa đủ. Nhìn trên bàn còn có cái kia sáng lóng lánh tối thiểu hơn một nghìn vạn thẻ đánh bạc, chó điên cũng không nỡ đi. Bởi vì tại hắn xem ra, Trần Húc một mực không có ra tay, đại khái tựu là một mực tại dấu rốt, mà quản dịch trình độ cũng có hạn, những số tiền này đặt ở nơi nào cùng phóng tại trong túi tiền của mình là giống nhau khác biệt duy nhất tựu là cần một cái quá trình, đem tiền lấy được trong túi tiền của mình quá trình. Tham chữ biến bẩn chữ à, tiếp tục chơi, đã không có hai người khác, thế cục thì càng tốt đã khống chế quản dịch chỉ cần chú ý thoáng một phát trần húc biểu lộ nếu như trần húc im lặng im lặng nàng kia tựu không cùng nếu như trần húc trên mặt lộ ra cái dáng tươi cười hoặc là kéo kéo tóc nàng kia tựu cùng vậy cũng là chơi bẩn rồi chẳng qua là một loại cao cấp gian lận thuật kỳ thật tại chính quy trận đấu chính giữa loại này ngàn thuật cũng là được cho phép đấy đây cũng là một loại Bắc bởi vì song phương vừa rồi không có trao đổi xem bài vừa rồi không có trộm bài đổi bài chỉ là lẫn nhau sử dụng ánh mắt trao đổi thoáng một phát, đó là không có biện pháp cấm cũng không thể đem ánh mắt của bọn hắn bịt kín A. À. Chó điên tại trong bất chi bất giác, cũng đã lâm vào trần húc trong lưới, càng lún càng sâu. Hắn tuy nhiên tính nhẩm năng lực rất cường, nhưng là tại tự kiểm điểm bản thân thế cục bên trên lại muốn sai. Như quản dịch, hiện tại cũng đã mơ hồ đã minh bạch trước mắt thế cục hoàn toàn bị trần húc nắm giữ, chính mình, còn có chó điên. Hôm nay cũng đã thời gian dần trôi qua tại Trần Húc dưới sự khống chế rồi, bất chi bất giác cũng đã đi lên Trần Húc cho bọn hắn an bài lộ tuyến. 30 vạn, Trần Húc sốt cục lại xuất thủ 30 vạn lại đại ngươi 50 vạn. Đây là chó điên, bài của hắn rất không tồi. Trần Húc muốn tới tờ thứ tư bài thời điểm, buông tha cho. Kỳ thật hắn sáng sớm đã biết rõ, bài của mình thì không bằng cái này đầu chó điên, đặt cược chỉ là tại ném mồi nhử. Đây là đánh bạc một loại thường dùng thủ đoạn, bởi vì dưới bình thường tình huống, bài tốt tự nhiên chịu áp sót, bài tranh lệch muốn buông tha cho. Nếu như tất cả mọi người là như vậy, như vậy loại này đặt cược phong cách tựu vừa xem hiểu ngay ngàn vạn không thể để cho người nắm chặt người đặt cược phong cách. Trần Húc hiện tại tựu là tại nhiễu loạn nghe nhìn rồi, hắn thắng, nhưng một chút thắng, không cho chó điên sinh nghi. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ biết thua bên trên một ít, biểu hiện ra bản thân kỳ thật cũng không phải rất biết bài bạc, nhưng lại có chút gạt người thiên phú hắn bài không tốt thời điểm cũng sẽ biết sướng bài bởi vì hiện tại, Trần Húc biết rõ chó điên vẫn có thể nhớ kỹ bài của mình. Thừa lúc cái lúc này lại để cho hắn hiểu rõ thoáng một phát chính mình phong cách, bằng không thì đừng đợi đến lúc chính mình thật sự muốn ra tay thời điểm tên kia không dám theo. Cơ hội đang tại từng bước một tới gần, Trần Húc muốn thắng, hơn nữa muốn duy nhất một lần lại để cho hắn cam tâm tình nguyện đem tiền đặt cược đều cống hiến đi ra, cái kia tự nhiên là cần như vừa rồi như vậy ván bài Trần Húc hoặc là quản dịch bài muốn tốt, tối thiểu nếu có thể thắng. Nhưng là bài mặt lại không thể rất lớn, nếu không hội sợ tới mức chó điên không dám theo. Hơn nữa chó điên bài của mình cũng muốn tốt, nhưng là, hắn không có thể biết Trần Húc lá bài tẩy của bọn hắn. Nhất định phải đợi đến lúc như vậy thời khắc, Trần Húc mới có thể một lần hành động đem hắn cầm xuống. Cái này kỳ thật cũng là Trần Húc suy nghĩ nhiều rồi, có đôi khi thắng bài chưa hẳn nếu như vậy, bất quá Trần Húc trước sau như một phong cách cũng là như thế, tại đối phương đắc ý nhất thời điểm cho hắn một kích chí mạng. Cơ hội, rốt cục tại Trần Húc bố cục hạ đã đi đến. Ván này ba người cũng không phải đại bài, toàn bộ đều là tán bài, tiểu bài. Đây cũng là toa cáp quay con thoi, nhất thường gặp được cuộc diệt, nhưng là tán bài, dễ dàng nhất tạo thành đối với tử, có một cái đối với tử phần thắng cũng rất cao. Tán bài so sánh, chủ yếu tự là Liều Át chủ bài. Chó Điên Át chủ bài là ca, mà bài của hắn trên mặt cũng có một chương ca, một đôi ca, tại đơn đối với bài trong đã là phi thường đại, gần với một đôi a vương bài rồi. Khó trách chó Điên nét mặt bây giờ rất vui vẻ, bởi vì vì tất cả mọi người là tán bài, hắn thật không ngờ quản dịch Át chủ bài là a mà quản dịch cuối cùng một chương bài cũng là a. Hiện tại bài mặt nhìn lại, ngược lại là quản dịch lớn nhất, bởi vì chó điên bài mặt lớn nhất chính là một chương hồng đào ca, mà quản dịch là ách bích ca. Trần Húc Nha, thằng này, bọn hắn nhất định là có đối với tử, chó điên trong nội tâm nghĩ như vậy, nếu không bọn hắn không có khả năng cùng xuống. Nhưng là có đối với tử hắn cũng không sợ, hắn đã nắm một đôi ca rồi, đây chính là dưới mắt lớn nhất bài. Tờ thứ tư bài, quản dịch thêm rót 300 vạn, Trần Húc theo chó điên không do dự, cũng theo. Tờ thứ 5 bài, quản dịch lấy được một chương A, nàng thần sắc bất động, mà rất xảo chính là, chó điên cũng lấy được một chương A. Hơn nữa hay vẫn là A Bích, về phần Trần Húc, bài của hắn mặt, nhưng là có một chương quy tại, hắn đến bây giờ còn không buông bỏ, thật ra khiến người cảm thấy hắn khả năng át chủ bài cũng là quy. Một cặp quy nơi tay, tại nơi này đều là tán bài ván bài chính giữa, cũng coi như đại bài rồi. Mà quản dịch trong tay có ca có gì, nàng dám cùng, có lẽ át chủ bài là cái này lưỡng trương một trong. Chó điên căn bản là không có suy nghĩ quản dịch trong tay át chủ bài có thể là A, bởi vì quản dịch trước khi vài thanh thêm rót rất là hào khí, nói rõ nàng trước khi thì có chỗ dựa. Quản dịch sẽ không tính toán bài, điểm ấy chó điên rất rõ ràng hơn nữa đã đến tình huống hiện tại, chó điên mình cũng không nhớ được bài rồi, hắn nơi nào sẽ tin tưởng bây giờ còn có người biết rõ xảy ra cái gì bài cho nên chó điên suy nghĩ quản dịch trong tay nói không chừng là cũng giống như mình là một đôi ca. Nhưng là lá bài tẩy của hắn tựu là ách bích ca, còn có một chương hồng đào ca, hắn cũng không tin quản dịch hát chủ bài coi như là ca, cũng không thể nào là hồng đào hoặc là ách bích Hơn nữa hắn còn có a bích tại, hiện tại mặt thắng chiếm được 90%. Về phần cái kia còn lại 10%, đánh bạc tựu là đánh bạc, nào có 100% tỷ số thắng. 90% đủ để cho chó điên đem còn lại bài đều để lên rồi. Chó điên nhìn nhìn quản dịch, 500 vạn. Trần Húc gõ gõ cái bàn, ai nha nha, không thể không để mắt đến ta đi. Ta thật vất vả lấy được một chương tốt bài, ta cũng không tin trong tay các người có thể một cặp ca đã ngoài. Ta cùng 500 vạn, lại thêm 300 vạn. Kỳ thật Trần Húc trong tay bài rất nát, bất quá không sao cả, phải biết rằng chó điên phạm vào một cái sai lầm lớn nhất đánh bài sao có thể bên trên vợ chồng đương đâu này. Người ta vợ chồng son tử, mặc kệ tiến ai túi đều đồng dạng, ai thắng ai thua không sao cả, nhưng hắn chỉ có một người một mình chiến đấu hăng hái à. Trần Húc bây giờ là cố ý đem tiến bại bởi quản dịch, nhưng là hắn không sao cả à. Thế nhưng mà chó điên tựu không giống với lúc trước, bởi vì Trần Húc cho tới nay biểu hiện, cho nên chó điên không dễ dàng phát giác cười cười. Hắn biết rõ Trần Húc trong tay hẳn là ôm một đôi quy, cho nên hắn mới có thể kiêu ngạo như vậy. Đáng tiếc à đáng tiếc, còn kém một chút như vậy à. Quản dịch nhìn xem Trần Húc, trước mặt nàng thẻ đánh bạc đã không có nhiều như vậy, bất quá chứng kiến trần húc đối với nàng lách vào thoáng một phát mắt thông minh như nàng tự nhiên biết rõ trần húc y tứ thu lưới rồi ai nha đè ép lớn như vậy cái kia tiểu muội đành phải phụng bồi rồi quản dịch nhìn xem chó điên như vậy đi chúng ta khiến cho dứt khoát điểm đồng tiên sinh còn có bao nhiêu thẻ đánh bạc tiểu muội thêm rót cùng một chỗ toa cáp quay con thoi đi à nha không biết đồng tiên sinh có dám cùng tiểu muội hào đánh bạc như vậy một ván chó điên nở nụ cười đây không phải đưa tiền cho nàng sao có gì không dám, chó điên đem trước mặt sở hữu tất cả thẻ đánh bạc đẩy về phía trước, không cần chọn, những này thẻ đánh bạc nếu như không đủ 2.500 trăm vạn, hơn ta đến thêm vào. Quản tiểu thư, có dám hay không cùng ta đuổi kịp một bà? Quản dịch cười cười, đối với bên cạnh bồi bàn nói, trực tiếp cầm 2.500 trăm vạn lớn nhất ngạch thẻ đánh bạc đặt lên bàn. Ta phụng bồi, lần này, cái này phòng khách quý ở bên trong tất cả mọi người có chút biến sắc rồi thoáng một phát tựu là 2.500 trăm vạn ván bài à. Cho dù là tại Las Vegas, loại này hào đánh bạc cũng không phải rất nhiều. Trần Húc đánh cho cái ha ha, hai vị thật là lớn thủ bút, được rồi, ta không theo, xem ra ta là không có cái kia mệnh à. Xong bạc thẻ đánh bạc theo nhỏ nhất thập đại Mỹ nữ nguyên, đến lớn nhất 500 vạn đô la đều có. Xem lên trước mặt cái kia màu tím năm cái ống ánh thẻ đánh bạc, bồi bàn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng cái kia hắn một người trong, nhưng chỉ có 500 vạn đô la à khai bài a quản tiểu thư ngài còn muốn thêm rót sao quản dịch sừng sốt một chút nói đồng tiên sinh chúng ta cái này bất quá cũng chỉ là chơi đùa mà thôi làm gì chơi ra nóng tính đâu này nói thực ra tiểu muội đối với mình bộ dạng này bài vẫn tương đối thỏa mãn đồng tiên sinh ngài muốn thêm rót bao nhiêu tiểu muội đều phụng bồi rồi chỉ là không biết đồng tiên sinh ngài có thể thêm đến bao nhiêu đâu này những lời này nói được rất hàm súc nhưng là trong đó khí phách nhưng lại 10 phần ngô ý ta có thể điều động tài chính có thể so sánh ngươi hơn rất nhiều rồi, ngươi nếu muốn thêm, ta phụng bồi, ngươi thêm đến ngươi hạn mức cao nhất, với ta mà nói cũng không quá đáng tựu là một câu sự tình. Nhìn ngươi, có dám hay không bỏ thêm? Những lời này bất luận kẻ nào đều tìm không ra tật xấu đến, coi như là sòng bạc chính giữa mấy vị này trưởng phòng, trong nội tâm cũng không khỏi gật đầu, không hổ là đại tiểu thư, nói được như thế vừa vặn. Quản gia có quản gia địa vị, loại này địa vị tại Bắc Mỹ thượng lưu xã hội thậm chí nói tại toàn bộ thế giới thượng lưu xã hội đều là xài được đấy. Bốn lá thảo tộc huy lấy ra, mỗi người đều muốn kính bên trên ba phần. Quản dịch với tư cách gia tộc người thừa kế, cái khác không dám nói, tối thiểu cho dù nàng đem cái này cả sòng bạc bồi đi ra ngoài, đó cũng là một câu sự tình. Cho nên, lời nói được thấp, khó tránh khỏi hội mất quản gia thân phận thể diện, nói được cao, lại sẽ để cho người cảm thấy ý thế hiếp người quản dịch nếu trực tiếp tăng thêm cái 1 tỷ 10 tỷ đô la, hắn chó điên coi như là muốn cùng, nhưng hắn lại cái đó đến nhiều như vậy tiến cùng. Người bình thường nếu như nghe được quản dịch nói như vậy, vậy cho dù là nắm một tay xong thiên trí tôn bảo đương nhiên, đó là chơi bài chín vậy cũng sẽ minh bạch rồi, thế nhưng mà cái này chó điên ngoại hiệu gọi là chó điên, cái kia tự nhiên không thể theo lẽ thường đến cân nhắc. Thằng này cười hắc hắc, đương nhiên, quản gia gia đại nghiệp đại, quản đại tiểu thư lại là tương lai người nối nghiệp, tự nhiên có thể điều động không ít tài chính. Như vậy như vậy đi, ta thêm rót. Ta thêm rót ba chữ nói ra lúc, toàn bộ phòng người đều cho rằng cái này đầu chó điên thật sự điên rồi. Người ta đều nói như vậy rồi, người cái dạng này tựu là không biết phân biệt rồi. Quản dịch trong nội tâm mặc dù nhanh muốn cười bạo cái bụng, nhưng là biểu hiện ra cũng lộ ra một tia có chút không khoái biểu lộ. Cái dạng này xem tại trần húc trong mắt, nhịn không được tại trong lòng uống âm thanh màu. Nữ nhân này nếu đi Hollywood, vậy thì không có cái kia mấy thứ gì đó ngày sau công việc rồi. Với tư cách quản gia người thừa kế, nàng tốt lễ đối đãi kết nếu như đối phương không tán thưởng cái này lại để cho nàng trong lòng có chút căm tức lại lại không tiện phát tác đi ra quản dịch đem cái này nhân vật diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế không chút nào lộ sơ hở chó điên cười hắc hắc ta ngoại hiệu gọi chó điên cái kia tự nhiên là muốn làm một ít chó điên sự tình quản tiểu thư người sáng mắt không nói tiếng lóng có mấy câu ta nhẫn nhịn đã lâu rồi hôm nay ở này nói nói người nếu cảm thấy khó chịu đem ta đánh đi ra ngoài đều được quản dịch mặt không biểu tình, tốt, người nói, hư, ta chó điên thanh danh mọi người đều biết, ta chó điên tại đây Bắc Mỹ sở dĩ có thể ngốc cho tới hôm nay nguyên nhân, chắc hẳn các vị trong nội tâm cũng tin tưởng cái kia không ngại tự đẩy ra mà nói. Đúng, lão gia nhà ta từ mục đích, tự là muốn cho ta ở chỗ này, nhìn xem có thể hay không một ngày kia tổ tiên tích đức, nhìn xem ta cái này đầu chó điên có thể hay không thắng được quản gia đại tiểu thư thân lãi. Kết quả vì như vậy một cái cơ hồ, phi, mau cơ hồ, chính là vì như vậy một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành để cho ta ở tại chỗ này nói thật ta thật sự rất không thích ngươi bởi vì ngươi tất cả mọi người cho rằng ta là tiểu bạch kiểm lão tử ghét nhất đúng là đem làm tiểu bạch kiểm cho nên chó điên vỗ vỗ cái ghế nói hôm nay ta muốn lại để cho tất cả mọi người biết rõ ngươi quản tiểu thư bất quá tiến người quản gia thế lực lại đại chuyện không liên quan đến ta không phải có rất nhiều người kêu gào nói chờ quản tiểu thư ngươi đính hôn vào cái ngày đó chính là ta chó điên ngày rỗ sao được các ngươi cũng đừng có đợi ta hôm nay sẽ đem lời nói ném ở cái này cho dù ngươi quản dịch chịu lấy lại ta cũng không muốn đương nhiên quản tiểu thư ngài đừng nóng giận ta thì ra là như vậy đơn cử ví dụ muốn nhìn ta chó điên chê cười cho dù đến ra ta hôm nay tiểu bất cứ giá nào rồi ta đem ta sở hữu tất cả gia sản đều để lên các ngươi đi công tác thống kê thoáng một phát ta bây giờ đang ở bắc mỹ có bao nhiêu tài sản Ta toàn bộ bắt lại. Toàn bộ phòng khách quý im ắng, không ít trong lòng người suy nghĩ, cái này thật sự là một đầu chó điên à. Ai dám tại quản gia đại tiểu thư trước mặt nói loại lời này hay sao? Quản dịch biết rõ hắn kỳ thật cũng không phải tại châm đối với chính mình, nhưng là dù sao lời này nghe quá không thoải mái, cho nên mặt của nàng như sương lạnh, nói, đi thăm dò thoáng một phát đồng tiên sinh sản nghiệp, phong bài, khởi thảo hợp đồng. Nghe được quản dịch, mấy cái trưởng phòng lập tức bề bộn, có bồi bàn lập tức lấy ra màu bạc cái nắp, đem bài đắp lên, vài người khác đi thăm dò hỏi ý kiến tính toán chó điên tài sản rồi. Chó điên ngược lại là rất khoan thai tự đắc ngồi ở chỗ kia, hút xì gà uống vào rượu ngon đùa giỡn bên cạnh mỹ nữ, nhưng là mỹ nữ kia sắc mặt cũng đã thay đổi nàng chỉ là gái hồng lâu, VIP hàng công sở mà thôi, vạn nhất quản gia đại tiểu thư giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Quản gia động tác hay vẫn là rất nhanh, vẻn vẹn đã qua 10 phút, đã có người tới hồi báo nói, hiện tại đồng dơ cao hoàng tiên sinh tại Bắc Mỹ cùng sở hữu biệt thự hai bộ, xe thể thao ba chiếc, còn có cấp dưới quán ba, lại nói đến một nửa, quản dịch đã cắt đứt hắn, trực tiếp điểm số chữ. Ai cũng nhìn ra quản đại tiểu thư tâm tình khó chịu rồi. Công việc kia nhân viên lập tức báo cái đo đếm chữ, tương đương xuống có 100 triệu hơn 6.000 vạn đô la. Hợp đồng nghĩ mô phỏng sao? Nghĩ mô phỏng rồi, còn kém cụ thể kim ngạch rồi. Tính toán hắn 100 triệu 7.500 vạn, tăng thêm cái này 2.500 trăm vạn vừa vặn 200 triệu. Quản dịch lấy ra tờ chi phiếu, ở phía trên rầm rầm ghi lên con số, đồng tiên sinh, cần kiểm tra một chút không? Đương nhiên không cần, chó điên cười nói, dùng quản gia tài lực, chính là 200 triệu đô la được coi là cái gì? Ta như thế nào cũng không dám hoài nghi quản gia danh dự. Vậy thì ký tên A, quản dịch cười lạnh, người hội trả giá thật nhiều đấy. Uy hiếp của nàng tại chó điên xem ra hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, bởi vì này vẫn có thể xem là là quản gia sĩ diện một loại hành vi, bất quá vì mặt mũi, mượn ra 200 triệu đô la. Hừ, nữ nhân này quả nhiên là ngược to mà không có não. Khai bài A, tại chó điên ký hợp đồng về sau, quản dịch cười lạnh một tiếng. Chó điên mở ra lá bài tẩy của hắn ách ca. Ha, ha 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 ha, chó điên vô cùng đắc ý, ta một đôi ca, một chương hắc đào. Lá bài tẩy của ngươi lớn nhất cũng không quá đáng tựu là ca, nhưng là không hơn được nữa ta, ai một tiếng sâu kín thở dài vang lên nhưng lại một mực uốn tại ghế sofa bên trong cơ hồ đều cũng bị người quên trần húc trần húc cười đi đến quản dịch bên người nắm tay của nàng quản dịch đối với hắn cũng báo dùng mỉm cười tại sao phải già như vậy thổ đâu này mỗi lần đáng thương phối hợp diễn nhóm đám bọn họ trước sốc lên át chủ bài vì cái gì không nhìn nhìn đối phương bài mà bắt đầu đắc ý đâu này ai chẳng lẽ đạo diễn mỗi lần cũng là muốn dùng loại thủ đoạn này đến chế tạo cuối cùng cao trào trần húc cười đến rất cần ăn đòn hy vọng kế tiếp ngươi không muốn tê tâm liệt phế cuồng loạn hô hào các ngươi gian lận các ngươi gian lận chó điên trong nội tâm đột nhiên sinh ra một tia dự cảm bất tường chẳng lẽ mình thua nếu như không có thua bọn hắn chứng kiến lá bài tẩy của hắn nữa à vì cái gì hay vẫn là bộ dạng này biểu lộ có thể chính mình làm sao có thể thất bại lúc này thời điểm tự chứng kiến trần húc nắm lên trên mặt bàn át chủ bài dùng sức hướng trên bàn một ném không đào a chó điên bài là ca một đôi A, G, 7. Quản dịch bài là A một đôi, K, G, 5. Song phương đều là có một cái đối với tử, nhưng là quản dịch A một đôi đại, quản dịch thắng. Các ngươi gian lận, các ngươi chơi bẩn, chó điên sừng suốt sau nửa ngày, rốt cuộc cuồng loạn gọi. Trần Húc khinh thường hừ một tiếng, ai, hay vẫn là như vậy tục. Hết cách rồi, mỗi người theo điểm cao nhất lập tức ngã vào thung lũng thời điểm, đều có thể như vậy gọi, nhân chi thường tình nha, cái này đầu chó điên tuy nhiên điên rồi điểm, nhưng là cũng là người à đồng tiên sinh thỉnh thận ngôn người đây là đang nghi vấn chúng ta quản ra danh dự không cần quản dịch lối ra bên cạnh trưởng phòng tự quát lớn danh dự tại tây phương là trọng yếu phi thường thậm chí cao hơn hết thảy không có danh dự công ty không có ngân hàng vay tiền cho hắn nếu như một người điện thoại của hắn thời gian dài thiếu nợ phí thậm chí không giao phí như vậy tương lai hắn khả năng liền máy bay đều không thể cưỡi nhất là mở sòng bạc càng là chú ý danh dự nếu như nói một cái sòng bạc chính mình gian lận, như vậy thư của hắn dự tụ triệt để hủy, không có người sẽ đến một cái không có danh dự sòng bạc. Nhưng là chó điên cái lúc này cơ hồ gần như sụp đổ, một cái kính hét lớn, các ngươi gian lận. Các ngươi tuyệt đối là gian lận, cái kia tấm át chủ bài trước khi tuyệt đối không thể nào là A. Người tuyệt đối không có khả năng biết rõ người cuối cùng một chương bài có thể lấy được một chương A. Phô chi người à, chân húc sâu kín thở dài, vẻ mặt trách trời thương dân bộ dạng, đứng ở chia bài bên cạnh, Đưa tay sờ phía dưới một chương bài, ách bích 5. Sau đó hắn đem bài mở ra. Vốn đổ khách là không thể trực tiếp như vậy sờ bài, nhưng là hiện tại ván bài đã đã xong, tự không sao cả rồi. Mọi người chứng kiến cái kia bài tẩy quả nhiên là ách bích 5, nhịn không được đều ngạc nhiên ồ một tiếng. Đây đã là bao nhiêu bài tẩy về sau rồi hả? Hắn lại vẫn nhớ rõ bài. Hồng đào 3, hồng đào 7, quy rô, hoa mai 5, ách bích 4, chấm, chấm chân hút tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới tưởng như vậy tùy ý sờ một chương bài báo ra đến bài mặt sau đó tùy ý mở ra đặt ở trên mặt bàn hắn đích thoại ngữ không vội không chậm nhưng là tất cả mọi người xem choáng váng đây là kinh khủng bực nào trí nhớ ván này bài đã khai đã lâu rồi hắn lại vẫn nhớ rõ kế tiếp là cái gì bài hơn nữa một chương đều không có sai đó là người não hay vẫn là máy tính a à, cái này đoán chính là không sai là máy tính, bất quá là một đài siêu cấp máy tính. Trần Húc ném tới thứ 20 bài tẩy thời điểm, chó điên rốt cục nhịn không được gọi, làm sao có thể. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có cường đại như vậy trí nhớ. Coi như là ta, coi như là ta uống thuốc cũng không có khả năng có cường đại như vậy trí nhớ đấy. Uống thuốc, Trần Húc sững sờ, ngừng động tác trong tay, tự chứng kiến chó điên hai mắt trở nên trắng, ôm đầu hòa hà hét to vài tiếng, tiếp theo từ trong túi quần lấy ra một cái hộp, đổ ra hai hạt dược trực tiếp bỏ vào trong miệng. Chờ một chút, Trần Húc bá thoáng một phát thò tay, bắt được chó điên cầm dược cái kia chi tay đích cổ tay. Trần Húc là bực nào khí lực, cái này đầu chó điên ở đâu so qua được hắn. Bị Trần Húc một dùng sức, chai thuốc tụt rất xuống. Trần Húc lấy tới xem xét, cái này chai thuốc bên trên không có ghi bất luận cái gì văn tự, nhưng là... Chó điên hiện tại cái dạng này, Trần Húc rất quen thuộc. Trước khi Lý bác sĩ thủ hạ mấy cái tiểu tử, còn có Jimmy, những cái kia. Ăn hết thông minh dược bọn nhỏ, tại đã bị kích thích sau này sẽ là cái dạng này đấy. V kép Omega V kép Kikusu thư còm lưới đây là bởi vì cái loại này kích phát nhân thể trí lực dược vật cho nhân thể mang đến một loại tác dụng phụ phàm là loại này thông minh dược. Phần lớn là tại thời gian nhất định nổi có thể khiến cho nhân loại đại não tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Tại loại trạng thái này xuống, người tắc thì rất dễ dàng hãy tiến vào một loại tỉ mỉ suy nghĩ cảnh giới. Bởi vì thật muốn nói, quấy nhiễu lấy nhân loại suy nghĩ lớn nhất chứng ngại không phải nhân loại chỉ số thông minh, mà là cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ Phật gia xưng là tâm ma. Trước khi cũng nói, rất nhiều huyền diệu khó giải thích, bị hiện tại rất nhiều người đem làm huyền huyễn xem đồ vật, kỳ thật tự là tại bên người chúng ta, cùng chúng ta cùng một nhịp thở. Rất nhiều người đang chuẩn bị chăm chú làm một việc thời điểm đại đô gặp được tâm tư lộn xộn, loạn thất bát tao nghĩ ngợi lung tung chờ chờ tình huống, những này kỳ thật tự là một loại tâm ma. Có chút dường như khó muốn sự tình, càng là nỗ lực suy nghĩ, lại lại càng dễ dàng nôn nóng bất an. Thông minh dược để mà đề IQ cao phương pháp một trong, tự là lợi dụng dược vật lại để cho người tiến nhập một cái rất kỳ diệu nhập định trạng thái phía dưới. Mà tại loại trạng thái này xuống, người đang tự hỏi vấn đề thời điểm sẽ so bình thường muốn chuyên tâm nhiều lắm, trên cơ bản sẽ không bị ngoại giới chuyện khác vật chỗ quấy nhiễu, như vậy đại não sử dụng hiệu suất tựu sâu sắc đề cao. Học tập cái gì đó, đối với tri thức trí nhớ phương diện, có thể nói là làm chơi ăn thật bởi vì an tĩnh lại rồi, học tập hiệu suất tự nhiên cũng đề cao, đây cũng là thông minh một loại biểu hiện. Nhưng là tác dụng phụ cũng có. Bài trừ loại này dược vật đối với nhân loại đại não chỗ tạo thành mãn tính tổn thương bên ngoài, lớn nhất tác dụng phụ tựu là, một khi dược vật phản ứng sau khi đi qua, người đem lâm vào một loại càng lớn nôn nóng chính giữa hoặc là có thể nói như vậy, trước khi tâm ma bị áp chế xuống dưới, nhưng chỉ vẻn vẹn cũng chỉ là bị áp chế, mà thực sự không phải là tiêu trừ. Một khi loại này ngoại lực cưỡng chế tính làm cho nhập định trạng thái đi qua về sau, cái kia tâm ma tướng hội càng cường đại hơn phản nhào đầu về phía trước vậy cũng là một loại quy tắc mặt khác còn có thể làm cho một loại trạng thái dược vật hiệu quả rú sao cũng có hạn mà ở dược vật chế tạo nhập định trạng thái xuống loại trạng thái này cũng chưa chắc tự là đối với tâm ma vô địch mà là có một cái hạn độ một khi người tâm ma cường đại tới trình độ nhất định được rồi nói như vậy có chút mơ hồ dùng bình thường thuyết pháp là một khi tại loại này nhập định trạng thái hạ nhận lấy đến từ ngoại giới kích thích khiến cho phục dụng dược vật người nhịn không được đã bắt đầu bực bội, bắt đầu đối với dược vật sinh ra hoài nghi, đối với mình thân sinh ra hoài như vậy loại này nhập định trạng thái cũng rất dễ dàng. Bị đánh phá, người đại não sẽ xa vào đến một loại hỗn loạn suy nghĩ quá trình, loại kết quả này biểu hiện bên ngoài là được. Đau đầu, Trần Húc xem chó điên cái dạng này, trong nội tâm cũng đã đoán được thất thất bát bát, theo trong bình đổ ra một hạt dược hoàn, đặt ở trước mũi nghe nghe, sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát, Tiểu Mẫn cũng đã được ra kết luận cái này là thông minh dược một loại, bất quá so về trước khi Lý bác sĩ khai phát còn muốn tiên tiến. Thông minh dược à, loại vật này xuất hiện, không phải cái gì điểm tốt. Trần Húc nhớ đến lúc ấy Lý bác sĩ cũng là vừa khai phát ra loại này dược vật, còn không có có trải qua kỹ càng thí nghiệm, bất quá có quan hệ dược vật này tư liệu, Lý bác sĩ chỗ đó có. Lý bác sĩ sau lưng tổ chức Taro dưới chướng đỉnh cấp nghiên cứu khoa học cơ cấu pro chỗ đó cũng có một phần chẳng lẽ cái này đầu chó điên là theo Taro tổ chức có liên hệ hay sao? Nếu không làm sao có thể hội lấy được loại này dược vật? Tuy nói hiện tại Trần Húc cùng Châu U Taro tổ chức ở vào một cái tạm thời hòa bình thời kỳ, nhưng là đối với cái này cái thần bí tổ chức, Trần Húc thái độ thì là cùng đối đãi một cái khác cường đại ích tổ chức hoàn toàn trái lại mặc kệ Taro như thế nào hướng hắn lấy lòng, từ vừa mới bắt đầu, Trần Húc tự đưa bọn chúng coi là địch nhân. Vì vậy tổ chức thiếu chút nữa giết hắn đi. Trần Húc là cái loại này có thù tất báo người đương nhiên cái này không có nghĩa là Trần Húc tự là phi thường cẩn thận mắt. Nếu như nói Song Phương trước khi giao chiến là một hồi hiểu lầm như vậy hiểu lầm giải trừ về sau tựu không có gì lớn, Trần Húc cũng không trở thành vì thế mang thù. Nhưng bây giờ vấn đề là Taro tổ chức sở dĩ hướng Trần Húc lấy lòng là vì bọn hắn phát hiện bọn hắn tạm thời không làm gì được Trần Húc cùng với sau lưng của hắn SMMS không là vì bọn hắn lương tâm phát hiện, cho nên theo thuộc về mà nói bọn hắn trước khi muốn giết Trần Húc nhưng lại xuất động rất nhiều sát thủ, mà Trần Húc cũng tuyên chuyển nước Mỹ quân đội đã tiến hành phản kích, hủy diệt bọn hắn thủ hạ tổ chức sát thủ 12 múi kim cây hoa cúc, như vậy, song phương cừu hận đã kết xuống rồi. Tuy nhiên Taro cao tầng tại không có vĩnh viễn bằng hiếu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích cái này dưới nguyên tắc tạm thời cùng Trần Húc đã tiến hành thỏa hiệp, thế nhưng mà mọi người còn là địch nhân, một ngày kia, hay là muốn xung đột vũ trang đấy. Cho nên hiện tại, Trần Húc không có ý định phóng cái này đầu chó điên ly khai đến cùng chuyện gì xảy ra quản dịch đi đến trần húc bên người nhìn xem cái bình thuốc kia cao mày nói đây là cái gì dược cái này đầu chó điên thì thế nào trần húc thở dài hắn biết rõ chó điên hiện tại bộ dạng là khẳng định hỏi không ra cái gì đó đại não lâm vào hỗn loạn hoàn toàn tiến vào đến một loại vô tư duy trạng thái chính giữa đối với ngoại giới bất kỳ tin tức gì đều không thể thu hoạch được rồi hay vẫn là chờ hắn tốt rồi hỏi lại a à? tốc độ người tới cho hắn đánh một châm yên ổn sau đó đem hắn an trí nhưng không thể để cho hắn đi rồi một hồi ta còn có việc hỏi hắn trần húc trực tiếp đối với trưởng phòng nói xong mới quay đầu lại xem quản dịch ách nơi này là địa bàn của ngươi ngươi tới an bài a không muốn ngược đãi hắn cũng không nên hỏi hắn cái gì đó rồi hiện tại ngươi cho dù giết hắn đi hắn cũng không thể tỉnh lại đấy n chờ hắn tỉnh về sau bảo ta quản dịch cười cười đang muốn hạ lệnh cái kia trưởng phòng lại cũng đã gật đầu nói tốt sau đó nhanh chóng an bài người ba chân bốn cẳng đem cái này đầu chó điên mang ra đi. Bất quá động tác sẽ không ôn nhu như vậy rồi, bởi vì vì mọi người thứ nhất là tức giận cái này chó điên trước khi nói năng lỗ mãng, thứ hai cũng là bởi vì cái này chó điên đích nhân duyên quá kém, đắc tội không ít người. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, đã xảy ra loại chuyện này, 200 triệu đô la à. Đồng gia nhất định sẽ đại phát lôi đình, cái này đầu chó điên kết cục có thể nghĩ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chưa hẳn mỗi người chịu làm, nhưng là đánh chó ngủ đường sự tình nhưng lại rất nhiều người nguyện ý, ai cũng biết, cái này đầu chó điên đã xong. Bọn hắn hiện tại cũng rất phục ngươi rồi đây này, quản dịch cười tựa ở trần húc trên cánh tay, khả năng vốn đang có người đối với người cái này quản gia tương lai cô ra thân phận bất mãn, nhưng là, tối thiểu tự hướng về phía người cái kia cường đại trí nhớ năng lực, bọn hắn cũng không khỏi không phục rồi. Đồ thần ai, ta đoán chừng coi như là Pierre Tạp Tùng, cũng đánh bạc bất quá ngươi, tối thiểu hắn tự không khả năng có cường đại như vậy trí nhớ, Trần Húc gãi gãi đầu, quản dịch lôi kéo tay của hắn cười nói, đừng bắt, một trào đầu, một điểm cao thủ khí chất cũng bị mất. Trần Húc cười khổ, ta vốn cũng không phải là cái gì cao thủ. Nhưng lời này tại người khác trong tai tựu là khiêm tốn đại phát, ai cũng biết, có khủng bố như vậy trí nhớ, chỉ cần tiến hành chỉ điểm, tuyệt đối là một đời mới đích đổ thần à. Chỉ có điều với tư cách quản gia tương lai cô ra, cũng không cần phải dựa vào đổ thuật đến kiếm tiền, thế nhưng mà đối với quản gia mà nói đã có như vậy một cao thủ tỏa chấn, như vậy bọn hắn tại Las Vegas sinh ý sẽ tốt làm rất nhiều. Dù sao cái chỗ này ngọa hổ tàng long, không riêng gì quản gia, còn có u mỹ một ít cường đại gia tộc ở chỗ này phân chia thế lực, những gia tộc kia thực lực, đều không thể so với quản gia yếu nhược đấy. Quản dịch cũng rất là vui vẻ, Trần Húc lần này buổi chưa tự cho quản gia buôn bán lời 200 triệu đô la, hơn nữa trừ đi một cái rất chán ghét gia hỏa, như vậy tương lai bất kể là đối với hai người hôn nhân, hay vẫn là cùng SMMS hợp tác lên, trong gia tộc phản đối ý kiến đều có thể nhỏ rất nhiều. Quản dịch cũng không có lại để cho Trần Húc đem cái này 200 triệu đô la cầm lấy đi, Trần Húc cũng không có để đây là bởi vì dù sao trên chiếu bạc hay vẫn là quản dịch thắng, như vậy một phân tiền khó tránh khỏi sẽ rơi tiếng người chui. Nhưng là trận này ván bài đến tột cùng là như thế nào, mọi người trong nội tâm tin tưởng, 200 triệu đô la mua một cái tương lai, đây chính là rất có lợi nhất một số mua bán. Về tới gian phòng, quản dịch lúc này mới hỏi, A Húc, Vừa rồi chó điên rốt cuộc là làm sao vậy? Đây là cái gì dược, còn có, hắn đột nhiên tầm đó có cường đại như vậy trí nhớ cùng tính nhẩm năng lực, cái này có phải hay không? Đối với thông minh dược sự tình, quản dịch cũng biết một chút. Trần Húc gật đầu nói, không sai, chai này dược có lẽ chính là loại có thể đề cao nhân loại chỉ số thông minh dược vật, nhưng là tác dụng phụ người cũng thấy đấy. Đó cũng không phải một loại tốt dược, đối với nhân thể tổn thương muốn xa xa lỗi nặng mang đến lợi ích. Bất quá có người có lẽ không thèm để ý a à, khi bọn hắn xem ra, tổn thất một điểm tổn thương đổi lấy càng lớn lợi ích, cuộc làm ăn này là làm được đấy. Cái loại này tổn thất, sẽ rất nghiêm trọng, 10 năm, Trần Húc rũi ra hai cái móng vuốt khoa tay múa chân thoáng một phát, trên cơ bản phục dụng loại này dược vật quá nặng, tối đa 10 năm, tự sẽ biến thành ngu ngốc. Bọn hắn đối với loại này dược vật tính ỉ lại hội càng ngày càng nghiêm trọng. Một khi ngừng dùng, thật giống như thuốc phiện đồng giảng, bọn hắn hội thống khổ. Đúng vậy a à thuốc phiện đồng dạng đồ vật à, loại này dược vật đối với người đến nói, có thể cưỡng chế tính lại để cho người tiến vào đến một loại chuyên tâm, yên ổn suy nghĩ không khí chính giữa. Nhưng là phải biết rằng, loại này ngoại lực cuối cùng không phải chính đạo. Người thân thể sẽ đối với loại này ngoại lực tiến hành bài xích, thì ra là thời gian dần trôi qua sinh ra kháng dược tính. Người một khi sinh ra kháng dược tính, như vậy phục dụng dược vật phân lượng muốn tăng thêm, hơn nữa, đang quen thuộc cái chủng loại kia cảm giác rất tốt tinh thần không khí về sau, tại không có dược vật tác dụng dưới tình huống, người hội khó tránh khỏi càng phát ra nôn nóng, phiền lo. Hơn nữa, đã mất đi IQ cao ưu thế, cũng làm cho rất nhiều người không cách nào tiếp nhận. Như vậy, bọn hắn cứ như vậy càng ngày càng ỉ lại dược vật, cái này bản thân cũng đã là một loại độc nghiện rồi, phù hợp trên quốc tế đối với thuốc viện hết thảy quy định. Có thể nói, loại này cái gọi là thông minh dược, theo bắt đầu tựu đi lầm đường. Chúng bắt đầu phương pháp, sẽ làm cho cuối cùng nhất kết quả. Chớ nói chi là loại này dược vật còn có thể đối với nhân thể đại não tạo thành tổn hại rồi. đây là một loại mới đích thuốc phiện à? Trần Húc thở dài, một loại công nghệ cao nhất là châm đối với công nghệ cao nhân tài kiểu mới thuốc phiện chỉ có điều trên cái thế giới này tạm thời còn không có 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 thể đối với loại này dược vật làm ra một cái định nghĩa. muốn làm ra định nghĩa cái này cũng không khó. quản dịch đột nhiên nói. Trần Húc nhìn về phía nàng, nữ nhân này cười nói, ta tự nhận thức mấy cái quốc tế tập độc tổ chức bằng hữu, nếu như ngươi muốn phương diện này có thể giúp ngươi liên hệ thoáng một phát. Còn có, dùng sư phụ ngươi SMMS thanh danh, cho bọn hắn cung cấp một phần có quan hệ cái này dược vật phân tích văn bản tài liệu, hơn nữa ta giúp ngươi ở phía sau vận tác thoáng một phát. Có lẽ rất nhanh là có thể đem loại này dược phẩm cho liệt vào chính thức thuốc viện trong phạm vi. Xếp vào chính thức thuốc viện phạm vi lại có làm được cái gì? Trần Húc đột nhiên xứng sờ, hữu dụng, hữu dụng à, hiện tại rất nhiều nhà khoa học đều tại khai phát cái này một loại dược vật, bọn hắn tại khai phát thời điểm bổn ý có lẽ là vì nhân loại sau này cân nhắc, bản ý của bọn hắn là tốt, bọn hắn cũng thật không ngờ cái này dược vật khả năng mang đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng nếu như bọn hắn đã biết nghiêm trọng như vậy hậu quả, đã biết loại này nghiên cứu nhất định không có khả năng thực hiện, cái kia còn có bao nhiêu người chịu tại phía trên này hạ làm việc cực nhọc đâu này. Khoa học là đem kiếm hai lưỡi, cũng không phải do người đích ý chí mà chuyển gì đấy. Tốt giống như trước nha phiến, kỳ thật lúc ban đầu cũng là dùng làm dược vật, nhưng là về sau đâu này. Như morphine, đỗ thình linh loại này đã mệnh lệnh rõ ràng liệt vào độc vật phẩm, giống nhau là tại trong bệnh viện sử dụng, bất quá là có nghiêm khắc khống chế, bác sĩ cùng với người bệnh sử dụng đều rất cẩn thận bọn hắn biết rõ vật này sẽ để cho người nghiện Hiện tại một loại tên là lợi tha lâm chung khu thần kinh dược vật đã trở thành quốc gia phương Tây các sinh viên đại học Tân Sùng, có chút quốc gia cũng đã đem loại này dược vật liệt vào Nguyễn Thuốc Viện Phạm trù nhưng là, tại Trung Quốc một ít thành phố lớn chính giữa xuất hiện loại tình huống này một ít vô tri các cha mẹ đến bệnh viện tìm thầy thuốc khai lợi tha lâm cho con của mình ăn. Bọn họ là chỗ hiểm hài tử sao? Đương nhiên không phải, gia trưởng đối với hài tử điểm xuất phát khẳng định đều là tốt. Lợi tha lâm loại này dược vật, đối với trị liệu nhiều động chứng vẫn tương đối hữu hiệu, mà đối với ở hiện tại bọn nhỏ mà nói, tiểu hài tử ham chơi không yêu học tập thì là chuyện thường. Nhưng là muốn lợi dụng loại này dược vật lại để cho hài tử hảo hảo học tập, Loại làm này nhưng lại 10 phần sai. Xuất hiện loại chuyện này, chỉ có thể nói nguyên ở vô tri. Phải biết rằng, lợi tha lâm thế nhưng mà quốc gia nghiêm khắc quản chế tinh thần dược phẩm, sao có thể coi như thông minh dược lấy ra cho bọn nhỏ ăn. Mà bây giờ rất nhiều nghiên cứu khoa học công tác người, bọn hắn nghiên cứu thông minh dược ước nguyện ban đầu cũng là vì có thể làm cho chính mình, để cho người khác rất tốt nhanh hơn học tập, cái này ước nguyện ban đầu tuy nhiên là tốt nhưng là nhưng lại không biết bọn hắn loại này phát minh tướng hội sinh ra hậu quả giống như tại máy vi tính vừa mới sinh ra đời thời điểm lúc kia là không có máy vi tính virus vừa nói như vậy có một đám thú vị máy vi tính đám học giả chơi một cái trò chơi bọn hắn tất cả biên chế một đoạn chương trình sau đó lại để cho những này chương trình giúp nhau chém giết bắt đầu phục chế đem đối phương ăn tươi cái này là máy vi tính virus hình thức ban đầu mình phục chế bọn này vốn chỉ là trò chơi các khoa học gia mở ra pandora chi hạp nếu như bọn hắn sự tình biết tiên tri trong tương lai máy vi tính virus hội cản dỡ đến loại trình độ này, bọn hắn còn có thể mở ra cái này cái hộp sao? Nếu như nói, những cái kia tận sức tại người nghiên cứu loại não vực khai phát các khoa học gia biết rõ loại này thông minh dược sẽ mang đáng sợ hơn, không thể tránh khỏi tác dụng phụ, bọn hắn còn có thể đi làm sao? Trần Húc đem cái này luận điểm nói ra về sau, quản dịch nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, lão công, ta cảm thấy được, người loại ý nghĩ này không khỏi có chút quá ngây thơ rồi ngây thơ, n, quản dịch cười cười, phải biết rằng trên cái thế giới này bí quá hóa liều người còn thật là nhiều, muốn đầu cơ trục lợi người cũng thì rất nhiều. Loại này dược vật tuy có đáng sợ hậu quả, nhưng là đồng dạng, tại trong thời gian ngắn thực sự có thể mang đến ngẩng cao, đắt đỏ lợi nhuận cùng tiện lợi. Ta nhận thức một ít các khoa học gia, đưa bọn chúng xưng là tên điên cũng không đủ. Người ngẫm lại, tại những này điên cuồng tận sức tại khoa học nghiên cứu bên trên học giả, nếu như nói cho bọn hắn biết, lại để cho bọn hắn đã bị nhất định được tổn thương, nhưng lại có thể tại trong thời gian ngắn đề cao trí lực, loại này đề cao, thậm chí tiếp theo giải quyết hết một cái làm phức tạp bọn hắn nhiều năm nan đề. Người cảm thấy, bọn hắn hội lựa chọn như thế nào? Nếu như là đối với một người bình thường, nói cho hắn biết, cho hắn 100 triệu đô la, lại để cho hắn thiểu sống 30 năm. Vốn là 80 tuổi tuổi thọ chỉ có thể sống đến 50 tuổi. Người cảm thấy, sẽ có bao nhiêu người nguyện ý. Trần Húc đã trầm mặc, Trước một vấn đề, hắn không phải cái loại này hoang tưởng, nghiên cứu cuồng nhân, hắn cũng không rõ ràng lắm đáp án. Nhưng là sau một đáp án, muốn hiện tại Trần Húc đến trả lời, hắn khẳng định không muốn hắn hiện tại làm sao có tiền rồi, 100 triệu đô la tự muốn mua hắn 30 năm tuổi thọ. Nghĩ khá lắm rồi đấy, những thứ không nói khác, vừa rồi hắn còn thắng 200 triệu đây này. Nhưng là, đối với rất nhiều không có tiền, vì một tòa thuộc tại phòng ốc của mình tân tân khổ khổ đem làm phòng nô, nô cố gắng công nhân bốc vác làm, thậm chí còn có những cái kia cơm đều không kịp ăn người đến nói sao? Chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nguyện ý nếu tiểu băng tới chọn, ta cũng nguyện ý. 100 triệu đô la nói nhiều hay không đó là xem đối với ai nói. Đối với người bình thường mà nói, cái kia chính là thiên văn sổ tự. Ngẫm lại mua sổ số trong cái 500 vạn, ai có thể cảm tưởng mua sổ số trong cái 100 triệu đô la hay sao? Đã có nhiều tiền như vậy, dù là cũng chỉ có thể sống đến 50 tuổi cái kia tối thiểu còn sống trong khoảng thời gian này trên cơ bản có thể muốn mua cái gì mua cái gì, muốn như thế nào hưởng phúc như thế nào hưởng phúc rồi. Cùng hắn mệt chết việc cực mệt đến 80 tuổi, còn không bằng một đường hưởng lạc, sống đến 50 tuổi được rồi. Chỉ sợ có không ít người sẽ có ý nghĩ như vậy, nếu như dùng cái loại này rất hiên ngang lẫm liệt mà nói, đây là một loại rất không chịu trách nhiệm thái độ nhưng là hết cách rồi, ai bảo xã hội này càng không chịu trách nhiệm đâu này. Lão công, người thật giống như đối với cái này rất để ý quản dịch áp vào Trần Húc trong ngực, ôm hắn, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm lấy hắn, lão công của ta không phải một cái người bình thường, có một số việc ngươi không muốn nói, ta đây tự không đi truy vấn cũng không cần phải đuổi theo hỏi, chờ ngươi muốn nói vào cái ngày đó ta tin tưởng chính ngươi sẽ đến nói cho ta biết. Trần Húc sừng sốt một chút, quản dịch đem mặt trôn ở Trần Húc trong ngực, nói, Pandora cái hộp, muốn không mở ra, khả năng sao? Cái này Trần Húc thật sự sừng sốt, lão công, người bây giờ máy vi tính trình độ có lẽ sâu rồi, cái kia ta hỏi ngươi, cho dù lúc trước không có mấy cái ham chơi máy vi tính chuyên gia, máy vi tính virus tự cũng không sinh ra đời sao? Trần Húc cái này thật là trợn mắt hốc mồm, hắn cùng quản dịch nói về máy vi tính virus sinh ra đời một sự tình, kỳ thật đó cũng là một loại khoe khoang rồi, lúc ấy Trần Húc dùng Pandora ma hộp để hình dung chuyện này mấy cái máy vi tính chuyên gia, bọn hắn mở ra Pandora ma hộp. Nhưng là nếu như không có bọn hắn, cái này cái hộp tự cũng không bị người mở ra sao? Làm sao có thể Dùng hiện tại quan điểm đến xem, máy vi tính virus là máy vi tính cứng mềm phát triển giai đoạn bên trong đích tất nhiên kết quả, cho dù cái kia mấy vị nhà khoa học không phát hiện, cho dù trong lịch sử không có bọn hắn, máy vi tính virus đồng dạng hội sinh ra đời, đồng dạng sẽ trở thành vi máy vi tính cùng internet security chính giữa chướng ngại vật. Ta là nữ nhân, những vật khác ta không phải rất hiểu, nhưng là có một điểm ta nhưng lại biết rõ, có một số việc là lịch sử phát triển tất nhiên, trốn cũng trốn không mở đích. Cho dù đã tránh được một ngày nhưng là tại kế tiếp hay vẫn là sẽ xuất hiện đây là một loại quy tắc dù là loại này xuất hiện đồ vật cũng không phải vật gì tốt nhưng là nên đến cuối cùng sẽ đến trốn không thoát đấy trốn không thoát cái kia phải như thế nào ứng đối rất đơn giản à binh đến tướng chắn nước đến đất chặn quản dịch ngẩng đầu lộ ra con người sáng ngời ta không biết trên cái thế giới này đến cùng có hay không thông minh dược nhưng là lần trước trường học sự kiện về sau trạm tinh nói cho dù có thông minh dược vậy cũng tuyệt đối là độc dược. Nhưng là tại ích lợi thật lớn trước mặt, loại này chỗ hỏng căn bản là không hội bị người phát hiện, cho dù phát hiện, cũng sẽ không biết coi trọng. Đại bộ phận nhân loại, đều là chỉ coi trọng trước mắt lợi ích đấy. Trừ phi bọn hắn rơi đầu rơi máu chảy, nếu không, bọn hắn sẽ không hấp thụ giáo huấn. Huyết giáo huấn tuy nhiên tàn khốc một chút, nhưng là, đây là lịch sử phát triển tất nhiên. Trạm tinh đã từng nói qua, nàng nói như thế nào, quản dịch sâu kín thở dài, chạm tinh cô bé này nhi, quả nhiên là một cái để cho ta không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả nữ tử. Lần trước ngươi đi đặc huấn, tánh mạng viện khoa học cái kia băng giúp ra hỏa thật là càn dỡ. vì vậy không biết như thế nào, trong trường học tựu lưu truyền ra rồi, những người kia là phục dụng lý bác sĩ nghiên cứu phát minh một loại, thông minh dược về sau, mới có hiện tại chỉ số thông minh trình độ. Mà nghe thế cái lời đồn về sau, Cao Hiểu Tiết rất kích động nói nếu có thể làm điểm tới ăn thì tốt rồi, cuộc thi tựu không cần như vậy buồn bực mà khi đó, trạm tinh nói đoạn lời nói, ta hiện tại còn ký ức hãy còn mới mẻ. quản dịch tâm tư chuyển động, sâu kín học nổi lên trạm tinh nữ khí. mà lúc này, trần lúc thực sự cảm giác hình như là cái kia có mấy cây nhà tóc màu lam nữ hài tử yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, rất nhạt nhưng nick nói chuyện, phảng phất quanh thân hết thảy đối với nàng đều không có bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng. dựa vào dược vật đến lại để cho người trở nên thông minh, cái này luôn một cái lầm lẫn. bởi vì chỉ cần là dược vật, thì có dược hiệu. Dược hiệu phát tác thời điểm, có lẽ hắn là Einstein. Nhưng là dược hiệu đi qua về sau, hắn tự sẽ biến thành một người bình thường. Nếu như ngươi là Einstein, ngươi hội tiếp nhận trong vòng một đêm, suy nghĩ của mình thoái hóa thành một người bình thường đồng dạng sao. Hoặc là nói, đem làm ngươi ngủ lấy một giấc về sau, phát hiện ngày hôm qua còn quen biết tri thức, dựa vào tự hào học vấn, hôm nay hết thảy đều muốn không đi lên, như vậy, ngươi còn có thể bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh sao. Cho nên, thông qua loại thủ đoạn này đạt được IQ cao người tự không muốn lại biến trở về người bình thường, bọn hắn tựu sẽ tiếp tục uống thuốc, giống như hút pin đồng dạng, càng phát ra không thể tự kiềm chế. Thẳng đến, chết, chân hút ngây dại, gần kề chỉ là thông qua một cái dược tên phải ra kết luận như vậy, Trạm tinh nàng. Quả nhiên là thủy tinh linh lung tâm à, quản dịch nói tiếp, vì vậy ta tự hỏi nàng, tại sao phải chết đâu này? Cái kia dược không nhất định có độc đấy, Trạm tinh lại nói, là dược ba phần độc, hơn nữa, nếu như một người chỉ có thể ỉ lại dược vật mới có thể tồn sống sót hoặc là nói mới có thể tìm được tự tin như vậy theo bản thân đi lên nói hắn chẳng khác nào là chết rồi móc lửng chấm trần húc thật sự không biết nói cái gì cho phải quản dịch thở dài nói chạm tinh đích thật là ta cả đời này bái kiến nữ hải chính giữa để cho nhất ta cảm thấy uy hiếp một cái rồi ta không cách nào miêu tả chính mình đối với cảm giác của nàng đó là một loại nói không rõ đạo không rõ rất phức tạp một loại cảm giác Trần Húc trong nội tâm cảm giác không phải là như vậy nghĩ cách. Cái kia chán có mấy cây nhà tóc màu lam hải nhi, thật sự là đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất một chỗ nhất mềm mại địa phương à. Nàng giống như là tuyết sơn bên trên cái kia một đoán nở rộ tuyết liên hoa, chỉ là nhìn về phía trên tựu sẽ khiến người cảm thấy tâm thần yên lặng, tại loại này yên lặng tâm tình xuống, cho dù là tới gần, đều lại để cho người cảm thấy đối với nàng là một loại khinh nhờn. Nàng quá hoàn mỹ, có lẽ là cô bé này như hiểu được dấu rốt, nàng đem khuyết điểm của mình che giấu, cho nên cho người cảm giác mới được là như vậy hoàn mỹ, hoàn mỹ lại để cho người tự ti mặc cảm. Chứng kiến Trần Húc trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc, quản dịch trong nội tâm thở dài. Tại chính mình người nam nhân này trong nội tâm, cô bé kia nhi, chỉ sợ là rốt cuộc không quên được a. À. Nghĩ tới đây, quản dịch trong nội tâm khó tránh khỏi có chút ghen ghét, đem thân thể lại đi Trần Húc trong ngực lách vào lách vào, ủng ôm chặt hơn một chút cảm giác được quản dịch cử động cùng nàng thiếp thân cái kia mềm mại động lòng người thân thể, Trần Húc vội vàng thu liếm tâm thần, trong nội tâm âm thầm cho mình một cái bàn tay mình cũng đã có quản dịch như vậy muốn mạng người yêu tinh, còn có cao hiểu tiết như vậy đáng yêu thiên sứ, lại vẫn nghĩ đến người khác, quả thực nên đánh à. Nhưng là trong lòng của hắn nhưng cũng là biết rõ, đối với chạm tinh, chính mình chỉ sợ vĩnh viễn cũng dứt bỏ không được rồi. Nhưng là loại này thông minh dược, Trần Húc hít vào một hơi nói, không phải ta buồn lo vô cớ, mà là ta lo lắng cái này thông minh dược một khi chảy ra một vòng, di độc vô cùng à. Người ngẫm lại, hiện tại các cha mẹ mong con hơn người nhìn qua nữ thành phượng, cái này bản thân không gì đáng trách. Chỉ là hôm nay hài tử gặp phải áp lực đều rất lớn, ta đều nghe nói, có gia trưởng sử dụng một loại gọi là lợi tha lâm, tinh thần loại dược vật cho hài tử ăn, loại này dược có thể giảm bớt chung khu thần kinh hưng phấn, đối với trị liệu, nhiều động chứng có như vậy điểm tác dụng. Hài tử chuyên tâm rồi, thành thích tự nhiên lên rồi cho nên rất nhiều người cho rằng đây là thông minh dược. Thế nhưng mà, một khi loại này chính thức, nhưng là càng có độc tính thông minh dược được xuất bản, chỉ sợ có chút gia trưởng sẽ không biết tốt xấu lại để cho hài tử dùng ăn. Đến lúc đó hiệu quả dựng xào thấy bóng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người noi theo, đến lúc đó, nói không chừng mà ngay cả ta và người thân nhân chính giữa, cũng sẽ có người gặp nạn à. Trần Húc không phải thánh nhân, nhưng là Trần Húc lại nhớ rõ một câu. Đem làm bọn hắn đổ sát người do thái lúc, ta không có lên tiếng, bởi vì ta không phải người do thái, đem làm bọn hắn đổ sát tín đồ cơ đốc lúc, ta không có lên tiếng, bởi vì ta không phải tín đồ cơ đốc, đem làm bọn hắn tới bắt người đảng Cộng sản lúc, ta bảo trì trầm mặc bởi vì ta không phải người đảng Cộng sản, về sau bọn hắn muốn giết ta, đã không ai có thể cho ta lên tiếng rồi. Những lời này là nước đức mục sư Martin Ni Lạp lúc tuổi già sám hối chính mình đạo đức khuyết điểm thời điểm ghi một đoạn cảnh bày ra danh ngôn. Đoạn văn này bị khắc vào nước Mỹ Boston người do Thái Đại đổ sát bia kỷ niệm bên trên. Cái thế giới này là cái tương thông thế giới, có nhà khoa học suy tính qua, trên cái thế giới này tùy ý hai người tầm đó, chỉ cần thông qua sáu người là có thể liên hệ mà vượt cái này là nổi tiếng lục độ không gian lý luận. Trần Húc lo lắng cái này thông minh dược di độc nhân, lo lắng hơn loại này dược phẩm có một ngày sẽ để cho bên cạnh mình người nào đó, hoặc là người nào đó nhi nữ con nối dõi bị thương tổn. Đây không phải buồn lo vô cớ, đây cũng không phải là nên đứng ở một bên, ra vẻ cao ngạo thờ ơ lạnh nhạt thời điểm. Nếu như ta mặc kệ chuyện này, nếu như ta ôm, những người khác chết thì chết rồi, cùng ta có quan hệ gì đâu, quan hệ cùng kính mắt đến xem kỹ cái này cùng ta bề ngoài giống như không liên hệ sự tình, nhưng là một ngày kia ta người bên cạnh bởi vậy bị thương tổn, ta nên oán ai. Quản dịch cúi đầu nghĩ nghĩ, nở nụ cười, không hỗ là ta vừa ý nam nhân, muốn đúng là trường viễn. Được rồi, ta tuy nhiên rất chán ghét Hollywood chính giữa cái chủng loại kia cao lớn toàn bộ chúa cứu thế, nhưng lại không ngại lại để cho nam nhân của ta để làm một lần, tối thiểu nhất, người điểm xuất phát đã nhận được của ta đồng ý. Nàng thở dài, dù sao, loại này dược nếu xuất hiện, đối với tại chúng ta mở sòng bạc cũng là một cái đả kích. Khẳng định à, ngẫm lại chó điên như vậy mặt hàng, uống thuốc về sau vậy mà ẩn ẩn tựu là cái nửa đổ thần rồi. Nếu mỗi người đều ăn hết loại này dược đến sòng bạc, cái kia chỉ sợ Las Vegas trong sòng bài chỉ có thể lưu lại chơi xúc sắc loại này không có gì kỹ thuật hàm lượng cách chơi rồi. Trần Húc cười cười, cái này là quản dịch, nàng có tư tưởng của mình một cái độc lập có tư tưởng có trí tuệ nữ hải nhi như thế nào người có cái gì cao kiến sao a à, cao kiến không dám nhận ta nơi này có thượng trung hạ ba sách có thể giải quyết dưới mắt cái này sự kiện tối thiểu nhất sẽ không để cho loại này dược vật tạo thành phạm vi lớn không thể vãn hồi cục diện trần húc lại càng hoảng sợ ba sách ta hiện tại thế nhưng mà một sách đều không thể tưởng được người dĩ nhiên cũng làm đã có ba sách được rồi người nói nghe một chút quản dịch trong mắt lóe ra tự tin hào quang, hạ sách, đem dược vật hàng mẫu cùng thí nghiệm báo cáo chia nước Mỹ dược phẩm an toàn kiểm tra đo lường hệ thống tổ chức, thì ra là CDEA, do bọn hắn đến tiến hành chuyên nghiệp ước định phán định, đồng thời đem tư liệu chia truyền thông tiến hành cho hấp thụ ánh sáng. Nếu để cho người vị kia lão sư ra mặt, chắc hẳn có thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đây chỉ là hạ sách, Trần Húc rất phiền muộn, bởi vì đây chính là hắn ý nghĩ trong lòng, mà ý nghĩ của mình lại bị người nói thành là hạ sách khó tránh khỏi hiểu ý trong khó chịu. Đương nhiên chỉ là hạ sách, quản dịch cái lúc này hình như là một cái bầy mưu nghĩ kế nữ cường nhân. Người muốn, người cái vị kia lão sư tuy nhiên đại danh đỉnh đỉnh, tại y dược bên trên cũng có không tục thành tựu. Chó giải khắc tinh, hẳn là tôn sư tác phẩm A. Chỉ có điều, những này còn chưa đủ. Phải biết rằng, có thể nghiên cứu phát minh loại này dược vật tổ chức là bực nào cường đại. Mà chiếu ta đến xem, sử dụng loại này dược vật, có thể tại ngắn ngủn trong 3 năm, tự bồi dưỡng được một đám ưu tú nhân tài. Nói cách khác, chỉ cần 3 năm thời gian là có thể đem một đám trong đại học buồn bực thất bại bầy gà con, bồi dưỡng thành mũi nhọn phòng thí nghiệm nhân tài. Cái này hấp dẫn sao mà cực lớn, phải biết rằng, đỉnh cấp nhân tài tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Dù là cái thế giới này phổ biến đều là thành tích cao, nhưng là đối với những cái kia đỉnh cấp tổ nghiên cứu khoa học dệt mà nói, bọn hắn thành viên thậm chí vài chục năm, thậm chí vài thập niên cũng không có thay đổi động cũng biết cái kia cao đẳng tri thức là bực nào tinh thâm, lại ở đâu là người bình thường có thể đảm nhiệm hay sao. Cho nên, cho dù sư phụ ngươi lợi dụng danh tiếng của mình đem loại này dược vật tác dụng phụ công chư hậu thế, nhưng nhân loại đích thói quen tựu là không đụng nam tường không quay đầu lại. Không đụng cái đầu rơi máu chảy trước khi, ai hội cam tâm. Tại cực lớn lợi ích xu thế xuống, dù là hội gặp nguy hiểm, chỉ sợ cũng có người nguyện ý nếm thử. Nhất là những năm kia tuổi đã đến lão các khoa học gia, nếu để cho bọn hắn giảm thọ vài năm, lại làm ra kinh thiên động địa thành quả cái kia chỉ sợ cho dù chết bọn hắn cũng sẽ biết nguyện ý đấy vậy làm sao bây giờ quản dịch cười cười người đừng vội à ta vừa rồi cũng chỉ là nói hạ sách như vậy bây giờ nói chung sách rửa tay lắng nghe chung sách chủ yếu là châm đối với hạ sách mà nói hạ sách chính giữa vấn đề lớn nhất tựu là loại này dược vật di chứng không có người chứng kiến mọi người chỉ có thấy được lợi ích nhìn không tới tai hại như vậy chúng ta muốn lại để cho bọn hắn chứng kiến làm như thế nào, dùng SMMS học cứu thiên nhân, chỉ sợ cũng đã sớm đối với loại này dược vật có nghiên cứu A, dựa theo của ta phỏng đoán, SMMS lão sư trong tay, có lẽ có so chó điên sử dụng loại này dược vật càng cao cấp mặt hàng A. Ách, à, Trần Húc mơ hồ đoán được ý nghĩ của nàng, gật đầu nói, ta trước khi tự cùng lão sư thảo luận qua vấn đề này, hoàn toàn chính xác có so loại này dược vật tốt nhiều lắm tân dược. Nhưng hiệu quả càng tốt dược, tác dụng phụ lại càng lớn. Như vậy thì tốt rồi, Quản dịch cười đến rất lạnh, chúng ta có thể tìm một cái làm mẫu điểm, dùng một cái bao ra công ty danh nghĩa đem loại này dược vật quảng cáo khai hỏa, lại để cho toàn bộ thế giới cũng biết có loại này tân dược sinh ra. Thậm chí, được rồi, lão công, kế tiếp ta nói đồ vật, có thể sẽ cho ngươi cảm thấy phản cảm, nhưng đây chỉ là một đề nghị, hy vọng ngươi không muốn cho rằng ta là lãnh huyết. Trần Húc trong nội tâm bất an dự cảm càng phát ra mãnh liệt. Chẳng lẽ ngươi muốn, đúng vậy, ta muốn ngươi cũng đoán được ta muốn dùng loại vật này vội tới chân nhân làm thí nghiệm, tìm một đám đáng thương vật hy sinh, thậm chí chỉ dùng để hài tử làm thí nghiệm, bởi vì hài tử là một cái đặc thù quần thể, bọn họ là đã bị bảo hộ cùng coi trọng đấy. Đương nhiên, ta và ngươi đều không hy vọng như vậy bi kịch phát sinh ở bên người chúng ta, mà là đang cử nhân của chúng ta chính giữa, không có khả năng có hài tử. Bọn họ là người vô tội đấy, nhưng là, người có thể lựa chọn một cái người không thích quốc gia, ví dụ như, lão công ta biết rõ, người đối với người Nhật Bản không có cảm tình gì, hơn nữa, đối với những cái kia chỉ biết là tự biên tự diễn Hàn Quốc cũng không có hào cảm. Chúng ta hoàn toàn có thể để cho bọn họ tới làm cái này thí nghiệm, mà tội danh, tắc thì đổ lên lần trước ý đổ mưu giết chính là người những người kia trên người, như vậy là một hòn đá ném hai chim. Chứng kiến Trần Húc sắc mặt càng ngày càng âm trầm, quản dịch thở dài, ta biết rõ làm như vậy có thương tích thiên đức, nhưng là đây cũng là không có cách nào đích phương pháp xử lý ý kiến của ta là những cái kia cuồng vọng vô tri Hàn Quốc. Ngươi xem, kẻ chết thay ta đều tìm xong rồi, trước khi cái kia hoàng vô tích, cái kia sử thượng mạnh nhất làm giả vương. Chúng ta có thể lợi dụng hắn, cái này, Trần Húc sắc mặt thật không tốt xem, trên thực tế Trần Húc không phải loại người cổ hủ, đối với những cái kia Hàn Quốc, hắn là vẫn nhìn khó chịu viên đạn tiểu quốc, thậm chí không đủ để xưng là quốc. Thật không ngờ cuồng vọng, đem hoa hạ dân tộc tinh túy đều nói thành là quốc gia mình, hoa hạ danh nhân đều là bọn hắn quốc gia đấy. Một đám không có lịch sử loạn nhận thức tổ tông kẻ đáng thương, một đám toàn dân công khai, từ dung mạo bắt đầu đều tại làm giả hèn mọn dân tộc. Nếu như nói một ngày kia hai nước phát sinh chiến tranh, như vậy bọn hắn chết nhiều hơn nữa người, Trần Húc thì ra là cao giọng hò hét cùng người một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng là phải hắn cứ như vậy đối với một đám hài tử ra tay, nói thực ra, loại chuyện này hắn làm không được. Đây có lẽ là một loại cổ hủ, nhưng đây cũng là nghĩa chỗ tại nhưng hắn có thể trách quản dịch sao? Làm sao có thể, quản dịch chỉ là tại làm một cái tìm cách kế sách, nàng cũng là vì chính mình, cho dù là nàng khẳng định biết rõ, lời nói này nói ra về sau, trong lòng mình khó tránh khỏi hội khó chịu. Quản dịch thở dài, ta biết rõ loại phương pháp này có thương thích thiên đức, hơn nữa người cũng sẽ không tiếp nhận. Được rồi, ta trước nói tiếp xong, dù sao còn có cuối cùng nhất vừa lên sách, người có thể chính mình lấy hay bỏ. Gặp Trần Húc gật đầu, quản dịch nói, Hoàng vô tích người này, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói. Cái thằng này lá gan to lớn làm sao dừng lại bao thiên. Hắn công nhiên làm giả, tuyên bố tại trên thế giới dẫn đầu dùng chứng thành công đào tạo ra nhân loại phôi thai làm tế bào, thậm chí còn tuyên bố phá được lợi dụng người bệnh thể tế bào clone, nhân bản phôi thai làm tế bào khoa học nan đề, oanh động thế giới. Người Hàn Quốc đem tên của hắn ghi vào sử sách, thụ dùng clone nhân bản chi phụ, Hàn Quốc cao nhất nhà khoa học vinh dự cho hắn 10 tỷ Hàn Nguyên cung cấp hắn nghiên cứu, tên của hắn xuất hiện tại tiểu học tài liệu giảng dạy chính giữa, nhưng là cuối cùng mới phát hiện. Hắn dĩ nhiên là tại làm giả, thật đáng buồn Hàn Quốc nhóm, đám bọn họ, trước sau như một làm giả bọn hắn chính giữa ra một đóa hiếm thấy, buồn cười chính là, chính bọn hắn đều bị cái này đóa hiếm thấy lừa gạt rồi. Trần Húc nhịn cười không được thoáng một phát, hắn phát hiện quản dịch tổn hại khởi người đến cũng phi thường nham hiểm à. Hoàng Vũ Tích hiện tại bị lên án vi làm giả hiện tại thời gian thật không tốt qua, thật sự là hắn cần một cái rất trọng đại thí nghiệm đến cải biến hắn tình cảnh hiện tại. Chúng ta có thể lợi dụng hắn, đã ngoài lần ý đổ đối với người bất lợi cái tổ chức kia vi danh, đem nghiên cứu tư liệu cho hắn, dùng cái này người chỉ vì cái trước mắt tâm tính cùng hắn hiện tại nóng lòng nghịch chuyển thế cục tình cảnh, tất nhiên sẽ gióng chống khua chiêng bắt đầu nghiên cứu. Sau đó, một tên đáng thương tựu sẽ phát hiện cái này hay vẫn là một đoàn bọt nước, nhưng là chúng ta mục đích nhưng lại đã đạt đến dù sao hoàng vô tích người này đơn tựu lấy hắn rắc khắp nơi chính là cái kia nói dối như cội mà nói đã là toàn bộ học vật giới đều nổi tiếng được rồi làm như vậy là có thể một lần hành động đem loại này dược vật đánh vào đáy cốc mà lúc này sms lại ra tay lợi dụng truyền thông trợ giúp ta sẽ vận dụng lực lượng của gia tộc tại nước mỹ quốc hội cùng liên hiệp quốc trên đại hội giúp người giúp một tay đem loại này dược vật liệt vi quốc tế công ước hàng cấm như vậy chúng ta mục đích mới chính thức đạt đến đây thật là một đầu kế hay Trần Húc tự đáy lòng cảm thán. Hoàng vô tích nhân vật này hắn cũng biết, đương nhiên, này đây một cái giải trí nhân vật mà biết được đấy. Người này thật là tốt nhất kẻ chết thay, mà cái kia khoản tân dược, thấy hiệu quả thần tốc, nhưng là tác dụng phụ cũng cường đại. Dùng để làm thí nghiệm, 2-3 tháng nội sẽ xuất hiện cường đại tính ỉ lại, não bộ tổn thương chờ chờ nghiêm trọng tác dụng phụ cái này tác dụng phụ xem là theo dược hiệu thành có quan hệ trực tiếp đấy. Mà nếu như là một người liên tục 2-3 tháng phục dụng loại này dược vật, Trần Húc đã hỏi Tiểu Mẫn rồi, Tiểu Mẫn kết quả là, đem làm tác dụng phụ dùng bệnh trạng hình thức biểu hiện lúc, đã nói lên đại não đã bị tổn thương đã đạt đến một loại rất nghiêm trọng trình độ. Cái lúc này cho dù đoạn dược, tại cường đại dược vật tính ỉ lại tạo thành cắn trả chính giữa, nhẹ thì chỉ số thông minh trên phạm vi lớn hạ thấp nói cách khác biến thành ngu ngốc, nặng thì trực tiếp não tử vong. Cũng là nói, nếu như dùng loại phương pháp này, bị thí nghiệm những người kia, bọn hắn xong đời. Một chiêu này, nếu như dùng tại hài tử trên người, Trần Húc nhưng trong lòng luôn vượt qua bất quá cái này khảm. Nhưng cũng như quản dịch cùng chính mình theo như lời, loại này dược vật một khi sinh ra đời, chỉ sợ rất nhiều hội phụ huynh mong con hơn người dùng tại hài tử trên người, lại không nghĩ rằng tự hại hài tử. Hơn nữa, hài tử nếu như bị tổn thương, vậy cũng so đại nhân bị thương tổn ảnh hưởng muốn khuyết trương đại thiên lần gấp trăm lần. Lão công, quản dịch đột nhiên nói, ngươi có phải hay không cảm thấy những hài tử kia ngươi không đành lòng ra tay. Trần Húc gật gật đầu, quản dịch nói tiếp, cái kia, nếu như thí nghiệm đối tượng là những cái kia nói bốc nói phét Hàn Quốc đâu này. Là trưởng thành thì như thế nào? Cái kia trong nội tâm ngược lại là dễ chịu rất nhiều, tối thiểu, ta cũng không phải cảm thấy có quá nhiều chịu tội cảm giác. Trần Húc trong mắt hiện lên một tia tinh quang, đúng vậy a à, lần trước hacker sự kiện làm cho Thượng Hải mất điện, hắn tự tự tay truy sát mấy cái Hàn Quốc hacker, trực tiếp đưa bọn chúng điện áp tăng lên tới một vạn vôn, điện giật chết mười mấy cái ra hỏa, trong đó cũng có chút ngộ thương, nhưng Trần Húc một điểm chịu tội cảm giác đều không có bọn hắn muốn chết. Lão công, tại đây ta tựu không thể không nói ngươi một câu rồi. Quản dịch sắc mặt nghiêm túc, không phải tộc của ta loại, hắn tâm tất dị. Quản hắn khỉ gió đại nhân hay vẫn là tiểu hài tử. Huống chi hôm nay Hàn Quốc giáo dục, ta cũng biết một ít. Tại Hàn Quốc chính thức tuyên truyền chính giữa, Trung Quốc cái này vài chục năm nay cũng không có thay đổi hóa, như cũng là như vậy nghèo khó rất lại phía sau. Hư Lương trước khởi triều tiên nơi chật hẹp nhỏ bé thâm sơn cùng cốc hàn quốc tự cao tự đại loạn nhận thức tổ tông loạn cho mình trên mặt thiếp vàng bọn hắn đại nhân tiểu hài tử lại có gì gì tại đây giống như giáo dục phía dưới phát triển nhất định cũng là mắt cao hơn đầu cuồng vọng tự đại một đám mới cây gậy không cần cho bọn hắn thương tiếc không cần để ý bọn họ là đại nhân hay vẫn là tiểu hài tử phải biết rằng tiểu tiểu cao lệ bình thường cư dân ăn bữa thịt bò tựu là xa xỉ mua quả ướp lạnh chẳng khác nào lễ mừng năm mới người cao ly há miệng ngậm miệng, chúng ta có tam tinh. Có thể bọn hắn ngoại trừ tam tinh bên ngoài còn có cái gì? 97 năm khủng hoảng tài chính, Hàn Quốc cỡ lớn xí nghiệp phá sản hơn phân nửa. Nhưng là còn tự cho là mình là Á Châu Bốn Tiểu Long. Người châu Á tại Hàn Quốc bị thụ kỳ thị, bọn hắn sống tại chính mình trong mộng, cho rằng Trung Quốc hay vẫn là đi đầy đường người cưỡi xe đạp, trong nhà liền đồ điện ghế sofa đều không có. Đây cũng không phải là hiểu lầm, mà là bọn hắn chính thức một mực tuyên truyền kết quả, thật giống như năm nay tuyết tai, Hàn Quốc truyền thông miệng mồm mọi người nhất trí, lợi dụng một ít Trung Quốc nghèo khó bị tai nông thôn ảnh chụp, xưng là Trung Quốc đại chúng tình huống, lại để cho đám bổng tử Korean đều còn tưởng rằng Trung Quốc cùng không có cơm ăn. Như vậy dân tộc, không cần đồng tình, năm đó Tần Thủy Hoàng phá được triệu quốc, lại hồi hàm đan lúc, chỉ vào những đứa bé kia đối với Vương Tiễn nói, nhìn xem những hài tử này, cũng nhớ tới năm đó ta đây, ta thật là rất sợ à, sợ bọn họ trưởng thành sẽ tìm ta báo thù. Vì vậy Tần Thủy Hoàng đem chọn cái hàm đan huyết tẩy, phụ nữ và trẻ em hài tử đều không có buông tha. Phải biết rằng, ác lang cho dù tiểu nó cũng là ác lang, không phải phải chờ tới chúng lớn lên về sau mới có thể ra tay sao. Những lời này lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, nói Trần Húc là đầu đầy đại hãn, rốt cục khom người nói, cảm ơn hiền thê dạy bảo, ta biết sai rồi. Được rồi, người nói sau thượng sách, nếu như không lấy thượng sách, vậy thì sử dụng cái này chung sách tốt rồi dù sao hôm nay ta đã đi đến con đường này, cũng không muốn lấy chính mình có thể sạch sẽ. Một câu hiền thê lại để cho quản dịch mặt hiểu được sắc, nữ nhân này, quả nhiên là thế gian một cực phẩm rồi, Trần Húc trong nội tâm thầm nghĩ lấy, khá tốt nàng không địch nhân là của ta. Mà hắn cũng biết quản dịch như vậy bày mưu tính kế, cũng là vì chính mình suy nghĩ, cảm thấy cảm động không thôi. Cái này thượng sách, ngược lại là nghịch phản trung hạ lưỡng sách mà đi. Quản dịch nghĩ nghĩ, nói, vật này mới có lợi, nhưng là đồng dạng cũng có chỗ hỏng, hơn nữa cuối cùng nhất kết quả là chỗ hỏng lớn hơn chỗ tốt. Ta vừa rồi nghĩ đến một việc, không biết ngươi cân nhắc qua không có. Cái gì? Chó điên là như thế nào đạt được loại này dược hay sao? Người khác đem loại này dược cho hắn mục đích là cái gì? Trần Húc gãi gãi đầu, cái này, chờ hắn tỉnh tự nhiên cũng sẽ biết. Không cần, ta ước chừng cũng có thể đoán được, có hai cái khả năng. Quản dịch tự tin mà nói, thứ nhất tự là khai phát loại này dược phẩm tổ chức cùng chó điên là có liên hệ, cho nên hắn lấy được loại này dược. Mà thứ hai nha, người phải biết rằng, nơi này là Las Vegas, nơi này là Las Vegas, loại này dược, cái khác tác dụng ta còn không có thấy tận mắt đến, nhưng là hôm nay lại biết nó một cái trọng yếu phi thường tác dụng. Dùng để bài bạc, quản dịch gật đầu, tối thiểu cũng có thể là một cái có trình độ cao thủ, cao thủ như vậy muốn thắng tiến, không phải từng sòng bạc đều có thể đỡ nổi đấy. Tại sòng bạc, người phải biết rằng đây là một việc phi thường bị kiêng kỵ sự tình. Trần Húc gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sòng bạc tuy nhiên là mở cửa đến việc buôn bán, nhưng có phải hay không máy rút tiền ATM? Nếu mà có được loại vật này lại để cho người bình thường có thể tiến hành huấn luyện biến thành một gã đổ thuật cao thủ, như vậy từng cái sòng bạc chỉ sợ tựu đều phải đóng cửa. Nếu như là điểm thứ nhất cũng là thì thôi, nhưng nếu như là loại thứ hai khả năng. Cái kia tản loại này dược nhân tâm tư muốn rất đáng được cân nhắc rồi. Quản dịch suy nghĩ một chút, cầm lên điện thoại trên bàn, bấm một cái bên trong dãy số nói, ta là quản dịch, hiện tại các ngươi đi thăm dò thoáng một phát, tháng gần nhất đến tất cả đại sòng bạc sinh ý tình huống. Điều tra thêm có phải hay không đột nhiên xuất hiện một đám đổ thuật cao thủ, nhất là trong lòng tính hòa nhớ bài năng lực phương diện siêu cường cao thủ. Đi thăm dò thoáng một phát, sau đó đem những người này tư liệu sửa sang lại thoáng một phát cho ta. Cúp điện thoại, quản dịch nói, chúng ta rất nhanh tự có thể biết đáp án rồi. Trần Húc có chút minh bạch ý tứ của nàng, người nói là có người nghiên cứu ra loại này dược vật mục đích là vì đối phó las vegas sòng bạc sao khả năng không lớn nếu ai dám làm như thế vậy hắn tự là muốn chết có thể ở las vegas mở sòng bạc hơn nữa lan tràn đến hôm nay cái nào không phải bối cảnh thâm hậu phú khả địch quốc cái này sòng bạc sinh ý liên lụy tới ngàn đầu vạn tự xa xa không chỉ biểu hiện ra xem khởi đến đơn giản như vậy ai chán sống dám đồng thời chuẩn bị cái las vegas sòng bạc sinh ý ta đây chỉ có thể nói người này hoặc là tựu là cái cực kỳ điên cuồng dân liều mạng, hoặc là chính là một cái ngu ngốc. Vậy ý của ngươi là phải, nếu như là bồi dưỡng đổ thuật cao thủ, loại này dược tựu không có lẽ cho chó điên bọn hắn ăn. Tại Las Vegas, còn nhiều mà đổ thuật trình độ cao cao không tới, thấp không xong người. Nếu thật là muốn bồi dưỡng cao thủ, lợi dụng loại này dược vật đề cao mạnh lòng của bọn hắn tính toán năng lực cùng nhớ bài năng lực, ta muốn, nếu như ta là phía sau màn người đầu tiêu, ta sẽ tuyển chọn một đám biểu diễn năng lực đặc cường, thì ra là đặc hội ăn trộm gà ra hỏa. Như vậy tính nhắm vào bồi dưỡng, khẳng định so chó điên như vậy có tiền đồ. Trần Húc đã minh bạch, đối phương mục đích khẳng định không phải là vì sòng bạc. Quản dịch nói không sai, cái này đầu chó điên tại uống thuốc về sau tuy nhiên trình độ tăng nhiều, nhưng cũng chỉ là mà thôi, cũng không phải là không hề sơ hở. Tối thiểu nhất, thằng này biểu diễn năng lực quá kém, nhiều khi ác chủ bài rất xấu đều ghi trên mặt, người như vậy, tiểu đà tiểu nháo có thể nhưng là muốn thông qua đánh bạc loại thủ đoạn này vội tới những này cao cấp sòng bạc chế tạo quá lớn phiền toái, chỉ sợ hắn còn chưa đủ tư cách. Nếu quả thật muốn bồi dưỡng đổ thuật cao thủ, vậy thì muốn dựa theo quản dịch nói. Dù sao có ít người tinh thông tại mánh khóe bịp người, có ít người tinh thông nhớ bài. Mà loại này dược có thể đề cao nhớ bài năng lực, hơn nữa những ngày kia sinh lừa đảo. Chật chật, đây mới là hoàn mỹ hợp tác tổ hợp à. Trong nội tâm của ta đã có so đo, nhưng là còn muốn xem kế tiếp điều tra kết quả quản dịch dừng thoáng một phát nói lão công có phải hay không muốn phát sinh cái đại sự gì rồi hả n như thế nào nói như vậy ít có nhìn thấy ngươi như vậy dáng vẻ khẩn trương quản dịch sâu kín thở dài nếu như loại này dược gần kề chỉ là như ngươi cùng chạm tinh nói như vậy sẽ để cho người nhiệt ngươi cũng không có lẽ khẩn trương như vậy a à? vật này cho dù có thể vạch nên là thuốc phiện thế nhưng mà thuốc phiện nhiều hơn cũng không gặp ngươi cùng người vị kia lão sư đem bắc mỹ cùng đông nam á cây thuốc phiện gieo trồng viên cho quét mất hả? như thế nào như vậy một thứ gì cho ngươi để ý như vậy đâu này nghe được hỏi như vậy lời nói trần húc ngây ngẩn cả người hắn khẩn trương được rồi là có như vậy điểm khẩn trương nhưng khẩn trương nguyên nhân cũng không phải bởi vì này loại thông minh dược mà là thế kỷ đại âm mưu bày kế còn có khai phát loại này dược vật châu utaro tổ chức tuy nhiên tiểu mẫn cùng trần phỉ đều nói cái này thế kỷ đại âm mưu bày kế là trái với quy tắc tồn tại nhất định bị thiên đạo chỗ gạt bỏ nhưng là như thế nào gạt bỏ. Ai đến gạt bỏ, nếu như là thiên đạo chính mình động thủ, hậu quả kia tự thật là đáng sợ, gạt bỏ tuyệt đối không chỉ là Taro cùng ích những tổ chức này, mà là toàn bộ nhân loại. Thiên đạo ca mới mặc kệ việc này là người nào làm đâu rồi, muốn trừng phạt, hắn liền trực tiếp trừng phạt toàn bộ văn minh. Thật giống như, đối với trước mấy lần địa cầu văn minh. Cho nên, theo đối với cái này thế kỷ đại âm mưu, bày kế xâm nhập hiểu rõ, Trần Húc càng phát ra cảm giác được thế giới này đại âm mưu, bày kế đem mang đến tai nạn vượt qua xa đơn giản như vậy mà hắn cái này nhân vật chính vì không bị thiên đạo gạt bỏ vì để cho chính mình cùng người bên cạnh mình cũng sẽ không bởi vì những người khác sai lầm mà chôn cùng hắn tự nhiên là sẽ đối cái này âm mưu bày kế phát triển phi thường quan tâm đây chính là nhân mạng quan thiên tối thiểu là mình mạng nhỏ quan thiên đại sự à hắn làm sao có thể đủ không khẩn trương bất quá hắn thật sự không biết trả lời như thế nào quản dịch vấn đề chỉ có thể hàm hồ suy đoán nói bởi vì chế tạo loại này dược vật tổ chức. N, nếu như ta đoán muốn không sai, hẳn là châu U một thứ tên là Taro, tổ chức. Taro, đúng vậy, lý bác sĩ trước kia tự là một phần của cái này cái tổ chức dưới trướng, loại này dược vật sơ kỳ nghiên cứu phát minh người, có lẽ thì ra là lý bác sĩ đúng vậy. Về sau bởi vì một ít nguyên nhân, lý bác sĩ làm phản rồi tổ chức, đầu phục thầy của ta. Kết quả nhắm chúng Taro đối với ta cùng lý bác sĩ triển khai ám sát, phái tới từng đợt rồi lại từng đợt sát thủ, thầy của ta vì cứu ta, rốt cục ra tay, xâm lấn hơn nữa tiếp quản toàn bộ nước Mỹ quân đội phòng vệ hệ thống. À, quản dịch bưng kín cái miệng nhỏ nhắn kinh hô, nguyên lai phụ thân nói, SMMS tiếp quản nước Mỹ quân đội hệ thống phòng ngự là thực, là có chuyện như vậy. Lão sư mệnh lệnh quân Mỹ xuất động, trực tiếp hủy diệt Taro dưới chướng một cái tổ chức sát thủ, cũng làm cho Taro buông tha cho đối với ta đuổi giết, song phương đã đạt thành một cái thỏa hiệp. Nhưng là rất rõ ràng, cái này thỏa hiệp chỉ là tạm thời. Nếu như Taro thực lực cường đã đến không cần e ngại lão sư uy hiếp thời điểm, chúng ta song phương chỉ sợ hay là muốn trở thành đối địch. Cho nên người lo lắng, Taro nghiên cứu ra loại này dược vật, sẽ sử dụng được bọn hắn khoa học kỹ thuật trình độ cao hơn một tầng. Có phương diện này nguyên nhân A, Trần Húc hàm hồ mà nói, dù sao, chuyện này cùng Taro là trốn không chốt mở hệ đấy. Loại này dược phẩm tuy nhiên theo trường viễn góc độ nhìn lại là tính nguy hại lớn hơn đạt được, nhưng là tại trong thời gian ngắn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bị chống lại. Ta cũng không phải lo lắng bọn hắn hội nghiên cứu ra giải dược, bởi vì loại độc phẩm này không có thuốc nào chữa được. Ta chỉ là lo lắng, tại loại này dược vật dưới tác dụng, 10 năm, taro khoa học kỹ thuật trình độ tối thiểu có thể bên trên 3-4 bậc thang. Như vậy, nói không chừng bọn hắn có thể có đối kháng lão sư ta vốn liếng. Muốn lên 3-4 bậc thang mới có thể đối kháng SMMS. Quản dịch khiếp sợ trong lòng có thể nói là tột đỉnh. Taro cái này cái tổ chức tuy nhiên thần bí, nhưng là cái kia cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói. Dùng quản dịch thân phận địa vị, tự nhiên là biết rõ cái này cái tổ chức tồn tại. Tuy nhiên không rõ ràng lắm cái này cái tổ chức chính giữa đến cùng có người nào, thế nhưng mà cái này cái tổ chức cường đại nhưng lại không thể nghi ngờ đấy. Mà ngay cả như vậy tổ chức, đều nếu so với SMMS kém hơn 3-4 bậc thang. SMMS thật là thần sao, nhưng quản dịch hay vẫn là không biết sự thật tình huống. Taro so về Trần Húc trong tay tư liệu tranh lệch, đâu chỉ là ba bốn bậc thang. Chỉ cần Trần Húc chịu đem một ít gì đó lấy ra, cặp kia phương ở giữa tranh lệch tựu là cách xa vạn dặm, thúc ngựa đều cản không nổi đấy. Trần Húc lời nói này vô cùng không thực, hắn căn bản lo lắng không phải Taro lớn mạnh, bởi vì 80 năm tranh lệch còn tại đó, chờ an sạch đảo kiến thành về sau, cái gì Taro, cái gì ít tổ chức, đều được đứng sang bên cạnh. Hắn lo lắng chính là thế kỷ đại âm mưu, bày kế, Taro phát triển tốc độ càng nhanh, khoảng cách thiên đạo trừng phạt lại càng gần. Chỉ là lời nói này, nhưng lại không thể nói ra miệng rồi. Ta hiểu được, quản dịch nói, Taro đích thật là một cái phi thường cường đại tổ chức, cho dù là gia tộc bọn ta, đối với tình báo của bọn hắn cũng chỉ là hiểu rõ tại mặt ngoài. Một hồi ta sẽ thông báo gia tộc người phụ trách, đem chúng ta bắt được có quan hệ Taro tư liệu toàn bộ cho ngươi, có thể sẽ có chút trợ giúp. Bọn hắn cuối cùng muốn trở thành địch nhân của ngươi, như vậy cũng cuối cùng chính là muốn trở thành địch nhân của ta rồi xem ra sau này đối với cái này cái tổ chức hay vẫn là cần tăng lớn điều tra độ mạnh yếu mới được nghe được quản dịch nói như vậy trần húc trong nội tâm cảm động không thôi đối với quản gia đại gia tộc như thế mà nói tùy tiện gây thù hằn nhất là dựng nên một cái cùng mình tương xứng địch nhân tuyệt đối không phải gia tộc phát triển phương châm nhưng là quản dịch lại bởi vì chính mình câu nói đầu tiên đem cái này tổ chức đánh thành quản gia địch nhân rồi tình như vậy nhị lại để cho hắn như thế nào báo đáp xem ra chỉ có thể liều cái tinh tận người vong rồi. Cảm giác được Trần Húc quái thủ không an phận tại trên thân chạy, quản dịch sẳng giọng đừng làm rộn. Người còn muốn nghe hay không thượng sách rồi, Trần Húc lúc này mới muốn, còn đang nói tránh sự đây này. Hắn lập tức làm ra một bộ khiêm tốn bộ dạng, kính xin lão bà đại nhân chỉ giáo. Quản dịch mắt trắng không còn chút máu, vừa vặn, ta cái này thượng sách vốn là kế hoạch tự là nhằm vào khai phát cái này dược vật cái tổ chức kia đến, hôm nay đến xem, ngược lại là đúng dịp. Như vậy, còn có thể cho Taro một cái đả kích chí mệnh, lại để cho bọn hắn trong vòng 10 năm, rốt cuộc trì hoãn bất quá khí đến. Người mới vừa nói, SMMS lão sư nghiên cứu phát minh dược vật, tại đề IQ cao phương diện so loại này dược vật còn mạnh hơn nhiều lắm, đồng dạng, tác dụng phụ cũng lớn, hơn nữa tác dụng phụ thời gian thấy hiệu quả tốc độ cũng nhanh nhiều lắm, vậy sao? Đúng vậy, Trần Húc gật gật đầu, loại thuốc này, dù sao dùng lão sư ta thuyết pháp, coi như là đầu heo, ăn hết nói không chừng đều có thể biết chữ. Đương nhiên, trên cơ bản 2-3 tháng tựu không sai biệt lắm treo rồi. Loại này dược vật hiệu quả, là dược hiệu càng cao, bị chết càng nhanh. Đã thành có quan hệ trực tiếp rồi, quản dịch nghĩ nghĩ, cái kia không biết SMS lão sư có thể không có thể khống chế thoáng một phát dược vật độc tính cùng dược hiệu, tốt nhất. Đem 3 tháng thời gian mở rộng đến 3 năm, nếu như là 3 năm, như vậy cái này dược vật dược hiệu ứng nên cũng sẽ không biết tranh lệch, vậy sao? Trần Húc trong nội tâm kế tính toán một cái, chỉ chỉ theo chó điên chỗ đó lấy được chai thuốc, nói, đại khái là loại này dược vật gấp 2-3 lần hiệu quả a. À, tự lấy vừa rồi chó điên mà nói, phục dụng loại này dược vật, tối thiểu có thể nhiều nhớ hơn 50 bài tẩy đấy. Cái kia nếu như nói, Taro tổ chức đã có được loại này dược vật, người đoán bọn hắn còn có thể hay không thỏa mãn, có thể hay không tiếp tục xuống khai phát, khai quật cái này dược vật tiềm lực. Ách, Trần Húc nghĩ nghĩ, ta đây còn thật không biết, nhưng là tối thiểu, nếu có loại này dược vật, công tác của bọn hắn hiệu suất có thể đề cao gấp 3 đã ngoài. Đến cho bọn hắn còn có thể hay không tốn lại đến làm xâm nhập nghiên cứu, ta không quá rõ ràng. Nhưng là chỉ sợ có rất ít người có thể ngăn cản được loại này hấp dẫn, bọn hắn nhất định sẽ sử dụng. Trần hút con mắt sáng ngời, ý của ngươi là, thông qua nào đó lại để cho bọn hắn tin được cách, đem loại này dược vật đưa vào taro bên trong. Dùng bọn hắn chỉ vì cái trước mắt cá tính, chỉ sợ sẽ lập tức bắt đầu phổ cập. 3 năm, chỉ cần 3 năm, tuy, bọn hắn tại trong 3 năm này, có thể có được tương đương thu hoạch, có thể sẽ tại một ít lĩnh vực đạt được đột phá tính tiến triển. Nhưng là 3 năm về sau, Taro đỉnh cấp nhà khoa học đem nguyên một đám chết bệnh, bọn hắn đỉnh cấp nhà khoa học đem sẽ xuất hiện một cái đứt gãy. Mà trên cái thế giới này, sẽ có bao nhiêu đỉnh cấp nhà khoa học? Tùy tiện chào một đám có tiềm lực nghiên cứu sinh, cho bọn hắn ăn hết loại này dược, trong 3 năm có thể trở thành đỉnh cấp sao? Tuyệt đối không thể có thể. Trần Húc quả quyết nói, khoa học nghiên cứu là một cái tri thức tích lũy cùng thiên phú cùng tồn tại chức nghiệp, không có đường tắt. Thông qua dược vật, có lẽ có thể tăng cường người trí nhớ, đại não tính toán năng lực, nhưng thì không cách nào gia tăng tri thức. Ba năm thời gian, cho dù sử dụng dược vật, cũng tuyệt đối không thể có thể đem một cái thái điều biến thành một cái kinh nghiệm phong phú nhà khoa học. Thực tế không có khả năng trở thành đỉnh cấp, bởi vì cái kia trong đó kinh nghiệm là không thể nào có đường tắt đấy. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, một chiêu này tựu là rút củi dưới đáy nồi à, cho Taro 3 năm cực tốc phát triển thời gian lại có thể thế nào. Nhưng là những cái kia đỉnh cấp nhà khoa học đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Những cái kia nhà khoa học, trên cơ bản từng cái đều tương đương với một quả đầu đạn hạt nhân, có một cái tổn thất cái kia cũng không cách nào vãn hồi đấy. 3 năm về sau, đem làm Taro những này đỉnh cấp nhà khoa học toàn bộ đều ở ra rắm rồi, bọn hắn khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn đem hạ thấp mấy cấp bậc chỉ dựa vào dược vật bồi dưỡng được đến nhân vật mới, làm sao có thể nhanh như vậy đón lớp. Cái này quả nhiên là thượng sách, rút củi dưới đáy nồi. Đã không có nhóm người này, Taro còn nói gì tiếp tục xuống nghiên cứu. Đương nhiên, loại phương pháp này cũng không phải đơn giản như vậy có thể thành công, trong đó có rất nhiều mấu chốt chỗ, cần phải thi cho thật giỏi lo, nhưng là, đây cũng là cho Trần Húc chỉ rõ một con đường. Có tâm tính vô tâm, thắng tỷ lệ rất lớn à. Đương nhiên, chiều này cũng hoàn toàn chính xác rất nham hiểm, cái này lại để cho Trần Húc khó tránh khỏi nhớ tới thiên long bát bộ chính giữa mộ dung bác. Cái kia mộ dung bác đem thiếu lâm 72 tuyệt kỹ sao làm bản sao cho cư ma trí, không phải là đồng dạng đạo lý sao. Trên sách cũng nói, cư ma trí lúc ấy tuy nhiên sinh nghi, còn cẩn thận kiểm tra rồi kinh trải qua cuốn lên có không độc dược, nhưng là kinh trải qua bên trên không độc, nhân tâm có độc. Cư ma trí một đời đại đức cao tăng, cuối cùng không có có thể tránh được như vậy gian kế. Vậy hắn Taro lại dựa vào cái gì có thể chạy thoát? Vừa nghĩ như thế, Trần Húc lập tức cảm giác toàn thân đều nhẹ nhõm xuống. Lúc này thời điểm điện thoại tiếng nổ, quản dịch tiếp gây ra dòng điện lời nói, ta là quản dịch. N, cha được đúng không? Tình huống như thế nào? Người nào? N, người nói đi. À, à, còn có hắn. Ta đã biết, tốt, người đem những này sửa sang lại một phần kỹ càng tư liệu sau mang lên cho ta. Cúp điện thoại, quản dịch nhìn xem Trần Húc cười nói, sự tình xem ra đã có kết quả rồi. Vừa rồi ta để cho thủ hạ đi thăm dò thoáng một phát, tại tháng gần nhất nội, có bảy cái nổi tiếng ăn chơi thiếu ra kể cả chó điên đột nhiên như thần linh phụ thể, tại từng cái sòng bạc chính giữa thắng không ít. a à, cũng không nhiều, tối đa một cái thắng hơn 3.000 vạn đô la, ta đoán chừng bọn họ là không dám thắng nhiều. Mà bảy người này, đều có một cái điểm giống nhau tựu là, nữ nhân này dừng thoáng một phát, cười nói, đều là rất nhiều đại gia tộc chính giữa thất bại đệ tử, trong đó cũng có chúng ta quản ra một tên tiểu tử. Điều này đại biểu cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, có người muốn lợi dụng những này thất bại, tương lai đều bị gia tộc phát cái mấy trăm vạn đô la phái phí tự xanh tự diệt lũ tiểu tử gây ra một ít chuyện đến. Vừa rồi chúng ta không phải đã nói rồi sao? Loại này dược rất dễ dàng lại để cho người nghiện, ta đoán muốn, có người cho bọn hắn những này dược, lại để cho bọn hắn vất một ít chỗ tốt. Ta đoán chừng những cái thứ này thì ra là vừa mới ra tay, hiện tại chỉ là nếm đến hơi có chút ngon ngọt. Hắc, cái này ngon ngọt nếm đến đã qua, muốn quên tựu khó khăn trần húc nhận thức thoáng một phát trong lời nói của nàng ý tứ ý của ngươi là nói có người dùng loại này dược cho chó điên bọn hắn kỳ thật mục đích là muốn khống chế bọn hắn sau đó ở gia tộc chính giữa gây ra một chút sự tình chỉ sợ là như vậy ta không tin trên cái thế giới này sẽ có người vô duyên vô cớ cho bọn hắn chỗ tốt bọn hắn ngoại trừ trên người lưu huyết không có bất kỳ có thể giá trị lợi dụng tóm lại chờ chó điên tỉnh lại chúng ta có lẽ sẽ biết n còn có người chúng ta đều xem thường hắn rồi quản dịch ngừng đầu, một chữ dừng lại, một trầu, dư lãng. Người này cũng là dập đầu dược đấy. Vừa rồi hắn còn chứa một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, đem chúng ta đều lừa gạt rồi. Người kia, Trần Húc cũng là cả kinh. Cái lúc này, điện thoại một hồi cuồng tiếng nổ, quản dịch tiếp gây ra dòng điện lời nói, ta là quản dịch. Cái gì, tốt, ta ngay lập tức đi xuống. Nhìn xem quản dịch sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, Trần Húc ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì, Chó điên chết rồi, chó điên đích thật là chết rồi, cái chết của hắn tương rất khó coi, nằm ở phòng trong góc, hai mắt trắng dã nhìn Trần nhà, mà ánh mắt của hắn, lỗ mũi, khóe miệng cùng trong lỗ tai, đều có máu tươi chảy ra. Thì ra là tục xưng thất khiếu chảy máu, cái chết cực kỳ khủng bố. Bên cạnh của hắn còn chạy đến một cái bình nhỏ, xem cùng trước khi Trần Húc thu được chính là cái kia trang thông minh dược cái chai giống như đúc, nhưng là bên trong lại không có vật gì. Quản dịch sắc mà thật không tốt xem nói, hắn là chết như thế nào? Có thể đẹp mắt mới là lạ, ai cũng biết cái này đầu chó điên khẳng định đã xong, thua gia tộc sản nghiệp 200 triệu đô la thiệt thòi không. Như vậy gia tộc như thế nào cũng không có khả năng buông tha hắn là, cho dù muốn đem chỗ hắn chết, đó cũng là đồng gia sự tình. Ngoại nhân nhất định là không có tư cách này, hắn dù sao cũng là đồng gia người, ở bên ngoài đại biểu đồng gia thể diện. Hắn cứ như vậy chết rồi, đồng gia mặt mũi hướng cái đó phóng. Hơn nữa đã bị chết ở tại quản gia trong sòng bài cái này đối với quản gia mà nói cũng không phải là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình nếu là hắn chết ở bên ngoài tùy tiện cái đó cái địa phương đều không sao cả hết lần này tới lần khác đã bị chết ở tại quản gia trong sòng bạc như vậy quản gia tự nhất định phải phụ nhận trách nhiệm thằng này rốt cuộc là chết như thế nào ai giết hắn đi tối thiểu muốn cho đồng ra một cái công đạo không có báo động chuyện lớn như vậy quản sự người không nói lời nào ai dám báo động quản dịch sắc mặt âm trầm Nghe bên cạnh một cái dùng sức lau mồ hôi trưởng phòng báo cáo tình huống, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu thư người đi lên dùng không lâu sau, dư lãng thiếu gia đột nhiên tới, nói hắn có việc muốn tìm đồng thiếu gia. Chúng ta không tốt ngăn đón hắn, cái lúc này đồng thiếu gia đột nhiên tỉnh, lại để cho dư lãng thiếu gia đi vào, đem chúng ta lưu ở bên ngoài. Sau đó một lát sau, đồng thiếu gia sẽ đưa dư lãng thiếu gia đi ra. Kế tiếp hắn chỉ có một người trong phòng, cũng không nói phải đi, cái gì cũng chưa nói. Thế nhưng mà lại một lát sau, đột nhiên chúng ta nghe đến trong phòng có ầm ầm động tĩnh, chúng ta hô vài tiếng, không nghe thấy trong phòng có đáp lại, cho dùng cái chìa khóa mở cửa đi vào, liền phát hiện đồng thiếu ra như vậy. Chó điên đã sớm tỉnh, vì cái gì không cho ta biết, cái này, cái kia trưởng phòng một đầu là đổ mồ hôi, trong nội tâm buồn khổ vô cùng. Hắn lúc ấy ngược lại là muốn nói cho quản dịch, nhưng là ngấm lại, cái này quản tiểu thư mang trở lại cái này tiểu nam sinh, giữa hai người như vậy thân mật, cái này Tiểu Nam sinh lại không âm thanh không lên tiếng, vừa tới đã giúp quản gia thắng 200 triệu đô la. Tiểu thư kia còn không muốn hảo hảo khao hắn thoáng một phát à? Xem hai người mắt đi mày lại, gây chuyện không tốt lên trên lầu trong phòng sẽ làm mấy thứ gì đó, lúc kia chính mình nếu một chiếc điện thoại đánh lên đi, trộn lẫn người ta thân mật, tiểu thư này trong nội tâm khẳng định khó chịu à. Chỉ là, lời này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng mặt, mượn hắn cái lá gan hắn cũng không dám nói ra. Khá tốt quản dịch không có ở vấn đề này bên trên làm nhiều dây dưa, kỳ quái mà nói, cái kia dư lãng lại tới làm gì. Các ngươi là nhìn xem chó điên đem dư lãng tống suất đến hay sao. Khi đó chó điên còn một chút sự tình đều không có. Đúng vậy, đem màn hình giám sát điều tra đến xem, tiểu thư, màn hình giám sát, màn hình giám sát hư mất, cái gì, vừa rồi chúng ta cũng có nghĩ qua sử dụng màn hình giám sát nhìn xem, nhưng là, đồng thiếu ra lại đem camera cho đập phá, ngay tại dư lãng thiếu ra trước khi đến, hắn tiếp cái điện thoại, sau đó sẽ đem camera cho đập phá. Loạn, phi thường loạn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cái này chó điên như thế nào lại đột nhiên chết đi. Xem hắn thất khiếu chảy máu bộ dạng, ngược lại có điểm giống cấp tính não chảy máu, chẳng lẽ là loại thuốc này, quản dịch nhìn nhìn trên mặt đất bình nhỏ, trong đầu hiện lên một màn màn ảnh, chó điên tự biết lần này mình chết chắc rồi, cho nên đem sở hữu tất cả dược nhất cổ tác khí đã ăn xong, có lẽ cái này dừa cùng thuốc ngủ đồng dạng, cần số lượng vừa phải phục dụng, mà duy nhất một lần phục dụng quá nhiều, sẽ cho đại não tạo thành tổn thương, sau đó tự chết lình bà lình bình rồi. Nói hắn như vậy là tự sát, gọi điện thoại cho yêu bác sĩ, lại để cho hắn trước tới, nghiệm qua thi về sau lại gọi điện thoại gọi cảnh sát tới lĩnh thi thể A. Quản dịch nhìn xem ghé vào chó điên bên cạnh thi thể nhìn tới nhìn lui trần húc, bất đắc sĩ thở dài nói, A húc, người thực đem làm chính mình là cô nan à, cái này thi thể có cái gì đẹp mắt hay sao? Trần Húc theo trên mặt đất bò, giày đặc thảm rất sạch sẽ, gục ở chỗ này cũng rất thoải mái, chỉ là bên cạnh có một người chết cảm giác cũng không phải là tốt như vậy rồi. Trần Húc vô ý thức vỗ vỗ tay, cười nói, hoàn toàn chính xác, thi thể một điểm rất khó coi, bởi vì này ra hỏa còn sống thời điểm cũng rất xấu, chết về sau thì càng xấu rồi. Nhìn nữa chỉ sợ biết làm ác mộng, chúng ta đi ra ngoài trước A. À. Về sau Trần Húc còn nhịn không được nói thì thầm, theo ta thấy hẳn là uống thuốc tự sát thằng này đoán chừng chính mình sống không lâu rồi, cho nên dứt khoát mình kết thúc. Bất quá loại này dược ăn nhiều về sau hội làm cho não bộ chảy máu cơn sốc tử vong sao. Ta còn thật không biết, xem ra cái gì dược cũng không thể ăn nhiều à. Nói là thì thầm, hết lần này tới lần khác thanh âm cũng không nhỏ, tối thiểu một phòng người cũng nghe được rồi. Nghe nói là tự sát, không ít người nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu, thằng này là mình muốn chết, hắn thua nhiều như vậy tài sản, hơn nữa rất nhiều tài sản cũng không phải thuộc về hắn mà là đồng gia gia tộc, hắn cứ như vậy thua, chỉ sợ là biết rõ sau này trở về nhất định phải đã bị xử phạt nghiêm khắc, cho nên vừa chết chi. Kết quả này, đồng gia có lẽ sẽ bất mãn, nhưng tối thiểu cũng là một cái công đạo. Về phần dư lãng đã tới một lần, ngược lại là không có người cảm thấy cái gì. Mặc dù mọi người đều muốn dư lãng cái lúc này đến chỉ sợ cùng cái này đầu chó điên chết có quan hệ, nhưng là mỗi người đều nhìn xem cuối cùng chó điên đem hắn đưa đi ra nói cách khác hắn thời điểm ra đi chó điên còn chưa có chết, cái này không có hiểm nghi rồi. Đương nhiên, cũng có khả năng là người này đem độc dược cho chó điên, chỉ là ý nghĩ này rất nhiều người cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không dám nói ra miệng bọn hắn cũng không phải sơ lốc hôm, loại này suy đoán hay vẫn là giao cho cảnh sát đến đây đi. Trần Húc lôi kéo quản dịch hồi lên trên lầu gian phòng, đóng cửa lại về sau, đột nhiên nở nụ cười thoáng một phát, nói, thật ác độc đích thủ đoạn, cái này chó điên không phải tự sát. Cái gì, Trần Húc lôi kéo nàng tòa hạ, ngồi xuống, cười nói, đúng rồi, ta thật đúng là đối với ngươi vài phần kính trọng rồi. Như thế nào, người chứng kiến thi thể kia, một chút cũng không sợ sao. Quản dịch cao mày nói, có cái gì phải sợ, cái kia chó điên còn sống thời điểm ta còn không sợ, chết ta có cái gì phải sợ hay sao. Dừng thoáng một phát, nàng mới nói, kỳ thật ta từ nhỏ chỉ thấy qua người chết. Gia tộc vì huấn luyện nhận ca lòng người tố chất, đã từng đem ta tại nhà xác ở bên trong quan qua một hồi, của ta bên cạnh đều là tử thi. Không thể nào, Trần Húc ngược lại hít một hơi hơi lạnh, như vậy biến thái phương pháp huấn luyện. Ai nghĩ ra được, khi đó người bao nhiêu, 7 tuổi, đây là không có biện pháp sự tình. Quản dịch hiển nhiên không muốn để cái đề tài này, từ nhỏ ta tiếp nhận giáo dục tự là, đứng tại vị trí của chúng ta, hai tay không có khả năng không có huyết tinh. Nếu như ngay cả người chết đều sợ, cái kia ở đâu xứng làm một gia tộc tộc trưởng. Tốt rồi, không nói cái này, người mới vừa nói chó điên không phải tự sát. Là người khác giết, chẳng lẽ là cái kia dư lãng, người vừa rồi ở dưới mặt tại sao không nói. Cái này rất rõ ràng à, Trần Húc cười nói, phục dụng loại này dược vật hoàn toàn chính xác có thể sẽ làm cho não tử vong, nhưng là chết kiểu này ở đâu là như thế này hay sao? Bị chết thất khiếu chảy máu khủng bố như vậy, hơn nữa không riêng có huyết, ta nhìn kỹ thoáng một phát, ngoại trừ huyết bên ngoài còn có màu vàng não dịch. Cái này đã nói lên, người này là bị người dùng một loại rất âm độc nặng tay pháp trục chết đấy. Tình huống cụ thể ta còn không phải rất rõ ràng, nhưng là đầu của hắn cốt không có vỡ, ta cũng không biết loại thủ pháp này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta muốn thỉnh giáo một hạ Nam Cung Lam. Nam Cung Lam, quản dịch tự nhiên nhận thức cái này bắt quái môn thiếu chủ, đồng thời nàng cũng nghe ra Trần Húc y tứ, cả kinh nói, người nói là. Võ thuật, hắn là bị người chụp chết hay sao? Chỉ sợ là không sai, Trần Húc đem tiểu mẫn làm ra kiểm tra báo cáo tại trong lòng sửa sang lại thoáng một phát, nói ra, người đại não rất kỳ lạ, ta tuy nhiên không có biện pháp thông qua giải phẫu được ra cụ thể kết quả, nhưng là thô sơ giản lược kiểm tra, lại phát hiện thằng này não bộ đã bị bị thương, hơn nữa là mới thương. Chảy máu não người biết không, loại này bệnh đến vô cùng nhanh, phát bệnh thời gian khả năng chỉ có mấy phút hoặc là mấy giờ, người tựu sẽ đi qua rồi. Trễ phát hiện, căn bản không kịp cứu giúp, chó điên là não bộ bị thương, chảy máu não cái chết. Nếu như ta suy đoán đúng vậy, chỉ sợ sẽ là dư lãng người này. Hắn trong phòng thời điểm đối với chó điên rơi xuống ra tay ác độc, nhưng là chó điên chính mình chỉ sợ đều còn không biết. Cho nên ta suy nghĩ thủ đoạn của hắn, hẳn là cái loại này rất âm nhu độc thủ, tự giống như vậy. Trần Húc đưa tay sờ thoáng một phát quản dịch đầu, ngươi làm gì, quản dịch đột nhiên bị đánh một cái, tuy nhiên một chút cũng không đau, nhưng lại lại để cho suy nghĩ bên trong đích nàng cả kinh, bất quá lập tức nữ nhân này sẽ hiểu Trần Húc ý tứ, một thân tóc gáy cũng nhịn không được tạc khởi, người nói là, hắn cứ như vậy nhẹ nhàng sờ soạn thoáng một phát chó điên đầu, chó điên tựu chảy máu não rồi hả? Chỉ sợ là như vậy, Trần Húc gật đầu nói, ta từng theo Nam Cung Lam thảo luận qua võ thuật. Biết rõ tại rất nhiều lưu phái chính giữa, đều có loại này âm nhu độc thủ. Đương nhiên, loại thủ pháp này là cấm kỵ, không thể đơn giản sử dụng đấy. Nhưng là nếu muốn cử trọng nhược khinh, chỉ sợ cũng không phải kiện chuyện dễ dàng cho nên vừa rồi ta ở dưới mặt đem việc này hàm hồ mang qua. Bởi vì, nếu quả thật chính là dư lãng đã hạ thủ, cái kia trên tay hắn công phu. Có thể nói khủng bố rồi, quản dịch nghĩ nghĩ, nếu có người tùy ý sở thoáng một phát có thể đưa người vào chỗ chết, cái kia hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Kinh khủng hơn chính là hắn sờ qua về sau, người còn không phải tại chỗ tử vong, còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể chết, cái này kinh khủng hơn rồi. Cái này chẳng khác nào cho mình chế tạo không tại chàng chứng minh à chảy máu não cũng gọi là não chảy máu chính là như vậy một loại rất đáng sợ trí mạng tật bệnh hoặc là nói là tổn thương có chút lão nhân tuổi già hội nhiễm bệnh làm cho chảy máu não cũng có chút người đầu không cẩn thận lọt vào va chạm lúc ấy không có việc gì có thể qua một thời gian ngắn về sau nhưng lại chết rồi cũng là bởi vì lúc ấy đã bị va chạm lúc não bộ đã bị tổn thương bên trong bắt đầu chảy máu nếu như miệng vết thương không lớn chảy máu tốc độ chậm chạp người lúc ấy tối đa cũng tự là cảm giác được tráng váng đầu buồn nôn thế nhưng mà qua một thời gian ngắn chảy máu lượng đạt tới trình độ nhất định lúc cái kia cứu giúp đều cứu giúp không đến rồi thế nhưng mà nếu như là dùng nhân lực làm được một bước này cái kia tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì tình huống chi còn muốn đem độ mạnh yếu khống chế được không thể một cái tát đem hắn đập chết rồi rồi lại muốn cho hắn não bộ chảy máu như vậy thủ pháp thật là đáng sợ cho nên Người về sau gặp được cái kia dư lãng ngàn vạn phải cẩn thận, N, tại Las Vegas trong mấy ngày này. Ta không tại người bên cạnh, người ngàn vạn không muốn cùng hắn tiếp cận. Còn có, song bạc người chính giữa, ngoại trừ tâm phúc của người bên ngoài, những người khác cũng không thể tin tưởng, nhất là vừa rồi dưới lầu có một cái mặt hình cầu, có chút béo bồi bàn, ta có thể khẳng định, tên kia là nội gian. Nội gian, đúng vậy, vừa rồi ta kiểm tra thi thể thời điểm, kỳ thật hay vẫn là tại chú ý đến mọi người biểu lộ ta kiểm tra thi thể thời điểm ngươi đang nói chuyện, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người của ngươi, chỉ có tên kia một mực tại lén lút xem ta, trong lòng của hắn rất khẩn trương. Hơn nữa người ngẫm lại, chó điên vừa rồi đột nhiên động kinh, bị mang lên bên cạnh gian phòng, nhưng là ở đâu trong phòng, dư lãng làm sao mà biết được. Hắn vừa rồi không đều đã đi rồi sao, cho dù hắn điện thoại cùng chó điên liên hệ, chó điên trong phòng, hắn nào biết được mình ở cái nào trong phòng à. Cho nên, nhất định là có người nói cho hắn biết đấy còn có, cái bình thuốc kia, chai thuốc, đã cho điên vô cùng có khả năng là bị dư lãng chụp chết, dù sao hắn không phải mình tự sát, cái kia tại hắn bên cạnh thi thể cái bình thuốc kia xuất hiện không phải là rất kỳ quái sao. Cái bình thuốc kia, rõ ràng tự là tại chế tạo một ngày nghỉ giống như, hắn là uống thuốc cái chết. Nhưng chó điên rõ ràng không phải uống thuốc tự sát, cái này chai thuốc là ở đâu ra? Cái này, rất rõ ràng à, chính là tiểu mập mạp thừa dịp tất cả mọi người vào nhà thời điểm, vụng trộm vứt trên mặt đất đấy. Người muốn à, đẩy môn, phát hiện chó điên vậy mà chết rồi, tất cả mọi người tâm hoảng ý loạn luống cuốn tay chân, ai còn hội chú ý tới một cái nho nhỏ chai thuốc. Vậy ngươi vừa rồi ở dưới mặt chưa nói, cũng là bởi vì sợ bị nội gian nghe được. a à, muốn ở trước mặt ta diễn kịch, bọn hắn còn non được vô cùng. Trần Húc cười hắc hắc, nếu như ta đoán không sai, cỗ thi thể này bỏ vào cục cảnh sát, chỉ sợ không được bao lâu cũng sẽ bị người cho đánh cháo hoặc là hủy diệt. Cái kia, Ta hiểu được, quản dịch mới vừa rồi bị trần hút một phe nói đầu óc có chút hồ đồ, nhưng nữ nhân này cực kỳ thông minh, lập tức tự suy nghĩ cẩn thận mấu chốt, cười nói, cái kia chúng ta muốn thừa lúc hung thủ đánh cháu hoặc là hủy thi trước khi tiên hạ thủ vi cường. M lịch 5 ngày mùng 3 Tết, thì ra là sự tình phát sau đích ngày hôm sau. Las Vegas cảnh thự phòng chứa thi thể đột nhiên đã xảy ra cùng một chỗ bạo tạc sự kiện, đáng thương đậu ở chỗ đó rất nhiều cổ thi thể bị tạc được hoàn toàn thay đổi. Sau đó căn cứ điều tra là vì cảnh tự khí than tiết lộ làm cho bạo tạc. May mắn không có người sống thương vong, cho nên chuyện này đã bị trở thành một lần chuyện ngoài ý muốn. Thật ác độc đích thủ đoạn, tại Las Vegas một gian mật thất chính giữa, quản dịch Trần Húc, Nam Cung Lam, còn có một gã người da trắng bác sĩ chính vây quanh một cỗ thi thể chỉ trỏ. Nói thực ra Trần Húc thật đúng là bội phục quản dịch, chứng kiến như vậy thi thể, hắn tuy nhiên đã gặp rồi, cũng tự tay giết qua người, có thể nhưng trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái nhưng nhìn xem nữ nhân này vẻ mặt hoảng như vô sự nam cung lam là rất lâu không gặp bây giờ nhìn thằng này khí độ ngược lại là càng thêm trầm ổn rồi trước khi trần húc đưa hắn bộ kia tập thể dục theo đài thể thuật dạy cho nam cung lam xem ra hắn không ít ở phương diện này hạ khổ công hiện tại thằng này thực lực có lẽ rất có tiến bộ a à. một chiêu đả thương địch thủ miệng vết thương rất nhỏ đầu lâu cơ hồ không có rõ ràng vết thương đã qua hơn nửa canh giờ về sau chúng chiêu người mới tử vong thằng này là cái cao thủ hơn nữa loại thủ pháp này cực kỳ âm độc trần húc hỏi cao thủ so về ngươi như thế nào đây còn không rõ ràng lắm chỉ là theo điểm này không cách nào phán đoán bất quá như ta thấy các ngươi ngược lại là cũng không cần lo lắng quá mức thằng này nếu quả thật luyện đến cái loại này ra tay vô hình cảnh giới cũng không trở thành lưu lại như vậy dấu vết rồi nam cung lam nói các ngươi xem chảy máu khẩu là ở cái ót chỉ sợ là thằng này cố ý tìm cái lý do đánh cho người chết một cái tát dùng chính là tay trái a à, nói như vậy chó điên có lẽ có cái gì tay cầm bị dư lãng nắm rồi nếu không dùng tính tình của hắn bị đánh một cái tuy nhiên lúc ấy hắn không biết hội trí mạng nhưng là một tát này khẳng định cũng là vỗ hỗn loạn hắn vậy mà không có kêu to đại náo nói rõ ở trong đó khẳng định có vấn đề quản dịch cùng trần húc liếc nhau đồng đều nhớ tới trước khi điều tra xong bạc tình huống dư lãng cùng chó điên quan hệ trong đó không có đơn giản như vậy các ngươi nói cái này thương là người cố ý đánh chính là no, 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 điều này sao có thể đâu này, người cho rằng hung thủ sẽ là thượng đế sao, bên cạnh cái kia ngoại quốc bác sĩ đột nhiên mở miệng, người làm sao có thể có lớn như vậy khí lực đâu này. Hoặc là, đó là một ngoài ý muốn, là hai người kia đã xảy ra tranh chấp, hung thủ quạt người chết một bạt tai, trong lúc vô tình lại đưa hắn não bộ đánh chính là chảy máu. Tại ca bệnh chính giữa có từng thấy cái này một loại tình huống, đây là ngộ sát mấy người liếc nhau đều cảm thấy không cách nào cùng cái này người nước ngoài câu thông nếu như trước khi nói đây là ngộ sát cũng là mà thôi nhưng là ngộ sát giải thích như thế nào trên mặt đất bình nhỏ lại giải thích như thế nào của cảnh sát phòng chứa thi thể bị tạc nếu như không phải quản dịch sớm ra tay phái người đem thi thể trước làm ra đến chỉ sợ lúc này thời điểm duy nhất căn cứ chính xác theo cũng không có bất quá có một điểm quản dịch cũng không hiểu tại tư liệu của nàng chính giữa cái kia dư lãng chính là một cái ngồi ăn rồi chờ chết quần là áo lượt, hắn địa vị so chó điên còn thấp hơn. Như thế nào trong vòng một đêm, thằng này đột nhiên trở thành võ lâm cao thủ. Đây không phải quá kỳ quái sao, quản dịch lấy tới một sấp văn kiện, rút ra mấy tấm hình, căn cứ tư liệu của tôi, không giống như là cái này dư lãng làm. Bởi vì xa không nói, ngay tại một năm trước, thằng này tại trong quán rượu uống rượu, kết quả bởi vì tranh giành chuyện của nữ nhân cùng bản địa một cái tiểu bang hội thủ lĩnh chống lại rồi, cái kia tiểu đầu mục căn bản không biết dư lãng, cho nên cùng hắn đánh đập tàn nhẫn, bọn hắn nhiều người, dư lãng lúc ấy bị đánh đích hấp hối, cơ hồ muốn tắt thở rồi, cuối cùng đưa vào trong bệnh viện cứu giúp mới đại nạn không chết, nhưng là ở nhà tu dưỡng hơn phân nửa năm, thẳng đến gần đây mới trở lại Las Vegas. Nếu như hắn có tốt như vậy công phu, nơi nào sẽ bị một đám tên côn đồ đánh thành như vậy? Trần Húc cúi đầu xem ảnh chụp, đây là lúc ấy gặp chuyện không may về sau có chuyện tốt phóng viên, còn có hậu đến cảnh sát chụp được đến ảnh chụp trên tấm ảnh đã nhìn không tới dư lãng bộ dạng rồi người kia bị đánh ních đầy mặt và đầu cổ toàn thân là huyết một chi tay rủ xuống ở bên ngoài trên tay cũng đầy là máu tươi nghe nói lúc ấy ra tay đám người kia đặc biệt ngoan độc bọn hắn một đao đem dư lãng tay trái gân tay cho chọn lấy nếu như không là cảnh sát đi sớm hắn mặt khác một chi tay chỉ sợ cũng không giữ được gân tay tay trái chân hút trong đầu đau khổ suy tư sau đó đột nhiên à quát to một tiếng, không đúng. Tay trái, tay trái, Trần Húc trong đầu nhanh chóng đã hiện lên vừa rồi ván bài lúc hình ảnh, khi đó dư lãng tâm tư một mực không có đặt ở ván bài lên, mà là thường xuyên tại chầm chầm vào tay trái của mình. Chi kia tay trái, trắng muốt như ngọc, lúc ấy Trần Húc đã cảm thấy kỳ quái, tay có cái gì đẹp mắt hay sao? Nhưng là, vừa rồi nhìn cái kia trên tấm ảnh, dư lãng bị chặt máu tươi đầm đìa bộ dạng, Trần Húc phát hiện một việc cái này trên tấm ảnh người nọ rủ xuống đến cái kia chi tay trái tuy nhiên là một mảnh huyết nhục mơ hồ bộ dạng nhưng là cái kia trên tay làn da nhưng lại lại tháo vừa đen nhưng là hiện tại tay trái của hắn nhưng lại trắng nõn hình như là thiếu nữ cái này đại không đúng à còn có nam cung lam vừa rồi cũng nhìn hơn nữa tên kia ngoại quốc bác sĩ cũng làm đồng dạng phán đoán chó điên trên đầu thương là bị người dùng tay trái từ sau não đập đi gây nên thương đấy nói cách khác hung thủ dùng đúng là tay trái Đem làm những này manh mối liên lạc với cùng một chỗ về sau, Trần Húc nhịn không được phỏng đoán, cái này dư lãng tay trái, chỉ sợ sẽ là mấu chốt của vấn đề chỗ. Trần Húc đem ý nghĩ của hắn nói ra về sau, Nam Cung Lam Lâm vào trầm tư, bởi vì tại hắn xem ra, đối phương nếu là cố ý, cái kia võ công thật là cao đáng sợ, coi như là hắn Nam Cung Lam chính mình, tại sử dụng ám kình dưới tình huống tuy nhiên có thể làm được, nhưng là muốn khống chế cái kia sao tinh tế lại cũng không đơn giản. Nhưng là thằng này trước khi còn rõ ràng tự chỉ là củi mục, hơn nữa gần tay còn bị đánh gãy rồi, hôm nay như thế nào sẽ có được như vậy thực lực khủng bố đâu này. Trần Húc cùng Nam Cung Lam liếc nhau, đồng đều cảm giác đắc vấn đề ngay tại dư lãng trong tay trái, Nam Cung Lam trầm ngâm một hồi, nói, ta ngược lại lúc trước nghe ra tộc trưởng bối nói về một ít võ lâm kỳ văn, tại thanh triều những năm cuối, vân Nam khu thì có một chi rất che giấu môn phái, bọn hắn độc xa trưởng phi thường lợi hại, thậm chí có thể dùng ác độc hai chữ để hình dung, truyền thuyết, chỉ cần bọn hắn chi kia độc thủ sờ đến người thân thể, là có thể làm cho đối phương chúng độc không dậy nổi. Bất quá, xem cỗ thi thể này, cũng không có bất kỳ dấu hiệu chúng độc à. Trần Húc đã đến hứng thú, độc xa trường, có phải hay không cùng trong truyền thuyết thiết xa trường đồng dạng, bắt tay tại hạt cát bên trong dùng sức cọ, bất quá dùng chính là độc xa. a à, người vậy thì chỉ là tin vỉa hè mà thôi. Nam Cung Lam cười nói, đừng nói là độc xa, coi như là bình thường sắt xa khoáng, một cái đại người sống bắt tay ở bên trong chọc vào đến cắm tới, cái kia thiết xa trưởng không có luyện thành, tay đã sớm phế đi, trên thực tế, bọn hắn luyện thiết xa trưởng người, tay ngược lại sẽ so với người bình thường còn muốn non mềm một ít, bởi vì như loại này chính quy môn phái, đều có bí chuyện rượu thuốc, mỗi ngày cũng là muốn bắt tay đặt ở dược trong rượu phao ngâm nếu như là độc xa, càng không khả năng, rất nhiều nọc độc đều là thông qua huyết dịch lây bệnh. Tay tại độc xa bên trong chọc vào đến cắm tới, nhất định sẽ rách ra, khi đó nọc độc sẽ theo huyết dịch chảy vào trái tim, nào có như vậy luyện pháp. Dừng thoáng một phát, Nam Cung Lam nói tiếp, bất quá, ta nghe trong môn trưởng bối nói, môn phái kia độc xa trưởng, nghe nói là đem một chi để tay tại đặc chế nọc độc ở bên trong ngâm, cuối cùng luyện một chi trên tay đều là độc, cho nên môn phái kia công phu, nhưng này độc xa trưởng quá mức lợi hại, kể đến người tựu sẽ khiến người chúng độc, bất quá, loại này mưu lợi pháp môn, cuối cùng cũng không võ học chính đạo. Trần Húc trầm ngâm một chút, Người nói, chúng ta quang ở chỗ này suy đoán cũng không làm nên chuyện gì, Nam Cung Huynh có hứng thú hay không cùng tiểu đệ làm một hồi bắt cóc hoạt động. Trần Húc xoa xoa tay, trong mắt cũng đầy là chiến ý. Phải biết rằng, Trần Húc hiện tại miến cứng coi như là một cao thủ rồi, đột nhiên gặp được như vậy một cái chẳng ra cái gì cả cao thủ, Trần Húc trong lòng hảo thắng tâm đã bị kích phát. Không được, Nam Cung Lam còn không có trả lời, quản dịch tự lối ra ngăn cản, nàng tự nhiên biết rõ Trần Húc muốn làm gì, vội la lên, nếu như dư lãng chi kia tay trái thật sự có vấn đề, ta sẽ không để cho ngươi đi, như vậy quá nguy hiểm. Vạn nhất ngươi bị hắn sờ truy cập, có cái gì không hay xảy ra đấy. Không được, ta tuyệt đối không đáp ứng. Nam Cung Lam nhìn quản dịch liếc, bật cười nói, Trần Húc huynh đệ, ngươi hay vẫn là đừng đi rồi. Cho dù cái thằng kia tay trái lợi hại vô cùng, có thể hắn cũng chưa chắc có thể mò được đến ta. Ngươi mà lại chờ ở tại đây, như thế bọn đạo trích, ta một người đi cũng đủ để dễ như chờ bàn tay rồi. Cái này Trần Húc không muốn, như vậy sao được? Ta nói Nam Cung Huynh, ta biết rõ người kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng là sự tình này một người dù sao không bằng hai người chiếu ứng lẫn nhau. Bằng không thì ta mỗi lần tìm người hỗ trợ, đều là chuyện nguy hiểm như vậy, nếu người có cái gì sơ suất, trong nội tâm của ta cũng băn khoăn. Nam Cung làm cười to, nguy hiểm, mới được là kích thích đấy. Tại nơi này hòa bình niên đại, chỉ sợ cũng chỉ có với người cùng một chỗ mới có thể gặp đến như vậy kích thích việc hay, Ngươi không bảo ta, ta đây mới chịu oán ngươi đây này. Trần Húc nhìn về phía quản dịch, lão bà, ta biết rõ ngươi lo lắng ta, nhưng là ngươi yên tâm, có ta cùng nam cung hai người, lường trước cái kia dư lãng cho dù luyện chính là độc xa trưởng thì như thế nào. Cùng lắm thì ta một thương trước phế bỏ hắn cái kia chi tay. Lão bà, có một số việc nam nhân muốn đi làm, tuy nhiên biết rõ nguy hiểm, có thể hay là muốn đi. Ta biết rõ ngươi quan tâm ta, nhưng là tại có một số việc lên, ngươi cũng đừng có kiên trì ngươi phản đối ý kiến rồi nhìn xem Trần Húc trong mắt chăm chú, quản dịch khẽ cắn môi, rốt cục nói, được rồi, người đi đi. Bất quá, muốn Douglas cùng các người cùng đi, Douglas coi như là Trần Húc cùng Nam Cung Lam người quen cũ, quản dịch như vậy an bài tự nhiên cũng không gì đáng trách, Trần Húc suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng. Douglas gặp lại Nam Cung Lam lúc cũng thật cao hứng, năm đó mế ngóa Đức muốn hành thích Trần Húc thời điểm, hắn hai người tại Trần Húc sau lưng khách mời bảo tiêu, nói lý ra tự nhiên cũng luận bàn qua, Nam Cung Lam thực lực lại để cho Douglas phi thường bội phục, cũng theo trên người hắn phủ nhận Trung Quốc công phu chỉ là động tác võ thuật đẹp, thực chiến không chịu nổi một kích nghĩ cách. Mục tiêu tại trạng vạn tối 7 giờ đồng hồ lúc hãy tiến vào bên cạnh ghế lô, đến bây giờ một mực không có đi ra. Trần hút cùng Douglas, Nam Cung Lam ba người tại Las Vegas một nhà hộp đêm ghế lô chính giữa, nhìn xem Douglas cầm trong tay lấy tiểu nhân máy giám thị, nghe Douglas cái này chuyên nghiệp nhân sĩ an bài. Máy giám thị là Douglas đã sớm thiết tốt, mục đích đúng là vì giám thị dư lãng hướng đi. Đang giám thị khí lên, có thể chứng kiến cái kia ghế lô chính giữa một mảnh đống bừa bột, dư lãng đang tại cùng một ít các tiểu đệ uống rượu quẩn tu tì, bên cạnh nữ người trên người chúng trên cơ bản đều đã không có vài món có thể che giấu quần áo, toàn bộ phòng chính giữa trướng khí mù mịt. Đây là bọn hắn một lần rất bình thường tụ hội, Douglas nói, ở chỗ này lưu ăn chơi chắc tác, một tuần lễ tối thiểu có 5 ngày thời gian là như thế này vượt qua, rượu ngon, mỹ nữ, tại cái thành phố này chỉ cần có tiền có thể hưởng thụ đến hết thảy. Nam Cung làm giống như không thế nào dám xem những cái kia y phục trên người cơ hồ bị lấy hết nữ nhân, nhưng đầu nói, chính giữa cái kia tựu là dư lãng. N, tay trái của hắn bên trên đeo ra cái bao tay, phải tay lại không có. Nói không chừng tay trái của hắn thật sự có vấn đề. Về phần những thứ khác những nam nhân kia, thân phận của bọn hắn khả nghi sao? Có lẽ không có vấn đề. Douglas nói, phải biết rằng tại nơi này tội ác chi thành, Tràn đầy muôn hình muôn vẻ mọi người. Những cái thứ này đều là xã hội tầng dưới chót nhất cặn bã, ngoại trừ hội lấy mạnh hiếp yếu bên ngoài không có một chút tác dụng. Nhưng là những con nhà giàu này nhóm, đám bọn họ thường thường tựu cần nếu như vậy tùy tung, cho nên thấy nhưng không thể trách rồi. Trần húc lười biếng bưng chén rượu lên uống một ngụm, chúng ta lúc nào ra tay? Người ở đây quá nhiều, chờ bọn hắn giải thể chúng ta tự cùng đi ra ngoài động thủ. N, không biết tên kia tay trái đến cùng có cái gì cổ quái. Còn có tay phải của hắn có phải hay không cũng có cổ quái. Một sẽ động thủ thời điểm coi chừng, tốt nhất không muốn tiếp xúc đến tay của hắn, trực tiếp đánh ngất xỉu nhét vào ô tô dương phía sau ở bên trong đi. Nam Cung Lam cùng Douglas cùng nhau gật đầu, Douglas nói, ta dẫn theo súng gây mê đến, muốn chỉ chốc lát trực tiếp cho hắn một thương. Trần Húc suy nghĩ một chút, một có thể như vậy, ta đoán chừng tiểu tử này là muốn dẫn nữ nhân đi ra ngoài, một hồi tới cửa, ta lái xe đi theo hắn sau đó cố ý tìm một chỗ vắng người đánh lên xe của hắn. Khi đó Nam Cung Lam người đã đi xuống xe đi theo hắn lý luận, đắc người cho hắn một thương. Nếu có ngoài ý muốn, Nam Cung huynh người muốn tại trước tiên đem tiểu tử này đánh ngất xỉu, không cần sợ hạ nặng tay, chỉ cần cho hắn lưu khẩu khí là được. À, còn có hắn mang nữ nhân, cùng một chỗ đánh ngất xỉu. Không có vấn đề, đắc cười cười, người làm như vậy, tự không sợ đắc tội dư ra. Trần Húc cười hắc hắc, người hoa tứ đại gia tộc à, Ta đương nhiên không dám vì tiện đắc tội. Bất quá, ai biết việc này là chúng ta làm hay sao? Nơi này chính là tội ác chi đô à, gặp được cái bắt cóc, loại chuyện này quá bình thường. À đúng rồi, Trần Húc đột nhiên rất hèn mọn bị ổi cười, chúng ta cũng không thể ở chỗ này làm chờ xem, Nam Cung huynh, muốn hay không gọi hai cái muội muội tiến đến chơi đùa. Ngươi là ưa thích mèo lông vàng đây này còn là ưa thích á châu nữ hài. Đi chết, Nam Cung làm cho hắn cái khinh khỉnh, coi chừng ta nói cho quản dịch nói ngươi đến hộp đêm tới gọi muội muội chơi. Trần Húc Sáng tươi cười lập tức chết cứng tại trên mặt. 12 điểm 10 phân, bên cạnh đám người kia xem bộ dáng là đùa đã đủ rồi, nguyên một đám say khướt đứng, dư lãng xem ra rượu không có uống ít, cũng không có trước khi ván bài bên trên trầm ổn, ngược lại đúng như là quản dịch theo như lời thằng này có thể tùy tiện khi dễ. Xem bộ dáng kia của hắn, đã biết rõ cái gì gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Thằng này say khướt gác ở một cái tóc vàng nữ hài trên người, nữ hài một mực dìu hắn đi ra ngoài đi ra bên ngoài hắn cái kia chiếc Lamborghini trên xe đua. Xem bộ dáng kia của hắn, đã biết rõ hắn căn bản không đem rượu sau lái xe đem làm chuyện quan trọng. Lamborghini đã phát động ra, mà ở nó sau lưng, một cỗ tại Las Vegas rất thông thường xe Ben cũng đã phát động ra, cùng ở phía trước xe thể thao sau lưng. Lamborghini tại Las Vegas rộng rãi trên đường phố hung hăng càn quấy mạnh mẽ đâm tới, gây từng đợt minh địch thanh, Trần Húc vẫn theo thật sát chiếc xe kia đằng sau. Theo mấy cái phố về sau, cuối cùng đã tới một cái không có người nào trên đường cái, tại đã qua đèn đỏ, xác định chung quanh không có camera về sau, trần hút một dẫm chân ga, chạy băng băng Mercedes-Benz, động cơ phát ra cường đại tiếng oanh minh, chạy băng băng Mercedes-Benz vô cùng thân mật đâm vào phía trước Lamborghini trên mông đít. Oh shit, Lamborghini ngừng lại, dư lãng nổi giận đùng đùng theo trên xe nhảy xuống, vừa rồi trúng gió lại để cho đầu óc của hắn thanh tỉnh điểm, đi khởi đường tới cũng không phải như vậy lung la lung lay rồi con mẹ nó ngươi không có mắt à nam cung lam cho trần húc một cái ánh mắt xuống xe hướng về phía dư lãng từng cái à à giống như hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói như vậy cái lúc này douglas đã đem súng gây mê theo ô tô cửa sổ vươn ra nhắm ngay dư lãng bờ mông xít ngươi muốn chết phải không dư lãng uống nhiều rượu phải tay mang theo nam cung lam cổ áo trần húc trong tay cũng lấy ra thương gắt gao chầm chầm vào tay trái của hắn bởi vì này ra hỏa uống rất nhiều có trời mới biết hắn có thể hay không rượu kính thượng cấp dùng hắn kinh khủng kia tay trái cho Nam Cung Lam đến truy cập. Tuy nhiên còn không biết cái kia tay trái có phải thật vậy hay không có vấn đề, nhưng là cái này hiểm cũng không thể bốc lên. Xuy một tiếng vang nhỏ, Douglas bóp lấy cò súng, một chi gây tê kim tiêm chuẩn xác đính tại dư lãng trên mông bít. Dư lãng biểu lộ đột nhiên trở nên kinh ngạc, sau đó đầu nghiêng một cái té xuống cái này thuốc mê lợi hại vô cùng, dùng đắc thuyết pháp là có thể tại hai giây trong trực tiếp lại để cho một đầu trâu được hôn mê bất tỉnh nam cung làm tay mắt lanh lẹ tại dư lãng ngã xuống lập tức đưa hắn đỡ lấy không cho hắn ngã trên mặt đất đồng thời kêu to này ngươi làm sao vậy ngươi như thế nào mất đi thôi trong xe nữ nhân gặp dư lãng ngã xuống người kia lại đang kêu to tranh thủ thời gian kéo mở cửa xe nhưng ngay tại nàng đi ra cửa lập tức nam cung làm một cái cổ tay chặt cắt tại trên cổ của nàng lại để cho nữ nhân này trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cái này vài cái mau lẹ vô cùng, Trần Húc cùng Douglas lập tức nhảy xuống xe, đem cái này dư lãng nhét vào chỗ ngồi phía sau, xe Ben lập tức phát động, biến mất tại minh mông cảnh ban đêm chính giữa. Dư lãng giống như một chỉ chuột bạch đồng dạng bị trói tại một cái đài lên, trên người ngoại trừ một đầu quần lót bên ngoài không mảnh vải che thân. Mà tại nơi này bộ dáng xuống, mấy người đều nhìn rõ ràng rồi. Cái này dư lãng làn da cũng không bạch, tương đối với người da vàng phổ biến màu da mà nói thậm chí còn có chút đen nhưng là tay trái của hắn tự thủ đoạn xuống trắng muốt như ngọc giống như là bị người một đao chặt đi xuống về sau lại lần nữa cài đặt tay trần húc cẩn thận kiểm tra một chút tiếp lời có rõ ràng giải phẫu dấu vết cái này đã nói lên người này tay trái hoàn toàn chính xác có vấn đề hiện tại gãy chi cấy ghép đón thêm đã không phải là cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình nhưng là dùng đều là của mình tay, như vậy mới sẽ không khiến cho bài xích. Giống như vậy, rất đột một đón một cái hẳn là một người khác tay, thật đúng là không thấy nhiều. Bất quá Trần Húc cẩn thận kiểm tra một chút, lại cười lạnh nói, Oliester hợp lại tài liệu. Cái này chi tay là giả dối. Giả dối, Nam Cung Lam bọn người chật chật tán thưởng, nhìn về phía trên cùng chân nhân tay không có khác nhau à. Khác nhau nhất định là có, Trần Húc cầm qua người đứng đầu thuật đao, bá thoáng một phát, liền đem dư lãng mu bàn tay ra mở ra. Những người khác không nghĩ tới hắn nói động thủ tự động thủ, còn chưa kịp kinh hô, quản dịch tiểu cả kinh kêu lên, xem, quả nhiên không có huyết. Mấy người nhìn kỹ lại, Trần Húc thật giống như cắt ra một chương cao su ra, một điểm huyết đều không có có thể chảy ra. Người thường nói xảo đoạt thiên công, cái này chi tay chỉ sợ cũng là như thiên công giống như tinh xảo rồi. Một chi mượn tay người khác, vậy mà nằm sấp ở phía trên nhìn kỹ đều cơ hồ phân biệt không đi ra thiệt giả hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát triển đã đến loại trình độ này sao? Trần Húc giống như một cái lãnh khốc ngoại khoa bác sĩ, dùng đao giải phẫu từng điểm từng điểm đem dư lãng cái này chi mượn tay người khác bên trên da mở ra. Theo Trần Húc động tác, tại đây vô ảnh giải phẫu đèn hạ mọi người thấy được cái kia mượn tay người khác chính giữa đồ vật, cả đám đều kinh hô. Móa, đập Terminator sung kết giả sao? Cái này, hiện tại khoa học kỹ thuật đã đạt tới loại trình độ này rồi hả? Những này, oh my god, ai vậy làm hay sao? Tại che giấu ra bị vạch trần về sau, xuất hiện tại mọi người trước mặt, là một chi kim loại người máy. Thật sự hình như là Terminator sung kết giả điện ảnh chính giữa, Arnold Schwarzenegger sắm vai cái kia ma quỷ Terminator sung kết giả dưới ra kết cấu đồng dạng, một chi cùng chân nhân xương tay không xê xích bao nhiêu, nhưng lại là lè lè tỏa sáng hợp kim tạo thành người máy. Trong lúc nhất thời, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nhất khoa trương, là quản dịch mang đến cái vị kia quản gia ngự dụng tư nhân bác sĩ Charles tiên sinh cùng hắn y tá, quả thực giống như là nhìn thấy quỷ. Trần Húc cũng lâm vào suy nghĩ hắn tại lại để cho tiểu mẫn theo tư liệu chính giữa điều tra loại này người máy tư liệu, kể từ bây giờ khoa học kỹ thuật góc độ đi lên nói, loại này người máy tồn tại quả thực là thần tích, phải biết rằng, nếu như chỉ là một cái người máy cũng thì thôi, nhưng này người máy nhưng lại sắp đặt tại nhân loại gãy chi bên trên đấy. Loại này gãy chi đón thêm kỹ thuật tuyệt đối là nhân loại y học sử thượng sự kiện quan trọng. Phải biết rằng, dùng máy móc đến thay thế nhân loại bị hao tổn tứ chi, là hiện tại y học giới một mực tải tận sức tại nghiên cứu phương diện một cái người máy lắp đặt tại nhân loại đích cổ tay lên nhưng lại có thể linh hoạt tự nhiên sử dụng điều này cần kỹ thuật hàm lượng cao không có bên cạnh rồi nói cách khác loại này người máy hệ thống điều khiển là cùng thần kinh người kết hợp đấy là do thần kinh người do đại não đến khống chế đấy chỉ là cái này chỗ khó hiện tại tựu không người phá được thế nhưng mà đây không phải smms siêu việt thời đại tác phẩm đây là một cái không biết là người nào kiệt tác. Nói cách khác, tại năm 2008 xã hội loài người, loại này kỹ thuật đã tồn tại hơn nửa thành thục. Taro Pro, hoặc là ít tổ chức, Trần Húc gọi ra một hơi nói, ngoại trừ cái này lưỡng cái tổ chức bên ngoài, ta không cách nào tưởng tượng còn có người nào như vậy vượt lên đầu thời đại kỹ thuật. Có thể nghĩ loại này kỹ thuật là kinh khủng bực nào đấy. Theo tốt phương diện mà nói, loại này kỹ thuật có thể cho những cái kia trên chiến trường, hoặc là để ý ngoại sự cố trong mất đi tứ chi người một lần nữa có được tứ chi dù là cái này tứ chi là máy móc, nhưng lại có thể làm cho bọn hắn trở nên giống như người bình thường đồng dạng. Như vậy, trên cái thế giới này tựu cũng không có người tàn tật, đây là một cái tạo phúc tứ phương phát minh. Nhưng là theo xấu phương diện mà nói, loại này kỹ thuật rất có thể bị vùi đầu vào quân sự thủ đoạn chính giữa. Một cái có được máy móc tứ chi chiến sĩ, ở mọi phương diện tố chất cũng là muốn siêu việt người bình thường nếu như cái này kỹ thuật đầy đủ thành thục. Như vậy có thể hay không có một ít dã tâm ra, đem bỏ qua nhân luân đạo đức, đem những cái kia vốn là tứ chi hoàn hảo chiến sĩ cải tạo thành loại này máy móc quái vật đâu này. Theo dư lãng cái này chi mượn tay người khác nhìn lại, loại khả năng này tính không phải là không có. Bởi vì Trần Húc phát hiện, cái này chi mượn tay người khác bên trên ngoại trừ máy móc xương tay, còn có một chút những vật khác. Người máy đầu ngón tay là có cơ quan có thể co duỗi nói cách khác nếu như dùng cho thực chiến hoặc là ám sát, cái này chi người máy có thể trên ngón tay tiêm rỗi ra bén nhọn kim tiêm. Hơn nữa quản gia sòng bạc viết phòng khách quý cửa vào đều là có kim loại kiểm tra đo lường nghi như vậy mục đích là vì phòng ngừa có người mang hung khí vào bàn dùng cam đoan mọi người an toàn. Nhưng là loại này không biết là cái gì tài liệu hợp kim nhưng lại không bị đến kim loại kiểm tra đo lường nghi quấy nhiễu kiểm tra đo lường nghi cha không xuất ra loại vật này. Như vậy loại này cải tạo người có thể như người bình thường như vậy trèo lên lên phi cơ mà hơn nữa như vậy một chi tay lực lượng, bọn hắn có thể trở thành bắt cóc máy bay phần tử khủng bố. Trần Húc tại đây chi trên tay còn đã tìm được vài loại thủ đoạn công kích. Đây tuyệt đối là một đám dã tâm gia môn dùng làm quân sự chiến tranh vũ khí. Khó trách chó điên sẽ chết cái kia sao thê thảm, phóng nhãn cái thế giới này, ngoại trừ vượt lên đầu toàn bộ thời đại SMMS bên ngoài, khẳng định cũng chỉ có Taro dưới chứng Pro, còn có ích tổ chức cái này hai cái đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học cơ cấu có thể làm được. Trần Húc có thể khẳng định, đồng thời Trần Húc còn có hẳn ý nghĩ của hắn, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Từ nơi này chi người máy chế tạo công nghệ lên, Trần Húc trong nội tâm cũng đã có thể kết luận, cái này cái tổ chức tại rất nhiều lĩnh vực đều vượt lên đầu hậu thế giới. Hợp kim chế tạo, cái này chi người máy sức nặng cùng người bình thường tay không sai biệt lắm, chỉ là hơi nặng hơn 2-3 cân bộ dạng. Cái này đã nói lên loại hợp kim này rất nhẹ, hơn nữa nhìn hợp kim cường độ cũng rất cao, cụ thể các hạng chỉ tiêu Trần Húc mặc dù không có khảo thí, nhưng là cảm giác máy bay sát ngoài cũng không gì hơn cái này cái kia dùng loại hợp kim này có thể chế tạo ra rất nhẹ nhàng hơn nữa rất cứng cỏi tài liệu mà loại tài liệu này tác dụng cũng rất lớn hơn nói thí dụ như vũ trụ có thể đem máy móc cùng thần kinh người nguyên kết hợp cái này cái tổ chức y học thực lực cũng là thế giới đỉnh tiêm điểm ấy không cần phải nói rồi còn có cao như vậy cơ giới hóa trình độ chỉ sợ bọn hắn tại người máy chế tạo công nghệ bên trên cũng sẽ không biết tranh lệch diệp lạc biết thu à đương nhiên cụ thể chi tiết tỉ mỉ hay là muốn đợi đến lúc đem cái này chi người máy triệt để cẩn thận đã kiểm tra về sau mới biết được mà quản dịch muốn vấn đề tắc thì cùng trần húc không giống với trần húc là từ kỹ thuật mặt bỏ ra phát phỏng đoán cái này cái tổ chức vốn có đáng sợ thực lực mà quản dịch tắc thì là đang nghĩ dùng dư lãng thân phật tuy nhiên nhất định cả đời không có gì tiền đồ nhưng tối thiểu trên người hắn giữ lại chính là dư gia huyết loại này thí nghiệm làm tại cái này dư gia đệ tử trên người có thể hay không có cái gì đặc thù ý nghĩa. Nhớ tới trước khi thông minh dược, còn có phục dụng thông minh dược 7 người kia, hôm nay dư lãng bị bắt, chó điên đã chết, còn có 5 người, trên người của bọn hắn có phải hay không cũng có bí mật gì đâu này. Có phải hay không nói, có người tại thông qua một ít thủ đoạn, bắt đầu như vậy lôi kéo một ít nhìn như tiền đồ không ánh sáng thế ra đệ tử, hắn lại có cái dạng gì nghĩ cách cùng ý định. Hay vẫn là nói, có âm mưu gì tại đây chính giữa. Quản dịch ngẫm lại đã cảm thấy không rét mà run bởi vì bảy người kia chó điên là đồng gia đệ tử dư lãng là dư gia mặt khác quản gia cũng có một cái không nên thân gia hỏa mà đổi thành bên ngoài bốn người tắc thì là tới từ ở mặt khác bốn cái hiển hách gia tộc bảy người này chỗ gia tộc không có chỗ nào mà không phải là đương kim thế giới đỉnh phong vốn có tài lực thế lực nói ra đều đáng sợ chớ nói bảy gia tộc coi như là trong đó tùy ý một cái dậm chân một cái có thể dẫn phát toàn bộ thế giới động đất nhưng là thậm chí có người đem chủ ý đồng thời đánh tới cái này bảy cái đại gia tộc trên người. Như vậy tâm tư, nếu như là trùng hợp khá tốt, nhưng nếu như là cố ý gây nên, bất quá những thứ khác cử động. Như vậy cái này phía sau màn kẻ chủ mưu lá gan tự quá lớn. Đêm đã khuya, trước khi xuất phát từ bảo hiểm để đạt được mục đích, Douglas chuẩn bị súng gây mê phân lượng rất đủ, liền một đầu trưởng thành châu được đều có thể phóng trở mình. Như vậy liều thuốc, tác dụng tại trên thân người về sau chỉ sợ nhất thời bán hội thằng này là tỉnh không được hiện tại lưu lại cũng không có ý gì rồi, Trần Húc cùng quản dịch liền định trở về, mà chắc Lơ Ma bác sĩ cùng hắn y tá lại lưu lại làm một ít kỹ càng kiểm tra cùng với nghiên cứu. Vì an toàn để đạt được mục đích, Douglas cùng Nam Cung Lam cũng giữ lại. Mấy người đã nói ngày mai tới nữa, chờ người này tỉnh, theo trong miệng của hắn có lẽ có thể hỏi ra một ít gì đó. Sau đó lại tiến hành đằng sau an bài, đẩy cửa ra, vùng ngoại ô lạnh và khô giáo gió đêm thổi chúng Trần Húc ý nghĩ thanh tỉnh điểm bọn họ là tại las vegas thành bên ngoài một tòa trang viên chính giữa trang viên này ngày thường cơ hồ là hoang phế lấy ai cũng không biết trang viên này là quản gia đại tiểu thư năm đó mua lại tại las vegas loại này hoang phế phòng rất nhiều bởi vì nơi này là tội ác chi thành rất nhiều kẻ có tiền trong một đêm trở nên hai bàn tay trắng nhảy lầu tự sát cũng có rất nhiều người nghèo một đêm phất nhanh căn bản là quên chính mình trước kia ở ổ chó tóm lại đây là một cái rất chỗ tầm thường hẳn là rất an toàn chỗ Kỳ thật Trần Húc vốn là không muốn trở về, bởi vì đã đã muộn, bây giờ trở về đi, đến thành phố nội cũng cần cá biệt tiếng đồng hồ lái xe thời gian. Nhưng là cái này tòa trang viên chính giữa rõ ràng không có có thể cung cấp quản đại tiểu thư chỗ ngủ, Trần Húc cũng không muốn quản dịch thụ ủy khuất, cho nên lái xe mang nàng về trước đi. Vừa vặn cũng trở về đi chuẩn bị một ít công cụ các loại, ngày mai tới. Thế nhưng mà ngay tại Trần Húc đẩy cửa ra, lưng mỏi vừa ngả vào một nửa thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên tiểu mẫn tiếng cảnh báo, nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, nhanh chóng tìm công sự che chắn tránh né. Ngài phía trước thiên trái 32 độ, 47 độ, thiên phải 53 độ, 40 độ, 65 độ. Còn có trở sau đều có người mai phục, địch nhân đang tại sử dụng súng ngắm đối với ngài tiến hành nhắm chúng, nhanh chóng tránh né. Nhanh chóng tránh né, chân hút biến sắc, cơ hồ là vô ý thức, tự sau này nhảy dựng, đem đằng sau quản dịch tiến đụng vào trong môn, mà đang ở hắn nhảy lại mặt lập tức, trên lưng đột nhiên một cổ lực lượng cường đại đánh tới, hắn biết rõ chính mình trúng đạn rồi. Bất quá may mắn trước khi hành động thời điểm, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Trần Húc trên người bọn họ đều mặc vào chất lỏng áo chống đạn. Mà ngay cả quản dịch đều không có ngoại lệ, nhưng lại tốt đây là mùa đông, cái kia kiện áo chống đạn mặc ở tận cùng bên trong nhất đem làm nội y hay vẫn là rất thoải mái, giữ ấm hiệu quả cũng rất tốt, cho nên vẫn không có cởi ra, cái lúc này cứu được Trần Húc một mạng à. Trần Húc ngã xuống đất về sau ôm quản dịch hướng trong phòng lăn một vòng, thuận thế một cước tướng môn cho đá lên, hướng về phía phía dưới tầng hầm ngầm hét lớn, địch tập kích. Có địch nhân, tối thiểu 5 cái đã ngoài, trong tay có súng ngắm. Quản dịch sợ thần thoáng một phát, liền tranh thủ trên người Trần Húc đẩy ra, hét lớn, A Húc, người thế nào, vừa rồi cái kia một tiếng rất nhỏ súng vang lên nàng là đã nghe được, đối phương còn sử dụng dụng cụ giảm thanh. Ta không sao, có áo chống đạn, Trần Húc cúi đầu xuống, chứng kiến trên quần áo kẹp lấy một hạt đầu đạn, niết nhìn thoáng qua, mắng, tám, 59 hào M diameter, L115A3 súng bắn tỉa viên đạn, bọn hắn thật đúng là hung ác à. Bất quá cái lúc này lại không phải mắng chửi người thời điểm, nếu như mạng nhỏ cũng bị mất, miệng lưỡi chi tranh giành tắc thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Lúc này Douglas đã lao đến, đem quản dịch kéo vào tầng hầm ngầm chính giữa, thuận tay ném cho Trần Húc một khẩu súng. Có đại gia hỏa chưa? Trần Húc cắn răng nói, tinh trùng lên não, trong tay bọn họ cầm chính là súng ngắm. Siêu siêu, lưỡng viên đạn đánh vào Trần Húc bọn hắn bên người, Douglas kinh nghiệm phong phú, nói, bọn hắn còn trang bị tia hồng ngoại dụng cụ nhìn thấu, đi mau, vừa rồi hai cái là viên đạn xuyên tường lúc phát sinh chiết xạ, bằng không thì sớm đánh ngươi chết bầm. Trần Húc ngay tại chỗ lăn một vòng xuống đất thất, Douglas suy nghĩ một chút, ngay tại chỗ lăn một vòng đến lò sưởi trong tường bên cạnh. Đem bếp lò bên cạnh chất lỏng rượu cồn trực tiếp ném vào bếp lò ở bên trong, sau đó đốt đuốc lên, xuống về sau nói, trong tay đối phương còn có tia hồng ngoại dụng cụ, có thể căn cứ chúng ta nhiệt lượng phán đoán chúng ta tại phòng chính giữa vị trí, hiện tại ta đem lò sưởi trong tường điểm lên, lại để cho trong phòng độ ấm lên cao. Hy vọng có thể đối với bọn họ tiến hành quấy nhiễu, địch nhân là ai? Không hổ là kinh nghiệm phong phú bảo tiêu, Trần Húc lắc đầu nói, ta không rõ ràng lắm, ta căn bản liền đối phương ảnh đều không có chứng kiến. Vừa ra khỏi cửa ta cũng cảm giác được không đúng, sau đó tự hướng trong phòng nhảy, kết nếu như đối phương hay vẫn là quyết đoán nổ súng, nếu như không phải lão tử có áo chống đạn, xác định vững chắc treo tại đâu đó rồi. Bọn hắn thật đúng là hung ác à, kỳ thật Trần Húc càng muốn cảm tạ chính là tiểu mẫn. Chất lỏng áo chống đạn tuy nhiên rất tốt, cũng cứu được Trần Húc một mạng, nhưng là nếu như không phải tiểu mẫn nhắc nhở, đối phương mấy người đồng thời xạ kích, vạn một viên đạn đánh trúng đầu cái gì kia đều đừng nói nữa. Cái này là Trần Húc mở ra tầng thứ hai quyền hạn về sau, tiểu mẫn cùng Trần Húc người máy kết hợp sau cho Trần Húc cung cấp, dựa vào sinh tồn bảo đảm tiểu mẫn mình phòng hộ năng lực, tầng thứ hai phòng ngự mở ra về sau, tiểu mẫn tự biến thành một cái vòng cổ động ở Trần Húc trên cổ, tại Trần Húc bên người biên chế một đạo đặc thù từ trường, do đó cùng Trần Húc trực tiếp tiến hành trao đổi. Hơn nữa, có thể tùy thời tùy chỗ cảnh giới, đây là bất luận cái gì bảo tiêu đều không thể làm được sự tình. Mà loại này bảo đảm có một cái phi thường trọng yếu phi thường đặc tính giám thị ánh mắt. Tương lai các khoa học gia phát hiện, nhân loại ánh mắt chính giữa đựng nhất định được năng lượng cùng từ trường, tuy nhiên loại này năng lượng cùng từ trường cực kỳ yếu ớt, yếu ớt đã đến một loại người bình thường căn bản phát giác không đến tình trạng, nhưng dù sao có dấu vết mà lần theo nói thí dụ như, hiện tại mọi người cũng thường xuyên sẽ có như vậy kinh nghiệm, ví dụ như người ngồi ở chỗ kia bất động, sau lưng có một người nhìn chầm chầm vào người xem, như vậy người là có thể phát giác được cái này kinh nghiệm chắc hẳn rất nhiều người cũng đã có. Nhất là, có ánh mắt của người trong đã bao hàm khác thường cảm xúc ví dụ như cửu thị, ví dụ như ái mộ, ví dụ như hiếu kỳ chờ chờ. Nhà khoa học nghiên cứu chứng minh, ánh mắt của người trong đựng nhất định được từ trường cùng năng lượng, mà năng lượng mạnh yếu thì là căn cứ người cảm xúc mà nói đấy. Cảm xúc càng kích động, loại ánh mắt này chính giữa năng lượng lại càng cường, cũng lại càng dễ dàng bị bị nhìn chăm chú chính là cái người kia chỗ cảm giác được. Cho nên, thì có một ít truyền thuyết, cũng có một ít sinh hạ đến thì có dị năng hài tử nhớ rõ trước kia có một quyển sách đưa tin chính giữa nói về, nước Mỹ Nevada Châu có đứa bé, sinh ra về sau đã bị cho rằng là ác ma bởi vì phàm là hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú qua đồ vật, đều biến mất không thấy gì nữa. Nổi tiếng mạng lưới tiểu thuyết quỷ thổi đèn trong cũng đề cập tới cổ đại Tây vực có nhất tinh tuyệt nữ vương, tương truyền nữ vương con mắt là đi thông minh giới con đường, nàng nhìn chăm chú ai, ai sẽ hóa thành cho bụi. Đây thật ra là khả năng tồn tại, bởi vì nếu như một người gen sinh ra biến dị, ánh mắt của hắn sinh ra biến dị, làm cho ánh mắt từ trường trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác có thể tạo thành đáng sợ như vậy kết quả mà nước Mỹ đứa bé kia, cuối cùng nhất là có nhà khoa học nghiên cứu ra một loại từ năng mũ bảo hiểm, đeo tại trên đầu của hắn một thời gian ngắn về sau, hắn loại này dị năng tự động tự biến mất. Cái này là tiêu từ, tương lai khoa học tại đây một khối tiến bộ nổi bật. Tiểu mẫn tại Trần Húc chung quanh hình thành từ trường tự là một loại đối với Trần Húc toàn thân tất cả cái phương vị bảo hộ cùng giám sát và điều khiển, nếu có người dùng năng lượng cao lượng ánh mắt chằm chằm vào Trần Húc, tiểu mẫn có thể phát giác được cái loại này từ trường va chạm, phân tích ra đối phương là không phải đối với Trần Húc có hại. Đương nhiên, khoa học kỹ thuật luôn không ngừng tiến bộ, loại phương pháp này trong tương lai cũng không phải là vô địch. Thuẫn tại tiến bộ, màu tự nhiên đã ở tiến bộ. Trong tương lai cũng có người phát minh rồi tiêu từ thấu kính, thông qua loại này thấu kính loại bỏ về sau ánh mắt, từ trường năng lượng sẽ giảm bớt hơn phân nửa, cho nên muốn phán đoán cũng là rất khó đấy. Cho nên, Loại phương pháp này trong tương lai cũng thực sự không phải là không chê vào đâu được. Nhưng là tại hiện tại, nhưng lại độc nhất vô nhị. Trần Húc đem chính mình con mắt quyền khống chế giao cho Tiểu Mẫn những lời này nói rất đáng sợ, nhưng là kỳ thật, đem làm Tiểu Mẫn thông qua sóng điện từ trường cùng Trần Húc kết hợp làm một thể về sau, Trần Húc con mắt tựu là ánh mắt của nàng, Trần Húc lỗ tai tựu là lỗ tai của nàng. Chỉ có điều tại bình thường trạng thái xuống, loại thủ đoạn này cũng chỉ là phụ trợ bởi vì những điều này đều là dùng Trần Húc làm chủ thể, Tiểu Mẫn chỉ là một loại phụ trợ. Mà Trần Húc đem con mắt quyền khống chế giao cho Tiểu Mẫn về sau, cái kia chính là dùng Tiểu Mẫn làm chủ thể rồi. Làm chủ thể chỗ tốt rất nhiều, có thể lợi dụng tia hồng ngoại, ít xa tuyến chờ chờ thủ đoạn quan sát địch nhân, cho dù là tại một mảnh đen kịt chính giữa, cũng có thể đơn giản tìm được địch nhân vị trí. Nhưng là đồng thời chỗ hỏng cũng không ít, đầu tiên, xem phim đều là dừng lại, một trầu dừng lại, một trầu đấy. Bởi vì người con mắt có thị giác tạm lưu, loại này thị giác tạm lưu đem có thể chế tạo ra thời gian nhất định biểu hiện giả dối. Thế nhưng mà đem thị giác hoàn toàn giao cho tiểu mẫn về sau, loại này biểu hiện giả dối tại tiểu mẫn chỗ đó tự không thể thực hiện được rồi. Hiện tại vô luận là điện ảnh hay vẫn là kịch truyền hình, hay vẫn là tivi tín hiệu chờ các loại, nói trắng ra là đều là động thái hình ảnh, chỉ có điều bởi vì thị giác tạm lưu mà ở người trong mắt biến thành động thái hình ảnh. Đem thị giác trở lại như cố chân thật về sau. Trần Húc xem TV đều là dừng lại, một chầu dừng lại, một chầu đấy. Cái này còn xem cái quỷ à, cho nên bình thường thời điểm, Trần Húc đều chỉ dùng để ánh mắt của mình làm thành chủ đạo, mà ở giống như bây giờ nguy cấp thời khắc thời điểm, Trần Húc mới có thể lại để cho tiểu mẫn đến chủ đạo. Đối thủ có 8 cái, chúng ta chính phía trước 5 cái, sau lưng có 3 cái, Trần Húc cái lúc này cũng chẳng quan tâm kinh thế hãi tục rồi, nguyên một đám đếm, ba cái súng ngắm, súng bắn tỉa tại chúng ta chính phía trước thiên trái 27 độ, Thiên phải 47 độ, còn có sau lưng cũng có một cái. Mặt khác mấy cái da hỏa cầm trong tay chính là mini đột kích. Đáng chết, bọn hắn còn có lựu đạn. Ta thấy không rõ lắm cái kia rốt cuộc là lựu đạn hay vẫn là đạn lửa, ức hoặc là xương mù đạn. Tóm lại những cái thứ này chuẩn bị vô cùng chu toàn. Xem thân hình đều cùng Douglas không sai biệt lắm. Ba cái người da trắng, năm người da đen. Tại chúng ta bên tay trái 37 độ người kia hình như là lão đại. Bởi vì môi của hắn không ngừng ở động, hẳn là tại hạ đạt mệnh lệnh trong phòng mọi người sợ ngây người. Trần Húc cứ như vậy lộ ra một tầng sàn nhà, còn có vách tường, vậy mà tại đây trong đêm xem đã đến đối phương. Ánh mắt của hắn có thấu thị năng lực, Trần Húc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quản dịch, ái náy nói, dịch, thật có lỗi, có một số việc ta không thể nói. Quản dịch hiểu rõ, vui vẻ nở nụ cười, theo bên cạnh Douglas kéo tới trong dương chọn lấy một bả súng ngắm đưa cho Trần Húc, rất vui vẻ cười nói, lần trước ngế ngõa được đền ám sát ngươi, kỳ thật giải quyết hết đối thủ không chỉ là Nam Cung Lam đúng không? Ta biết ngay, nam nhân của ta, nhất định có cùng người khác không đồng dạng như vậy địa phương. Người loại năng lực này, cao hiểu tiết cùng chạm tinh có lẽ đều còn không biết a. Như vậy, ta là người thứ nhất biết rõ, ta rất vui vẻ. Trần Húc nhịn không được đổ mồ hôi thoáng một phát, nữ nhân đây đều là cái gì logic à? Hơn nữa nữ nhân này lần lượt cho mình súng ngắm bộ dạng cũng quả thực quá đẹp trai xuất sắc rồi điểm, nhìn xem bên cạnh Nam Cung Lam còn có cái kia bác sĩ, con mắt đều nhanh chừng đi ra quả thực hình như là cái Sparta nữ nhân đồng dạng, tại nam nhân muốn trên chiến trường thời điểm đưa qua một khối thuẫn, hoặc là thắng lợi, hoặc là ngươi đã bị nó mang trở lại. Trần Húc kiểm tra một chút thương, hắn biết rõ cái này phòng nhưng thật ra là một cái tạm thời chỗ tránh nạn bởi vì cho dù là đại phú đại quý, cũng cũng nên cho mình lưu một đầu đường lui, hoặc là nơi này chính là dùng để chiêu đãi một ít trên đường bằng hữu dùng đấy. Cái này tiểu trang viên diện tích không lớn, bên trong cũng rất rách dưới nhưng là tại trang viên tầng hầm ngầm chính giữa lại cất giữ có rất nhiều đồ hộp bánh mì khô mì ăn liền cùng nước đương nhiên còn có rất nhiều như vậy vũ khí tại đây quả thực chính là một cái cỡ nhỏ súng ống đạn được kho bất quá cũng chỉ có bao nhiêu thôi tại đây mặc dù có một chỗ tầng hầm nhưng lại không có có thể ra bên ngoài trốn mật đạo đối thủ rốt cuộc là như thế nào sờ lên môn hay sao douglas chuẩn bị cho tốt súng ngắm không chút hoang mang kiểm tra mặt khác vài thanh súng ống súng ống sử dụng trước nhất định phải trải qua an toàn kiểm tra nếu không chuẩn tâm đều rời đi ngược lại là chuyện nhỏ không nghĩ qua là nếu tạp nòng cái kia chính là vấn đề lớn rồi tốt rồi mọi người trước không cần lo lắng ta dám khẳng định những cái thứ này là không dám hiện tại công vào vì cái gì nói như vậy Douglas lấy điện thoại di động ra, xem, bọn hắn dẫn theo máy cản tín hiệu, bọn hắn không lo lắng chúng ta lúc này thời điểm có cơ hội có thể kêu cứu, cũng không lo lắng chúng ta hội đào tẩu đã như vậy, bọn hắn tự dám cùng chúng ta hao tổn người chính là như vậy, sát thủ cũng giống như vậy. có thể tại giảm bớt tổn thất dưới tình huống tiêu diệt địch nhân, vậy bọn họ tự cũng không tại không có nắm chắc thời điểm xông lên. trong tay bọn họ có tia hồng ngoại dụng cụ dò xét, nhưng là ta đốt lên tủ âm tường, chúng ta lại đang dưới mặt đất, trong phòng độ ấm rất cao, hội quấy nhiễu tia hồng ngoại, cho nên nếu như ta là đầu của bọn hắn, ta cũng sẽ biết chờ một chút, chờ lò sưởi trong tường hỏa dập tắt hoặc là tia hồng ngoại dụng cụ dò xét có tác dụng đâu thời điểm có nắm chắc thời điểm mới hạ lệnh công kích dừng thoáng một phát douglas cười nói đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta không biết căn phòng này người ở bên trong là ai biết rõ thì như thế nào a à, nếu như ta biết rõ căn phòng này bên trong chính là quản gia đại tiểu thư còn có sms phá núi đại đệ tử còn có một là người hoa võ thuật cao thủ như vậy ta sẽ lập tức lại để cho bọn hắn hiện tại tự đột kích thậm chí điều động người tới bất kể thương vong cũng muốn xông tới. Vì cái gì? Bởi vì nếu như trong chúng ta có người đào thoát, như vậy đối với bọn hắn mà nói tựu là ác mộng. Quản dịch hỗ trợ trả lời vấn đề này, nữ nhân này vẻ mặt sát khí, SMMS hội ngồi nhìn đồ đệ của mình bị sát hại sao. Ta là gia tộc bọn ta thuận vị người thừa kế thứ nhất, quản gia quy củ, nếu như quản gia gia chủ bởi vì ngoài ý muốn mà bỏ mình, gia tộc buông xuống thiểu suất ra 5 tỷ đô la đã ngoài với tư cách báo thù quỹ ngân sách, không tiếc bất cứ giá nào, đuổi giết hung thủ cùng với bất luận cái gì cùng hung thủ có quan hệ người. Không sợ cá chết lưới rách, Trần Húc nghe xong nhịn không được trong nội tâm run lên, nhưng là lập tức lại chỉ có thể trong nội tâm cười khổ. Nếu là hắn chết rồi, SMMS lại thật sự sẽ không vì chính mình báo thù bởi vì khi đó SMMS cũng đã chết, chỉ là lời nói này nhưng lại chưa đủ vì người khác đạo. Về phần, đối phương tại sao phải nhanh như vậy tìm tới nơi này đúng như là Douglas theo như lời, nếu như là muốn muốn ngưu sát SMMS để tử cùng quản gia đại tiểu thư, chỉ là 8 người tuyệt đối là xa xa không đủ đấy. Nói cách khác những người này tuyệt đối không phải sông của bọn hắn đến mà là hướng về phía dư lãng. Có thể tại dư lãng vừa bị ép buộc về sau rất nhanh triệu tập nhân thủ, mang lên vũ khí đuổi theo, hơn nữa tiến hành như vậy một vòng mật kế hoạch. Đám người kia tuyệt đối không phải người bình thường kỳ thật Trần Húc cũng biết đây là nói nhảm, có thể nghiên cứu ra cái loại này công nghệ cao người máy, người bình thường hiểu rõ sao sau lưng của bọn hắn nhất định có khổng lồ tổ chức tại chỗ dựa, không phải Taro, tự là ích. Mà trước khi tới, dọc theo con đường này đều không có xe ở phía sau theo dõi. Trần Húc trong nội tâm trầm xuống, chỉ sợ là dư lãng trên người trang bị định vị hệ thống. Nhưng là trước kia đem dư lãng mang tới phòng thời điểm, Trần Húc đã cẩn thận kiểm tra rồi trên người của hắn, không có gì định vị hệ thống à. Hơn nữa, vì để ngừa ngoài ý muốn, dư lãng quần áo đều trên đường bị Trần Húc lột sạch, trên người duy nhất một đầu đồ lót hay vẫn là mới thay đổi đi đấy trên người của hắn có lẽ không có chỗ có thể tàng kế tiếp điện tử nguyên kiện à dù là cái này điện tử nguyên kiện phi thường tiểu trừ phi cái này định vị hệ thống vốn chính là dấu ở dư lãng trong thân thể đấy trần húc trong nội tâm cả kinh hắn nghĩ tới một cái khả năng trần húc lập tức lại để cho tiểu mẫn đối với trong phòng sóng điện bắt đầu siêu tầm định vị hệ thống đạo lý cùng máy vi tính ngựa gỗ nhưng thật ra là không sai biệt lắm đấy bởi vì định vị hệ thống luôn muốn thông qua đặc biệt sóng ngắn phát ra ngoài mới có thể cầu cứu, thật giống như ngựa gỗ muốn đem trộm lấy số tài khoản chia chỉ định hòm thư, nhất định phải muốn liên tiếp, kết nối đến mạng lưới. Trần Húc dùng tiểu mẫn như vậy vừa tìm tìm, lập tức liền phát hiện một cái chính đang không ngừng phóng ra tín hiệu tiểu nguyên kiện. Vật kia chứa ở dư lãng cái kia chi người máy trong lòng bàn tay chính giữa. Hơn nữa, càng làm cho Trần Húc kinh hãi chính là, cái này định vị hệ thống trước khi không có khởi động, là vì này định vị hệ thống là theo dư lãng chi kia người máy tầng ngoài nhân công làn da tương liên tiếp, chỉ có nhân công làn da đã bị hư hao về sau, cái vật nhỏ này mới sẽ tự động phóng ra cầu cứu tín hiệu. Khó trách trước khi không có phát hiện, không phải quốc quân không cố gắng, thật sự là cái kia địch nhân quá giảo hoạt à. Trần Húc trong nội tâm nghĩ như vậy, trước khi tuy nhiên hoài nghi đã đến dư lãng tay trái, nhưng là nào biết đâu rằng là hiện tại kinh khủng như vậy kết quả. Lợi dụng tầng ngoài làn da với tư cách kêu cứu định vị hệ thống chốt mở, cái này cái người của tổ chức ngược lại là hào thủ đoạn. Trần Húc tắt đi cái này định vị hệ thống, kỳ thật hắn cũng biết làm như vậy phí công đối phương cũng đã đã đến, lại tắt đi còn có cái gì ý nghĩa. Bất quá Trần Húc cũng không có e ngại, đối phương chỉ có 8 người, tuy nhiên là trong hắc ám, Trần Húc nhưng lại thanh thanh sở sở biết rõ bọn hắn chỗ đứng, cạnh mình, Nam Cung Lam giống như không biết dùng thương, cái kia hai cái tại đâu đó lạnh run bác sĩ y tá lại càng không dùng trông cậy vào rồi. Bất quá còn có hắn cùng Douglas hai người, nếu như tập kích, đối phó đối phương 8 người có lẽ vẫn là có thể trong phòng vũ khí là rất đầy đủ đấy. Ta biết rõ bọn hắn chuẩn xác vị trí, mà ở tủ âm tường lửa tắt diệt trước khi, bọn hắn không cách nào phán đoán chúng ta chuẩn xác vị trí. Trần Húc nói ra ý nghĩ trong lòng, chúng ta có cơ hội chiến thắng. Douglas, người theo ta, mỗi người một bả thương, chúng ta trước riêng phần mình giải quyết một cái, ta lựa chọn chính phía trước bên tay trái cái kia lĩnh đội, người lựa chọn một gã khác súng bắn tỉa. Đếm tới ba, chúng ta đồng thời nổ súng, trước giải quyết hai người bọn họ. Douglas nở nụ cười, hắn vốn chính là người da đen, hàm răng đặc biệt bạch, biện pháp tốt, nhưng là chúng ta nhất định phải tìm tốt vị trí. Chúng ta không thể đi bên cửa sổ lên, bởi vì tới gần tường, bọn hắn tia hồng ngoại thiết bị vẫn có thể đủ kiểm tra đến chúng ta, chỉ cần bọn hắn viên đạn có thể xuyên tường, chúng ta thì xong rồi. Còn có, còn lại 6 người làm sao bây giờ? Chúng ta trước chế định hảo kế hoạch, người xem, bọn hắn có 8 người, tại chúng ta chính phía trước bên tay trái người kia là số 1, dựa theo thuận kim đồng hồ chuyển pháp, những người còn lại tựu là 2, 7 số. Douglas, mục tiêu của ngươi là đối phương số 3, mà ở xà kích về sau, ta nghĩ tới ta còn có một thương cơ hội, giải quyết bên cạnh số 2, về phần ngươi, ta hy vọng ngươi có thể sẽ giải quyết một gã đối thủ, có thể chứ? Có thể, chờ một chút, ta đây đâu này? Nam Cung Lam vội vàng nói, hắn chán ghét bị người coi như vô dụng đấy. Ngươi sẽ không nghịch súng, tự qua một bên ở lại đó đi. Trần Húc cười mắng, bảo vệ tốt nữ nhân của ta còn có cái này hai cái đáng thương chim cút. Hiện tại chúng ta tại bị vây giết, ta thà rằng lại để cho bọn hắn đào tẩu cũng không muốn lại để cho trong chúng ta bất cứ người nào đã bị một đinh điểm tổn thương. Nếu như xà kích về sau bọn hắn đào tẩu, cái kia tự nhiên mọi sự đại cát, nhưng nếu như bọn hắn ngoan cố chống lại, thậm chí muốn xông tới, chúng ta còn có một hồi trận đánh ác liệt. Nam Cung Lam không nói, nhưng là quản dịch trừng mắt hạnh nói, này chớ xem thường ta, ta cũng sẽ biết nghịch súng đấy. Ta không biết ngươi là mấy tuổi bắt đầu nghịch súng, nhưng là ta 7 tuổi thời điểm cũng đã đang tiếp thụ huấn luyện bắn tỉa rồi. Coi như là súng ngắm, ta cũng có thể khiến cho tốt. Trần Húc nhìn nàng một cái, chúng ta đây không phải nghịch súng, là giết người. Ta không nghĩ tới người tay dính vào huyết tinh, thốt ra lời này, quản dịch cũng sửng sốt, tuy nhiên nàng không sợ chết thi, nhưng là thật sự của nàng không có giết qua người. Giết người, dù là nàng là người hoa tứ đại gia tộc một trong gia chủ tương lai, nhưng nàng dù sao cũng là một cái nữ hài, tại vấn đề này lên, nàng bình thường cũng sẽ không suy nghĩ đấy. Ta, vậy còn ngươi, ngươi còn không phải muốn đích thân động thủ. Trần Húc nở nụ cười thoáng một phát, đem nàng ôm vào lòng, trên tay của ta đã sớm dính vào huyết tinh rồi, không thèm để ý nhiều như vậy một lần. Nhưng là ta không hy vọng ngươi cũng cùng ta đồng dạng, lần kia ta giết mế ngõa đức còn có mấy người bọn hắn thủ hạ về sau, kế tiếp vài ngày ta cơ hồ cả đêm ngủ không yên. Ta biết rõ người không sợ thi thể, nhưng là cái kia cùng tự tay chấm dứt một cái tánh mạng con người, hoàn toàn không giống với. Ngoan ngoán, trốn ở mặt sau cùng, ta không muốn làm cho ngươi đã bị bất luận cái gì tổn thương, có một số việc, là chuyện của nam nhân. Trần Húc buông nàng ra, cầm súng lên, nhưng là đem làm Trần Húc đi đến bên cửa sổ thời điểm, quản dịch đột nhiên đi tới, trong tay của nàng cũng ôm một bả súng ngắm. Nữ nhân này trên mặt treo dáng tươi cười, tuy nhiên là lần đầu tiên, của ta xác thực rất khẩn trương. Nhưng là, ta cũng không thể nhìn xem nam nhân của ta một người ở bên ngoài liều chết liều sống, cho ta dính đầy huyết tinh. Người biết không, tại trên tay người dính vào huyết một khắc này, bất luận ta ra không ra tay, kỳ thật trên tay của ta cũng dính đầy huyết. Bởi vì, nàng cười đến rất sáng lạn, phảng phất trong ngày mùa đông ánh mặt trời, chúng ta là nhất thể đấy. Audio điện tử võ tấn bền dạ gió rất lạnh, với tư cách kiến tạo tại một mảnh trên sa mạc thành thị, Las Vegas mùa đông hay vẫn là rất lạnh đấy. Mọi người thường thường chỉ thấy cái này tòa tội ác chi thành xa hoa trụy lạc, nhưng lại không biết, tại Las Vegas đầu đường, ngoại ô, hàng năm mùa đông đều chết cóng một nhóm người. Những người này chính giữa có đến tòa thành thị này đãi vàng nhưng là cuối cùng nhất không thu hoạch được gì dân du cư, có trong vòng một đêm theo thiên đường ngã nhập địa ngục đổ khách, nhưng là người chết, tại Las Vegas vĩnh viễn không tính là cái gì tin tức bởi vì tại nơi này ngợp trong vàng son thành thị bọn hắn cư dân đối với tử vong tin tức đã nghe nhiều lắm nhiều đến chết lặng buổi tối hôm nay las vegas địa phương khác không biết nhưng là tại đây tòa vùng ngoại ô trang viên phụ cận nhất định vừa muốn nhiều ra mấy cổ thi thể rồi bên ngoài tám người kia phi thường coi chừng tuy nhiên là ở một mảnh sắc chính giữa nhưng là bọn hắn không ngừng vây quanh cái này tòa trang viên đang di động một là muốn nhìn một chút có thể hay không có phương pháp gì có thể công kích địch nhân Thứ hai, cũng là sợ hãi chính mình đứng ở một vị trí lâu rồi, sẽ bị đối phương tập trung do đó đánh lén. Những người này đều là quân nhân, Trần Húc đem thân thể quyền chủ đạo giao cho mẫn về sau, tại quan sát hành động của bọn hắn phương thức lúc được ra kết luận. May mắn, may mắn là bọn hắn lần này tới vô cùng vội vàng tuy nhiên bọn hắn liền tia hồng ngoại dụng cụ dò xét đều dẫn theo, nhưng là nếu như không phải trong lúc vội vã sợ hãi người máy bí mật bị bạo lộ, chỉ sợ bọn họ sẽ mang theo lựu đạn, thậm chí là súng lựu đạn súng phóng lựu như vậy uy lực càng lớn vũ khí rồi thậm chí chỉ cần một cái song đồng súng máy hạng nặng đối với trang viên dừng lại một trầu mãnh liệt quét những này tường gạch có thể hay không ngăn trở lớn như vậy uy lực viên đạn chỉ sợ hay vẫn là một cái cửa đại vấn đề đương nhiên cũng có một cái khác khả năng cái kia chính là tại đây dù sao hay vẫn là thành thị quanh thân tuy nhiên phòng ốc kiến tạo so sánh sơ tán nhưng nếu như sử dụng lớn như vậy lực sát thương vũ khí cũng luôn sẽ kinh động người khác theo những người này sử dụng súng ngắm bên trên đều trang bị dụng cụ giảm thanh điểm này đến xem, bọn hắn nhất định là một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, bọn hắn sợ bất luận cái gì động tác hội đưa bọn chúng bộc lộ ra đến, cho nên cũng không dám sử dụng uy lực cực lớn vũ khí. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn biết rõ tại căn phòng này chính giữa, có SMMS đồ đệ cùng quản gia đại tiểu thư, thuận vị người thừa kế thứ nhất, chỉ sợ bọn họ tự cũng không để ý nhiều như vậy. Nhưng là, nhân sinh là không có nếu như hai chữ đấy lò sưởi trong tường hỏa chính đang dần dần giảm nhỏ. Dù sao sở hữu tất cả nhiên liệu cũng chỉ có những cái kia phụ trách nhóm lửa thể rắn rượu cồn, những vật này có thể thiêu đốt bao lâu. Đối phương một mực như vậy rằng co lấy, cũng nhất định là phát hiện phòng chính giữa nhiên liệu không nhiều lắm rồi, cho nên bọn hắn mới có cái này kiên nhẫn. Tại đối phương lại một lần nữa tiến nhập bất động trạng thái thời điểm, Trần Húc bọn hắn đã tìm xong rồi vị trí. Trần Húc tại tiểu mẫn dưới sự trợ giúp, cặp kia hình như là siêu nhân đồng dạng con mắt có thể chuẩn xác nắm chắc đến đối phương vị trí chỗ cho nên đang bay nhanh trợ giúp douglas cùng quản dịch tập trung tốt mục tiêu của bọn hắn về sau trần húc cũng dựng lên thương nói thực ra trần húc đối với hắn hai người tỷ lệ chính xác cũng không có quá lớn nắm chắc dù sao cũng là trần húc hỗ trợ nhắm chúng đối phương chỉ cần hơi chút lại di động thoáng một phát là có thể theo chuẩn trong nội tâm thoát ly cho nên vốn là súng bắn tỉa đều hẳn là nhắm chúng đối phương nhất chỗ hiểm bộ vị thì ra là mi tâm tầm đó, Trần Húc đều không có lựa chọn, mà là giúp bọn hắn nhắm ngay địch nhân ngực. Như vậy, cho dù có một điểm bắn không trúng bia, cũng có thể có thể mông đến thân thể của đối phương, dù là không cách nào chí mạng, lại cũng có thể làm cho đối phương bị thương, mất đi sức chiến đấu. Trần Húc mình cũng dựng lên thương, tại tiểu mẫn dưới sự trợ giúp, ba người lựa chọn đều là đối với phương thị giác chỗ điểm mù, cái lúc này tia hồng ngoại dụng cụ dò xét vẫn không thể dùng, thế nhưng mà cũng chỉ có như vậy chỉ trong chốc lát đấy. Bởi vì theo lò sưởi trong tường hỏa càng ngày càng nhỏ, trong phòng độ ấm càng ngày càng thấp, tia hồng ngoại dụng cụ dò xét chính xác độ cũng tự càng ngày càng cao, chỉ một giây đồng hồ tự nhiều một phần nguy hiểm. Trần Húc nhắm ngay đối phương lão đại, bắt giặc trước bắt vua, đạo lý này hắn từ nhỏ tự hiểu. Chuẩn bị, ta đếm tới 3, 1, 2, 3, phanh, cơ hồ là đồng thời tầm đó, ba tiếng cực lớn súng vang lên đồng thời vang lên, quản dịch bị đánh lén thương cường đại sức giật chấn đắc thân thể nhoáng một cái ngã trên mặt đất, Trần Húc liền tranh thủ nàng ôm lấy. Nữ nhân này bảo vai hiển nhiên là xương lên phải biết rằng, súng ngắm ở đâu là người bình thường đùa. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng lúc cường đại sức giật, cho dù là Trần Húc đều có chút không chịu đựng nổi, chớ đừng nói chi là một thân da mịn thịt mềm quản dịch rồi. Cái lúc này Trần Húc cũng không có cân nhắc tỷ lệ chính xác vấn đề, nhìn về phía quản dịch, nữ nhân này cười lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, hạ giọng nói, nhanh nhìn một chút, thành quả chiến đấu như thế nào. Bên ngoài một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào, sau đó lập tức truyền đến vài tiếng trầm đục, Trần Húc ra bên ngoài nhìn thoáng qua lập tức nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt không khỏi cổ quái. Ta là đã trúng mục tiêu, cái kia dẫn đầu ra hỏa bị ta đánh chính là đầu nở hoa, nhưng là... Quản dịch sắc mặt có chút ảm đạm, ta không có đánh chúng sao. Thực xin lỗi, ta là lần đầu tiên dùng loại này đại sức giật vũ khí, ta. Tốt rồi, không có gì, hiện tại chúng ta xuống lầu dịch cái lúc này ngươi hay vẫn là trốn đến dưới lầu đi chuyện còn lại giao cho chúng ta bọn hắn còn không có bỏ chạy xem bộ dáng là muốn cường công rồi cái lúc này là không thể do dự mấy người lập tức đến dưới lầu nam cùng làm thủ ở trước cửa douglas cùng trần húc cầm thương tại cửa sổ bên cạnh đứng vững trần húc nghiêng đầu nhìn một chút trong nội tâm càng phát cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vừa rồi ba phát trần húc tự nhiên là đã trúng mục tiêu vậy thì chờ vì vậy đánh một cái đứng đấy bất động bia ngắm làm sao có thể đánh không chúng nhưng là hoàn toàn chính xác có một người không có đánh trúng mục tiêu nhưng là người kia không phải quản dịch mà là douglas douglas tại nổ súng trước khi một giây đồng hồ hắn chỗ nhắm chúng chính là cái kia súng bắn tỉa lại rời động một hạ vị đưa cho nên douglas viên đạn rơi vào khoảng không quản dịch lại đã trúng mục tiêu tiểu mẫn đem vừa rồi màn ảnh tại trần húc trong đầu cất đi một lần trần húc xem nhịn không được cười khổ quản dịch trước khi là nhắm ngay nhưng là dù sao là lần đầu tiên chuẩn bị giết người à tay của nàng nhịn không được có chút run thế nhưng mà cứ như vậy run lên kính nhắm kỳ thật cũng đã thoát ly mục tiêu huống chi tại viên đạn sắt sửa bay ra khỏi nòng súng thời điểm lớn như vậy sức giật lại để cho thương của nàng cũng cầm lệch ra nhưng là cái kia viên đạn lại trời đưa đất đẩy làm sao mà đánh chúng một cái khác súng bắn tỉa hơn nữa hay vẫn là trực tiếp nổ đầu dùng trương tiểu hoa mà nói cái kia chính là đầu cùng cắt kỳ mã tựa như ở chỗ này trần húc tự không thể không cảm thán người kia hôm nay vận khí thật sự là xui vãi cả nghìn rồi dưới loại tình huống này đều có thể bị ngộ chúng phó xe cái này vận khí nếu như hắn còn sống trần húc có thể đề nghị hắn đi mua thoáng một phát sổ số như vậy một phần ngàn vạn xác suất sự tình đều có thể bị hắn gặp được cái này xem như cái gì vận khí đương nhiên đối với quản dịch trần húc vốn là tự không hy vọng trên tay nàng dính vào huyết cho nên đã như vậy một cái xinh đẹp lầm sẽ phát sinh rồi cho nên trần húc tự biết thời biết thế nói cho nàng biết không có đánh đến người đối phương lập tức chết hai người hơn nữa đầu còn trực tiếp quải điệu rồi cái này làm cho đối phương thoáng cái lâm vào trong khi hoảng loạn trần húc xem có một gia hỏa đã muốn chạy rồi nhưng lại bị một người khác kêu trở lại mà cái này còn lại mấy người tắc thì dốc sức liều mạng đối với phòng nổ súng ba người bọn hắn đánh lén súng ngắm đã chết mất hai cái cái kia người chỉ huy tựu là một gã súng bắn tỉa những người còn lại điên cuồng cầm lấy trong tay mini đột kích đối với phòng mãnh liệt quét. Trần Húc bọn hắn đều trốn ở dưới mặt đất công sự che chắn đằng sau, căn bản không cần lo lắng, bởi vì mini đột kích loại vật này, xuyên thấu lực thật sự là không được. Trong lúc này, Trần Húc vây quanh phòng đằng sau, cách cửa sổ lại giải quyết đối phương hai người. Bọn hắn cũng chỉ thừa bốn người rồi. Cục diện bây giờ, Trần Húc bọn hắn đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thế nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên trên đầu keng vừa vang lên, có đồ vật gì đó mất tiến đến, sau đó tự chứng kiến, toàn bộ trên đỉnh đầu đều là yên. Không xong, sương mù đạn, Douglas biến sắc, lập tức đem tầng hầm ngầm cửa đóng lại rồi, thế nhưng mà vẫn có sương mù có thể xuyên thấu qua cách khe hở truyền thừa. Mẹ, cái này hay vẫn là lựu hơi cay, cảm giác con mắt đau nhức, Trần Húc nhịn không được mắng, bên cạnh quản dịch cũng tại ho khan không ngừng, Trần Húc vội vàng cầm qua một lọ nước khoáng, cởi áo ra, kéo xuống một đoạn sau đem nước rội ở phía trên, cho quản dịch che tại trên mặt. Những người khác cũng nhao nhao noi theo, Trần Húc trên người cái kia kiện giá trị hơn mấy chục vạn đô la Âu phục cứ như vậy trở thành một khối khăn lau, bất quá may mắn là, loại phương pháp này vẫn tương đối hữu hiệu, hơn nữa xương mù vào không nhiều lắm, nếu không, bọn hắn ngoại trừ nhanh lên chạy đi bên ngoài, cũng chỉ có thể bị giam ở bên trong tươi sống buồn chết. Quá độc ác, Trần Húc nhịn không được mắng. Douglas nhưng lại cười nói, phải nói chúng ta là vạn hạnh rồi, khá tốt bọn hắn mang chỉ là xương mù đạn mà không phải độc khí đạn. Thế nào hiện tại muốn hay không chúng ta đi lên sông một phen. Trần Húc nhìn xem hắn, không có vấn đề sao, có áo chống đạn sợ cái gì, nói sau hiện ở phía trên đều là khói đặc, chúng ta bị nhốt tại cái này trong tầng hầm ngầm, ngoại trừ đi lên sông, còn có cái gì biện pháp khác. Trần Húc ngấm lại cũng thế, tuy nhiên một mực tại tránh cho cùng đối phương đánh giáp lá cả, nhưng là cái lúc này không có bất kỳ đích phương pháp xử lý rồi. Lúc này thời điểm Trần Húc trên bờ vai đáp một chi tay, ta cùng các ngươi cùng đi. Là Nam Cung Lam, nam cung lam mỉm cười nói giết người chưa hẳn muốn dùng thương tại đây một mảnh đêm tối chính giữa bọn hắn muốn nhắm chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy trần húc muốn cự tuyệt nhưng là cự tuyệt lại nói không nên lời rốt cục thở dài một tiếng nhẹ gật đầu đối phương sử dụng chính là tia hồng ngoại dụng cụ dò xét mà cũng không phải là tại trên ánh mắt tia hồng ngoại kính mắt nếu như đánh giáp lá cả bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không có nhắm chúng thời gian tốt ta trước đi giải quyết đối phương cái kia súng bắn tỉa mọi người coi chừng, nếu như trong các người có bất kỳ người bị thương tổn, lên trời xuống đất, ta tuyệt đối cho các người báo thù. Douglas cùng Nam Cung Lam đã không phải là lần thứ nhất cùng Trần Húc kể vai chiến đấu rồi, nghe vậy đều là cười cười. Douglas trên mặt của thấm nước vải vóc, đem tầng hầm ngầm môn một bả kéo ra, xoát thoáng một phát, trực tiếp văng ra lưỡng khỏa lựu đạn. Douglas không hỗ là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện chiến sĩ, tại tình như vậy huống xuống, lưỡng khỏa lựu đạn trực tiếp xuyên qua đã không có thủy tinh cửa sổ, ở phía trước bạo tạc. Oanh, oanh, Trần Húc thấy rõ, cái này lưỡng khỏa lựu đạn mặc dù không có tạc đến bất cứ người nào, nhưng lại làm cho đối phương sinh ra hỗn loạn, tất cả mọi người bổ nhào tại bụi cỏ chính giữa. Cơ hội tốt, Douglas ném hết lựu đạn về sau tựu nhảy đi lên, nhanh tận lực bồi tiếp Trần Húc. Trần Húc đi lên về sau ngay tại chỗ lăn một vòng, tuy nhiên hiện tại trên mặt đất tràn đầy thủy tinh cặn bã cùng vật gì đó khác, nhưng là hắn ăn mặc chất lỏng áo chống đạn chiếu cố toàn thân, chỉ cần diện mạo không kể sát đất, vậy thì một điểm thương tổn đều không có. Trần Húc lăn đến bên cửa sổ, dựng lên thương, trực tiếp tìm kiếm đối phương cuối cùng một gã súng bắn tỉa vị trí. Đêm tối chính giữa, uy hiếp lớn nhất đúng là súng bắn tỉa. Kỳ xem Trần Húc sẽ biết, một cái súng bắn tỉa tồn tại, đủ để từng cái đánh bại giải quyết hết suốt một đội ngũ. Sách đối phương súng bắn tỉa hiện tại tuy nhiên đã gục ở chỗ này, nhưng là tiểu mẫn lại có thể nhẹ nhõm đem hắn tập trung, trần húc thương, giống như lưỡi hái của tử thần đồng dạng, tự nhắm chúng tại đỉnh đầu của hắn. Người kia cũng là một cái kinh nghiệm phong phú súng bắn tỉa, biết rõ vừa rồi chính mình khả năng bại lộ vị trí, hắn không vội mà đứng, mà là theo mặt đất phủ phục bò sát một khoảng cách về sau, cho là mình có lẽ không có việc gì rồi, lúc này mới ngẩng đầu lên. Phanh, một viên đạn chuyển xác đánh chúng vào đầu của hắn, người này nằm mơ cũng thật không ngờ, hắn tự cho là hào kỹ năng ẩn nấp tại chân Húc trước mặt, như đất gà chó kiểng. Douglas cái này lúc sau đã liền xông ra ngoài, vùng tay lại là một thứ gì văng ra, bất quá không phải lựu đạn, nhưng lại đạn tia chớp. Maze MG lập tức thiêu đốt, khiến cho trang viên bên cạnh lập tức như ban ngày. Chỉ là cái này một cái chớp mắt, đeo kính dâm Douglas đã đưa tay hai phát, trước mặt hắn vốn là cái kia ngồi trồm hổm trên mặt đất, che liếc trong mắt hô thống ra hỏa, kinh ngạc bụng lấy lồng ngực của mình ngã xuống trong vũng máu mà Douglas mưng lên trong tay AK-47, trực tiếp tự là một thoi đạn đánh đi qua, lại đã nghe được hét thảm một tiếng. Mà ở ban ngày hiện lên lập tức, Nam Cung Lam hình như là một chỉ nhanh nhẹn chuột chuỗi đất chui ra ngoài. Vừa rồi đạn tia chớp lóe lên phía dưới, hắn tự đã được đến tại phòng đằng sau hai người kia vị trí, chỉ thấy tại trên hắn trong bụi cỏ mấy cái xoay người, tự đã như quỷ mị đồng dạng đi tới trang viên đằng sau, mà chỗ đó cùng đợi, thì là hai cái đang tại cẩn thận từng ly từng tí lục lọi tiến lên ra hỏa nghe âm thanh phân biệt vị. Tuy nhiên Nam Cung Lam trình độ còn không có có đạt tới nghe được điểm thanh âm là có thể tay không bắt được con ruồi tình trạng, nhưng là tại đây một mảnh đêm tối chính giữa, lại có thể nghe được đối phương tại trong bụi cỏ đi sột sột soạt soạt thanh âm. Nam Cung Lam thật giống như một chỉ con báo, hắn nửa phủ phục ghé vào trong bụi cỏ, chậm chạp di động vị trí, cùng mục tiêu tới gần. Mà đồng thời, mục tiêu đã ở hướng phía hắn cái phương hướng này đi tới. Cái phương hướng này, đi thông địa ngục, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nam Cung Lam đột nhiên bạo lên, đều không có dùng lập tức, chuẩn xác rỗi ra ngón tay, một chiêu độc ác vô cùng song long giò xét châu. Cái kia giết chợt chứng kiến trước mặt đột nhiên nhảy khởi một người, bị hù kinh hô, vô ý thức tự bóp lấy cỏ súng. Đáng tiếc, hắn viên đạn toàn bộ đều đánh bay, bởi vì Nam Cung Lam trên không trung quỷ dị xoay người một cái, trực tiếp vây quanh hắn bên cạnh, đón lấy. Sát thủ hai mắt một hồi toàn tâm đau đớn, mọi người nói tay đứt ruột sót, đó là bởi vì mười ngón còn có bị thương tổn cơ hội, Thế nhưng mà con mắt, cái này là nhân thể nhất mềm mại địa phương, có bao nhiêu người thử qua con mắt bị sống sờ sờ cắm vào thống khổ. Cái kia xa so trên ngón tay đau đớn phải mạnh mẽ gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nam Cung Lam một chiêu đắc thủ, lập tức vây quanh người nọ sau lưng, sờ qua hắn bên hông lúc, cảm giác được bên hông cắm một con dao găm, mà Nam Cung Lam mắt đều không nháy mắt, đem dao găm theo đao trong túi rút ra, sau đó. Đêm tối chính giữa một đạo ánh đao hiện lên, cái kia đã mất đi hai mắt ra hỏa bị cắt đứt hít hầu, không dám tin bụng lấy máu chảy như rót cổ họng, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Mà sau một khắc, đứng tại cách đó không xa đang chuẩn bị đi lên xem xét đến tột cùng tên sát thủ kia, cũng trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Chán của hắn trung tâm, cắm một con dao găm, tự là vừa rồi Nam Cung Lam cắt đứt trước khi tên sát thủ kia sử dụng dao găm. Gần kề tự là như vậy hai ba cái công phu, hai gã sát thủ đã bị đã xong tánh mạng. Tám người chết thứ bảy, còn có cuối cùng một người, bắt sống khẩu, Trần Húc kêu lên, dưới mắt thế cục hoàn toàn bị thay đổi, bọn hắn chiếm được tuyệt đối ưu thế, cái lúc này, tự nhiên cũng muốn lấy bắt sống khẩu vấn đề. Là cái gì tổ chức có như vậy lực lượng cường đại, bọn hắn mục đích suốt cuộc là cái gì? Tại lờ mờ dưới ánh trăng, Douglas cùng Trần Húc đều đưa trong tay thương nhắm ngay còn sót lại chính là cái kia người sống. Mơ hồ chứng kiến, đó là một cái người da trắng, dáng người phi thường khôi ngô. Đừng nhúc nhích, bằng không thì lại để cho đầu ngươi nở hoa. Douglas dùng anh ngữ hô, ngoan nghe lời, tiểu bảo bối, nếu như ngươi không muốn ăn đau khổ, tốt nhất không muốn nghĩ đến chạy trốn. Trần Húc lại cảm thấy có chút không đúng, người này. Quá trấn tĩnh rồi, từ đầu tới đuôi, hắn giống như một mực tại thờ ơ lạnh nhạt đồng dạng, giống như mặt khác bảy người chết, cùng hắn không có một điểm quan hệ. Hơn nữa, Trần Húc lại để cho tiểu mẫn phi tốc cất đi thoáng một phát màn ảnh. Giống như, người này vừa rồi một mực tựu có ý thức ở rời xa chiến trường vừa lúc đó đột nhiên cái kia người da trắng tay khẽ động đang ở đó khẽ động tầm đó trên tay của hắn nhiều hơn một thanh thương tốc độ thật nhanh nhưng là douglas tốc độ nhanh hơn douglas vẫn đang ngó chừng người kia thấy hắn lập tức rút súng douglas lập tức tựu bóp lấy cỏ súng đối với những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ra hỏa muốn để lại bọn hắn người sống đều không được những cái thứ này rõ ràng tựu là bỏ mạng dây băng đạn lấy cường đại động năng đem cái kia người da trắng đánh ngã xuống đất douglas đối với trần húc làm ra một cái thật có lỗi biểu lộ ý là không có ý tứ không có biện pháp lưu hắn người sống thế nhưng mà vừa lúc đó đột nhiên một tiếng thanh thúy súng vang lên douglas kêu rên một tiếng té trên mặt đất trần húc kinh hãi tự chứng kiến nguyên vốn đã bị đánh chết chính là cái kia người da trắng vậy mà điềm nhiên như không có việc gì đứng hắn đập vỗ ngực phảng phất tại trên quần áo dính cho bụi trần húc nhìn sang hoảng sợ phát hiện y phục của hắn bên trên mặc dù có vết đạn nhưng lại căn bản không có đổ máu chẳng lẽ hắn mặc áo chống đạn cái lúc này không phải do dự thời điểm trần húc lập tức giơ súng xạ kích còn lần này mục tiêu thì là tên kia đầu lâu phanh trần húc thề hắn thấy được kế tiếp nhất không thể tưởng tượng nổi một màn ngay tại trần húc giơ súng lập tức người kia phảng phất đã đã biết trần húc mục đích giơ tay lên chắn trước mặt mà viên đạn tắc thì xuất tại trên tay của hắn không có huyết, không có kêu thảm thiết, nhưng lại đêm tối chính giữa xem thanh thanh sở sở hỏa hoa. Còn có kim loại va chạm một tiếng giòn vang, thả tay xuống, cái kia người da trắng nhếch miệng cười cười, dùng một miệng địa đạo, mà nói nước Mỹ miền Tây Anh ngữ nói, tiểu gia hỏa, trò chơi đã xong. Chân Húc vừa mới chuẩn bị nổ súng xạ kích, lại chứng kiến cái kia người da trắng giống như con báo đồng dạng chụp một cái đi lên. Giữa hai người khoảng cách khoảng chừng 10 mét xa, có thể tên kia vậy mà như vậy nhảy dựng phía dưới, một giây sau trung tựu xuất hiện ở trần húc trước mặt sau đó trần húc cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đụng vào trên người mình cả người phảng phất diều bị đứt dây đồng dạng bay ra ngoài thật xa trần húc trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất toàn thân cao thấp không có một chỗ xương cốt không tại đau đớn hắn cảm giác vừa rồi đánh lên hắn không phải một người mà là một cỗ khổng lồ xe tải áo chống đạn tuy nhiên giúp hắn triệt tiêu mất một bộ phận lực đạo nhưng là hắn hay vẫn là ngực ngòn ngọt một búng máu phun tới trần húc hoảng sợ hắn biết rõ tại vừa rồi va chạm phía dưới, chính mình nội phủ hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy điểm thương tổn, nhưng là hắn càng sợ hãi chính là tốc độ của đối phương, còn hữu lực lượng. Nhảy dựng tựu là 10 mét, nhân loại có thể làm được sao? Tại không có bất kỳ chạy dưới tình huống, gần kề chỉ là kho người xuống, có thể bắn ra 10 mét sao? Như vậy, người kia chân lực lượng cường đại đến trình độ nào? Chỉ sợ coi như là ôn cấp chuyên dụng bóng đá, hắn cũng có thể một cước trực tiếp đá nổ đi. Còn có cổ lực lượng kia, Loại lực lượng này va chạm, cũng không phải nói hắn tay lực lượng đại, mà là thân thể của hắn. Thân thể của hắn phi thường trọng, bởi vì ở đằng kia bắn ra phía dưới, Trần Sở gặp lực lượng chính là người thân thể sức nặng. Nhân với tốc độ của hắn, Tiểu Mẫn nhanh chóng được ra kết luận, tốc độ mỗi giây 10 m, m. Căn cứ Trần Húc đã bị va chạm, người này thân thể sức nặng vậy mà khoảng chừng 300 kg. Một cái 600 cân đại mập mạp, không, người này thân cao mặc dù có hơn 2 mét, nhưng là căn cứ hắn hình thể để phán đoán, toàn thân cơ bắp rắn chắc, dựa theo nhân loại bình thường phép tính tối đa cũng cũng chỉ có 200 cân suốt đầu 600 cân. Liên tưởng đến vừa rồi người này vậy mà dùng tay đến đỡ đạn, như vậy tự chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hắn, không phải người, tối thiểu nhất, hắn bên trong kết cấu, chỉ sợ đã không phải là người rồi. Trần Húc miễn cưỡng bò, nhìn về phía Douglas, cái này người da đen bảo tiêu tải áo chống đạn dưới sự bảo vệ không có đã bị viên đạn tổn thương nhưng là thương của hắn lại đã rơi vào cái kia khủng bố người da trắng trong tay. Chỉ có củi mục mới sẽ sử dụng loại vũ khí này. Người da trắng cười đắc ý, một tay dùng sức nắm chặt, một khẩu AK-47 liền trực tiếp bị hắn nắm trở thành linh kiện. Bọn tiểu tử, người da trắng hướng về phía Trần Húc cùng Douglas khiêu khích nói, các ngươi không phải mới vừa rất dũng mãnh sao. Như thế nào nhanh như vậy thì không được, đến à, chúng ta hảo hảo chơi bên trên một bà. Trần Húc lau khô khóe miệng huyết, bò, cùng Douglas đứng chung một chỗ, nhìn xem hắn, ngươi là cái gì. Ma quỷ Terminator sung kết giả, Ano suốt Snaker, nếu như là tại trong hiện thực, 10 cái Ano ta đều có thể một chi tay nhất chết hắn, bất quá so về trong phim ảnh, ta không phải cái loại này dây chuyền sản xuất bên trên đi xuống máy móc quái vật. Người da trắng cười to, nhớ ký tên của ta, ta gọi Seven, đến thiên đường về sau nói cho Thượng Đế, không xuất ra 30 năm, không riêng gì cái tinh cầu này, mà ngay cả thiên đường cũng cần đổi chủ nhân. C phần, Trần Húc đồng tử có rút lại, đây là của ngươi này danh tự. Số 7, cái kia dư lãng là một chút. Số 7 cười nói, xem ra các ngươi đã phát hiện bí mật của chúng ta. N, nếu như các ngươi không có chứng kiến tay của hắn, chúng ta cũng hoàn toàn chính xác không sẽ đi qua rồi. Hừ, hắn bất quá chỉ là một cái phế vật, một cái vật thí nghiệm mà thôi, vĩ đại gót chỉ giao phó hắn một chi tay, bọn tiểu tử, chỉ có thể trách chính các ngươi quá tốt kỳ. Hắn tuy nhiên là một cái phế vật, nhưng là gót cho hắn cái kia chi tay là tuyệt đối không thể để cho người khác biết rõ, tối thiểu bây giờ còn chưa được, tốt rồi, lời nói đã nói rất nhiều. Những lời này là xem tại ngươi giúp ta giết vừa rồi mấy cái phế vật ta mới nguyện ý nói cho các ngươi, hiện tại, trò chơi đã xong. Vừa dứt lời, người này lại một lần nữa dùng sức trên mặt đất đạp một cái, giống như một đầu quái thú đồng dạng chụp một cái đi lên, bất qua lúc này đây Trần Húc cùng Douglas đã có chuẩn bị, hai người tại hắn lúc nói chuyện cũng đã hết sức chăm chú, hắn thân thể vừa mới khẽ động, Hai người lập tức tự hướng bên cạnh phương hướng nhào tới, Douglas theo bên hông rút súng ngắn, đối với số 7 rầm 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 rầm, lập tức đem một thoi đạn đánh xong. Nhưng là viên đạn đánh vào số 7 trên người nhưng lại không có có bất kỳ tác dụng gì, lại ngẫu nhiên nghe được keng keng kim loại âm thanh. Douglas phiền muộn kêu lên, cái này con mẹ nó là quái vật gì? Lúc này thời điểm, một bóng người như thiểm điện lao đến, đối với mở ra bàn tay lớn muốn đi niết trần hút số 7 bay lên tựu là một cước. Một cước này trực tiếp đá vào trên mặt của hắn, đem số 7 đá đã đến một bên, nhưng lại Nam Cung Lam. Nhưng là Nam Cung Lam nhưng trong lòng cũng là vô cùng kinh nghi. Vừa rồi một cước kia độ mạnh yếu không có người so với hắn còn muốn tinh tường, một cước kia xuống dưới, coi như là cái 200 cân tráng hắn cũng khẳng định bị đá phi 10 mét có hơn, mà người này chỉ là ngã sắp xuống, căn bản cũng không có bay ra ngoài, đây quả thực không phù hợp lẽ thường. Nhưng là lúc này thời điểm hắn không rảnh cố kỵ nhiều như vậy, một bà kéo chân hút, Trần Húc hét to một tiếng coi chừng, mượn nhờ Nam Cung Lam sức kéo sông tới, hung hăng một quyền đánh vào nhanh chóng bỏ lên số 7 ngực. Tốt, Nam Cung Lam quát to một tiếng, tại hắn xem ra, Trần Húc một quyền này phát lực 10 phần, coi như là hắn chịu lên như vậy thoáng một phát cũng muốn đã bị trọng thương, nhưng là, một giây sau chung, Trần Húc lại ôm tay kêu thảm thiết một tiếng, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Trần Húc phiền muộn lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Quá cứng à, một quyền kia giống như là đập vào sắt thép lên, Đau hắn nước mắt đều muốn ra rồi, hơn nữa sơ bộ đoán chừng, xương tay có khả năng đã bị phản chấn mà bị thương. Muốn thắng ta, số 71 cước đem Trần Húc cho đá bay rồi. Thật là đá bay, Trần Húc trên không trung phát ra rồi vèo một tiếng, rất xa bay ra hơn 10 thước có hơn trong bụi cỏ. Con rùa cái nắp đấy, Trần Húc tại trong bụi cỏ cảm giác xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, người kia không phải người. Hắn tuyệt đối không phải người, trong cơ thể của hắn, tuyệt đối không phải nhân loại cấu tạo cái lúc này số 7 cùng Nam Cung Lam đã giao thủ. Nam Cung Lam đã cảm thấy khí lực của người này to đến thần kỳ, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh. Một quyền xuống thậm chí mang theo tiếng gió, xem chân của hắn kính, trực tiếp đem Trần Húc cho đá bay rồi, còn có đáng sợ như vậy quyền phong, Nam Cung Lam nào dám cùng hắn cứng đối cứng. Triển khai ra truyền bát quái du long trường, cùng cái này quái vật triển khai du kích. Không thể không nói, nếu như Nam Cung Lam là Vịnh Xuân, Tán Đả, Thái Quyền một loại cao thủ, gặp được cái này quái vật cũng chỉ có tìm cái chết vô nghĩa phân, bởi vì cái thằng kia một quyền xuống lực đạo đâu chỉ ngàn cân. Dùng nhân loại huyết nhục chi thân thể cùng đụng vào hắn không cần biết ngươi là cái gì cương cân thiết cốt. Chẳng lẽ còn thực ngạnh qua được cái loại này thép hợp kim thiết. Thế nhưng mà bát quái du long trưởng, xuất quỷ nhập thần ảo ảnh vô song, số 7 tuy nhiên mỗi một quyền cương mãnh vô cùng, nhưng lại liền một mảnh góc áo đều sờ không tới nam cung lam. Truyền thuyết bát quái du long trưởng cảnh giới cao nhất là một đám người cầm một chậu nước đi dội hắn, một bộ bộ pháp sử đi ra, tích thủy không dính thân. Nam Cung Lam Công Phu đã rơi vào nơi tuyệt hảo, bộ này du long bộ pháp càng là hắn từ nhỏ luyện tập tập, căn cơ vững chắc vô cùng, tại đây cuộc đời nhất hiểm một trận chiến chính giữa. Nam Cung Lam đem bát quái trưởng chính là cái kia du chữ bảy ra được phát huy vô cùng tinh tế, số bảy vô số lần công kích toàn bộ đánh vào không khí chính giữa, mà Nam Cung Lam không cầu đả thương địch thủ, nhưng cầu tự bảo vệ mình dùng tìm kiếm sơ hở của đối phương, cái kia số bảy là càng đánh càng gấp, nhưng lại liền một mảnh góc áo đều sờ không tới. Cho tới nay cùng Nam Cung Lam giúp nhau phân cao thấp đắc chứng kiến Nam Cung Lam bộ này thân pháp xử đi ra, trong nội tâm cũng không khỏi được thán phục. Nếu như là chính mình cùng hắn đánh, chỉ sợ tại đây bộ đồ trưởng pháp phía dưới cũng chỉ có bị chôn sống tiêu hao làm khí lực, bại trận một đường. Trần Húc tại trong bụi cỏ nghỉ ngơi một lát, nhưng là ánh mắt thủy chung không có ly khai Nam Cung Lam, thấy trong nội tâm cực kỳ bội phục. Không hỗ là bát quái môn chính tông truyền nhân, bộ này du long trưởng hắn liền khiến cho không đi ra như vậy thuần thục, Trần Húc sở học, vụn vặt, đối phó người bình thường dư xài, nhưng là đối với cao thủ, hay vẫn là kém đến quá xa. Cái kia số 7 trong nội tâm càng là cùng xuất hiện. Muốn hắn từ khi bị cải tạo đến nay, rốt cục có một lần có thể cơ hội xuất thủ, vậy mà đụng phải một cái so cá chạy còn trượt đồ vật. Liên tục đánh ra mấy trăm quyền nhưng lại ngay cả đối phương mau đều không có sở đến một căn, đây cũng là hắn tự ghi việc đến nay cho tới bây giờ không gặp được qua sự tình như vậy xuống, trong nội tâm nhịn không được một hồi lo lắng, có thể càng là lo lắng, lại càng sờ không tới đối phương. Trần Húc cùng Douglas hai người ở bên đang xem cuộc chiến, nhịn không được thấy ngây dại. Vốn lấy hắn hai người lúc này chiến đấu kinh nghiệm, cũng lập tức đã nhìn ra số 7 sai lầm. Thằng này một thân cương cân thiết cốt, tay chân lực đạo cùng tốc độ đều rất kinh người, do đó tự đưa đến tên ngu ngốc này thái quá mức mê tín lực lượng của mình cùng tốc độ, do đó lên nam cung lam hợp lý. Tự như lần trước tại giả thuyết ảo cảnh trong tiến hành chiến đấu khảo thí lúc, Trần Húc gặp được chính là cái kia Thái Lan tuyển thủ đoán man đồng dạng. Trần Húc cũng là dùng một bộ bát quái du long trưởng cùng đối phương du đấu, thế nhưng mà cái kia đoán man áp dụng phương pháp, nhưng lại thà rằng chịu lên Trần Húc vài cái, cũng không thể cùng hắn du đấu. Cái này số 7, toàn thân cương cần thiết cốt phiên đạn còn không sợ, nếu như hắn nghẹn đủ kính, căn bản mặc kệ Nam Cung Lam chạy, mà là trực tiếp dùng lực phá xảo, Nam Cung Lam cũng cũng chỉ có bại lui một đường rồi chỉ lại quá phận tin tưởng lực lượng của mình, càng đánh càng gấp, hiện tại quyền chủ động toàn bộ đều đã rơi vào Nam Cung Lam trong tay, tuy nhiên nhất thời nửa hỏa Nam Cung Lam còn không gây thương tổn hắn, nhưng là cũng không tin người này như vậy ra quyền, thể năng của hắn hội vô cùng vô tận. Nghĩ vậy, Trần Húc cùng Douglas quay đầu bỏ chạy, không phải bọn hắn không đủ nghĩa khí, mà là đang tay không sâu lâu lên, hai người nếu là đi lên căn bản là không làm gì được cái này quái vật nhưng là cũng không tin người này toàn thân thật sự cứng như vậy, thật sự sẽ không sợ viên đạn. Cho dù là điện ảnh Terminator sung kết giả chính giữa, đáng sợ kia người máy cũng là có thể dùng vũ khí hiện đại chỗ tiêu diệt đấy. Tự nhìn người vũ khí này uy lực có đủ hay không mạnh. Hai người hiện tại tâm tư nhất trí, tự là thừa lúc Nam Cung Lam đem cái thằng này ngăn chặn thời điểm, nhanh chóng trở về cầm vũ khí. Có thể Trần Húc vừa chạy hai bước, đột nhiên trong lòng Linh Quang hiện lên, chính mình không cần phải đi lấy cái loại này thông thường vũ khí à. Chính mình có một loại rất nghịch thiên kiểu mới vũ khí, loại vũ khí này uy lực không thể so với bất luận cái gì vũ khí thông thường chênh lệch, hơn nữa thường thường còn có thể thu được kỳ hiệu. Lần sóng âm vũ khí à, Trần Húc đã thật lâu không có sử dụng qua loại vũ khí này, nhưng hôm nay một khi nhớ tới, lập tức tự lại để cho tiểu mẫn biến thành đồng hồ mang tại tay trái bên trên dù sao tiểu mẫn mặc kệ biến thành cái gì, chỉ cần cùng thân thể của hắn có liên hệ, là có thể một mực tại Trần Húc Trung quanh hình thành đặc thù từ trường cùng Trần Húc tiến hành trao đổi. Đã có mới đích vũ khí, Trần Húc tinh thần đại chấn xông lên gia nhập vòng chiến, hắn xử, cũng là bát quái du long trưởng Nam Cung Lam gặp Trần Húc đột nhiên bỏ thêm tiến đến, gấp đến độ kêu to, Trần Húc, ngươi tranh thủ thời gian đi lấy thương, ngươi điểm này công phu là không đối phó được hắn, chỉ có dùng đoạt mới có thể giết chết hắn. Trần Húc tránh qua, tránh né số 7 một cái trọng quyền, cười to nói, Nam Cung huynh ngươi thối lui chiến đoàn, xem ta như thế nào giải quyết người này. Mới vừa rồi bị đánh cho không có sức hoàn thủ Trần Húc vậy mà đột nhiên phóng cái này cuồng ngôn, cái kia số bảy giận quá thành cười, ta trước hết giết ngươi. Trần Húc giống như cá trạch đồng dạng tránh qua, tránh né bàn tay to của hắn, đối với Nam Cung Lam nói, người mau tránh ra, ta sợ bị thương ngươi. Tuy nhiên không biết Trần Húc muốn, nhưng là dùng Nam Cung Lam đối với cái thằng này rất hiểu rõ, thằng này ngược lại là rất ít đánh không có nắm chắc trận chiến. Hắn nói như vậy, khả năng thật sự có đạo lý của hắn. Vì vậy Nam Cung Lam giả thoáng một chiêu, nhảy ra vòng tròn luẩn quẩn, số 7 cũng không đuổi theo, hắn muốn trước tiên đem Trần Húc cái này hung hăng cản quấy ra hỏa cho giải quyết hết. Tiểu Mẫn, sắp sửa sóng âm công kích nhiều lần đoạn điều chỉnh đến lại để cho thằng này chiều sâu hôn mê, nhưng lại không thể đưa hắn cạo chết, thế nhưng mà nếu như có thể lượng quá nhỏ rồi, chỉ sợ hội không làm gì được hắn cả. Minh Bạch, đã điều chỉnh tốt, tùy thời có thể công kích. Rất tốt, Trần Húc quát to một tiếng, xem chuẩn số 7 một quyền nện xuống đến lộ ra một sơ hở, thân thể nhoáng một cái, một trưởng đánh chúng vào số 7 bộ mặt. Một chiêu này thật sự quá hiểm, kỳ thật Nam Cung Lam có nhiều lần cơ hội có thể sử xuất một chiêu này, nhưng là cơ hội luôn không tốt, đánh chúng số 7 mặt không khó, nhưng là khó tại nếu như một trưởng này lực đạo không đủ đủ, rất khó cho cái này quái vật tạo thành tổn thương, ngược lại sẽ lại để cho hắn thừa cơ dùng cái này sơ hở bắt lấy tay của mình. Như vậy tiểu đại thế đã mất rồi có thể Trần Húc một trường này tốc độ mặc dù nhanh, lại không có gì lực đạo, một trường đánh vào số 7 trên mặt, cùng con mũi cắn thoáng một phát cảm giác không sai biệt lắm. Mà lúc này số 7 cười ha ha, trực tiếp bắt được Trần hút đích cổ tay, cũng không đem tay của hắn lấy ra, thật hưng phấn hét lớn, tiểu tử, ta bắt lại ngươi rồi. Xem ta như thế nào đem ngươi cho xé thành hai nửa. Nam cùng làm kinh hãi, muốn xông lên nghĩ cách cứu viện, nhưng này lúc Trần hút lại quát to một tiếng, con rùa cái nắp, thiên ma lưu tinh quyền, hàng long thập bát trưởng, phá cho ta. Chỉ thấy Trần Húc cùng số 7 đều là nửa ngồi lấy, Trần Húc hai chân bất đinh bất bát giấm trên mặt đất, tay trái ôm quyền đặt ở bên hông, tay phải đơn trưởng dán tại cái thằng kia trên mặt, mà số 7 tắc thì bắt được Trần Húc tay phải, hai người đem cái này tạo hình giữ vững suốt 3 giây đồng hồ. Trần Húc cái này hét lớn một tiếng về sau, cái kia số 7 biểu lộ lại lập tức thay đổi, phảng phất gặp được trên cái thế giới này kinh khủng nhất, bất khả tư nghị nhất sự tình đồng dạng. Sau đó, hắn thân thể khổng lồ kia chậm rãi ngửa ra sau, đón lấy trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Mơ hồ còn nện nổi lên một mảnh bụi đất, Nam Cung làm thấy nghẹn họng nhìn chân chối, miệng há có thể nhét vào đi ba cái trứng gà. Trần Húc xứ vững cái kia tạo hình hai dây chung, rốt cục làm ra một cái đánh xong kết thúc công việc động tác, thở dài, con rùa cái nắp, ta còn không tin rồi, đã chúng ta một chiêu kháng lòng hữu hối còn bất tử. Đem người này dùng thiết tầng tầng khóa, ném vào một chiếc xe vận tải trong xe về sau, mấy người đều hay vẫn là kinh hồn vừa định. Bất kể là Trần Húc, Nam Cung Lam hay vẫn là Douglas, vừa rồi một trận chiến, tuyệt đối có thể xưng là cuộc đời hung hiểm nhất, quỷ dị nhất đánh một trận bởi vì vi đối thủ của bọn hắn, không biết là cái thứ gì. Hơn 600 cân thân thể, ba người cơ hồ là phí hết sức của chín châu hai hổ mới đem nó đặt lên xe, đương nhiên, còn có cái kia không may hài tử dư lãng. Cái này tòa trang viên đã không an toàn rồi, nhất định phải tranh thủ thời gian đổi một vị trí thằng này trên người có thể hay không có cái gì tín hiệu máy phát xạ một loại hay sao. Yên tâm, cho dù có cũng vô dụng rồi. Trần Húc rất tự tin, bởi vì hắn vừa rồi tại trong thời gian ngắn, lợi dụng ô tô động cơ cải trang một cái sinh sắn điện từ quấy nhiễu nghi. Kỳ thật đơn giản mà nói chính là một cái không ngừng phát ra không quy tắc nhiễu loạn sóng điện từ đồ vật, tại thứ này quấy nhiễu xuống, có thể có tín hiệu phát ra ngoài mới là lạ. Nam Cung làm sắc mặt cổ, vừa rồi, người cái kia kháng lòng hữu hối đến cùng chuyện gì xảy ra, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy một trưởng đánh vào mặt người lên, lưỡng ba giây đồng hồ về sau mới phát huy tác dụng trưởng pháp. Người không muốn nói cho ta vậy thì thật là hàng long tập bát trưởng. Đang nghe Nam Cung Lam đem vừa rồi một màn nói một lần về sau, sắc mặt của mọi người đều cổ quái, quản dịch nhìn xem Trần Húc, người chẳng lẽ thật sự hội cái gì kia hàng long. Vấn đề này muốn giải thích thế nào? Trần Húc suy nghĩ một chút nói, nhưng thật ra là lão sư cho ta đồng dạng vũ khí, rất ẩn nấp nhưng là rất có lực sát thương. Chờ ta đi về hỏi hỏi lão sư A thứ này có thể hay không nhiều chế tạo một điểm, hiện tại đột nhiên xuất hiện loại này quái vật, chúng ta lại không thể một mực tùy thân mang theo hạng nặng hỏa lực, đã có loại vũ khí này mới có thể lại để cho mọi người chúng ta an toàn đạt được rất cao bảo đảm. Nam Cung Lam còn muốn hỏi, nhưng là quản dịch xem Trần Húc không muốn nhiều lời, tự kéo hắn thoáng một phát. Kỳ thật Trần Húc trong lòng cũng là không ngừng ở bồn chồn à. Vừa rồi cái kia một là đi hiểm, lần sóng âm vũ khí tác dụng là sinh ra tại nhân loại trong thân thể tạng bẩn cùng với khác bộ vị hoạt động lúc chỗ sinh ra nhiều lần đoạn cộng hưởng hiệu quả hiệu quả như vậy mãnh liệt dưới tình huống sẽ trực tiếp làm cho nội tạng vỡ tan hoặc là não tử vong cường độ thấp cũng sẽ biết đối với nhân tạo thành nhất định được tổn thương ví dụ như buồn nôn nôn ngửa chờ chờ thế nhưng mà tên kia đến cùng phải hay không người Trần Húc còn không rõ ràng lắm vạn nhất lần sóng âm vũ khí đối với bọn họ vô dụng bất quá may mắn Trần Húc vận khí rất không tồi một chiêu này khởi hiệu rồi, mà đối với cái này cái số 7, Trần Húc trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng là cụ thể kết quả còn cần đợi đến lúc kế tiếp thông qua thí nghiệm đến chứng minh là đúng. Như thế nào thí nghiệm, cái kia tự nhiên là giải phẩu, đối đãi địch nhân, không có gì hiếu khách khí đấy. Thực tế hay vẫn là không biết địch nhân, mà lần sóng âm vũ khí chế tạo kỳ thật cũng không phải phi thường khó khăn, xem ra cần để cho ăn sạch ở trên đảo Jimmy gấp rút chế tạo một đám đi ra, như vậy cũng có thể gia tăng mọi người hệ số an toàn, một đường không nói gì xe phi chạy vào Las Vegas đông giao một cái nhà xưởng chính giữa. Cái công xưởng này, kỳ thật tự là quản gia một chỗ bí mật căn cứ địa, chú đóng ở cái công xưởng này bên trong, tại không phải khẩn cấp thời khắc lúc có 300 tên bộ đội đặc trùng suốt ngũ tinh nhuệ binh sĩ, mà ở trong đó vũ khí đầy đủ hủy diệt một cái cỡ nhỏ thành thị. Nơi này là quản gia tại Las Vegas lớn nhất cơ mật chỗ rồi. Tại cái công xưởng này che giấu phía dưới, dưới mặt đất mấy vạn bình phương đều là một cái cự đại chỗ tránh nạn cùng súng ống đạn được kho. Nơi này là chúng ta quản gia hao phí vài thập niên tu kiến chỗ tránh nạn, coi như là nước Mỹ Tổng thống cũng tìm không thấy so tại đây càng địa phương an toàn. Quản dịch nói như thế đấy, cùng hắn nói là chỗ tránh nạn không bằng nói nơi này là một chỗ hạ cư điểm. Tại đây quả thực chính là một cái cỡ nhỏ thành thị. Độc lập ô nước tinh lọc hệ thống, cung cấp sướng hệ thống, chỗ tránh nạn quanh thân đều là 10 ly mễ dày thép tấm tạo thành còn có phòng phóng xạ đại môn. Có thể nói, cho dù trên mặt đất đã xảy ra chiến tranh hạt nhân, sở hữu tất cả mặt đất sinh vật đều tuyệt chủng rồi, người ở chỗ này cũng còn có thể sinh tồn được. Quản dịch giới thiệu nói, ở chỗ này, ghi lại nhân loại lịch sử văn minh sở hữu tất cả tư liệu, bên cạnh chứa đựng trong tủ có hiện tại có thể thực dụng sở hữu tất cả thực vật hạt giống. Nếu như là những thực vật kia có hạt giống, đương nhiên, còn có hiện trên địa cầu giống gen đoạn ngắn. Nếu như nhân loại diệt phong rồi, mới đích nhân loại đem có thể từ nơi này tìm được trở lại như cũ địa cầu văn minh hết thảy. Trần Húc thấy trợn mắt há hốc mồm, các người gia tộc kiến tạo cái chỗ này, chẳng lẽ chính là vì ứng phó địa cầu hủy diệt. Quản dịch lắc lắc đầu nói, có chút buồn lo vô cớ. Ta cũng như vậy cảm thấy, nếu như mặt đất nhân loại đều chết sạch, như vậy tại như vậy một cái địa phương nhỏ bé sinh tồn nhân loại còn có thể làm gì đâu này. Nhưng là cái này là gia tộc bọn ta đời thứ ba đến hải ngoại tộc trưởng chỗ ra lệnh, bách niên thời gian hoàn thiện lên. Gia tổ có di ngôn nói, đây là quản gia cuối cùng dựa, hy vọng bọn tử tôn cho mình lưu lại một đầu đường lui. Sau đó lịch đại gia chủ đều đối với nơi này tiến hành giữ gìn cùng tiếp tục kiến tạo, hơn nữa còn giống như có chút bí mật, là ta cái này người thừa kế đều còn không biết, đây là quản gia cao nhất cơ mật. Cái chỗ này không biết bỏ ra bao nhiêu tiền mới kiến thành như thế quy mô, Trần Húc vừa đi vừa cảm thán, đồng thời nghe quản dịch giới thiệu, tại nơi này chỗ tránh nạn chính giữa là có từ che đậy hệ thống sở hữu tất cả cùng ngoại giới câu thông tín hiệu nhất định phải trải qua đặc thù tuyến đường mới có thể truyền lại, cho nên chúng ta không cần lo lắng cái kia hai tên ra hỏa trên người còn có cái gì chúng ta không có phát hiện tín hiệu máy phát xạ. Hơn nữa, cho dù bọn hắn có thể tìm được cái chỗ này, cũng cũng chỉ là đi tìm cái chết, tại đây che giấu lực lượng đầy đủ cam đoan an toàn của chúng ta. Nghe quản dịch giới thiệu, Trần Húc còn biết cái này dưới mặt đất cứ điểm cũng là có hoàn toàn độc lập nguồn năng lượng hệ thống đấy tại đây thậm chí có một cái cỡ nhỏ năng lượng hạt nhân chạm phát điện. Ta đã bẩm báo phụ thân, hiện tại, chúng ta tự đi xem cái kia số 7 rốt cuộc là quái vật gì a à? Tại dưới mặt đất cứ điểm không khuẩn thất chính giữa, số 7 chính 4 ngã trỏng vó bị cố định tại một cái đặc chế trên bàn giải phẫu. Trần Húc bọn người thay đổi không khuẩn phục, trải qua trừ độc về sau lại tới đây, chung quanh có rất nhiều áo khoác trắng người đang bận lục lấy. Trần Húc nhịn không được nhỏ giọng hỏi quản dịch, nhà các người tại đây như thế nào còn có phòng thí nghiệm thứ đồ vật như vậy đầy đủ hết. Quản dịch thấp giọng đáp, gia tộc bọn ta sản nghiệp không chỉ có riêng chỉ là sòng bạc một khối, sòng bạc, bất quá chỉ là giấu người tai mục đích một loại phương pháp mà thôi. Gia tộc bọn ta sản nghiệp trải rộng các mặt, trong đó cũng có nước thuốc. Ta về sau mới biết được, trước khi người tìm sư phụ người cầm chó dại khắc tinh cứu chính là cái kia lưu lăng thiên, kỳ thật nhà bọn họ cũng coi như là gia tộc bọn ta ở trong nước một cái đại lý thương rồi. Tiểu thư, những này là vừa mới kiểm tra lúc kết quả, người xem những này ảnh chụp. Một người mang kính mắt xem tuổi tác rất lớn nghiên cứu viên đi đến mấy người bên người, kích động nói, xem trái tim của hắn, rõ ràng so người bình thường muốn lớn hơn một vòng, mà tứ chi của hắn, các vị đến xem. Tứ chi của hắn hoàn toàn là hậu thiên cấy ghép đi lên, là nhân tạo đấy. Mà ngực bụng tầm đó cũng rõ ràng bị người cải tạo qua, ngoại trừ mấy cái mấu chốt nội tạng lớn hơn rất nhiều, còn có hắn cốt cách, mọi người xem, người này đã hoàn toàn không có xương sườn rồi. Lồng ngực của hắn tựu là một khối thép tấm, trời ạ. À. Đây rốt cuộc là người nào tác phẩm, tiểu thư, ta thỉnh cầu ngài, có thể cho chúng ta một cái giải phẫu cơ hội của hắn. Yên tâm, chúng ta sẽ không để cho hắn chết mất đấy. Quản dịch nhìn về phía Trần Húc, Trần Húc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngàn vạn không thể để cho hắn đã chết, hơn nữa phải cẩn thận. Nơi tay thuật tầm đó ta đề nghị cho người này làm một cái toàn thân kiểm tra, nhìn xem trên người của hắn có hay không cùng loại với quả buông một loại tự hủy đồ vật. Chúng ta bây giờ chủ quan cực kỳ khủng khiếp, quản dịch hỏi. Cái kia người này ngọn nguồn là cái gì? Hắn rốt cuộc là người, còn là người máy, là trang đấy. Một cái giọng nữ tiếng nổ, Trần Húc ngẩng đầu nhìn lại, thấy là một người mang kính mắt, ăn mặc áo khoác trắng châu U thành thục nữ tính đi tới nói. Ta hiện tại có 80% đã ngoài nắm chắc, xác định người này vốn là cá nhân, nhưng là bị thông qua có chút thủ đoạn cải tạo thành hiện tại cái dạng này. Loại này cải tạo chỉ ở khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chính giữa xuất hiện, không nghĩ tới bây giờ nhân loại đã có như vậy trình độ rồi tứ chi của hắn bị thay đổi, thay thế, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị đổi thành nhân tạo đấy. Bởi vì hắn nội tạng phổ biến so với người bình thường loại muốn lớn hơn số 1, cho nên ta cảm thấy được hắn nội tạng hẳn là nhân tạo hơn nữa là đặc chế đấy. Nói cách khác, ngoại trừ đầu lâu của hắn bên ngoài, toàn thân của hắn đều bị người đổi đã qua, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này là chúng ta thủ tịch nghiên cứu viên Fiona Phu Nhân. Quản dịch tức thời giới thiệu nói, vị này chính là Ellen Tiến Sĩ. Trần Húc hướng hai người hỏi tốt, nói, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Ta biết rõ loại này cải tạo đối với các vị mà nói có rất lớn nghiên cứu giá trị, nhưng là tại không có trải qua ta cùng quản dịch đồng ý trước khi, bất luận kẻ nào không thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Chỉ có thể có cái này sở nghiên cứu nội người biết rõ, liền người nhà của các ngươi bằng hữu cũng không thể nói cho. Mấy cái nhà khoa học do so dự một chút, quản dịch nói, đây chính là ta ý tứ, các vị hiện tại vi gia tộc bọn ta phục vụ, hy vọng tuân thủ gia tộc bọn ta quy định. Hơn nữa ta tin tưởng, đây cũng là bảo hộ các vị cử động, bởi vì hôm nay chúng ta tiểu suýt nữa bị người này giết chết hại, có thể hoàn thành như vậy cải tạo tổ chức, thực lực tuyệt đối không tại gia tộc bọn ta phía dưới. Tốt, đã tiểu thư ngài nói như vậy, chúng ta cũng có thể lý giải. Tại người này ngược trái phía dưới có một vật thể không rõ, căn cứ suy đoán hẳn là quả bung, hiện tại thỉnh tiểu thư ngài làng tránh, Chúng ta nhất định phải lại để cho chuyên gia đem cái này quả bom cho dỡ bỏ, nếu không hội rất nguy hiểm đấy. Quản dịch cùng Trần Húc đối mặt thoáng một phát, gật gật đầu, dù sao hiện ở loại tình huống này, bọn hắn một điểm bề bộn đều không thể giúp, đã như vậy, vậy không bằng thành thành thật thật đến bên cạnh ở lại đó, chờ kết quả là đã thành. Quản dịch vẫn là có chút không yên lòng, nhỏ giọng nói, chúng ta là không phải phải đợi người này tỉnh lại, đem hắn biết rõ sự tình đều hỏi xong về sau mới kéo qua đến giải phẫu. Vạn nhất hắn đã chết không, Trần Húc nghĩ nghĩ, quả quyết nói, hiện tại tựu giải phẫu. Vừa rồi ngươi cũng đã nghe được, người này trong thân thể khả năng thật sự có quả bum, như vậy cái này quả bum rốt cuộc là như thế nào kiếp nổ hay sao? Có thể hay không tại chúng ta thẩm vấn hắn thời điểm, hắn tựu sẽ thông qua nào đó phương pháp đem quả bum kiếp nổ đâu này? Cái này hiểm chúng ta không thể bốc lên, ta thà rằng tin tưởng những này các khoa học gia, tóm lại, hết thảy chờ quả bum trước lấy ra rồi nói sau. Quản dịch gật đầu, Trần Húc lại nói, Ta hiện tại nhất định phải lên mạng liên hệ thầy của ta SMMS, nhất định phải đem những chuyện này nói cho hắn biết. Ngươi cho ta an bài một gian tuyệt đối giữ bí mật gian phòng A, phải có một đài có thể liên tiếp, kết nối đến mạng lưới máy tính, nói cho người của các ngươi, ngàn vạn không sẽ đối ta làm bất luận cái gì dám thị. Yên tâm, quản dịch cười nói, ta cái này an bài cho ngươi. Trần Húc nói chỉ điểm SMMS báo cáo rõ ràng cho thấy tại chuyện phiếm, nhưng vấn đề là hắn hiện tại muốn không chuyện phiếm cũng không được. Dù sao tất cả mọi người đưa hắn cùng SMMS quan hệ định vị tại thầy trò lên, hơn nữa cũng cũng biết, Trần Húc cái này đồ đệ tuyệt không, coi như là dịch thủy hàn, trên cơ bản cũng chưa từng thấy qua SMMS mấy lần, nhưng là mỗi lần SMMS có chuyện gì, đều là theo Trần Húc trong miệng nói ra. Cái này đã nói lên hắn và vì kia mạng lưới chi thần nhất định là thường có liên hệ, cho nên hiện tại ra loại chuyện này, Trần Húc tự nhiên cũng muốn làm một cái hướng lên báo cáo tư thái. Kỳ thật Trần Húc mở ra máy truyền tin về sau đầu tiên liên lạc với đúng là Jimmy. Tại Trần Phỉ tiểu tử kia trông giữ cùng thôi miên xuống, hiện tại Jimmy đã là Trần Húc một đầu tuyệt đối trung quyền rồi. Tuy nhiên Trần Phỉ không có khả năng như Mễ Ngóa Đức như vậy trở thành một loại linh hồn phương thức cưu chiếm thức sao, nhưng là dùng thôi miên hiệu quả mà nói, trên cơ bản tác dụng còn thật là tốt đấy. Không riêng gì Jimmy, ở trên đảo lưu lại cái đám kia các khoa học gia, hiện tại cũng đúng SMS cùng Trần Húc đã có tương đương trung thành. Trần Húc đầu tiên sắp sửa sóng âm vũ khí tư liệu chia hắn, lại để cho hắn tranh thủ thời gian chế tác một đám liền mang theo thức tiểu nhân lần sóng âm vũ khí đi ra. Loại vũ khí này hiệu quả, trên cơ bản đối phương coi như là cái người dưới tình huống đều có thể phát ra nổi tác dụng, có thể nói là ở nhà lữ hành, giết người phóng hỏa thiết yếu vũ khí, vì mọi người an toàn, Trần Húc sẽ không để ý đem loại vũ khí này bỏ niêm phong. Còn một nguyên nhân tựu là lần sóng âm vũ khí phi thường dễ dàng chế tạo, chỉ cần đã có sẵn bản vẽ có thể dùng ăn sạch ở trên đảo thiết bị cùng kỹ thuật dự trữ. Chắc hẳn một hai tuần lễ nội là có thể trực tiếp xuất ra thành phẩm. Sau đó, Trần Húc hỏi thăm Jimmy có quan hệ loại này robot vấn đề. Trần Húc tại tiểu mấn cơ sở dữ liệu chính giữa thấy được Terminator sung kết giả bộ 4 Terminator sung kết giả 2012, tại 2012 chính giữa, trong đó một trong những nhân vật chính tựu là bị ngủ say, bị thông qua loại thủ đoạn này sửa chữa nhân loại, không giống với hoàn toàn theo dây chuyển sản xuất bên trên đi xuống ma quỷ Terminator sung kết giả nhóm, đám bọn họ, loại này sửa chữa, này đây nhân loại làm cơ sở khuôn mô hình xây dựng, sử dụng hợp kim máy móc tứ chi thay thế nhân loại vốn có tứ chi, lại để cho bị cải tạo người có được càng cường đại hơn cùng lực lượng đáng sợ. Nhưng là, Trần Húc hiện tại còn không dám xác định, cái kia số 7 kỹ thuật trình độ đến cùng cao bao nhiêu, nhớ rõ tại 2012 chính giữa, bị cải tạo nhân vật chính tính cả đại não đều bị thay thế trở thành sinh vật máy tính, nhưng là cái này số 7 giống như không có cao như vậy tiêu chuẩn. Ngài là nói máy móc tay chân giả sao, là, Taro tổ chức tại tối thiểu 10 năm trước cũng đã sơ bộ nắm giữ loại này kỹ thuật. Jimmy hồi đáp, nhưng là cái này kỹ thuật giữ bí mật trình độ phi thường cao. Ta cũng không rõ ràng lắm ở bên trong tình huống, máy móc tay chân giả, nhân công nội tạng cái này hai chủng kỹ thuật thủ đoạn là Taro vượt lên đầu hậu thế giới thẻ đánh bạc. 10 năm phát triển, chỉ sợ bọn họ thật sự có năng lực đem người cải tạo thành loại này quái vật có phương pháp gì có thể xác định đây là taro thủ pháp? Trần Húc nghĩ nghĩ hỏi, ví dụ như tại tay chân giả bên trên có cái gì không ký hiệu, ví dụ như made in China các loại. Đây là không có, bởi vì máy móc tay chân giả xuất hiện tuy có thể tạo phúc thế giới, nhưng là Tarot hoàng đế là cái hùng tâm bừng bừng dã tâm ra, hắn sẽ không đi nghĩ đến đem cái này kỹ thuật dùng cho dân dụng phương diện. Căn cứ suy đoán của chúng ta, Tarot mới đầu đối với cái này hàng kỹ thuật nghiên cứu ước nguyện ban đầu, chính là vì dùng cho chiến tranh chỉ có taro có thể làm được sao? ích tổ chức đâu này? căn cứ tình báo của chúng ta, ích tổ chức cùng taro nghiên cứu phương hướng mặc dù lớn thể nhất trí đều là hy vọng thông qua đối với nhân thể tiến hành cải tạo do đó làm cho nhân loại có được càng thêm lực lượng cường đại. nhưng là song phương nghiên cứu con đường lại không là đồng dạng, cái này cũng cùng song phương kỹ thuật dự trữ có quan hệ. jimmy nói năm đó pro theo ích trong tổ chức phân liệt lúc đại bộ phận thần kinh học chuyên gia cùng nhân công khí quan chuyên gia đều gia nhập vào pro chính giữa cho nên tại đây một khối taro thực lực phi thường hùng hậu coi như là X tổ chức cũng không cách nào bằng được. Mà hai điểm này đúng là nhân tạo tay chân giả cùng nhân công khí quan chuyên nghiệp nhân tài. Về phần X theo chúng ta trước kia lấy được tư liệu chính giữa đến xem, bọn hắn chú trọng hơn tại lợi dụng dược vật một loại, còn có gen học được khai phát nhân thể tiềm lực. Cho nên lúc ban đầu tại Pro trong có câu nói đùa, nói nếu như trong tương lai phát sinh lần thứ ba thế chiến, chủ đạo toàn bộ chiến tranh tất nhiên là Pro cùng X song phương kết quả đến lúc đó khả năng tựu là máy móc x men đại chiến người khổng lồ xanh nhìn lời này trần húc cười nói chiếu ngươi nói như vậy X tổ chức dưới trướng cũng chưa chắc tự là người khổng lồ xanh nói không chừng sẽ là siêu nhân hoặc là spider -Man.